như đang cử động, dường như họ lạc vào khu rừng toàn cây ăn thịt người vậy. Khoảnh khắc trước khi quả lựu đạn phát nổ, bà Tang lại lần nữa chìm đắm vào ảo giác, trước mắt anh ta, tất cả đều quá quen thuộc, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của quá khứ. Khi Ba Tang lắc mạnh đầu tỉnh táo trở lại, quả lựu đạn đã ở gần trong gang tấc. Nói là Ba Tang nhảy xuống nhưng xem ra anh ta bị nổ văng xuống thì đúng không, chỉ thấy Ba Tang lăn vào trong bụi cây, loáng cái đã biến mất tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây, hướng về phía lùm cỏ, họng súng đã ngắm chuẩn vào ba tang từ trên cao nhảy xuống. Trác Mộc Cường ba ở trên trái hắn, rút sao săn ra, phù con dao bắn vút đi, tên kia chung dao vào cổ tay, cả loạt đạt đều sượt qua bên người ba tang. Ba tang đã lấy lại được bình tĩnh, họng súng liền xả ra lưỡi lửa phẫn nộ bắn cho tên kia nở hoa khắp người, cho tới khi băng đạn hết nhẵn, ba tang mới dừng lại. Ba tang lúc này quần áo bị cào rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt trông như hung thần ác sát. Trác Mộc Cường ba thấy anh ta say máu như vậy cũng không khỏi ghê người, vội vàng nói, được rồi, giờ kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết, trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau rút thôi. Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem luốc lồm cồm đứng lên khỏi bụi rậm, ba tang lấy làm tức giận, bực tức quát, tay chân luống cuống, chẳng ra bộ đội đặc chủng cái giống gì cả. Từ lúc nổ súng đến khi trận chiến kết thúc, cả quá trình diễn ra trong chưa đầy 5 phút đồng hồ, Ngoại trừ Trác Mộc Cường Ba khắc chế được một tên địch, Trương Lập, Nhạc Dương đều tỏ ra thất thố, so với biểu hiện lúc huấn luyện thì còn kém rất xa. Trác Mộc Cường Ba đi tới trước mặt Ba tang nói, tuy đều trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng họ cũng như tôi, trước nay chưa từng nổ súng giết người bao giờ, chuyện này cũng không trách họ được. Ba tang giận dữ chừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, còn định nói gì đó, bỗng nhiên đẩy mạnh gã sang một bên. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, sau đó nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy đầu vai Ba tang vé máu rồi anh ta ngã ngửa ra, con dao săn theo đó lao vút khỏi tay, hừ một tiếng, kẻ vừa nổ súng trúng dao ngay cổ học, máu bắn vọt như suối phát ra tiếng ỏng ọc, chỉ thấy máu vẫn nổi bong bong khí, nhưng nạn nhân thì đã không thể thở nữa, chẳng mấy chốc có rúm người lại ngã xuống chết nốt. Thì ra là tên bị chắc một cường ba đánh cho ngất xỉu lúc nãy, chắc một cường ba dùng sức chưa đủ, hồi sau hắn tỉnh lại, mà gã thì sợ ý quên mất không lấy hết vũ khí trên người hắn. Bị thương nặng không? trác mộc cường ba định đỡ ba tang dậy thì bị anh ta thô lỗ đẩy ra xa rồi quát khắt lên mẹ nó giết người lại không giết chết anh làm đội trưởng cái mẹ gì thế trác mộc cường ba sầm mặt xuống không nói gì nữa ba tang ngồi dưới đất thở hồn hển vì những ảo giác vừa trông thấy trương lập tưởng anh ta bị thương nặng liền đưa băng gạc cho nhưng lại bị ba tang cự tuyệt ba tang để tâm trí bình tĩnh lại rồi tự xé cái áo đã rách bươm ra dịp vào cầm máu nhìn con rắn hổ mang bị nhạc dương bắn cho đứt thành ba khúc, anh ta cười khẩy châm biếm bắn chuẩn lắm. Thực ra là muốn bóng bẩy bảo nhạc dương, cậu chẳng bắn chúng tên địch nào hết. Nhạc dương lật một cái xác lên, thấy trên người chết không có quân hàm gì, y phục cũng không giống quân trang của đội quân chỉnh tề, liền nghi hoặc hỏi, không phải quân du kích à. Ba ta nghe tiếng, liền chụp lấy một thi thể bên cạnh, giật vạt áo hắn lên, sắc mặt lập tức đanh lại, là bọn buôn ma túy. Theo những tư liệu họ tra cứu được, hình xăm rắn hai đầu này được thành viên của một tổ chức con nằm trong tổ chức của ba tên trùm ma túy hàng đấu sử dụng. Trong rừng rậm, quân du kích Colombia đương nhiên là thế lực lớn nhất, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu của chúng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Colombia, tuy nói là cũng tham gia trồng cấy, gia công vận chuyển ma túy, nhưng đối lập với chính phủ mới là mục đích của chúng, còn bọn buôn lậu này thì hoàn toàn khác, chúng dựa vào ma túy để sống, rừng sâu biên giới xưa nay đều là con đường thích hợp nhất để chúng vận chuyển ma túy, bọn chúng ở trong những khu vực được gọi là không người này thật chẳng khác nào như về nhà mình. Lại còn có buôn bán qua lai với các bộ tộc người anh điên nữa. Nếu nói quân du kích là hổ là sói trong rừng nhiệt đới, thì bọn buôn ma túy lần mò khắp trốn, thế lực phức tạp đa đoan vươn dài đi khắp các quốc gia châu Mỹ chính là cáo, là rắn của rừng già. Trong rừng nhiệt đới này, dây dưa với chúng, so với đụng độ quân du kích còn khó chịu hơn nhiều. Quân du kích truy sát bọn trác mộc cường ba là vì bọn gã liên quan đến cái chết của các thành viên của chúng, còn bọn buôn ma túy này sao cũng gia nhập hàng ngũ những kẻ truy kích. Nhất thời cả bọn còn chưa kịp nghĩ xem là duyên cớ gì, tiếng súng đã lại vang lên. A à một tiếng, lần này người chúng đạn là nhạc dương. Vài viên đạn bắn xuyên qua ba lô leo núi, chúng ngay mông anh chàng, cũng may là cái ba lô đã giảm bớt lực đạn nên mới không bị thương nặng. Đồng thời cả bốn người cùng hiểu ra, kẻ địch không chỉ có năm người mà là chia thành hai nhóm, năm tên đi trước chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để dụ cho bọn họ để lộ hình tích. Không biết kẻ địch số người trang bị thế nào, bốn người vừa ngoác miệng ra chửi, vừa tản ra chạy trối chết. Trước khi đi, Trương Lập nấp sau gốc cây, rút một sợi chỉ ở chỗ rách trên áo ra buộc chốt an toàn quả lựu đạn trên tay một tử thi quàng vào một bụi cây buộc phải đi qua, tổng cộng mấy bảy giây đã làm xong một cái bẫy mìn đơn giản, hy vọng có thể cản bước kẻ địch lại thêm một lúc. Gonzales quả không hổ là con cáo già của rừng nhiệt đới, Dựa vào tư liệu Merkin cung cấp và tin tức ở Putumayo đưa về, hắn biết bốn người này chắc chắn có khả năng chiến đấu nhất định. Vừa tiến vào rừng, hắn lập tức dựa vào mật độ cây cối để phán đoán mục tiêu, phạm vi nhìn thấy được trong rừng vào khoảng trên dưới 200 mét, nên hắn chia thủ hạ thành hai nhóm, đi cách nhau 500 mét, phát hiện kẻ địch một cái là hô ứng được với nhau luôn. Phía trước vừa vang lên tiếng súng, nhóm của hắn liền chầm chậm lặng lẽ áp sát, kẻ địch ẩn nấp rất tốt, nhất thời không thể nắm bắt được toàn bộ động hướng của đối phương, nên bọn hắn chỉ im lặng quan sát. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ kẻ địch lại phản ứng thần tốc đến thế, vừa đụng độ đã giải quyết xong năm tên rồi, xem ra bốn người này không phải là hạng tầm thương. Hướng về phía bọn trác mộc cường ba bỏ chạy, Gonzales một tay cầm súng, một tay nâng băng đạn, thân hình mập lùn của hắn trong ánh lửa trở nên dũng mãnh mà hung ác. Gần trăm viên đạn đã sạch trơn, cũng không biết rốt cuộc bắn chúng được mấy người, Gonzales bắn đã đời xong mới ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh, đuổi tiếp. Hai tên thủ hạ bên cạnh vừa chạy được vài bước, Gonzales chợt nghe một tiếng cách như có thứ gì vừa tuột ra, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể mập mạp lắn sang một bên như trái bong, kế đó chỉ nghe ầm một tiếng. Lúc Gonzales đứng dậy, đã có thêm hai tên hạ thủ nữ ngã xuống, một tên đứng gần đó vẫn chưa hết hoàn hồn, nói, đại ca còn đuổi nữa không? Sắc mặt Gonzales dần chuyển sang màu xanh, đám thủ hạ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo đến độ áp chế người khác đang tỏa ra trên người đại ca của chúng cuối cùng gonzales lạnh lùng nói phong tỏa đường sông gọi trực thăng đi nói đoạn liền dẫn lũ tàn binh rút lui bụi gai chằng chịt cây lớn cản đường mãnh thú ẩn mình những thứ này đều không thể cản bước những kẻ đang chạy trốn không thể nghĩ ngợi quá nhiều nữa nếu muốn sống sót trong cánh rừng nhiệt đới này vậy thì phải tranh đoạt thời gian với bọn người đang truy đuổi phía sau kia tiếng súng đầu tiên vang lên hẳn là đã thu hút các nhóm vũ trang ở khu vực quanh đây lại, nếu muốn thoát khỏi cánh rừng này, thì bộ phải thoát trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, hình thành vòng vây khép kín. Quần áo bị móc rách, chân tay bị trà đến xương rộp lên, ba lô sau lưng nặng như núi đa, những thứ này đem so với sinh mệnh cao quý thì có đáng là gì đâu chứ. Bốn người dường như đã chọn phải con đường cỏ cao, cây rừng lại dày đặc, xem ra là khó đi nhất, nhưng đây mới chính là kết quả của một sự lựa chọn kỹ càng. Mặc dù đi theo hướng đông là sẽ tới được đích đến, nhưng đó lại là con đường dài nhất thì buộc phải đi theo hướng vắt ngang mà thôi bọn truy đuổi phía sau không biết còn có bao nhiêu người nhưng chỉ nghe tiếng súng sau lưng vang lên liên miên không dứt là biết hỏa lực của kẻ địch cực mạnh rồi bốn kẻ đào tẩu đáng thương thê thảm nhất là đến giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dường như từ lúc bước chân vào khu rừng này họ đã bị sắp đặt sẵn cho số mệnh bị truy đuổi rồi vậy tuy trong lòng đều lấy làm bực tức bất bình miệng thì không ngừng nguyền rủa mắng chửi có người còn khập khà khập khiếng nhưng tất cả đều chạy nhanh như bay. Dần dần phía sau không còn nghe động tính gì nữa, tiếng súng dường như cũng dừng lại, nhưng bốn người đều không có ý định dừng chân, cả bọn đều hiểu rõ, vùng này là thiên hạ của kẻ địch, xung quanh còn không biết còn có bao nhiêu tên khác nữa. Kẻ địch không có động tính, không có nghĩa là bọn chúng đã ngừng truy bắt, nhất định có hành động gì đó quy mô còn lớn hơn đang đợi chờ bốn người họ phía trước. Tây rừng phía trước mỗi lúc một thưa thớt, bờ sông đã ở ngay trước mắt, tiếng nước róc rách như vẫy gọi họ tới con đường sáng trong lòng bốn người khấp khởi một tia hy vọng. Thế nhưng, đúng lúc họ dừng lại, ép mình sau gốc cây quan sát tình hình, bỗng nhiên thấy hai chiếc cano phạch phạch đi ngược chiều nhau trên mặt sông phía trước, còn một giải ven rừng hình như cũng có vô số bóng người đang di động, dường như còn có cả tiếng chó sủa. Rõ ràng họ đã chậm mật một bước, kẻ địch đã hoàn thành được vòng vây, chẳng những phong tỏa đường sông, mà còn phái người bắt đầu lục soát trong rừng, ba tang ngửa mặt nhìn lên trên, rồi lại bắt đầu chửi bới. Nhạc Dương lật đi lật lại xem mấy tấm bản đồ vệ tinh, hy vọng tìm ra cách đột phá vòng vây, Trương Lập thì cứ mó máy khẩu M4, đếm xem còn bao nhiêu băng đạn, còn bao nhiêu viên đạn. Nhạc Dương quan sát xung quanh rồi phân tích sơ bộ, nhóm ở khoảng rừng bên trái không dưới 50 tên, bên phải cũng khoảng 3-40 tên, dựa vào cách ăn mặc của chúng thì ít nhất cũng có một phần là quân du kích, mấy người quân ta không thể cùng lúc chống chọi lại nhiều kẻ địch như thế được, hơn nữa bọn chúng còn có cho săn chẳng mấy chốc là dựa được vào mùi hơi để tìm thấy bọn này, còn trên sông thì đã bố trí cano tuần tra, gần như cứ 5 phút lại có một cano chạy qua, với tầm nhìn trên sông, bất kể là họ lao ra vào lúc nào cũng đều bị kẻ địch phát hiện ngay lập tức. Từ trên cao quang dây nhảy qua, bơi qua, cho nổ thuyền làm kẻ địch chú ý, thừa cơ tẩu thoát từng ý nghĩ hình thành trong đầu nhạc dương, rồi lần lượt bị phủ quyết. Anh chàng thở dài nói, vừa có quân du kích, vừa có bọn buôn ma túy, đánh chẳng được mà chạy cũng không xong, giờ xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ chết thôi. Trương Lập nói, thật đúng là đen đủi, cả tại sao mình chết mà cũng không biết nữa, thiên lý ở đâu chứ? Ba tang khan giọng quát, cầm miệng, một chút khó khăn nhỏ xíu đâu đáng để thở vắn than dài như thế. Một chút khó khăn hả, Trương Lập đứa người, đại ca ba tang của tôi ơi, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chúng ta đã cùng đường mạt lộ rồi hay sao? Ba tang chỉ cười khẩy thay lời đáp. Chưa chắc đâu, cuối cùng chắc Mộc Cường ba cũng lên tiếng, gã bảo bốn người tụm lại, thấp giọng nói, "Như vậy. Như vậy." Đội Tầm Nã đã nhận được mệnh lệnh, tìm kiếm gắt gao ở khu ven sông, nhưng không được vào sâu trong rừng. Nhóm dẫn chó lùng sục bên cánh trái đang cẩn thận tra xét những nơi có thể ẩn náu, đột nhiên con chó săn bỗng dựng đứng lên, kéo căng dây xích chạy về phía đông. Tên dắt chó phát hiện có chuyện, lập tức gọi đồng bọn chạy theo. Đi theo chó săn, chúng tìm thấy một vật trông giống cái bình bọc trong đống vải, đang tỏa ra một mùi hương kỳ quái chính thứ mùi này đã kéo chó săn tới đây. Tên dắt chó liền cầm món đồ bọc vải ấy lên, tạch một tiếng, sợi dây phía dưới bọc vải đứt làm đôi, tên dắt chó thoáng ngẩn người. Ánh lửa lóe lên, bùn đất bắn tung tóe hất tung cả người lẫn chó lên cao. Những tên còn lại thấy bóng người thấp thoáng, rõ ràng đã lẩn vào trong rừng, cả bọn vội vàng chạy theo. Đám người bên phải nghe thấy tiếng nổ, cũng chạy tới, rõ ràng nghe thấy người phe mình phía trước đang hỏi, người đâu? Bọn chúng vừa định trả lời, đã bị một con dao săn ở đâu bay tới đâm chết một người, cái đó là tiếng súng, hỏa lực của đối phương hình như là khá mãnh liệt. Đám người bên phải nổi điên lên, không hề khách khí nổ súng đáp trả. Khi hai bên bắn nhau túi bụi, bốn kẻ gây chiến đã len lén lùi ra xa hơn trăm mét, vòng qua hai phe đang giao chiến, đến chỗ ngã tư sông. Vốn là cano tuần tra phong tỏa đường sông hô ứng từ xa, tuyệt đối không có một kẽ hở nào, nhưng khi chúng nhận ra hai bên đang giao chiến rõ ràng đều là người mình, tự nhiên là phải gào thét cản lại. Trong lúc sự chú ý của người trên thuyền tập trung cả lên bờ, không ai phát hiện ra, bốn trái bóng khổng lồ màu xanh lục lăn xuống sông, kế tiếp đó, bốn cây cọc gỗ không có gì nổi bật chìm vào mặt nước, chớp mắt đã biến đi trong tầm mắt. Cuộc đấu súng kéo dài 10 phút mới lắng xuống, sau khi phát hiện là người phe mình, cả hai bên đều chỉ trích đối phương khai hỏa trước, nhưng cuối cùng cũng không làm cho rõ được tại sao cả bọn lại lao vào bắn nhau túi bụi như thế. Bọn chúng làm sao biết được, nếu nói về chiến tranh du kích trong rừng trung quốc mới chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích hiện đại bên kia sông một kẻ đang náu mình trong rừng sâu buông chiếc ống nhòm điện tử xuống gương mặt gầy đét hiện lên nét cười khinh khinh vậy mà cũng thoát đi được xem ra vẫn còn may lắm hê hey, mày là ai đứng yên đó giơ tay lên sau giơ cao cả hai tay theo yêu cầu của đối phương đồng thời dùng tiếng địa phương nói đừng nổ súng ta là bạn của gonzales y chậm chậm quay người lại một nhóm du kích chừng 10 tên đang đứng trước mặt, tên dẫn đầu nói. Hắn bảo cái gì, tao có nghe lầm không hả? Hắn bảo hắn là bạn của thằng mập, ha ha. Hay, đừng cử động, đừng đung đưa mà lại. Một tên du kích giơ súng lên ngắm vào sau, bảo y đứng yên chẳng qua là để ngắm chuẩn hơn một chút. Tiếng súng nổ vang, chỉ thấy bóng xám phía trước lóa lên, không ngờ lại không bắn chúng. Sauce đã bổ nhào vào rừng câu trước khi viên đạn bắn tới một giây, sau lưng súng nổ liên hồi, Mặc dù Sauce tránh được hết cả loạt đạn, nhưng cuộc đụng độ bất ngờ này cũng làm y lăn lộn khốn đốn một phen. Mặt mũi dính bê bết bùn đất. Sauce bừng bừng tức giận, lũ chuột vô chi, không ngờ lại dám nổ súng vào ông chúng mày đâu, để ông cho chúng mày nếm thử luyện tâm đạn cỡ nhỏ. Sauce can tao xin thề, nhất định phải khiến chúng mày chết khổ chết sở. Không biết thứ gì trong bụi cây ném ra, mấy tên du kích tưởng là lựu đạn, liền thụp người xuống sát mặt đất. Vật kia nổ giữa không trung, nhưng không có mảnh đan bắn tung tóe mà là vô số dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tưới hoa một thứ mùi kỳ dị lan tỏa khắp trong không khí đám du kích lần lượt đứng lên chạy được tới chỗ sau so nấp thì đã không thấy người đâu lúc này chúng mới chú ý đến thứ dịch thể kia nhìn những mảng xanh lốm đốm trên người đồng đội cả bọn nhốn nháo hỏi nhau cái thứ gì đây mùi gì thế nhỉ phì phì cái thứ này đắng quá hê hey, lại còn hơi ngòn ngọt, ngọt nữa là cái quái gì nhỉ a à, mắt tao thứ đó rơi vào mắt tao rồi không thấy gì nữa. Có phải có độc không? Mau giúp tao rửa sạch nó đi. Quân du kích quanh năm sống trong rừng hiểu rõ thế nào là độc hơn người bình thường rất nhiều, bọn chúng kinh hồn hoảng vía, vội vàng chạy đi kiếm huyết thanh. Sauce đứng nghiêng người dựa vào gốc cây vẫn chưa hết cơn giận, lẩm bẩm thầm nhủ, đây vốn không phải thứ dành cho chúng mày, tự chúng mày chuốc vào đấy nhé. Hư, chạy hả, chỉ cần chúng mày còn ở châu Mỹ, thì đừng hòng thoát chết. Sauce lại lấy ra một cái lọ thủy tinh, lầm bầm như niệm chúng, hoàng hậu của ta, đi triệu tập thủ hạ của mày đi, mang bọn người vô tri ngu xuẩn kia xuống địa ngục cho chúng biết thế nào gọi là luyện tâm. Nắp bình mở ra, một con ong vàng to tướng dài phải đến 5cm cửa quậy chen ra khỏi miệng bình nhỏ hẹp, phảng phất như bị thứ gì đó kích động, nó hưng phấn đảo lên không chung mấy vòng, rồi đập cánh bay vút đi. Nếu đám du kích kia mà biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ đến hồn vía lên mây mất, con ong vàng ấy có một cái tên mà người ta chỉ cần nghe thôi đã thấy táng đẩm kinh hồn rồi ong sát nhân châu Mỹ. Tiếng phạch 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 từ xa vang lại, nhưng không phải con ong vàng kia bay đi rồi trở lại, mà là một thứ to hơn ong vàng mấy lần đang từ phía tây bay tới phía đông. Sos nhìn ba chiếc trực thăng phía xa, cho mày nói, đến nhanh quá, xem ra cứ nên rời khỏi mảnh đất thị phi này trước thì hơn. Ký ức tái hiện, ục 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 lặn dưới nước một đoạn, bốn người bọn trác một cường ba tìm một nơi tương đối ẩn mặt để lên bờ, thoát khỏi vòng vây, đi vào một cánh rừng khác. Tuy có hơi lệch so với tuyến đường trong kế hoạch ban đầu, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Còn chưa đứng vững chắc, đã nghe tiếng cánh quạt phành phạch trên cao, ba chiếc trực thăng trao lượn như ba con chuồn chuồn đen kịt, hai bên nách không ngừng giải một thứ bột trắng xuống khu rừng. Dù không biết là gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải thứ tử tế, chỉ thấy vô số chim chóc láo nháo bay lên chạy trốn, nhưng vừa chạm phải màn xương bột ấy, liền bị chết cống trong khoảnh khắc, thân thể cứng đờ rơi bịch xuống dưới. Trương Lập vẫn chưa hết sợ nói, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không ra khỏi cánh rừng đó được rồi. Nhạc Dương thắc mắc, chẳng qua là đối phó bốn người chúng ta thôi, dùng đến cả trực thăng như vậy chẳng phải là lấy đại pháo bắn mũi sao. Hơn nữa, giải thuốc sát trùng như vậy, lá cây trong rừng rậm sẽ che chắn hết, đâu có để rơi đến chỗ chúng ta được. Lời còn chưa dứt, Trương Lập đã đờ người ra huyết tay anh chàng, cậu cậu xem kìa, lá lá cây rụng hết cả rồi. Rừng cây vốn đang xanh um tùm tươi tốt, cánh lá vừa chạm phải bụi phấn kia liền chuyển sang màu vàng, khô héo rụng rời. Nhạc dương kinh hãi thốt lên, bọn chúng, bọn chúng dám dùng cả vũ khí sinh hóa cơ à, đáng sợ quá. Ba tang lạnh lùng nói, có thời gian ở đây sợ sệt, chỉ bằng chạy nhanh hơn một chút đi. Trác Mộc Cường ba không dừng bước chân, nói, đúng vậy, chỉ cần chúng không phát hiện ra xác chúng ta trong cánh rừng đó, tất sẽ biết chúng ta đã chạy thoát. Điều chúng ra cần nhất bây giờ là một tuyến đường chính xác, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Những kẻ này thật đáng sợ quá, cứ như chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì đó, nhưng Nhạc Dương cứ gật đầu gật đầu cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng, Trương Lập đành rảo nhanh bước chân, đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba và Ba tang chúng ta không làm chuyện gì quá đáng, không thể nào cùng lúc đắc tội với cả quân du kích lẫn bọn buôn ma tuy được. Tôi vẫn kiên trì ý kiến cho rằng, đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để nâng cao năng lực thực chiến của chúng ta. Cường ba thiếu gia, trước khi xuất phát không phải anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta đã đủ năng lực đi tìm bạc ba la thần miếu rồi hay sao? Tôi nghĩ, chính vì nguyên nhân này, chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy đấy. Chắc một cường ba cúi xuống ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu nói, thế này chắc không đâu, giáo quan mà làm như vậy, thì không khỏi có hơi quá đáng rồi. Bất kể thế nào, nếu thoát hiểm được, nhất định tôi sẽ liên lạc với bà chẳng ấy, nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành xem rốt cuộc là cô ta dở cho gì. Bốn người lúc nãy, người nào cũng đầy mình thương tích, vừa nãy chạy hết tốc lực trong rừng, có nhiều chỗ bị cao, bị móc rách ra rách thịt, có loài cây còn chứa cả độc tố nhẹ, vết thương bắt đầu sưng vù đỏ tấy lên, lúc nãy vì giữ mạng nên cả bọn đều quên cả nỗi đau thân thể, còn bây giờ đã chạy khỏi vòng vây, cơn đau như thiêu đốt bắt đầu trở nên rõ rệt. Trong bốn người có hai người bị trúng đạn, nhưng thậm chí họ còn chẳng có thời gian dừng lại băng bó vết thương nữa. Nhìn tình cảnh trước mắt, điều làm Trạc Mộc Cường ba lo lắng hơn cả không phải nhóm người của mình, nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ ra sao rồi nhỉ? Bọn họ có đụng độ với quân du kích không? Không chắc là không có chuyện gì đâu. Trương Lập quay đầu nhìn cánh rừng họ vừa bị bao vây, người đi trong ấy thì chậm, nhưng máy bay trực thăng thì chỉ mật ba mươi phút là giật hết một vòng. Anh quay sang hỏi Nhạc Dương, cậu có ý kiến gì hay không? Nhạc Dương nói, giải thuốc độc như bọn chúng thế này, sợ nhiều lắm chỉ cần một tiếng đồng hồ là xong hết tới lúc đó không phát hiện ra hy thể chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tăng hết tốc lực đuổi theo. Dù nói là chúng ta tiến về phía Bắc, có lẽ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng, song thế nào thì cũng vẫn là đang tiến sâu vào hang ổ của quân du kích, bọn chúng người đông thế mạnh khó đảm bảo chúng ta không bị phát hiện được. Vì vậy, tôi thấy, cần nhất là phải chọn một con đường tẩu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực của chúng. Từ đây cắt ngang cánh rừng này, thẳng tiến về phía trước, rồi vượt qua hai hoặc ba cánh rừng nữa, sau đó chuyển hước đi về phía đông, làm một cái bẻ gỗ đơn giản, đi xuôi dòng nước, đây là cách đào tẩu nhanh nhất trong những cách tôi nghĩ ra rồi đấy. Mọi người thấy sao? Bốn người vừa dảo bước tiến nhanh vừa đưa mắt trao đổi, biểu thị đồng ý. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng với tốc độ của chúng ta hiện nay, sợ rằng chưa đi được xa như thế đã bị chúng đuổi kịp mất rồi. Nhạc Dương lại nói, đúng vậy, trong khu rừng đầy bụi gai này nếu chỉ dựa vào sức người mà muốn đi nhanh thì không thể được, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đi kiểu thế này nữa thấy mọi người đều tròn mắt lên nhìn mình, ánh mắt anh sáng lóe lên, có thấy vượn người ở Thái Sơn bao giờ chưa? Nói đoạn, anh ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay có một bầy khỉ đuôi sóc dừng lại trên ngọn cây, dường như cũng biết mấy người bên dưới không thể làm hại gì mình, bọn chúng vẫn vô tư hỉ hả vui đùa. Chúng nhảy từ chỗ chạc ba này sang chỗ chạc ba khác, những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ hơn không thể nhảy qua được, một con khỉ to sẽ móc tay móc chân vào một cành cây, đuôi quấn vào một cành khác, thân mình làm cầu, bọn khỉ con liền đi qua một cách dễ dàng. Ba người còn lại cũng hiểu ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn những thân cây khổng lồ nằm san sát, cành cây nối nhau to ngang người ôm, có cây còn mọc rễ nơi chạc ba buông xuống sát mặt đất, nhiều cây khác thì bị các loại dây mây dây leo quấn tròn xung quanh. Trương Lập nhìn cánh tay băng bó của Ba Tang, lẩm bẩm nói, như vậy được không? Nhưng mà cũng nên thử một phen coi sao. Trác Mộc Cường ba nói, không vấn đề gì đâu, đến lúc xem thành quả huấn luyện của chúng ta thế nào rồi muốn lên cây, trước tiên phải bỏ lại một phần trang bị, nếu không, đừng nói là vượn người Thái Sơn, mà cả tác răng cũng chẳng thể đeo ba bốn mươi cân trên lưng mà nhảy nhót như bay trong rừng được. Nói làm là làm luôn, bốn người ném hết các đồ bằng sắt, từ sẻng sắt, nồi sắt, bình nước sắt, đinh tán dùng leo núi, phòng số 8, đinh chốt, tời kéo, vì họ cảm thấy trong rừng già này dường như không có đất dùng tới những thứ này, sau đó cả lều bạt cỡ lớn cũng không cần nữa, thứ này tốt thì có tốt thật, nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng, có rất nhiều thứ bốn người chuẩn bị vì coi chuyến đi này chỉ như một cuộc du lịch dã ngoại, bây giờ ai nấy đều mệt nhoài lo giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Ngoài đồ hộp, bốn người chỉ giữ lại một phần thức ăn dinh dưỡng dạng nén, cho tới khi mỗi ba lô chỉ còn khoảng 10 cân, cả bọn mới trèo lên cây. Hồi trước khi băng qua rừng rậm nguyên sinh họ cũng từng làm chuyện tương tự như vậy rồi, thế nên tiến lên theo cách của loài khỉ thế này cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ thấy bóng bốn người trồi lên thụp xuống hoàn toàn không kém cạnh gì lũ khỉ vượn kia. Chỗ nào nhiều dây leo thì họ trực tiếp đu qua luôn, nhìn chuẩn phương hướng, rồi bám từ sợi này đu qua sợi khác, tốc độ di chuyển so với vi len lỏi tránh các bụi gai trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều. Tới chỗ nào ít dây leo hoặc không thể cầm nắm, bọn chắc một cường ba liền trực tiếp đi đường trên không, từ chạc ba cây này nhảy sang chạc ba cây khác, tuy là hệ số nguy hiểm cao hơn một chút, nhưng đem so với súng đạn của quân du kích và bọn buôn ma túy thì chẳng đáng là gì cả. Và lại, trên vai mỗi người đều đeo một cuộn dây thường cứu sinh một đầu buộc vào vật nặng, nếu có gì sơ sẩy thì vẫn còn có thể ném dây ra cứu mạng. Sử dụng phương pháp này, bốn người càng lúc càng rời xa vòng vây liên hợp của quân du kích và bọn buôn ma túy. Thế nhưng, trong rừng còn một bóng xám khác, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của việc bốn người tăng tốc. Y cầm roi dài trong tay, nhẹ vung một cái đã quấn vào cành cây cách đó hơn 10 mét, phiêu hốt lăng người đi, lăng tới điểm cao nhất, đúng vào khoảnh khắc thân thể hơi sướng lại đó, y dung tay một cái, rồi lại vung ra, đầu roi quấn vào một trạc cây khác. Tốc độ như thế, bọn chắc một cường ba vẫn còn kém rất xa. Đu người đi được một đoạn, y dừng lại dây lát trên trạc cây, lấy thiết bị kia ra, nhìn điểm di động trên đó, cười gần nói, tốc độ tăng lên rõ rệt rồi đấy. Ừm, dùng cách giống của tao hả, mấy thằng quát này trở nên thông minh rồi đấy. Ở trong rừng rậm, đáng lẽ phải tiến lên như vậy mới đúng. Bốn người tăng tốc tiến lên, bơi qua ba con sông, vượt qua ba cánh rừng, đến bên một dòng sông tương đối lớn, nước chảy khá xiết, chặt cây làm bè, dùng một cái cây non to bằng một cánh tay người làm xào trống, bắt đầu xuôi dòng. Trên bãi sông, một hàng cây cao khoảng 2-3 mét, lá cây to bản hình ô van, nhìn hơi giống là trà. Ba tang chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã hái lấy một nắm to mang theo lên bè. Nhờ vào nghị lực ngoan cường cùng thân thể rèn luyện trong đợt huấn luyện địa ngục, bốn người coi như đã cầm cự được đến giờ phút ngay, cho tới khi nằm trên bè gỗ, cả bọn mới bắt đầu thấy xương cốt rã rời, nằm xuống rồi là không muốn ngồi lên nữa. Lúc này có hai người vẫn còn đang cử động, chắc một cường ba, thân thể vạm vỡ ấy vẫn vươn thẳng lên cần phải có một người điều khiển hướng trôi của bè gỗ, kịp thời chống xào giữ cho bè không bị mặc cạn, bà tang cũng không dừng lại, vết thương bị đạn xuyên từ vai trước qua vai sau, cũng may là viên đạn xuyên qua khoảng giữa xương quai xanh và xương bả vai, không thương tổn đến vân cốt. Có điều họ chạy một mạch từ đó tới giờ, không có cơ hội băng bó vết thương cho cẩn thận và xử lý kịp thời. Bây giờ vết thương đã bắt đầu đỏ tấy và sưng lên, xung quanh chỗ sưng đỏ là một vòng màu xanh nhạt, một thứ dịch thể màu vàng nhạt dỉ ra nơi hai đầu vết thương. Nhìn vào vết thương ghê giận ấy, Trương Lập không dám tưởng tượng làm sao ba tang cầm cự nổi trong suốt quãng đường nhảy nhót đu dây trong rừng ấy. Lúc này, ba tang đang ngồi giữa bè gỗ, vừa máy móc dùng dao săn cậy vỏ đồng của viên đạn, đổ thuốc súng bên trong ra, đồng thời lấy thứ lá hái được ven sông, cho từng cái từng cái vào miệng ra sức nhai nát. Trương Lập rất muốn hỏi ba tang đang làm gì, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và đôi mắt dữ tợn kia, lại thôi không dám lên tiếng nữa. Một lúc sau, thuốc súng đã đủ dùng, ba tang bệnh vết thương ra, đổ thuốc súng vào đó, hai hàm răng cắn chặt vào cắn con dao săn, nỗi đau bị di vật kích thích thần kinh, khiến chán anh ta túa ra từng giọt mồ hôi. Trương Lập giờ mới hoảng hồn, vội vàng hỏi, ba ba tang, anh làm gì vậy? làm cái gì, ba tang ngẩng đầu lên, lấy con dao săn ra, miệng không ngừng nhai lá cây, sắc mặt trắng đền rợn cả người, tiếng nói nghe như âm thanh phát ra từ máy chúng ta không có thuốc kháng viên, không có thuốc giảm đau, đành phải tự nghĩ cách thôi. Khi hoa lửa lóe lên, khói mù bốc lên từ hai đầu vết thương, ba tang vẫn run lên bần bật, kế đó, anh ta đầm điểm mô hôi ngẩng đầu lên. Nhạc Dương và Trương Lập đều tròn mắt lên nhìn con người thép trước mặt đầy kính phục, cái trò chỉ có Stallone trong phim mới chơi, không ngờ nay đã thực sự diễn ra trước mắt họ. Lúc Trương Lập lấy bông băng băng bó cho ba tang, anh ta lấy ra một ống tiêm cơ ngực chuyên dùng khi giã ngoại hiệu tết tự tiêm cho mình, tuy hấp thụ chậm hơn một chút, nhưng so với tiêm vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì cả. Vì Trương Lập không cẩn thận lại chạm phải vết thương của ba tang, anh ta nhổ mạnh đống lá đã nhai nát trong miệng xuống sông. Nhìn đống lá cây còn lại trước mặt ba tang, Trương Lập hỏi, đây là cái gì thế? Ba tang bột miệng đáp, coca, lá coca, dùng gây tê giờ đỡ nhiều rồi hết đau rồi nhạc dương nói anh ba tang giỏi thật mặc dù đã tra cứu dữ liệu nhưng tôi không thể nhìn một cái là nhận ngay đó là lá coca được tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ phải đấy làm sao tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay là lá coca nhỉ lúc này ba tang mới trầm ngâm suy nghĩ lúc nhìn thấy cây coca anh ta chẳng nghĩ ngợi gì đã hái một nắm lớn rồi khi trương lập hỏi anh ta cũng buột miệng trả lời luôn giờ vết thương đã được băng bó anh ta mới thấy khó hiểu, sao tôi lại biết đây là lá coca nhỉ? Cùng lúc ba tan chất vấn bản thân, nước sông, cây cối, âm thanh của cây rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển như trong chóng trong, trong đầu anh ta. Ba tang nắm chặt mớ tóc đầu đinh một phân của mình, không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chảy ra khỏi ký ức, cuối cùng, chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ đó, cũng đang trôi trên một dòng sông thế này, trên mỗi bè gỗ có 4-5 người, người nào người nấy đều run rẩy sợ hãi nhìn chừng chừng vào rừng cây hai bên bờ, thần hồn nát thần tính. La La Chi nằm giữa bè, toàn thân máu tuôn như suối, đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua, một người thân hình cao lớn đang nhét lá coca vào miệng anh ta. Người đó là ai, bóng hình sao lại quen vậy, sao anh ta không quay đầu lại. Người kia đang nói với La La Chi, nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi thì sẽ hết đau. Cặp môi không còn chút máu của La La Chi khẽ mấp máy, gượng cười đùa đùa cái gì đấy ở đây sao lại có lá coca được người kia gắt lên ra lệnh nhai nát đi nhanh lên la la chi đành làm theo lời người đó a à, tiếng thét như đứt ruột xé gan của la la chi phảng phất như ở ngay bên trên ba tang bất giác ngửa đầu về phía sau thứ đó đã rút ra rồi là cái gì vậy hình như là một thứ vũ khí không là vũ khí chế từ xương động vật hay là giam nhanh của động vật làm sao có thể được răng nanh dài đến tận 30cm, động vật gì vậy? Có thứ động vơ nào như vậy sao? Ba tang đang chuẩn bị nhìn cho kỹ hơn, vết thương lại đau nhói lên dữ dội kéo anh ta từ hồi ức trở về hiện thực. Xin lỗi, lại chạm phải vết thương rồi, đại ca ba tang, anh không sao chứ? Trương lập thấp tha thấp thỏm hỏi. Ba tang nói, không có gì, ở nơi đó, chúng tôi cũng dùng thứ lá này chữa thương. Hả Trác một cường ba nghiêng tay, suýt chút nữa là chống cho cả bè gỗ bật lên khỏi mặt nước nhạc dương cũng bật ngồi dậy trợn mắt trừng trừng lên nhìn ba tang như không dám tin vào tai mình nhạc dương nhanh nhỏ hỏi trương lập trước trung quốc có cây coca không trương lập lắc đầu quầy quậy nói không biết có điều chắc tây tạng không có cái thứ này phải không đây là thực vật nhiệt đới cơ mà trác mộc cường ba lại nói anh còn nhớ gì nữa không ba tang ba tang lẩm bẩm nói tôi nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ có rất nhiều người chúng tôi trôi theo dòng sông giống hệt như lúc nãy anh ta tả qua lại hình ảnh vừa nhìn thấy làm mấy người trên bè vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ trác mộc cường ba hỏi tiếp ba tang anh nghĩ kỹ lại xem anh đã thấy những gì các anh bị thứ gì truy đuổi vậy có nhớ ra được không ba tang cố thử đi vào thế giới hồi ức đó một lần nữa chỉ để rồi nhận ra cố gắng thế nào cũng không nhớ được gì những hình ảnh vừa thoáng hiện lên trong óc cũng trở nên mờ mịt anh lắc đầu đáp lá coca bắt đầu có tác dụng rồi giờ tôi không nhớ ra được gì nữa. Trác Mộc Cường ba thầm thở dài một tiếng, tiếp tục chống xào tiến về phía trước, trong lòng gã cũng như bọn nhạc dương, trương lập, đều vẫn còn một dấu hỏi lớn. Bốn người đều đã thoa thuốc lên các vết thương nhỏ khắp người, viên đạn bắn trúng mông nhạc dương chỉ xuyên một nửa vào thịt, lúc chạy trốn rơi mất tiêu, vết thương cũng khô thành sẹo rồi, giờ lại xử lý theo đúng quy chuẩn, không còn gì đáng lo nữa. Bọn họ đều biết, lúc này mình đang ở trên hệ thống sông Putumayo cả, sông ngòi chẳng chỉ tỏa đi khắp hướng nhưng nếu cứ một mực xuôi dòng thì chắc chắn sẽ đụng phải lực lượng du kích trên tuyến sông chính vì vậy họ luôn dùng la bàn cẩn thận tránh để tình huống này xảy ra giữ cho thuyền đi về phía tây nếu dòng sông chảy về phía tây nam hoặc hướng nam họ thả bỏ bè vào rừng vòng qua một cánh rằng sang phía bên kia khu rừng làm lại một cái bè mới chọn lại một con sông nhỏ song song chảy về phía tây để tiếp tục xuôi dòng đằng nào thì trong rừng cái gì cũng thiếu chỉ mỗi gõ là đặc biệt nhiều bọn chắc mộc cường ba lại có công cụ sắc bén, làm bè gỗ còn dễ hơn là căng lều bạt nữa. Cứ vậy chạy trốn cả một ngày, cuối cùng cũng không gặp phải cục diện khốn đốn bị vây giết như ban sáng nữa. Buổi trưa họ táp vào bờ sông bắt được mấy con cá kim cương hai, tối đến thì bắt mấy con khỉ nhện, tuy là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng bốn người đều đã đói sôi cả bụng, ăn hùng hục như sói như hùng. Mặc dù dọc đường mấy lần có trực thăng bay qua trên đầu, có điều họ ẩn thân trong rừng cây dày đặc như thế, có thể đảm bảo là không bị phát hiện, trừ phi trên trực thăng của kẻ địch có lắp máy chụp ảnh thân nhiệt hồng ngoại tuyến nhưng mà khả năng thứ ấy xuất hiện ở một nơi thế này dường như là không nhiều lắm cả ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại dùng lời của nhạc dương để tổng kết thì là bốn người bọn họ đã đến một nơi quái dị gặp phải một đám kẻ thù quái dị đánh một trận quái dị cuối cùng bị kẻ địch đuổi cho chạy bạc cả mặt cả bốn người hầu như phải vứt hết khôi giáp để giữ được mấy cái mạng nhỏ của mình đến đêm khuya phóng đã mắc xong nhưng nhạc dương lại tỏ ra khác người chọn lấy túi ngủ, treo lên cây ngủ trong tư thế đứng. Trác Mộc Cường ba không ngủ được, lộn người xuống đất, dằn vặt một lúc rồi treo lên một cây tom trên trà cây sớm đã có một người đang nằm nghiêng, là Ba Tang. Ba Tang vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy có người lên cây cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ nói, 10 giờ đến nơi rồi, anh còn không đi ngủ à? Trác Mộc Cường ba nói, anh cũng đã ngủ đâu, tôi tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nay. Ba Tang hờ hững nói, chuyện như thế cần gì phải xin lỗi. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó, bất cứ kẻ nào chơi đùa với tính mạng đều phải trải qua bước này, lần đầu tiên giết người, đó là một hố sâu rất khó vượt qua. Sau này giết người nhiều rồi sẽ quen thôi. Nói dứt lời, anh ta lại nhìn đăm đăm lên vũ trụ bao la. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rất khó chấp nhận cách nói của Ba Tang, nhưng dường như gã cũng không tìm được lời nào để phản bác. Ở nơi hoang dã, đặc biệt là khi gặp phải kẻ thù, quyền lựa chọn của con người cũng trở nên giống hệt như động vật vây, kẻ mạnh thì sống. Những lúc săn bắn động vật làm thức ăn, có lẽ rất ít người thấy ái náy, song khi thứ động vật đó biến thành đồng loại có hình dáng giống mình, hơn nữa việc giết họ cũng không phải để sinh tồn, liệu có mấy người có thể rét ai mà hoàn toàn chẳng hề do dự. Hoặc có lẽ đúng như Ba tang đã nói, mục đích của hai việc đó đều như nhau cả, ăn uống là để sinh tồn, tới khi cần thiết, giết chết kẻ khác cũng là để sinh tồn. Các Roger Ba đã phân tích quan điểm này một cách rất lý tính trong học huyến bản ngã trung tâm của ông, sau khi con người sinh ra và có nhân cách tự ngã, tâm lý lấy bản ngã làm trung tâm cũng đã được hình thành. Những chuyện nghĩ tới đầu tiên thường là có lợi cho bản thân, sau đó mới tới người thân, bạn bè bên cạnh, vòng ngoài nữa là họ hàng, đồng hương, xa hơn nữa có thể là người cùng chủng tộc, cùng tổ quốc, sau đó là toàn thể loài người, cuối cùng mới là mọi sự vật của giới tự nhiên tách rời khỏi quần thể người. Những đường vòng tròn đồng tâm lấy lợi ích cá nhân làm tâm điểm đã biểu đạt một cách hết sức hình tượng sức nặng của lợi ích cộng đồng trong lòng mỗi cá nhân nếu như bản thân và người khác xảy ra xung đột vậy thì điều nghĩ đến trước tiên chính là phải bảo vệ lợi ích của mình nếu người thân bên cạnh mình và người là có tranh chấp tất cả sẽ đứng về phía người thân nếu đồng hương và người nơi khác nảy sinh mâu thuẫn ai chẳng bênh vực đồng hương một chút khi con người và động vật trực tiếp đối đầu thì gần như đều giúp con người cả nhưng làm như có vậy có thật đúng hay không hay là con người vẫn giữ tính xấu thâm căn cố đế của động vật hoặc giả nói theo một góc độ khác là con người vĩnh viễn cũng chỉ là động vật, chứ không phải thứ gì khác. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu cũng không nói gì. Trong bóng tối, ba tang lại buột miệng nói một câu vu vơ, hai ngày nay đều nhìn thấy sao trời, ừm, tình hình xem ra chẳng tốt lành gì rồi. Bằng chứng lịch sử. Gì hả, Trác Mộc Cường ba sực tỉnh, gã đột nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc mình trèo lên cây, ba tang không hề xem đồng hồ, nhưng lại nói được thời gian, Trác Mộc Cường ba đưa tay lên xem thử, 10 giờ đúng. Ba tang lại nói, độ ẩm không khí vẫn đang tăng lên, khí áp thấp dường như đã bị khối khí xích đạo ảnh hưởng. Mấy ngày nay oi bức nặng nề mà không phát tiết đi đâu được, năng lượng vẫn đang không ngừng tích tụ. Nhìn xem, mặt trăng có lông mau kìa, tôi thật chẳng muốn gặp phải thứ thời tiết tồi tệ này chút nào. Thời tiết tồi tệ, anh muốn nói gì vậy? Chắc một cường ba không hiểu lắm. Ba tang bình tĩnh buông một tiếng, bão. Nhìn nét mặt ba tang dường như không giống đang nói đùa lắm, mà bản thân anh ta cũng là người xưa nay chẳng bao giờ nói đùa cả. Chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào, gã biết từ trước, mặc dù đều được huấn luyện đặc biệt như nhau, nhưng Lữ Cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc hết sức chú trọng phương pháp và hiệu quả thực tế. Đối với mỗi học viên, bao giờ cô cũng dựa theo tư chất từng người để đặt ra những kế hoạch huấn luyện khác nhau, đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo hướng mạnh nhất của họ. Như bản thân gã chẳng hạn, kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan tâm, những thành tựu gã có được ở hai phương diện này, những người khác không thể sánh được, còn Nhạc Dương, dường như cũng đã tiến thêm một bậc trong chuyên môn trinh sát lần theo dấu vết của mình, Trương Lập thì chỉ cần giao tiếp thường ngày thôi cũng biết, anh chàng này được sắp xếp tận trung vào việc sử dụng và chế tạo các thiết bị thực dụng, với trình độ hiện nay, ngoài tốc độ tháo lắp súng cực nhanh ra, làm vài cái bẫy bắt thỏ cũng không phải vấn đề gì khó khăn cả. Chỉ có ba tang, gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào, ban đầu cứ ngỡ rằng với tính cách lạnh lùng tàn khốc của anh ta, e là sẽ rất hứng thú với các kỹ năng giết người, nhưng giờ xem ra Lữ Cánh Nam đã bảo Ba tang có khả năng quan sát thời tiết. Mặc dù người Trung Quốc cổ đại đã biết tròm sao bắt đầu có sự sắp xếp khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau, đồng thời dùng thành ngữ đầu chuyển tinh di để miêu tả thời gian, nhưng vừa thoạt nhìn đã có thể đổi từ thời gian tinh theo tròm sao bắt đầu thành thời gian tính theo giờ hiện đại bây giờ, xem ra Ba tang cũng không tầm thường chút nào. Vốn tưởng rằng Ba tang sẽ lấy làm bực bội trước chuyện xảy ra hôm nay, nhưng giờ xem ra lo lắng như vậy là hơi thừa thải. Trác Mộc Cường ba muốn hỏi xem có phải ba tang lại nhớ ra chuyện gì trong quá khứ không, nhưng vừa thấy ánh mắt băng lạnh của anh ta, trong lòng cũng thấy lạnh buốt, gã vỗ vỗ lên vai ba tang bày tỏ thiện chí, rồi leo xuống đi nghỉ. Vừa mới xuống đất, đã nghe. Nhạc Dương đang treo mình lơ lửng trên cây thì thầm hỏi, Cường ba thiếu ra, ba tang nói gì thế? Trương Lập cũng hỏi, anh ấy có nhớ được gì không? Trác Mộc Cường ba đáp, sao? Các cậu vẫn chưa ngủ à? Nhạc Dương nói, không phải hôm nay lúc trên bè Ba Tang đã nhớ lại một số chuyện anh ấy từng trải qua trong quá khứ sao? Bây giờ có nhớ được thêm gì nữa không vậy? Trác Mộc Cường ba nói, không biết, tôi không hỏi. Nhưng tôi cảm nhận được, thực ra Ba Tang rất không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Dù có nhớ ra được chuyện gì, cũng chưa chắc đã chịu nói với chúng ta đâu. Cậu là thích hỏi han nhất. Sau này nếu Ba Tang không muốn nói, tốt nhất cũng đừng hỏi gặng quá làm gì. Nhạc Dương lè lè lưỡi nói, tôi sao dám hỏi chứ? Có điều, những gì anh ấy nhớ lại ngày hôm nay thật rõ là kỳ quái đấy." Trương Lập nói, lúc anh ba tan nhớ lại, nét mặt rất đau khổ, giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi đến gặp anh ấy vậy. Trác Mộc Cường ba dựa người vào thân cây gã treo võng, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn xuống mặt đất nói, "Phải rồi, họ từng đến nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tây Tạng, sao lại xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ nhỉ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, Nhạc Dương, cách nhìn của cậu như thế nào?" nhạc dương nói chúng ta tạm thời không để ý xem nước ta rốt cuộc có loài thực vật này hay không điểm quan trọng là đây là rừng rậm nhiệt đới chúng ta đang ở rất gần xích đạo còn tây tạng rõ ràng là cao nguyên tuyết phủ thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi khí hậu lạnh lẽo khoảng cách lớn quá cường ba thiếu gia anh nói xem liệu có phải anh ba tang lầm lẫn không nhỉ nếu đó không phải trải nghiệm của họ ở nơi thần bí kia mà là ở một nơi nào đó khác thì sao trác mộc cường ba khẳng định chắc chắn không phải đâu Mặc dù tôi nói chuyện với ba tang rất ít, nhưng có một điểm rất rõ ràng, ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả, trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời khỏi nước N cả. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Trương Lập, liệu có phải là địa nhiệt không nhỉ? Tôi nhớ ở Tây Tạng hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải, chẳng phải là có cái gì cái gì mà dương bát cảnh bốn hay sao? Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói, không đâu, đúng vậy, Địa nhiệt ở Tây Tạng có thể nói là phong phú nhất toàn quốc, nhưng chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả một môi trường địa lý ở một khu vực thì không thể nào. Có điều, về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường, chúng ta không có kiến thức chuyên môn, biết đâu khả năng thích ứng của những loài thực vật này rất mạnh cũng nên. Nhạc Dương nói, cứ đoán thế ngày cũng chẳng tác dụng gì. Có điều, dựa trên quan điểm tâm lý học của đám trinh sát chúng tôi, tình cảnh của mấy người bọn NHBA Tang và tình cảnh của chúng ta mấy hôm nay trong rừng Chắc là có chỗ tương tự nhau, chính những trải nghiệm tương đồng đó đã kích thích ký ức của anh ấy trùng điệp lên hiện thực. Trong hồi ức của anh ấy, sợ rằng không đơn giản chỉ là một hai thứ thực vật đó đâu, tiềm thức của anh Ba Tang rõ ràng là đang lẩn tránh đoạn hồi ức đó, nhất định là anh ấy sợ phải nhớ lại những chuyện còn đáng sợ hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất giống nhau đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, "Ừm, điểm này rất có khả năng." Ba Tang từng nói, nơi họ đến đó, có cây cao chọc trời. Cỏ xanh biên biếc, rừng sâu mút tầm mắt, nhưng anh ta không hề nói rừng ở đó như thế nào cả. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng tối, cây rừng cao lớn giống như những con quái thú thần bí đang nhe nanh múa vuốt, lẩm bẩm, ở đây lại có thêm một vấn đề nữa, theo như giáo quan nói, những gì anh ba Tăng trải qua, có thể là từ độ cao 7000m trên mực nước biển hạ thấp xuống 5000m trên mực nước biển, phải biết là 5000m trên mực nước biển gần như là phạm vi phủ tuyết rồi. Theo lẽ thường, càng cao hơn so với mặt biển không khí càng loáng, nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh, kết quả của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe hơn nữa, dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn, tóm lại là ở độ cao 5.000m trên mực nước biển, muốn xuất hiện môi trường giống như rừng mưa nhiệt đới, điều này gần như là không thể. Tình huống như lúc nãy, có lẽ chỉ có hai khả năng thôi, thứ nhất, trí nhớ của anh Ba Tang đã hỗn loạn, xuất hiện những ký ức nhầm lẫn, thứ hai, chúng ta đã lý giải sai, hình ảnh trong lý ức của anh ấy không gâu in như những gì chúng ta vừa tưởng tượng ra. Trương Lập nói, ừm, um, không hiểu được, không hiểu được. Trác Mộc Cường ba nói, chúng ta phải từ từ, biết đâu sau này ba tang còn nhớ thêm được nhiều hơn nữa, rồi thế nào cũng sẽ rõ thôi. Được rồi, đi ngủ đi. Trong bóng tối, yên lặng được một lúc, nhạc dương lại thì thầm gọi, Cường ba thiếu ra, Cường ba thiếu ra. Anh ngủ chưa? Trác Mộc Cường ba đáp, chưa, sao cậu còn chưa ngủ đi? Nhạc Dương nhăn nhó, đau mông quá, không ngủ được. Phải rồi, chẳng phải anh đi xin lỗi ba tang về chuyện sáng nay hay sao? Anh ấy nói gì thế? Trác Mộc Cường ba đáp, anh ta bảo biết là chúng ta mới lần đầu giết người, sau này giết nhiều rồi thì sẽ quen thôi. Nhạc Dương nói, tôi không thích tính cách này của anh ba tang chút nào, cứ như thể chúng ta người nào cũng là ác quỷ giết người không gớm tay vậy. Nhưng mà, ôi xem ra chúng ta đúng là bị cuốn vào chiến tranh thật rồi, muốn giữ mạng sống, không giết người cũng không xong. Trác Mộc Cường ba đột nhiên hỏi, "Quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi Ba Tang?" Nhạc Dương cười cười, nói, "Cái này thì có gì mà quái đâu." Lúc này hình như anh chàng đang muốn nhúc nhích người, cái túi ngủ treo lơ lửng trên cây như cái kén đung đưa, có vẻ như chạm phải chỗ đau của Nhạc Dương, anh ta khẽ oái một tiếng, rồi nói tiếp, "Muộn như vậy rồi mà không đi ngủ, còn trèo cây tìm anh Ba Tang, quá nửa là vì chuyện ban sáng rồi." Chuyện sáng nay có thể nói là chúng ta đều được anh ấy cứu cả hơn nữa anh ba tăng còn vì cường ba thiếu ra anh mà chúng một viên đạn dọc đường tôi đã để ý thấy anh lúc nào cũng lo lắng nhìn anh ấy với ánh mắt ấy nấy tôi nghĩ nếu không phải xin lỗi thì cũng không đến nỗi lên trách mắng anh ấy phải không trác mộc cường ba hiểu ra nói tôi bảo này nhạc dương có phải cậu lúc nào cũng duy trì thiên bẩm quan sát của lính trinh sát hay không vậy ở lâu với cậu chẳng phải là chúng tôi hết cả bí mật hay sao nhạc dương nói làm gì có chứ, điều gì không nên hỏi xưa nay tôi không bao giờ hỏi cả. Thực ra tôi cũng muốn đi xin lỗi anh Ba Tang một tiếng, chỉ có điều, anh ấy quả thực là quá lạnh lùng, mỗi lần lại gần, tôi đều thấy lạnh hết cả người. Trương Lập tiếp lời, phải đấy, anh Ba Tang lại không thích nói chuyện, quen ở một mình, nói được với anh ấy 10 câu đã là khó lắm rồi. Trác Mộc Cường ba hỏi, cậu cũng chưa ngủ à? Trương Lập cười khổ nói, Cường ba thiếu ra mặc dù tôi xuất thân là đặc cảnh, nhưng tố chất tâm lý cũng không được tốt lắm đâu. Lần đầu tiên tham gia vào một cuộc chiến, bây giờ tôi vẫn còn đang hưng phấn đây này, làm sao mà ngủ được chứ? Ai biết được đến đêm quân du kích với bọn buôn ma túy có đột nhiên xuất hiện hay không?" Nhạc Dương lẩm bẩm nói, "Quân du kích buôn ma túy cường ba thiếu gia, anh có thể miêu tả một chút về người các anh đã đụng độ ở Tây Tạng không?" Đặc trưng tướng mạo của cái người đã đuổi giết anh ở Khả Khả Tây Lý ấy? Nếu hắn ta có thể cùng lúc điều động cả hai thế lực lớn là quân du kích và bọn buôn ma túy, vậy thì không khỏi hơi quá đáng sợ rồi đấy. Trương Lập tức khắc thêm mắm dặm muối tả lại tướng mạo hình dáng của McKin. Nhạc Dương gật gù nói, từ những gì Trương Lập miêu tả, người này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, có thể lái xe của đại sứ quán, chắc vỏ bọc bên ngoài của hắn cũng phải là nhân vật có chút máu mặt chi đây, chắc là tra cứu tư liệu cũng không khó lắm. Ừm, trở về phải kiểm tra lại mới được chúng ta không thể xem thường kẻ địch này đâu. Trác Mộc Cường ba đáp, thực ra thì bọn tôi và hắn cũng chưa tiếp xúc ở cự ly gần bao giờ cả, chỉ liếc qua một cái từ đằng xa thôi. Xong, chỉ cần dựa vào những gì chúng ta đã biết được về hắn, thì hắn đã là một kẻ rất đáng sợ rồi. Huống hồ, nếu bạc ba la thần miếu tượng trưng cho nơi tích lũy tất cả của cải vùng Tây Tạng vào thời kỳ phồn thịnh nhất, vậy thì, trên đường tìm kiếm nó có gặp phải những thế lực đáng sợ hơn nữa cũng không có gì là lạ cả. Nhạc Dương lại nói, nhắc đến bạc ba la thần miếu, cường ba thiếu gia, hôm nay chắc anh cũng nên nói cho chúng tôi biết bạc ba la thần miếu là cái gì rồi chứ. Chắc một cường ba thở dài, được rồi, có điều các cậu phải kiên nhẫn mới được. Thực ra hiện nay những tư liệu mà tôi có về bạc ba la thần miếu, có thể một phần lớn những gì tôi nói đây không có liên quan đến bạc ba la thần miếu, cần phải cho các cậu hiểu qua về một đoạn lịch sử Tây Tạng trước đã, hoặc có thể nói đó là một đoạn lịch sử huy hoàng nhất của Tây Tạng. Nhạc Dương và Trương Lập đều tỏ ra mình rất nhẫn nại, sau đó nằng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể nhanh lên. Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại toàn bộ những tư liệu gã đã nắm được cho đến giờ, sau đó bắt đầu dùng ngữ điệu thấp trầm của mình trầm chậm, chậm nói, trong sách ngũ bộ di giáo có viết, năm 629 sau công nguyên, Tùng Tán Can bố kế vị tán thổ, đã rời đo về Lua Suô, tức là Hà Sa ngày nay, rồi bình định nổi loạn, chinh phục các bộ tô tì, dương đồng, thống nhất cao nguyên thanh tạng, dưới sự trợ giúp của đại thần Lộc Đồng Tán chính thức lập nên vương quốc thổ phồn dựa trên chế độ chủ nô. Ông cho phát triển nghề chăn nuôi, mở rộng hệ thống tưới tiêu, ra lệnh cho quần thần chế định văn tự, ban hành đại pháp lệnh khắp thổ lỗ phồn để xử lý mối quan hệ giữa vương tộc tán phổ và quý tộc thế gia, các nước lân bang và các giai tầng trong xã hội, thiết lập chế độ hành chính và chế độ quân sự, xây dựng phẩm cấp cho quan chức, ban bố luật lệ, thống nhất đơn vị đo lường và chế độ thuế má, du nhập văn hóa, kỹ thuật từ Trung Nguyên, Nê Bà La tức là Nepal ngày nay thiên trúc, làm xã hội thổ phồn càng lúc càng phát triển. Tùng Tán Can Bố trước sau đã cưới hai vị công chúa xích tôn, văn thành về làm vợ, khi tới đất tạng, hai vị công chúa này đã mang theo không biết bao nhiêu là đồ đạc quý giá. Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đang hết sức tập trung lắng nghe, gãi đầu nói tiếp, thế này nhé, chỉ nói riêng của hồi môn của văn thành công chúa thôi, theo như thổ phồn vương triều thế tập minh dám ghi chép, khi văn thành công chúa vào đất tạng, đi theo có ngàn cỗ xe, ngoài tượng vàng thích ca to bằng người thật ra, còn chở đầy châu báu, tủ vàng sách ngọc và các loại trang sức vàng ngọc khác. Lại còn có nhiều loại đồ ăn thức uống, các loại chăn nệm gấm vóc có hoa văn trang trí, kinh điển bói toán có hơn 300 loại, sách dạy phân biệt thiện ác, xây dựng và thủ công cũng tới 60 loại, 100 phương thuốc chữa bệnh, 4 tác phẩm nghiên cứu y học, 5 sách dạy chẩn đoán, 6 loại dụng cụ trị bệnh và cả hạt giống ngũ cốc, củ cải nữa. Những người đi theo ngoài thị nữ, quan viên gia, còn có hơn 3 thợ thủ công, văn sĩ, nhạc sư, nông dân còn theo trong các sách cổ như Tùng Tán Can Bố Di Huấn, Mã Ni Bảo Huấn, Hiền Giả Hỷ Yến ghi lại, thì còn nhiều hơn nữa. Trong cựu đường thư có chép, số quần áo trang sức quý giá của văn thành công chúa lên tới hai vạn thứ, quy mô lớn thế nào, chắc các cậu có thể hình dung được. Ngoài ra, của hồi môn của xích tôn công chúa cũng phải ngang mức ấy, nhiều như sao trên trời, nhiều như cỏ xanh trên thảo nguyên. Nhạc Dương và Trương Lập trợn tròn mắt lên, như thể đây mới là chuyện không thể tin nổi nhất trong những chuyện họ nghe thấy ngày hôm nay vây. Nhạc dương lắp bắp, cũng hơi khoa trương quá phải không, vậy mà là công chúa lấy chồng à, gần như là phái cả đoàn giao lưu văn hóa mậu dịch vào Tây Tạng còn gì. Trác Mộc Cường Ba nói, lịch sử có bao nhiêu phần chân thực, chúng ta không thể biết được, cũng không tiện phỏng đoán bừa bãi. Có học giả đã chỉ ra rằng, lúc đó nhà đường vừa dẹp yên tứ di, thiên hạ cũng mới an định, lòng người chỉ nghĩ đến chuyện yên ổn, bao hư phế còn chờ trùng hưng, lấy đâu của cải nhiều như thế làm của hồi môn chứ, nhưng sau khi kiểm chứng theo nhiều hướng, cá nhân tôi cho rằng, điểm này không phải là không có khả năng. Bởi vì lần kết giao hòa hiếu này có liên quan rất chặt chẽ với chiến tranh. Từ năm 638, Tùng Tán Can Bố đã phái sứ giả lộc đông tán đến cầu thân với nhà đường, nhưng bị đường Thái Tông Lý Thế Dân từ chối, Tùng Tán Can Bố nổi giận, liền dẫn 20 vạn binh, trước là đánh bại thổ dục hồn nằm giữa Tây Tạng và nhà đường, đuổi người thổ dục hồn tới vùng Duyên Hải, kế đó đánh một mạch tới Tùng Châu, uy hiếp triều đình nhà đường, nếu không gả công chúa cho thì sẽ đánh thẳng tới Trường An. Đường Thái Tông cũng khởi binh phản kích, theo như các sách tân cự đường thư, sách phủ nguyên quy ghi chép, lúc đó quân đường đại triển thần uy, tùng tán can bố bị khuất phục, phải cầu hòa, sau đó lại cầu thân lần nữa, nhưng trong các thư tịch như hiền giả hỷ yến. Tây Tạng Vương Thống Ký, Lạp Đạt Khắc Vương Thống Ký thì lại là song phương rằng có mất hơn một năm, nhà đường không thể không lấy hôn nhân hòa hiếu để thỏa hiệp công chúa Văn Thành đi lấy chồng theo chính sách hòa hiếu với các quốc gia lân bang, mà thổ phồn lại là thế lực lớn nhất mặt phía tây nhà đường, vì vậy của cải và thư tịch công chúa mang theo khẳng định là không chỉ nhiều như bình thường được. Sau này Tùng Tán Can Bố đã xây dựng đại chiêu tự và tiểu chiêu tự cho hai vị công chúa, rồi lại xây cả bố Đạt La Cung. Phải rồi, hai cậu đi bố Đạt La Cung bao giờ chưa? Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập gật gật đầu, chắc Mộc Cường ba lại hỏi Trương Lập, cảm giác thế nào? Trương Lập nói, ờ, Ờ, rực rõ huy hoàng, khí thế hào hùng ưm, nên hình dung thế nào nhỉ? Cũng có thể coi là một tiêu chí thiêng liêng của Tây Tạng đi, khiến người ta thấy tịnh tâm, bình lặng. Tóm lại là những thứ bên trong đó có thể làm một người tính tình nóng nảy trở nên thành kính, phảng phất như trong cõi u minh xa xăm đúng là có thần linh đang chăm chú nhìn ta, bảo ban ta hãy phản tỉnh lại những chuyện mình làm trong đới là đúng hay sai vậy. Chắc Mộc Cường Ba thấy Trương Lập cảm khái vô vàn, mà lại không thể nói ra, liền ra hiệu bảo đủ rồi, sau đó nói, vậy thì, các cậu có biết bố Đạt La Cung trong lịch sử như thế nào hay không? Trương Lập ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngần ngừ, bố Đạt La Cung trong lịch sử. Nhạc Dương đã hơi nôn nóng, vội hỏi, chuyện này thì liên quan gì với chúng ta chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi đã bảo rồi, đừng nôn nóng mà lại, nghe tôi nói hết thì hai cậu sẽ hiểu thôi. Trong sử sách ghi chép, bố Đạt La Cung là nơi ở của Tùng Tán Can Bố và Văn Thành Công Chúa sau khi thành hôn, có một ngàn gian điện, ngói bằng lưu ly, tường bằng ngọc, cung điện cao 9 tầng, xây dọc triền núi, tựa hồ như bước lên thiên cung. Sách ngũ bộ di giáo có ghi, bố đạt la cung xây dựa vào núi, lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga, hùng vĩ, cao phút tận trời, khí thế ngút mây xanh, tây tạng vương thống ký viết. Văn thành công chúa đã triệu tập rất nhiều thợ xây và thợ thủ công làm tượng Phật, tầng dưới dựa theo bố cục trước điện sau đường, xung quanh Phật điện, mái cong vành lên, chỗ dễ thiết kế theo kiểu đấu cùng năm, phía trên có các vật may mắn như pháp luân, hưu nằm, cùng với hành lang điêu khắc hoa sen, chim bay đẻm suýt các cột đã khắc hình Phật. Bảo Bình 6, Ma Hạt Ngư 7, Kim Sĩ Điều 8 trong Tây Tạng Vương Thần Ký Chép, Hồng Cung mới xây, cao 9 tầng, trong ngoài có 3 lớp thành, điện ngàn gian, tường dày 5 thước, bên trong đổ bạc lỏng vào, tường bên trong rát vàng, khảm đủ các loại châu báu ngọc ngà, hai cung điện của Tán Phổ và Giáp xa chín núi liền với nhau bằng một cây cầu bằng bạc. Trương Lập Trao Mày, không để ý lắm, hình như là có thì phải. Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói, vậy bên trong còn có gì nữa? Mặt tường bên dưới mái hiên được trang trí bằng đồng mạ vàng, hình tượng đều là bát bảo pháp khí của Phật giáo. Thân cột và đòn rông đầy những hình vẽ màu sắc rực rỡ và hoa văn chạm trổ. Bên trong hành lang đan chéo, cung điện nhiều không kể xiết, không gian quanh co rối rắm, người bước vào đó kể nghe đi vào một thế giới thần bí vậy. Trong hiền giả hỷ yến có ghi, trong cung có rất nhiều châu báu văn vật quý giá, gần vạn tấm than ca các loại, các tượng Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc thạch, bằng gỗ, bằng đất phải lên đến số vạn. Trong đó, sàn nhà bằng vàng, tường bằng ngọc, hoàng kim châu báu khảm khắp nơi, phối hợp với bích họa đủ màu rực rỡ huy hoàng, điện phụ ở hai bên đại điện thờ phụng tượng đứng bằng vàng dòng của Tùng Tán Can Bố và Văn Thành Công Chúa, cao tới ba trượng, nặng chín vạn chín ngàn cân, ngoài ra còn có tượng Phật, tượng Tùng Tán Can Bố, tượng Văn Thành Công Chúa và tượng Xích Tôn Công Chúa phải vài ngàn bước lại còn không ít những vật cực kỳ quý giá, chẳng hạn như man chát 10 kết bằng 10 vạn hạt ngọc trai một ngàn quyển kinh Phật trên giấy lam do đích thân văn thành công chúa dịch, đồ sứ tinh xảo nhiều vô số. Nhạc dương hai mắt sáng rực lên, còn Trương Lập nhìn không kìm chế được, bột miệng phản bác, anh đùa, đùa cái trò gì vậy? Bích họa với than ca các thứ rất nhiều, nhưng mà làm gì khoa trương như anh nói chứ, cái gì mà tượng vàng dòng cao ba trượng, mười vạn hạt ngọc trai, sàn nhà cũng có phải bằng vàng đâu chứ. Trác Mộc Cường ba đáp, không phải tôi nói, mà là sử sách nói. Tôi biết nghe thế có vẻ rất khó tin, nhưng các cậu cứ nhẫn nại nghe tôi nói hết đã, sắp vào tới chủ đề chính rồi. Đầu tiên, bố Đạt La Cung mà chúng ta thấy ngày hôm nay, hoàn toàn không phải tòa bố Đạt La Cung của một ngàn năm trước, nó đã từng hai lần bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh, đây là lần trùng tu thứ ba rồi, tuy rằng quy mô tổng thể có lớn hơn trước đây, nhưng lì chân dị phẩm bên trong thì còn xa mới bị kịp bố Đạt La Cung của một ngàn năm về trước mà bố đạt la cung và hai ngôi chùa đại chiêu tiểu chiêu được xây dựng chủ yếu là để cung phụng tượng phật và của hồi môn của hai vị công chúa mang theo khi ấy ba cung điện lớn cũng không sao chứa hết được những chân phẩm hiếm thấy đó đặc biệt là vật phẩm công chúa văn thành mang theo quá nhiều vậy là đành phải xây thêm bốn ngôi chùa miếu khác để cung phụng những chân phẩm này nghĩ lại thì chắc đó chính là khởi nguồn của tứ phương miếu rồi có điều chúng ta chỉ tìm được một ít tư liệu về bốn ngôi miếu này trong cổ kinh ninh mã ở nhà tôi còn trong chính sử thì tuyệt nhiên không tìm thấy gì. Duy cái gọi là chính sử Tây Tạng mà chúng ta có thể tìm đọc tra cứu, toàn bộ đều được biên soạn sau thời diệt Phật, cách thời điểm văn thành công chúa vào đất Tạng mấy trăm năm, Tạng sử chính thống trước khi diệt Phật thì đã hoàn toàn không thể tra cứu được nữa rồi. Còn như chúng tôi kiểm chứng trong giã sử, thì phát hiện ra công chúa Văn Thành sau khi đến Tây Tạng đã dùng công nghệ đo vẽ tiên tiến thời đó vẽ ra bản đồ toàn bộ miền Tây Tạng, chỉ ra địa hình đất Tạng như một con ma nữ, muốn thổ phồn được bình yên, quanh năm sung túc, thì phải xây chùa ở tim gan ma nữ, xây chùa ở tay chân ma nữ, xây chùa ở các khớp xương núi tay chân và cơ thể ma nữ, xây chùa ở các khớp giữa cánh tay cẳng chân ma nữ, tổng cộng 12 ngôi, thêm vào các chùa miếu do xích tôn công chúa và các phi tần khác của tùng tán can bố xây dựng. Tổng cộng có 108 ngôi, nếu theo như cổ kinh ninh mã, bốn ngôi miếu ở chỗ chuyển ngoặt trong hình chữ vạn, gọi là tứ phương miếu, các cậu hãy thử tìm thử tây tạng nữ ma đồ 11 mà tra lại, rồi sẽ phát hiện, ma nữ đó một tay dơ lên một tay hạ xuống, quỳ hai chân thành tư thế bắn tên, không nghiêng không lệch, vừa hay thành một chữ vạn của nhà Phật. Vậy thì tứ phương miếu, chắc là bốn ngôi miếu xây ở các khớp giữa tay chân của ma nữ. Thực ra, 12 ngôi miếu đó sớm đã biến mất trong lịch sử rồi, cho dù hiện nay có còn tồn tại những chùa miếu cùng tên thì cũng đều là do người đời sau trùng tu lại mà thôi. Theo cha tôi suy đoán, và những gì ghi chép trong cổ kinh Ninh Mã, bốn ngôi miếu ở bốn phương lần lượt là dáng chân cách kiệt tự ở phía tây bắc, cách tát la khang tự ở phía tây nam, bố khúc tự ở phía đông bắc và sắc cát lạp khang tự ở phía đông nam. Trường lập đã nghe đức nhân lão ra nhắc tới bốn ngôi miếu này, liền ngấm ngầm gật đầu. Trác Mộc Cường ba lại tiếp lời, bố đạt la cung, đại chiêu tự, tiểu chiêu tự, tứ phương miếu, những nơi này kể từ khi xây dựng đã trở thành trung tâm chính trị tôn giáo của cả miền đất Tây Tạng, vừa là hành cung của quyền lực tối cao, đồng thời cũng là thánh địa tôn giáo tối cao của Tây Tạng. Sau đó, cho tới trước năm 841, vương triều thổ phồn trải qua thời kỳ phồn thịnh nhất của mình, khắp nơi trên đất tạng đều xây dựng vô số chùa miếu, kỳ chân dị phẩm cất giấu trong các chùa miếu khắp nơi nhiều không kể xiết, rực rỡ muôn màu, trong đó, bố đạt la cung, đại chiêu tự, tiểu chiêu tự thậm chí còn một độ lo âu vì nhiều của cải quá, các đồ vàng bạc thông thường đành chia về các chùa triền địa phương, tất nhiên, sử liệu ghi chép đầy đủ nhất chính là các đồ châu báu quý giá của văn thành công chúa. Xích tôn công chúa mang vào Tây Tạng, còn phần cống nạp hàng năm thì chỉ chép rất sơ sài, những chữ nổi lên nhiều nhất chính là nhiều. Tinh xảo, mỹ lệ, cho tới năm 841 sau công nguyên, 200 năm sau khi tùng tan can bố thống nhất thổ phồn, quốc lực phát triển chưa từng thấy, của cải nhiều chưa từng thấy, đúng vào lúc này, thì bất ngờ xảy ra sự kiện tán phổ lãng đạt mã diệt Phật, lãng đạt mã giết hại tăng lực Phật giáo, sau đó thổ phồn rơi vào nội loạn, trận nội chiến này kéo dài cả trăm năm có lẽ, lịch sử không còn ai ghi chép nữa, chùa chiền thờ Phật đều bị niêm phong, vô số kinh sách sử tập bị thiêu hủy, cuối cùng cả bố Đạt La Cung cũng không thoát khỏi số phận. Bị hủy trong lửa chiến tranh nữ điệu trác Mộc Cường ba trở nên nhanh hơn, trong giai đoạn lịch sử không người ghi chép ấy, chẳng ai biết đã xảy ra những sự kiện gì. Khi chiến sự lắng xuống, mọi người xây dựng lại miền đất hoang tàn sau chiến tranh, họ mới kinh ngạc phát hiện ra, trong chiến tranh, dường như đã có những thứ mất đi. Nhưng mất đi thứ gì chứ? chính là tất cả của cải cất giấu trong các chùa triền thời kỳ thổ phồn vương triều còn thịnh vượng nhất. Những đồ châu báu ngọc ngà nhỏ còn có thể bị thất lạc bỏ quên, những những thứ lớn, những bảo vật quý giá nhất của nhà Phật thì không thể ai biết đã đi đâu tượng vàng cao ba trượng của Tùng Tán Can Bố, Văn Thành Công Chúa, Man Chát Kết từ 12 vạn hạt ngọc trai, Ngộ Không Ngọc Bích trong Bố Đạt La Cung, tượng vàng Thích Ca Mâu Ni trong Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, 360 quyển kinh điển Văn Thành Công Chúa mang vào Tây Tạng, một nghìn bộ kinh trên giấy lam do đích thân nàng chú dịch tất cả đều không biết ở đâu. Chúng chỉ xuất hiện trong lịch sử, song không ai biết chúng hạ lạc nơi nào. Đã bị phá hủy, bị giấu đi, chuyện này trở thành câu đố lớn nhất trong lịch sử Tây Tạc, tất cả đều biến mất, tất cả những thứ đó đều biến mất. Giống hệt như giáo sư Phương Tân lúc đầu tiên nghe được truyền thuyết về tứ phương miếu, hai mắt nhạc dương đỏ vện lên, phát âm cũng không rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại, bía biến mớ. Biến mất rồi, Trác Mộc Cường ba đưa mắt sang nhìn Nhạc Dương giải thích về chuyện tất cả của cải tích lũy trong thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử Tây Tạng đột nhiên biến mất này, đã có vô số sử gia tìm cách kiểm chứng, vô số chuyên gia khảo cổ thăm dò tìm kiếm, song đều không phát hiện bất cứ đầu mối nào, những bảo vật quý giá nhất đồng thời cũng mang đậm sắc thái truyền kỳ nhất trong lịch sử Tây Tạng đó giờ không ai biết tìm ở đâu. Chúng từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng dường như cũng chỉ xuất hiện trong lịch sử mà thôi, còn trong hiện thực thì cơ hồ đã bốc hơi mất, cùng biến mất với những năm tháng bị chiến tranh xóa nhòa lịch sử kia rồi. Nhạc Dương kích động thốt lên, vậy thì bạc ba la thần miếu, chính là. Biên niên ký bạc ba la. Trác Mộc Cường ba xua tay tỏ ý bảo Nhạc Dương đừng nôn nóng, đoạn nói, nghe tôi nói hết đã, muốn biết chuyện liên quan tới bạc ba la thần miếu, các cậu cần phải biết về giai đoạn chiến tranh đó trước mới được, mà nhắc đến giai đoạn chiến tranh ấy, chỉ sợ một hai ngày cũng không nói hết được mất. Lại còn liên đới đến cả cuộc tranh đấu giữa hai thứ tôn giáo nữa, giờ tôi chỉ có thể dùng cách nói đơn giản nhất thông tục nhất kể sơ qua cho các cậu mà thôi nói thế này nhé từ thời viễn cổ người tạng chúng tôi đã định cư ở vùng cao nguyên tây tạng này rồi theo dòng lịch sử đổi rời họ bắt đầu xuất hiện sự sùng bái nguyên thủy rồi tiến thêm một bước phát triển thành tôn giáo vương quyền đó chính là bản giáo nguyên thủy của tây tạng còn về sau lại chia thành hắc bản bạch bản thì ở đây không nói kỹ nữa tóm lại là các cậu nhớ cho kỹ bản giáo là tôn giáo của tây tạng đồng thời còn luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong chính quyền địa phương, cho tới khi Tùng Tán can bố cưới hai vị công chúa Văn Thành và Xích Tôn, Phật giáo mới chính thức vào Tây Tạng như một thứ tôn giáo khác ngoài bản giáo, vì hệ tư tưởng của Phật giáo hệ thống hơn, hợp lý hơn, nên chẳng mấy chốc tôn giáo này đã thay thế vị trí trong nền chính trị Tây Tạng của bản giáo. Từ khi Tùng Tán can bố phế bản giáo phát triển Phật giáo, cho tới năm 841 lãng đạt mã chấn hưng bản giáo diệt Phật giáo, giai đoạn lịch sử này được gọi là tiền hoàng kỳ, tạng truyền Phật giáo không phân biệt phái hệ, mà chỉ có sự tranh đấu giữa Phật giáo và bản giáo, hai thế lực tôn giáo này không ngừng đấu đá, hy vọng phe phái của mình sẽ đạt được địa vị cao hơn, cũng như nhiều quyền lợi chính trị hơn. Phật giáo từ khi được du nhập vào Tây Tạng, địa vị không ngừng vững bước nâng cao, luôn chiếm thượng phong so với bản giáo nguyên thủy, nhưng vì các đời tán thổ quá đối coi trọng Phật giáo, thậm chí còn tới mức người dân không thể chịu đựng nổi, tới đời Tạng Vương thứ 41 xích tổ đức tán nhiệt ba cân, Phật giáo Tây Tạng phát triển mạnh mẽ vô cùng. Tạng vương xích tổ đức tán vô cùng cung kính với tăng lữ, cung dưỡng đầy đủ, tóc tết thành sam buộc bên trái bằng vải trắng, bên phải bằng vải đỏ, vải đỏ tượng trưng cho nghênh đón tăng bảo, vải trắng đại biểu cho nghênh đón các yêu ghi. Đồng thời, tạng vương còn định ra chế độ bảy hộ gia đình phải cung phụng một nhà sư. Nhưng tán phổ chỉ biết cúng vái sư sãi, mà quên mất thuế khóa nặng nề đang làm nhân dân khốn khó, dẫn đến người dân đều chịu nỗi khổ khốn cùng mà hận lây sang cả Phật Pháp, trôn giấu một mối ác duyên cho sự kiện diệt Phật sau này. Tạng Vương đời thứ 42 Lãng Đạt Mã kế vị, liền ra sức diệt Phật, cấm dịch kinh điển Phật giáo, hủy chùa phá miếu, phá hoại tượng Phật, kinh Phật, sát hại tăng lữ, Phật giáo Tây Tạng bắt đầu chìm vào giai đoạn đen tối. Đây chính là khởi nguồn cho chiến tranh, trong lịch sử Tây Tạng, hành động diệt Phật cấm Phật không chỉ diễn ra có một lần, có điều lần này là nghiêm trọng nhất. Về sau Lãng Đạt Mã bị một nhà sư ám sát, hai người con của ông ta đấu đá tranh giành quyền lực, xuất binh đánh nhau, trong sử sách gọi là loạn ngũ ước đồng thời người dân cũng bất mãn với chế độ thống trị, thi nhau nổi dậy tạo phản, cuối cùng dẫn đến hơn 100 năm loạn lạc của thổ phồn, trước sau đã phân tách rồi hình thành mấy chính quyền khác nhau, đồ đạc trong các chùa chiền chính là bị thất lạc trong thời kỳ này. Giọng chắc một cường ba hơi cao lên một chút, bây giờ, chúng ta nói chuyện bạc ba la thần miếu thì dễ lý giải hơn rồi, kể từ khi lãng đạt mã diệt Phật năm 841, thoáng cái đã ngàn năm trôi qua, có rất nhiều điển tịch Phật giáo của người tạng ghi chép rằng, đột nhiên có một nhà thám hiểm người Anh tới bán đảo Indochina, chính là Trung Quốc theo cách nói của người xưa. Sau khi tới Trung Quốc, ông ta không lưu luyến ở các cố đô danh thắng như các nhà thám hiểm khác, mà đi một mạch đến vùng Tây Tạng lạnh giá. Tên của ông ta chính là Henry Morton Stanley, sau đó, ông ta bắt đầu thăm dò khắp Tây Tạng, tìm tòi nghiên cứu trong các chùa miếu lớn, theo những gì Stanley nói thì ông ta đang tìm một nơi gọi là Bạc Ba La. Về con người này, trước mắt chúng ta mới chỉ thu thập được rất ít tư liệu, Ngoại trừ biết tên và biết ông ta là nhà thám hiểm ra thì chỉ tìm được vài bài báo ở thời kỳ đó trên Thư viện Britannica, biết được một chút về những cuộc thám hiểm trên khắp thế giới của ông ta, song hoàn toàn không liên quan gì tới Tây Tạng. Còn chuyện tại sao ông ta biết tới Bạc Ba La thần miếu, cách giải thích được lưu truyền nhiều nhất mà chúng ta biết được hiện nay là Stanley từng ở vùng tiếp giáp giữa Ấn Độ và Tây Tạng, nghe được các nghệ nhân tộc Tạng, nghe được sử thi A-Li Vương thần bí, trong sử thi đó có nhắc tới Bạc Ba La, còn về việc ông ta đi Ấn Độ lúc nào nghe ở ở nơi cụ thể nào, thì chúng ta đều chưa làm rõ được. Tóm lại là, kể từ Stanley trở đi, cụm từ bạc ba la thần miếu bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thầy giáo gọi năm mà Stanley tới Đại Tuyết Sơn lần cuối cùng, tức là năm 1844, là năm khởi nguồn cho cuộc tìm kiếm bạc ba la thần miếu sau này. Mặc dù cả đời Stanley không tìm được bạc ba la thần miếu, song ông ta đã hết lượt này đến lượt khác cổ suý mọi người rằng ở Tây Tạng có một kho báu có thể nói là lớn nhất thế giới, gọi là bạc ba la, Mới đầu thì không ai tin ông ta cả, nhưng sau này, dường như ông ta đã tìm được một số đầu mối, về điểm này, chúng ta vẫn đang đợi chứng thực lại, có lẽ là kinh sách và một số đồ quý được giấu đi trong thời kỳ diệt Phật, nghe đâu số báu vật này đều đã được lén vận chuyển tới Anh, song không công khai ra bao giờ. Cho tới khi Stanley mất tích một thời gian dài, những lời đồn thổi liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu mới dần dần lan rộng, lần này thì không ai còn hoài nghi tính xác thực của nó nữa, tại sao không hoài nghi nữa? tôi đoán có lẽ là bởi những thứ Stanley mang về Anh Quốc, làm họ tin rằng ở Tây Tạng còn một lượng lớn kỳ chân dị bảo còn chưa được khai quật. Cũng có nghĩa là kể từ đó trở đi, vô số nhà thám hiểm bắt đầu lục tục đổ về Tây Tạng, dấu chân họ đã in dấu khắp các khi không người của Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba liếc trương lập và nhạc dương đang đến thở mạnh cũng không dám, tiếp tục nói, quan hệ giữa Bạc Ba La và Tứ Phương Miếu, giữa cả Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Bố Đạt La Cung, không thể trực tiếp vẽ một dấu bằng. Xong ở nhà tôi có một cuốn sách cổ, nghe đồn cũng là vật lưu truyền từ thời Phật giáo Phục Hưng 12, hiện nay gọi là cổ kinh Ninh Mã, thực chất là một cuốn sử do tăng lữ Ninh Mã giáo 13 thời cổ ghi chép, về giai đoạn diệt Phật giáo trong lịch sử đó, trong sách có ghi chép như vậy, khi tán phổ lãng đạt mã hạ lệnh diệt Phật, đại chiêu tự và tiểu chiêu tự gặp nạn đầu tiên, còn các sư tăng ở tứ phương miếu thì đã nhận được tin tức từ trước, vì lúc đó lãng đạt mã chủ trương suy tôn bản giáo, diệt Phật giáo. Họ bèn ngụy trang thành giáo đồ bản giáo, lần lượt chia đợt chuyển các báu vật trong tứ phương miếu đi, còn rốt cuộc là đưa đi đâu, thì không ghi chép chi tiết, trong kinh sách chỉ có một câu, đại ý đó là một nơi không thấy mặt trời dâng lên đằng đông, cũng không thấy mặt trời lặn xuống đằng tây, nhưng quanh năm đều tắm trong ánh mặt trời rực rõ, những tín đồ linh hồn mãi mãi trung thành canh gác ở đó. Câu này, chính là đầu mối duy nhất về tứ phương miếu mà chúng ta biết được, còn ý nghĩa của bạc ba la thần miếu không phải là gì khác, chính là báu vật nhiều như biển lớn, thiêng liêng trí cao vô thượng. Cái tên này, tự thân đã là một lời nguyền ma quỷ, khiến những kẻ tâm địa xấu xa quên cả thân phận và sự tôn nghiêm, để lòng tham làm đánh mất cả chính mình. Nhạc Dương là người đầu tiên để mất mình, đồng tử anh chàng giãn ra, lấp lánh những tia sáng dị thường, không biết vô tình hay cố ý liếm liếm cặp môi khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hạ giọng lẩm bẩm như say, bạc ba la, thì ra chính là bạc ba la. Bạc ba la, Trương Lập nhìn vẻ mặt Nhạc Dương mà lấy làm lạ, đưa tay vùng vẩy trước mặt anh ta xem có còn chi giác không, Nhạc Dương hất tây trương lập ra của trách, đừng nhìn tôi kiểu ấy, thế nào thì tôi vẫn tỉnh táo chứ. Trác Mộc Cường ba mặc kệ hai người cãi nhau, tiếp tục nói, tại vì thời của Stanley cách chúng ta quá xa, nên rất khó thu thập được tư liệu về ông ta trên mạng, chính thế mà nghiên cứu của chúng ta về con người này không được sâu lắm, chỉ biết ông ta có lẽ là người cận hiện đại đầu tiên đi tìm kiếm bạc ba la, cả đời ông ta, từ khi biết đến bạc ba la liền gắn kết luôn với Tây Tạng, cuối cùng hình như cũng chết ở Tây Tạng thì phải, nhưng không hiểu tại sao tấm bản đồ ông ta phát hiện được ở Tây Tạng bị lưu lạc ra ngoài. Nghe đồn là tấm bản đồ số có đánh dấu lối vào bạc ba la thần miếu, về sau đã dẫn đến tranh đoạt rất khốc liệt gã kể lại câu chuyện tranh đoạt bản đồ mà giáo sư Phương Tân đã tìm được một lượt, lại làm nhạc dương và trương lập thêm một phen nín thở, trong lòng sao động. Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp, chuyện liên quan tới tấm bản đồ này thật giả thế nào còn chưa thể xác định được. Nếu có bản đồ mà tìm hơn 100 năm vẫn chưa thấy thì hình như cũng không ổn cho lắm, nhưng có rất nhiều sự kiện liên quan tới bạc ba la đã thực sự xảy ra. Để tôi lấy ví dụ, như là ở nước Nga chẳng hạn. Sau khi Stanley mất tích, có một quãng thời gian rất dài không còn tìm được tư liệu gì liên quan tới bạc ba la cả, thầy giáo nói, tạm thời chúng ta gọi giai đoạn này là thời kỳ trầm lắng của bạc ba la, sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, cụm từ thần bí bạc ba la lại đột nhiên tái xuất hiện, kể từ đây, chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng của bạc ba la. Trong hai năm, Năm 1927 đến năm 1928 cũng chính là thời kỳ phục hưng sơ khởi, lúc đó vẫn còn là thời dân quốc, Liên Xô đã từng hai lần phái đoàn chuyên gia tới Tây Tạng, họ mang theo thư của chính phủ Liên Xô gửi chính quyền đương cục Tây Tạng. Sau khi tới đất Tạng, bọn họ lấy danh nghĩa đến chùa Triển Bố thí, chụp ảnh quay phim, thu thập tin tức. Rốt cuộc họ đã biết những gì, đang tìm kiếm thứ gì, chúng ta mới chỉ tra được tới đây thì đứt đầu mối. Về sau, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 qua đời, quan hệ giữa Tây Tạng và Liên Xô dường như cũng đã cắt đứt. Đặc biệt là sau khi đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, trong tầng lớp tăng nhân và quý tộc thượng lưu Tây Tạng bắt đầu dần dần hình thành một thế lực tách ra theo hướng thân Anh Mỹ, bọn họ coi Liên Xô xã hội chủ nghĩa như hồng thủy mãnh thú, từ chối không quan hệ với nước này. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Liên Xô cũng bị cuốn vào vòng chiến, không còn rảnh tay mà lo đến Tây Tạng, song trên thực tế, họ chưa bao giờ ngừng cuộc tìm kiếm ở vùng đất này. Kỳ thực, trong và sau thế chiến thứ hai, không chỉ Liên Xô, cả Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản cũng có rất nhiều người hoạt động ở Tây Tạng. Nhưng rốt cuộc họ làm gì ở Tây Tạng? Đây cũng là những dữ liệu mà hiện nay chúng ta còn chưa điều tra được. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng có lẽ hoạt động của họ liên quan đến bạc Ba La, nhưng lại không tìm được bất cứ đầu mối nào trong các tư liệu công khai cả. Kể từ lúc Stanley tới Tây Tạng tìm kiếm bạc Ba La thần miếu, tới khi ông ta mất tích, tới khi có vô số đoàn thám hiểm tới Tây Tạng, đều không biết họ đang tìm kiếm cái gì ở giữa thiếu mất một mắt xích, chính là một mắt xích rất quan trọng trước nay chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Đặc biệt là những người tới tìm bạc ba la thần miếu sau thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai, đừng nói là các cậu, mà cả tôi cũng không sao tin nổi. Nếu những chuyện đó là sự thật, vậy thì, thứ mà họ tìm kiếm, chỉ e không chỉ đơn giản là của cải thôi đâu, rốt cuộc bạc bác la thần miếu ẩn chứa bí mật gì chứ nhỉ, hà. Trác Mộc Cường Ba nói tới đây, đột nhiên sực nhớ ra tập tư liệu dày cộp trong tay Lữ Cánh Nam, liền Bảo Trương Lập và Nhạc Dương, có lẽ mắt xích quan trọng này là một sự kiện nào đó xảy ra sau khi Stanley mất tích ở Tây Tạng và trước khi vô số thế lực tới đây. Nhà nước hẳn là đã biết rồi, nếu chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành được lần băng rừng này, biết đâu Lữ cánh nam sẽ tiết lộ một chút tư liệu cũng không chừng. Trương Lập nói, thêm một lần được cường ba thiếu ra kẻ tường tận về bạc Ba La thần miếu, khiến toàn thân tôi căng tràn sức mạnh, đừng nói là vượt qua rừng rậm Nam Mỹ, mà dù băng qua Nam cực cũng chẳng vấn đề gì ấy chứ. Tim Nhạc Dương vẫn còn đang đập thình thịch, anh chàng liếc mắt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba vẫn tỏ ra bình tĩnh dị thường, lấy làm ngạc nhiên hỏi, "Cường Ba thiếu gia, có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi anh từ lâu rồi." Trác Mộc Cường Ba nói, "Chuyện gì vậy, cậu nói đi." Nhạc Dương hỏi, "Theo lý mà nói, Cường Ba thiếu gia xuất thân trong gia đình Phật giáo, cha anh lại được xưng là đại trí giả, địa vị gần như một nửa Phật sống rồi, như vậy thì quan hệ giữa Cường Ba thiếu gia và tạng truyền Phật giáo hẳn phải sâu xa lắm nhỉ?" Trác Mộc Cường ba gật đầu, ừm, cũng có thể nói như vậy. Nhạc Dương nói, bạc ba la thần miếu đó là của cải quý giá nhất của triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Tây Tạng để lại. Vừa rồi tôi nghe anh kể truyền thuyết bạc ba la thần miếu, đến giờ vẫn còn kích động đây này. Vậy mà, sao tôi cứ thấy thái độ của anh có vẻ lãnh đạm thì phải, hình như chẳng hề quan tâm đến việc khai quật ngôi miếu đó lên thì phải. Lẽ nào trong lòng Cường ba thiếu ra anh, ngoài tạng ngao ra, những thứ khác đều không thể làm anh hứng thú hay sao? anh là con cháu của Phật giáo thế gia cơ mà. Trác Mộc Cường ba cười cười, kha kha, chắc là cậu không biết, mặc dù xuất thân trong Phật giáo thế gia, nhưng bản thân tôi lại không hứng thú lắm với tôn giáo, nói chung là chẳng tin tôn giáo nào cả, tôi chỉ tin vào chính mình. Vận mệnh là do mình nắm giữ, chỉ cần sống tốt đời này kiếp này, hạnh phúc không mong mạng tới kiếp sau, bất hạnh cũng không trách cứ kiếp trước. Tìm được bạc ba la thần miếu hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Cho dù tôi tìm được toàn bộ của cải trong bạc Ba La Thần Miếu, cũng đâu thể mang đến sự thay đổi gì cho cuộc đời tôi chứ, tôi chỉ cần tìm thấy cái nơi đó mà thôi, thứ tôi theo đuổi là." Trương Lập nói, nhưng tục ngữ có câu mưa dầm thấm lâu, vậy mà Cường Ba thiếu gia anh lại không hứng thú với tôn giáo. Gã ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói, "Thế này nhé, Nhạc Dương, tôi hỏi cậu, cậu là người thuộc thế hệ sinh sau năm 80, cậu có thích đi học không?" "Đi đi học?" Nhạc Dương lấy làm kỳ quái. Trác Mộc Cường Ba nói, "Chẳng hạn như lúc các cậu học trung học ấy, cậu có thích quãng thời gian đó không?" Yêu cầu phải ngồi trong lớp học, chỉ có thể nghe thầy cô giảng bài, tay chân phải đặt ngay ngắn, không thể ngọ nguậy bừa bãi. Trác Mộc Cường Ba còn chưa nói dứt, Nhạc Dương đã cười ồ lên, "A, cuộc sống như thế ai mà thích được chứ. Tôi mà thích đi học thì đã không làm lính rồi, biết đâu lại còn đang học tiến sĩ ở trường đại học nào cũng nên." Trác Mộc Cường Ba gật đầu vậy là đúng rồi, giáo lý nhà Phật mà trước đây tôi tiếp xúc, cũng giống như các cậu đi học vậy thôi, ngày nào cũng phải ngồi trong tiểu kinh các, đọc thuộc lòng những đoạn kinh vừa không thể nào hiểu nổi lại vừa chúc chắc khó phát âm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hễ thấy đống kinh sách đó là đau đầu, cái gì mà Phật ra, cái gì mà gác kinh lầu Phật, kinh tháp pháp khí chứ, tôi chẳng hứng thú gì hết. Lần này nếu chẳng phải từ kỳ lân và bạc ba la thần miếu có quan hệ lằng nhằng phức tạp, tôi nghĩ chắc mình không thể nào tham gia đội ngũ này đâu. Trương Lập và Nhạc Dương miếu máu nhìn nhau, cũng tự nhủ, xem ra đức nhân lão ra là đại trí giả mà cách giáo dục con cái vẫn có vấn đề. Rồi lại nghĩ tới bạc ba la thần miếu trác một cường ba vừa kể, cả đêm hưng phấn, càng không sao ngủ được. Ngày hôm sau, chim rừng sâu bọ vẫn dỉ giả, ánh dương rực rỡ, bốn người từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi, lại bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn trong rừng sâu, giống như câu chuyện về sư tử Phi Châu và Linh Dương vậy, khi mặt trời lên, hai bên đều ra sức luyện tập chạy bộ vì sự sống. Ai mà biết được ngày hôm nay trong rừng sâu kia có gì đang chờ đón họ. Đoàn lữ hành tự túc. Trong khu rừng già rộng lớn này, lúc thời tiết dễ chịu nhất đương nhiên là buổi sáng sớm, cơn gió nhẹ mát thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến mùi hương ngăn ngát của bùn đất và những loài thực vật không thể gọi tên, cùng đến với gió, còn có cả tiếng chim ríu rít nữa. Mặc dù bốn người không dám chậm chế dù chỉ một phút, nhưng cũng vẫn nhắm mắt lại để thả mình giữa tự nhiên, cảm nhận sự khoan khoái. Nhiệm vụ chống xào đã chuyển sang cho Trương Lập, ba người còn lại hoặc nằm hoặc ngồi, ngả ra trên bè gỗ ngắm cảnh, mấy người bọn họ giờ đây như đã ngộ được thế nào gọi là vận mệnh, cái gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh nổi, vũ khí không rời tay, quá lắm thì quyết chiến một trận là cùng. Bọn lính gác của gia tộc khỉ rú 14 phát ra những tiếng rú cảnh giác, một con nhím sông thẳng ra làm kinh động khiến cả bầy lạc đà không bướu Nam Mỹ 15 chạy tứ tán, lũ chim oanh cũng ngừng kêu, đập cánh phạch phạch bay vút lên cao, nước sông chỉ sâu ngang hông, dưới ánh mặt trời chói lói, thậm chí còn nhìn rõ được từng hạt cát dưới đáy sông, thi thoảng lại thấy một chùm lan giả dạ hương trôi theo con nước. Một lớp rong tiềm liên 16 nằm lặng lẽ dưới đáy sông, tựa như mái tóc mềm mai của thiếu nữ Mỹ Miều, để mặc người mẹ nước nhẹ nhàng trải vuốt. Cá mặt trời và cá thần tiên lúc nào cũng bơi thành từng đám lớn, đung đưa điệu đàng, lũ cá cờ hoa hồng và cá cờ pha lê lại càng không kém cạnh, thi nhau đua màu khoe sắc. Nhạc dương nhòi người trên bè gỗ, khuấy nước nhẹ nhẹ, phảng phất như chạm được vào lũ cá kia vậy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã trở lại trên gương mặt anh đối với nhạc dương khoảng khắc bình yên êm ái này chính là một sự hưởng thụ rất lớn ba tang thì ngửa mặt nhìn lên không trung một đám mây trắng xốp như bông lướt qua bầu trời anh ta lập tức nhạy bén bắt được dấu hiệu này trong đầu thầm nhủ tích tụ sức mạnh hả vẫn tích tụ hả khi chúng tụ lại với nhau uy lực sẽ đáng sợ tới nhường nào còn trác mộc cường ba lại nắm chặt báng súng cảnh giác quan sát hoàn cảnh và động hướng xung quanh, trong lòng thật sự không muốn xảy ra chuyện như ngày hôm qua, thật sự là không. Xuất hành hết sức thuận lợi, thậm chí bốn người còn có cảm giác là hơi quá thuận lợi, so với những chuyện ngày hôm qua, hôm nay như thể đang tham gia đoàn tham quan vậy. Chính vào lúc họ có ý nghĩa này, chắc Mộc Cường Ba đột nhiên cảnh báo, có người. Tốc độ bốn người tương đối nhanh, hơn nữa động tác cũng hết sức nhịp nhàng, gần như cùng lúc nhảy xuống nước, bơi tới bờ sông, lại nhanh nhẹn kéo bẻ gỗ vào rừng, giấu ngay tại chỗ, rồi cầm súng chờ đợi. Để đề phòng kẻ địch phát hiện từ xa, trước đó họ đã dùng dây mây và lá cây ngụy trang lên quần áo, trên mặt cũng bôi vằn vệt, lúc này lẩn giữa rừng cây, không thể nói là ẩn nấp không chuyên nghiệp được. Tiếng động lại gần hơn, ba con thuyền gỗ nhỏ đi ngược dòng lọt vào tầm ngắm của bốn người, giống như con thuyền trước đây của họ, thuyền gỗ hình thoi có mái treo. Mỗi thuyền có ba tới năm người, người trên thuyền tóc đen có tóc vàng cũng có, hình như là thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, nói chuyện cũng bằng mấy thứ ngôn ngữ. nét mặt đám người này có vẻ rất nghiêm túc, tính cảnh giác cũng rất cao, hình như còn có mấy người chuyên phụ trách giám sát rừng cây hai bên bờ sông thì phải, nhưng hình như lại không có vũ khí. nhìn tay của Trác Mộc Cường ba ra hiệu, mấy người còn lại đều hiểu, người trên thuyền không biết là địch hay bạn, tạm thời không nên làm kinh động, để họ đi qua. đúng lúc ba con thuyền sắp rời khỏi tầm mắt họ, đột nhiên vang lên một tiếng a, à, tuy âm thanh không lớn lắm nhưng trong buổi sáng sớm tĩnh lặng trốn rừng sâu này ai cũng có thể nhận ra đây là âm thanh của con người trên thuyền lập tức có phản ứng có người lớn tiếng nói gì đó những người còn lại cũng đều hoảng hốt luống cuống nhìn quanh quất nhưng bọn trác mộc cường ba không hiểu họ nói gì hình như là thổ ngữ địa phương trác mộc cường ba lừa mắt nhìn kẻ vừa làm lộ tung tích trương lập nhân mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ chỉ tay vào một con nhện lông cách gò má anh ta chưa đầy 5 cm con nhện này rất to toàn thân lại mọc đầy lông đen tua tủa cho dù là ai, bất ngờ trông thấy con vật to tướng này cũng ắt phải giật mình đánh thót. Đằng nào cũng đã kinh động tới đám người kia, chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường, thấy đối phương không ai mang vũ khí nóng, bốn người liền cầm súng bước ra, chỉ thấy trên thuyền có một người da màu cà phê, điệu bộ có vẻ trung hậu thật thà đang thấp tha thấp thỏm giải thích gì đó. Vừa trông thấy bốn người cầm súng đi ra, người có vẻ là hướng đạo đó lại càng nói nhanh hơn, vừa nói vừa khoa chân múa tay, còn người trên thuyền dường như cũng rất tự giác, không cần ra lệnh gì đã tự động đặt tay lên đầu trác mộc cường ba hất hàm với trương lập nói hỏi thử xem anh ta đang nói gì trương lập lấy làm khó xử nói hỏi thế nào bây giờ nhạc dương chú ý thấy trong đám người này hình như chủng loại nào cũng có lẽ nào đúng là gặp phải một đoàn tham quan anh bèn hỏi bằng tiếng anh có ai biết tiếng anh không lời vừa ra khỏi miệng lập tức có người hưởng ứng đừng nổ súng chúng tôi là đoàn khách du lịch Chúng tôi chỉ qua đường thôi, không biết gì cả đâu. Xin đừng nổ súng, chúng tôi sẽ nghe lệnh các anh, tôi là Kutu, tôi và sư đoàn trưởng Salizan là bạn tốt, các anh thuộc phân đội nào vậy? Cả đám mồm năm miệng 10, đâm ra chẳng nghe rõ được gì, Ba Tang liền gắt lên, không được ồn. Phái một người ra đây nói chuyện. Phương pháp này rất có tác dụng, mấy người trên thuyền nhanh chóng câm bặt. Trên con thuyền ở giữa có một người lên tiếng, sĩ quan, tôi có thể đứng dậy nói được không? Trác Mộc Cường ba thấy người đó hét lên rất vất vả, liền gọi, anh kia, qua đây nói chuyên. Một người đứng lên, bỗng nhiên có cảm giác như hạc giữa bầy gà vậy, cao khoảng 1 m trở lên, người đàn ông da trắng này có mái tóc bạch kim, gương mặt anh Tuấn sắc nét, đôi tay to bè trắng trẻo, cặp mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm giống như một vị học giả ôn nhu hòa nhã. Khi anh ta đi đến cạnh bọn Trác Mộc Cường ba, cảm giác đầu tiên của mấy người là, ôn hòa, chắc chắn, đã được giáo dục ở trình độ cao. Mũ phớt trắng, Áo sơ mi cộc và quần lửng trắng, giày da màu trắng, tất trắng, quần áo trên người đều chỉnh tề sạch sẽ, cử chỉ điệu bộ lại càng toát lên vẻ nho nhã lễ độ. Người kia lịch sự chỉnh lại mũ, sau đó nói, "Tôi là Son, chúng tôi là đoàn khách du lịch tự phát, người trong đoàn mỗi người một nghề, đến từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi chỉ định thăm dò tình hình sông ngòi và phân bố động thực vật trong rừng nhiệt đới của tỉnh Putumayo." "A, à, con nhện này thuộc giống hoa hồng đỏ đây, đáng yêu quá, xin lỗi." tôi có thể chụp hình kỷ niệm được không nhỉ? Giọng Ireland của anh ta nhất định là làm vô khối thiếu nữ say mê rồi. Người đàn ông khoảng 30 tuổi này nói năng lễ độ dành mạch, nhất nhất trình bày rõ ràng và ngắn gọn mục đích, hành trình, số người của toàn đoàn. Bốn người nhẫn nại lắng nghe, không thể nào phủ nhận, giọng nói của người đàn ông tên Son này có một ma lực khiến người ta dễ chịu thoải mái. Chỉ là khi anh ta nói tới tỉnh Putumayo, nhạc dương suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cái gì hả, tỉnh Putumayo, nói vậy là chúng ta vẫn trong lãnh thổ Colombia hả? Thì ra, đây là một đoàn du lịch tự phát quen nhau trên mạng rồi tự tổ chức lấy, hoặc cũng có thể nói là một nhóm mạo hiểm tự túc toàn bộ kinh phí, tự xưng là dân phượt, nghe nói là do một người đàn ông gốc á tên là cai khởi xướng tổ chức, tổng cộng có 15 người, bao gồm 4 người châu Á, 7 người châu U, 2 người Mỹ, còn cả hai người tới từ châu Phi nữa. Bọn họ lên bờ ở bán đảo Nicoya thuộc Trung Mỹ, Bắt đầu lần theo dấu vết nền văn minh Maya, đi qua các nước Honduras, Mexico, Guatemala, rồi sau đó tới Colombia, chuẩn bị từ tháp Chalapi đi ngược dòng lên, qua tỉnh Putumayo, thực hiện một cuộc đại mạo hiểm trong rừng nguyên sinh. Người từ đầu vẫn nói huyền thiên kia là hướng dẫn viên họ thuê, tên là Mark, biết nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Nhạc Dương hỏi, các anh có 15 người, tại sao trên thuyền chỉ có 12 người thôi? Son giải thích Ngoài mát không tính, còn bốn người nữa ngồi trên một con thuyền khác, bao gồm cả người khởi xướng hoạt động lần này, vừa rồi lúc đi ngược dòng, đột nhiên gặp phải phần tử vũ trang tấn công, mọi người bị thất tán, cũng may mát rất thân quen với quân du kích, nên họ mới giữ được tính mạng, cả đoạn đường từ đó tới đây đều nhờ anh ta mới qua được các chốt gác. Son còn nói, mức độ nguy hiểm của chuyến du lịch trong rừng rậm này cao hơn rất nhiều so với dự kiến, vì nghe nói rừng rậm nguyên sinh ở đây được bảo tồn hoàn hảo nhất, nên mới lên kế hoạch tới đây khảo sát thật không ngờ thì ra trạng thái hoàn hảo lại được bảo tồn theo cách này lần sau tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa bốn người bọn chắc một cường ba trụng đầu thương lượng cảm thấy son nói năng rất thành khẩn chắc là không có gì dối trá chỉ bằng thả họ đi cho rồi nhưng lại sợ có người cáo giác với kẻ địch đặc biệt là người tên Mark kia rất khả nghi lúc nào cũng nhìn họ với ánh mặt không thân thiện bỗng son đột nhiên nói a à, các anh không phải chính là chính là bốn người đó đấy chứ ba tang ghi chặt người đàn ông cao hơn mình rất nhiều kia gần giọng nói bốn người nào các người đã biết những gì rồi son giơ hai tay lên biểu thị không có ác ý gì nói đừng đừng ngại chẳng qua là trên đường đi chúng tôi bị xét hỏi quân du kích đang tìm bốn người châu á mang vũ khí dọc đường đã gặp phải ba lần tra xét như vậy họ còn lập một trạm kiểm soát ngăn sông nữa tôi có thể đảm bảo với các anh chúng tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ hành tung của các anh đôi mắt xanh lam thành khẩn đó thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng son dường như đã nhìn thấu được tâm tư bốn người nói gần như là thề làm sao bây giờ bốn người thì thầm thương lượng trác mộc cường ba chỉ tay vào mát các anh có thể đi nhưng người kia thì phải ở lại đây son nhíu mày lại lúng túng nói nhưng nếu người dẫn đường duy nhất này phải ở lại chỗ các anh mười mấy người chúng tôi tất cả đều không thể nói chuyện được pc với quân du kích trong rừng đâu hay là các anh đi luôn với chúng tôi đi nhìn ánh mắt đó của Son, bốn người lấy làm khó xử. Nếu đi chung với đám người này, khó mà tránh khỏi liên lụy đến họ, còn nếu dẫn mắc đi, mười mấy người này cũng khó mà rời khỏi được phạm vi thế lực của quân du kích. Mà theo như Son giới thiệu, trong nhóm người này, có nhà động vật học, thực vật học, nhà nghiên cứu thủy vản địa lý, toàn là nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau, nếu để họ dấn thân vào nguy hiểm với mình, ngoài ba tang ra, lương tâm ba người còn lại đều không thể chấp nhận nổi. Cuối cùng, theo kiến nghị của Son, mắc lấy tín ngưỡng của địa phương mà thề rằng sẽ không tiết lộ tung tích của họ, nhóm du khách được thả đi một cách an toàn, nhưng đối với bọn Trác Mộc Cường Ba mà nói, không nghi ngờ gì nữa, hành động này đã lại trôn xuống một trái bom khác. Theo đầu mối son cung cấp, bọn họ cẩn thận tránh xa con sông có quân du kích tuần tra và thiết lập trạm kiểm soát, đi cắt ngang qua rừng. Lại có tiếng rít ẩm ý vang lên, bốn người vừa ẩn nấp xong, một chiếc Black Dragonfly liền bay vù qua đầu, nhưng lần này họ cảm thấy không còn an toàn như những lần trước nữa. Đợi trực thăng bay qua, ba tang hẳn học nói, thực ra hoàn toàn có thể tịch thu hết phương tiện thông tin của họ, rồi trói lại vứt trong rừng, đợi khi người ta phát hiện ra họ thì chúng ta đã tới được nơi đủ an toàn rồi. Trương Lập không đồng ý, nói, nhưng trong khu rừng thế này, chỉ sợ chưa ai phát hiện ra, họ đã chết sạch cả rồi. Ba tang lạnh lùng nói, nếu cái tên mác kia coi lời thể chỉ như cái rắm, hay trong đám đó có bất cứ người nào nói sai một câu thôi, thì có khi chẳng mấy nữa chúng ta sẽ chết sạch cả cũng nên đấy. Trác Mộc Cường ba ngắt lời hai người, được rồi, chuyện đã xảy ra rồi thì không cần tranh cãi nữa. Có điều, cái người tên Son đó, là người Ireland đúng không nhỉ, nghe anh ta nói chuyện, hình như rất có học thì phải. Bốn người vẫn dùng cách leo cây đu dây, vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước vừa nói chuyện, mặc dù thời gian gặp gỡ ngắn, song vẻ nho nhã và mái tóc bạch kim của Son đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với họ. Đồng thời, cái bóng xám theo sau bốn người kia, cũng đang ngấm ngầm suy tư, tên tóc bạc đó, nhìn sau lưng hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Kỳ lạ thật, sao lại không nhớ ra nhỉ? Chia tay đoàn du lịch từ túc kỳ quái kia khoảng 2 tiếng đồng hồ, bốn người đã đi được tầm 5 cây số về phía đông, qua ba con sông nhỏ, vượt hai cánh rừng, khi tiến vào cánh rừng thứ ba, bọn họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Cánh rừng này, lớn hơn những cánh rừng trước đó rất nhiều, càng đi vào sâu, lại càng có cảm giác không tìm được điểm tận cùng, thậm chí còn không sao xác định được mình đã tới trung tâm cánh rừng hay chưa nữa không khí ẩm ướt oi bức, rừng cây che kín cả mặt trời, dẫm chân lên lớp đất bùn mềm nhũn, ánh sáng xung quanh hiển nhiên không đủ, không có những tia nắng lốm đốm xuyên kẽ lá, bốn người đành phải mượn ánh sáng đèn pin tiến lên. Cúc 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 cúc, cúc những tiếng như loài cú kêu đêm vang lên theo tiết tấu, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho cánh rừng đen tối này. Nhạc Dương lấy là bàn ra, nghi hoặc nói, chắc là chúng ta đi đúng hướng, nhưng tại sao vẫn còn trong lãnh thổ Colombia nhỉ? Thì ra là vẫn còn ở trong địa bàn của họ, Chẳng trách lại có nhiều quân du kích truy đuổi chúng ta như thế. Trương Lập nói, hay là lần đầu tiên bị quân du kích truy đuổi đã vượt qua biên giới rồi. Nhạc Dương lắc đầu, khả năng này không lớn lắm, những dòng sông khởi nguồn từ dãy Andes này đều chảy từ tây sang đông nam, chúng ta không thể nào chuyển hướng lên phía bắc được, nếu nói có sai sót ở đâu thì chỉ có khả năng là lúc đi bộ trong rừng chúng ta đi sai hướng thôi. Thực ra, khi lần đầu tiên nghe thấy họ vẫn còn trong lãnh thổ Colombia, cả bốn người đều cảm thấy rất may mắn vì họ hoàn toàn dựa vào bản đồ sai, vậy mà vẫn băng qua được rừng rậm, chỉ có thể nói là sông ngòi và rừng cây ở đây quá đỗi giống nhau, có bản đồ hay không cũng chẳng khác gì là mấy mà thôi. Leo trèo đu dây nửa tiếng đồng hồ, thể lực bốn người dù sao cũng có hạn, cả bọn liền xuống một khoảnh đất trống nghỉ ngơi, nhạc dương trượt người trên một cây cao khoảng 30 mét xuống, nói, cánh rừng này hình như là hơi lớn thì phải, tôi vẫn chưa thấy bìa rừng đâu cả. Ba tang trầm giọng nói, vậy thì rắc rối rồi những người còn lại đều hiểu ý anh ta những cánh rừng trước đó hơi nhỏ tuy cũng có một số động vật hoang dã nhưng không thích hợp cho động vật ăn thịt loại lớn sinh tồn nếu cánh rừng này đủ lớn lại hiếm khi có người đặt chân tới thì rất có khả năng gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn bất ngờ tấn công đừng nói là gặp phải bọn như báo châu mỹ sư tử châu mỹ chỉ cần một đàn lợn rừng vài con gấu rắn mối châu mỹ ẩn trong bóng tối rắn cạo nong thoát cái sổ ra cũng đã đủ cho họ luống cuống tay chân một phen rồi ở bờ sông bên ngoài cánh rừng đó, Sos đứng trên trà cây cao nhất trong khu rừng quanh đó, phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy màu xanh trải ngút tầm mắt, y lắc đầu nói, cánh rừng rộng như vậy mà cũng dám cắm đầu đi vào, mấy thằng nhóc này rốt cuộc có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã không vậy. Mà hơn nữa, trong đó rõ ràng là đã có bố trí rồi. Bốn người ngồi quay lại, bổ sung nước tích lũy thể lực, trên đầu thi thoảng lại thấy cành lá lay động, những bóng đen lướt qua tán cây, cự ly quá xa động tác lại nhanh nên căn bản không thể nhìn rõ thể hình của chúng, có thể là khỉ lùng mà cũng có khả năng là hắc tinh tinh. Đang phân tích xem con đường nào có thể đào tẩu, bỗng ngoạp một tiếng, một con ếch không biết nhảy ra từ gốc cây nào, rơi đúng vào giữa tấm bản đồ. Nhạc Dương đang định đặt tấm bản đồ xuống để bắt nó thì chắc Mộc Cường Ba đã tung chân đá văng cả bản đồ lẫn ếch đi. Nghe hơi thở nặng nề của gã là biết ngay, có thể Nhạc Dương lại vừa đảo qua đảo lại danh giới tử vong lần nữa cũng không chừng. Mặc dù trong rừng rậm này bất cứ chỗ nào và bất cứ nơi đâu cũng đều có những động vật có độc không rõ tên xuất hiện, nhưng Nhạc Dương chỉ ngẩn ra trong một thoáng, rồi sắc mặt lập tức tái nhợt đi, loài đó anh cũng biết, một trong 10 loại độc nhất châu Mỹ, ếch tên độc 17. Bộ da màu vàng và những vạch đen trên mình chính là sự cảnh cáo đối với những kẻ muốn xâm hại tới nó, thể hình nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, hiếm khi dài quá 10cm, có màu hồng ngọc, lam ngọc, vàng kim hầu hết đều là những màu rực rỡ bắt mắt, thích sống ở nơi u tối giữa rừng sâu, có thể chèo cây, thổ dân thường dùng độc tố tiết ra trên da chúng chế thành chất dịch, bôi lên đầu mũi tên để đi săn. Trương Lập nói, loại ếch này thường không sống một mình. Ngước mắt nhìn lên, cây cối xung quanh đều thấp thoáng lấp ló đủ thứ màu sắc rực rỡ mê người, xanh như phỉ thúy, đỏ như máu gà, vàng như vàng ròng, lam như lam ngọc, hình dáng chúng lại càng như dùng ngọc điêu khắc thành, khiến người ta nhìn thấy xong liền trào dâng lên nỗi xung động chỉ muốn nâng niu trên tay mà ve vuốt ngắm nghía. Mối tội loài ếch này vô cùng độc, mà độc tố tiết ra trên da loài ếch tên độc ở Colombia này lại càng đáng sợ hơn, chỉ cần 3 phần vạn gam là đủ khiến người ta mất mạng rồi. Trác Mộc Cường ba cẩn thận tránh chỗ gốc cây có bọn ếch tên độc ra, để những người phía sau giữ vững đội hình, đồng thời nói, xem ra chúng ta vào khu vực chúng nghỉ ngơi rồi, nên đổi chỗ khác thì hơn, bằng không, chúng nhiệt tình ôm cho một cái lời còn chưa dứt, bạch một thứ rơi chúng vào đầu gã, Trác Mộc Cường ba đang chuẩn bị đưa tay lên hất đi, bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, liền sững lại giữa không trung, đồng thời trương lập cũng hét đừng chạm tay vào trác mộc cường ba ngoảnh đầu lại hỏi là nó hả nhạc dương nói màu vàng kim đốm đen nhìn có vẻ rất đẹp trương lập đưa ra chủ ý cúi đầu xuống nhanh lên nó sẽ tự nhảy đi thôi ba tang dơ súng lên đừng cử động tin tôi đi trác mộc cường ba nói có điên mới tin anh ấy cúi đầu cho nó tự nhảy đi còn chắc hơn vừa nói gã vừa cúi gục đầu xuống còn ếch độc màu vàng kia ngược lại còn bám chặt vào tóc gã không chịu buông ra, màng chân rũi ra dính chặt vào da đầu, giữ cho mình không bị rơi xuống. Trác Mộc Cường ba nói với Trương Lập đi đầu, nào, giúp tôi hất nó xuống. Trương Lập đang ở phía trước gã, lùi lại một bước, Cường ba thiếu ra, nó, nó, nó trợn mắt lên nhìn tôi kìa, tôi hơi run run, hay là, hay là cứ giữ khoảng cách một chút thì hơn. Trác Mộc Cường ba nói, sợ cái gì chứ, nó không bị xâm hại thì không tiết chất độc ra đâu. Nhạc Dương, cậu làm đi. Nhạc Dương dơ nòng khẩu M4 ra đẩy đẩy, còn ếch độc dường như quyết tâm làm khó mấy người, cứ bám chặt lấy mảnh giang sơn ấy, như thể đầu chắc một cường ba là cái ổ của nó vậy. Nhạc Dương đẩy đẩy hai ba cái, con vật cáu tiết lên, phồng mang trợn má ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Dương, có vẻ như muốn nhảy lên lắm, Nhạc Dương vội vàng lùi lại hai bước, cười khổ lắc đầu, cường ba thiếu ra vừa dứt lời, mấy tiếng soạt soạt soạt, soạt vang lên, không biết anh ta dẫm phải cái gì, một sợi dây mây quấn vào chân, treo ngược anh chàng lên, thoát cái đã rời khỏi mặt đất mấy mét. Kinh hồn bạt vía ong sát nhân. Chẳng điềm chẳng báo gì, nhạc dương đột nhiên bị dây mây quấn chặt, treo ngược lên cao, nhất thời tay chân luống cuống, súng cũng đánh rơi mất. Ba tang nhanh tay nhanh mắt, rút ngay con dao săn ra, tạch một tiếng, con dao đã phi ra chặt đứt dây leo rồi cắm sâu vào thân cây. Nhạc dương vừa rơi xuống đất, tiếng súng đã vang lên khắp bốn phương tám hướng quanh đó. Trác Mộc Cường ba hất mạnh đầu một cái, con ếch tên độc buộc phải nhảy đi, bốn người không còn nghĩ chuyện gì khác nữa, đều lăn nhào xuống đất, chia nhau tìm chỗ ẩn nấp. Mỗi người tìm một cây to nấp ra sau, tiếng súng vẫn không ngừng, trong một thoáng cũng không thể biết được xung quanh có bao nhiêu kẻ địch, đạn bắn làm vỏ cây bay tung tóe, tóe cả vào mặt làm đau rát. May cho Trác Mộc Cường ba, con ếch độc kia không biết đã nhảy đi tận đâu rồi. So với gã, Trương Lập còn đen đuổi hơn một chút, trên cái cây anh chàng đang ẩn nấp một con ếch độc màu xanh ngọc đang chậm chậm bò lên, cách đầu trương lập chỉ chưa đầy 10cm, hơn nữa còn rất có vẻ như muốn tiến lại chỗ anh ta. Xung quanh đạn bay vèo vèo, khoảng cách giữa con ếch và trương lập gần như thế, làm anh chàng vừa không dám nổ súng, lại cũng không dám dùng dao, càng không dám đổi chỗ ẩn nấp, anh chàng chỉ còn cách van vì cầu xin, đại ca, đừng lại gần như vậy chứ, nể mặt anh em chút được không? Con ếch độc màu xanh ngọc kia trợn mắt lên nhìn trương lập, lại còn chấp chấp, điệu bộ rất mập mờ. Kẻ địch bắn rất rát, chẳng mấy chốc bốn người đã nghe đoán được một chút manh mối, nhạc dương đánh tay ra hiệu nói, sáu khẩu súng trường bán tự động, năm khẩu tiểu liên, còn hai khẩu súng máy hạng nhẹ nữa. Ba phía đông, tây, nam đều có điểm hỏa lực cũng có nghĩa là, kẻ địch ít nhất cũng phải 30 người, hơn nữa còn đã mai phục ở đây từ trước rồi. Mặc dù còn phía bắc không có người, nhưng rất có khả năng đấy là cả bẫy chung cố ý sắp đặt. Trác Mộc Cường ba nghĩ đến gương mặt vừa giảo hoạt vừa âm hiểm của Mark đầu tiên, cùng ánh mắt chấp chấp lấm lét lúc thề không khỏi chửi thầm trong bụng một lát sau kẻ địch đã ngừng tấn công ba tang chuẩn bị phản kích vừa thò đầu ra khỏi gốc cây lại bị hai viên đạn bắn sượt qua phải thụt đầu lại chỉ nghe trong rừng có người cười ha ha rồi bằng một thứ tiếng anh chập trệ, ha 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 khu rừng xung quanh đây đều có mai phục cả không ngờ chúng tao lại may mắn chặn được bọn mày trước hắc hắc người trung quốc bỏ vũ khí đầu hàng đi chúng tao không giết bọn mày đâu thân phận bị bại lộ đương nhiên cả bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba, trong đầu gã nhanh chóng suy tính. Rốt cuộc là sơ hở ở đâu? Chẳng lẽ là lữ cánh nam dở trò? Không thể nào, mấy ngày nay bọn gã bị truy sát tuyệt đối không phải người chết thì ta chết, lữ cánh nam có hơn thế chăng nữa thì cũng không thể làm tới nước này được. Huomen và Kassan bị ép cung khai ra, cũng không đúng lắm, hai người đó biết rất ít về mấy người bọn gã, hơn nữa, cả lý do truy sát cũng chẳng biết là gì. Lọc những chuyện này ra, thì chỉ còn một lý do mà thôi, chính là đám người thần bí nấp trong bóng tối kia, từ khi ở khả khả Tây Lý đã theo dõi gã, dường như muốn lôi kéo gã nhập bọn. Thế nhưng, muốn lôi kéo gã nhập bọn, lần trước y tự hành động còn được, lần này không ngờ lại theo gã đi xa như vậy, lại còn bắt tay với lực lượng vũ trang của quân du kích và bọn buôn lậu ma túy, cần thiết phải hao công tốn sức như vậy sao? Bản thân gã đâu thể cung cấp cho bọn chúng chứ gì có thể giá trị thực tế lắm đâu nhỉ, phía ngoài rừng không thấy có phản ứng gì, lại hét lên, chỉ cần chúng mày ném vũ khí ra ngoài, tao đảm bảo sẽ không nổ súng, bọn tao là lực lượng quân sự chính quy, nói lời là sẽ giữ lời. Có quỷ mới tin mày, bốn người gần như cùng nghĩ trong đâu, thế nhưng hỏa lực của kẻ địch đã khóa chặt nơi ẩn nấp của họ, căn bản không thể chạy thoát hay tránh né được. Trong trường hợp phải đối phó với vòng vây tấn công, lựu đạn khói, lựu đạn mù, hay mấy quả lựu đạn nổ đều có thể mở ra một con đường, song bọn Trác Mộc Cường ba băng rừng lần này lại không hề nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra đụng độ với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa, dù có nghĩ tới trang nữa, cũng chẳng kiếm đâu ra được những vũ khí đó. Trên tay họ lúc ngày ngoài súng ra, thì chỉ có dao, thậm chí cả mấy cục đá ném ra được cũng chẳng có nữa, không một đố gột nên hồ, nhất thời chẳng ai nghĩ ra được cách nào cả. Nhạc Dương trợn mắt lên với Trương Lập, anh chàng chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Nhạc Dương lại không ngừng chu miệng lên, Trương Lập tròn mắt nhìn mãi, cuối cùng mới hiểu ra nhạc dương đang rủa đuổi con ếch độc bên cạnh anh ta đi trương lập cũng tròn mắt lên điệu bộ như hung thần ác sát ra dấu bảo bảo tôi ném cái của nợ này đi á không bao giờ nhìn kẻ địch bắn loạn xạ họ đã nắm được vị trí hỏa lực của kẻ địch ngay trong bụi rậm phía sau cái cây trương lập ẩn nấp có ba tên địch hơn nữa phạm vi ấy chắc trăm phần trăm là trong tầm ném của anh ta chỉ có điều người ném ếch ra có bị trúng độc hay không cũng khó nói lắm đầu trương lập lắc như lắc chống bỏi bị đại ca này không đến gần anh ta đã là phúc lắm rồi, bây giờ bảo mình đi đụng đến nó trước, thì có khác nào đem mạng ra đùa đâu chứ, những chuyện thế này, muốn làm thì chỉ có ba tang làm được mà thôi. Nhưng ba người còn lại đều quay sang nhìn anh ta cổ vũ, trong ánh mắt ấy, có phần mệnh lệnh, có phần cầu xin, thậm chí nhạc dương còn biểu thị, nếu Trương Lập hy sinh, anh chàng sẵn sàng lập bia ghi công cho. Thương thay cho Trương Lập, bị hai thế lực trong ngoài cùng áp bức, bất đắc dĩ phải lấy vạt áo bọc tay lại, dứ về phía con vật màu lam kia. Trương lập lầm nhầm tụng niệm, đại ca, giúp thằng em này một chuyện nhỏ được không, nhảy, nhảy đi, nhảy nhẹ một cái là đủ rồi. Con ếch độc màu lam kia liếc nhìn một cái, dường như đã nghe được Trương lập nói, nhảy nhẹ một cái, lại nhảy đúng vào tay Trương lập. Trương lập không dám trần trừ chút nào, vừa đón lấy, vội vàng ném vút ra ngoài, nhân lúc đạn của kẻ địch còn chưa bắn tới, lại rụt ngay tay về, hình như nghe thấy có tiếng cảnh lá đung đưa sột soạt, cũng chẳng biết là đã ném đi tới đâu nữa. Một lát sau, lại nghe có tiếng người lào bào, kế đó là một tiếng A, thê thảm vô cùng xé nát bầu không khí tĩnh lặng của rừng sâu. Nắm cơ hội vẻn vẹn này, Trương Lập hiện ra sau gốc cây, quét một loạt đạn vào ba tên địch vừa hoảng hồn nhảy khỏi chỗ nấp kia, ba người còn lại cũng phối hợp chặt chẽ, nổ súng áp chế hỏa lực của kẻ địch ở hai hướng khác, bốn người vừa bắn vừa lùi về phía tây. Kẻ địch đuổi sát không buông, triển khai một cuộc đuổi bắt kịch liệt trong rừng sâu tiếng súng xé nát rừng già yên tĩnh dày đặc như chân trâu rơi xuống khay ngọc nhất thời chim thú đều chạy tứ tung cả khu rừng náo động hết cả lên bốn người vừa đánh vừa chạy chưa được 3 mét bụi cây và những cây cổ thụ cao lớn phía trước bỗng nhiên liền thành một giải chặn mất cả đường kẻ địch phía sau mỗi lúc một đuổi gần hơn hỏa lực bắn rát đến nỗi bốn người đều không ngẩng đầu lên được tệ hơn nữa là đạn dừa càng lúc càng tiêu hao bọn họ giờ cũng chẳng còn nhiều đạn nữa Cảnh ngộ cùng quẫn của đám trác mộc cường ba nhanh chóng bị kẻ địch nhận ra, phòng vây lại được tái lập, giọng tiếng Anh bập bẻ kia cất lên, bọn người Trung Quốc này, rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt hả, chuẩn bị chết đi. Mấy tiếng xì xì vang lên, một làn khói sắc vàng mù mịt bốc lên trong rừng cây tăm tối. Độc, đạn khí độc, nhạc dương kinh hoàng thốt lên, bốn người vội vàng xé áo đi tiểu ra, rồi lấy mảnh vải ướt đó bịt chặt mũi miệng, tuy có bất nhã thật, nhưng đích thực đây là cách giải độc tốt nhất trong lúc không còn cách nào khác thế nhưng như vậy cũng chẳng cầm cự được thêm bao lâu cả người đang nấp trên cây kia cũng lo lắng thay cho bọn họ sau thất vọng thầm nhủ ừm chẳng giống một đội được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu chút nào xem ra dù ta không ra tay chúng cũng khó mà ra khỏi khu rừng này được rồi ừm thế thì Sos đứng trên cao phát hiện đằng xa có một đám mây đen trôi tới một đám mây kỳ quái bay lượn trên tầng không lúc thì tản ra như mây khói mù mịt lúc lại tụ về biến ảo đa đoan có khi đám mây đen ấy giống như một tấm thảm ma thuật, lững lờ trôi đi. Nhìn rõ hướng bay của tấm thảm ấy, Sox dùng ống nhòm quan sát đám du kích vũ trang đang bao vây bọn chắc mộc cường ba bên dưới. Cuối cùng, y cũng nhận ra hai tên du kích từng đứng chặn trước mặt mình. Cái miệng như sát sống của y nhe ra cười gần khà khà, lần này coi như mạng chúng mày lớn, coi như ông đây giúp chúng mày nhặt một cái mạng về vậy. Hướng gió trong rừng sâu không ổn định, quân du kích mai phục xung quanh cũng không dám đến quá gần, mà chỉ nằm dạp trong các bụi cây bên ngoài phạm vi khuếch tán của khói độc. Một tên du kích nấp mé trái nói với gã Zaurier bên phải mình, chẳng hiểu sao, tao vẫn thấy kẻ kỳ quái hôm qua ném ra có gì đấy kỳ kỳ, giờ vẫn còn ngứa ngứa này. Tên Zaurier kia thô lỗ ngắt lời, đừng nhiều lời, cẩn thận bọn chúng đột nhiên xông ra bây giờ. Đám người bị Sauce dùng luyện tâm đạn ném phải ấy, mặc dù sau đó không phát hiện có độc, cũng đã rửa sạch chất dịch dính dính kia đi những những đốm lớn đốm nhỏ xanh lam trên người thì rửa thế nào cũng không hết được, nhìn cứ như thể toàn thân phát ban. Bị đồng đội trêu chọc, lần này bọn chúng đều hy vọng bắt được bốn người bọn chắc một cường ba, hòng lấy lại chút sĩ diện. Một tên trông có vẻ như đội trường thấp giọng ra lệnh, bọn chúng không cầm cự được bao lâu nữa đâu, một lát nữa cho chúng vài viên đạn trước, nhưng đừng có bắn chết, tướng Kulu đã nói rõ là cần người sống rồi. Bọn thủ hạ bên cạnh đều gật đầu khen phải, đang chuẩn bị bỡ đỡ vài câu, ca ngợi tên tiểu đội trưởng anh minh thần võ, đoán việc như thần, bỗng nhiên chợt nghe thấy một âm thanh không lấy làm dễ chịu lắm. Em mờ thanh này hết sức đặc biệt, lại có tiết tấu, từ xa lại gần, lúc được lúc mất, phiêu phiêu hốt hốt, tay mỗi người cứ như thể bị một bầy mũi bao vây kín, thế nhưng ai nấy đều mở to mắt ra mà chẳng thấy có con mũi nào. Không chỉ đám du kích, đến cả bọn trác mộc cường ba cũng nghe thấy âm thanh này, bọn họ đều lấy làm kỳ quái. Hai bên giao chiến đều đã bôi khắp người các loại thuốc nước đuổi sâu bỏ mũi mắt, nếu không, chắc đi trong rằng chưa được cây số nào đã bị đốt cho sưng vù hết cả lên rồi. Đáng sợ hơn là những loại muỗi độc kia đều chứa rất nhiều độc tố chí mạng, nếu không kịp thời điều trị sẽ chết người chứ chẳng chơi. Nhưng bị muỗi đuổi đến gần như vậy, thì đây mới là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào rừng. Tần số âm thanh vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng ầm ý, cả bọn giờ mới hiểu ra, âm thanh này không phải là muỗi, vậy thì có thể là gì vậy? Khi người đầu tiên có phản ứng, chuẩn bị co giò bỏ chạy thì đã quá muộn mất rồi, đội tiên phong của đàn ong sát nhân đã xuất hiện trong rừng sâu, bao kín đám du kích đang vây công bọn trác mộc cường ba lại. Bụng to bằng ngón út, dài 5cm, ngòi độc dài hơn 1cm, trên mình có vằn vàng, vàng đen lẫn lộn, chiến đấu theo đàn, cực kỳ linh hoạt, chẳng mấy chốc, cả khu vực rừng đã bị lũ ong sát nhân đông kìn kịt chiếm cứ. Những nơi mắt người có thể nhìn tới được, tất cả đều có lũ ong sát nhân đảo lượng trên không, dường như bọn chúng nhận được lời hiệu triệu nào đó, mấy chục con ong chúa dẫn theo đội quân của mình, ùn ùn kéo về tề tựu nơi đây. Sơ sơ không cần tính toán, đàn ong vàng này ít nhất cũng phải trên một triệu con, gặp phải tập đoàn không quân đáng sợ nhất châu Mỹ này, nếu không kịp thời cứu chữa, có lúc chỉ cần ba tới năm con thôi cũng đủ đốt chết một người rồi. Vậy mà lúc này đây, chưa ai kịp có phản ứng gì, bọn ong vàng đã bổ đầu bổ mặt đám du kích kia mà nhào thẳng tới. A à, tiếng thét này chắc trăm phần trăm là thê thảm hơn kẻ vừa nãy chạm phải ếch độc nhiều, Tiếng kêu gần như tuyệt vọng ấy làm Trác Mộc Cường ba nhớ tới người bị bọn chuột đồng bao vây ở Khả Khả Tây Lý. Còn lần này, căn bản không có không gian nào để ẩn nấp. Một tên du kích bị ong vàng bò lên mặt, hắn gào lên thê thiết, cây súng trong tay như không tự khống chế mà nổ loạn cả lên, những kẻ thù hắn đang phải đối mặt là bầy ong sát nhân, mỗi con đều chẳng khác gì một chiếc trực thăng có thể độc lập hành động, có thể dừng lại trên không, xoay chuyển 360 độ, súng đạn căn bản không thể làm chúng tổn thương được ngược lại còn làm hai tên khác đứng cạnh chúng đạn. Một tên hai tay ôm mặt chạy ra, nhưng chưa tới 10 mét, cả người đã đổ vật xuống như một cây gỗ mục. Một tên quân du kích vung áo đuổi bọn ong vàng đi, nhưng sao đuổi hết được nhiều ong như vậy, chẳng mấy chốc đã có con hôn lên gáy hắn một nhát, sau đó lại đập cánh bay vút đi. Tên kia đưa tay ấn lên gáy, vẻ đau đớn lập tức hẳn rõ lên gương mặt, mảnh áo trong tay không còn vung vẩy được nữa, lập tức liền có một con khác xông tới, đốt vào ngực, kế đó là con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm thoáng cái hắn đã bị ong vàng bu đầy mặt, ngực và lưng, toàn thân chỉ còn cử động trong vô thức. Còn tên du kích khác đang gào thét như xé ruột xé gan, một con ong vàng chẳng hề khách khí chui vào miệng hắn, không biết đốt cho một phát vào đâu, cái đó hắn ta liền khò khè vài tiếng, gầm gừ ầm ý, âm thanh trở nên vừa đáng sợ lại vừa khó nghe, hai mắt trợn tròn lồi cả ra, nét mặt ấy, tựa hồ như đã trông thấy địa ngục rồi vậy. Lại có một tên khác, bị ba con ong vàng đốt cho, nghiến răng nghiến lợi chịu đau, kinh hoàng vạn phần nhìn đồng bọn lăn lộn kêu gào xung quanh mình, sau đó, hắn run rẩy dùng cả hai tay cầm súng lên, xoay ngược họng súng hướng vào đầu mình, mắt nhìn chân chân vào nòng súng đen ngòm ấy, khi một đám ong vàng bay tới, hắn liền giống lên một tiếng, bóp mạnh cò súng. Đa phần đám du kích còn lại, chỉ cần đốt một hai phát thì cả súng cũng không cầm nổi nữa, chạy loạn xạ ngầu khắp nơi, to mồm gào thét để phát tiết đi cái đau của cơ thể và nỗi sợ hãi trong lòng nhìn thực lực của hai bên đây là căn bản không thể tính là một trận chiến đây là một cuộc chém giết một cuộc tàn sát thì đúng hơn quân du kích hoàn toàn không có khả năng phản kháng bọn chúng kêu gào đau đớn lăn lộn hút mạnh đầu vào gốc cây bị đạn lạc của đồng bọn bắn chúng dường như tất cả đều không thể làm chúng tỉnh táo lại chút nào so với bị đạn bắn phải nỗi đau đớn do độc tố sinh vật mang lại còn mãnh liệt hơn nhiều đó là nỗi đau lóc xương lóc thịt khiến người ta phải khắc cốt khi xương nỗi đau ấy, người chưa từng trải qua thì không thể nào tưởng tượng nổi. Bốn người bọn Trác Mộc Cường ba vẫn còn ở đó, chỉ cần nghe tiếng kẻ địch kêu trời khóc đất gào ầm ĩ thôi cũng đã thấy không sao chịu nổi rồi, nhìn từng tên du kích vốn là kẻ thù của mình đừng bật dậy khỏi chỗ mai phục, kẻ thì chạy loạn xạ, kẻ thì kêu gào ầm ĩ, hoặc vẩy tay như điên loạn, rồi sau đó hết tên này đến tên khác ngã xuống, người co lại thành một đám, run rẩy, co giật. Mười mấy đống không hiểu là xác chết hay người sống bị lũ ong vàng bu kín mặt, trở thành người ong theo đúng nghĩa đen. Còn bọn ong vàng thì vẫn tìm những lỗ có thể chui được trên thân hình đã không còn năng lực cử động kia, cơ hồ như không hút cạn máu huyết của đám người này, chúng không thể quyết không lui vậy. Bọn chắc một cường ba chẳng hề có niềm hân hoan vì được giải cứu, nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã chiếm trọn linh hồn cả bốn, bởi vì, khi những kẻ địch chặn phía trước họ đều ngã xuống, thứ mà bọn họ phải đối mặt chính là tập đoàn sát nhân tưởng chừng như loài ma quỷ này đây. Miệng trương lập lắp bắp run cầm cập, khóe mắt nhạc dương giật giật liên hồi, chắc mộc cường ba cũng nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, cả mấy người cứ ngẩn ra đó nhìn sự việc xảy ra, khi nỗi sợ đã bị chi phối thân thể, toàn bộ cơ bắp trên người đều co lại, giúp người cuộn tròn theo bản năng vô thức. Dường như chỉ có một mình ba tang là hoàn toàn thờ ơ bình tĩnh, chỉ lạnh lùng quan sát, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đầu anh cũng đang bị những hồi ức đau khổ dần vặt, trái tim anh ta đang co thắt, các đốt ngón tay trắng bệch ra. Cơn ác mộng bay ra từ sâu thẳm trong hồi ức, bóng đêm chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn ba tang, trong mắt anh ta giờ đây, những tinh linh chết chóc kia bị phóng to lên cả trăm cả ngàn lần, đùi non ba tang đang co giật, khi từng mảnh từng mảnh hồi ức dần hiện lên trong óc, đối với anh ta đều là những kích thích vô cùng đau đớn. Trong trận mưa đạn, một vùng đen tối mù mịt, ma quỷ tràn ra từ những góc u tối, ba tang dường như thấy rõ cả từng vết phần máu đen một, bọn chúng lướt tới như gió, đến không bóng đi không hình, khắp khu rừng đâu đâu cũng là ác ma đáng sợ đó. Anh ta và đồng đội đều đang gầm thét, bọn họ chỉ cố làm mình thêm can đảm, súng trong tay, lòng thì run rẩy, từng gương mặt ấy, bỗng nhiên trở nên quen thuộc lạ thường, gương mặt vặn vẹo đau khổ ấy, sao mà giống hệt đám quân du kích trước mặt bây giờ, là Kala, anh ta đang khóc khóc gào cái gì? Đây có phải là đồng đội ở quân đoàn nhện xanh không? Lũ ma quỷ màu đen này rốt cuộc là thứ gì? Ba Tang bỗng nhiên nhận ra, mình căn bản không dám hồi tưởng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mảng đen ấy. Ba Tang giật mình sực tỉnh, đây không phải là nơi ấy, những người xung quanh cũng chẳng phải là chiến hữu cũ của anh ta, đây là rừng già, vẫn còn cơ hội tẩu thoát. Anh ta đứng bật dậy, chụp lấy vai Trác Mộc Cường Ba theo bản năng, nghiến răng rít lên, chạy, chạy mau. Chạy, chạy, không biết lấy đâu ra dũng khí, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bổ tới bụi cây rậm rạp vốn là đường cụt, kệ mặc cho gai góc xé rách ra, liều mạng dùng thân thể mở ra một con đường mặc dù hầu hết bọn ong sát nhân đều mê mải tấn công mười mấy tên Đức kích ngoài kia, nhưng vẫn một phần nhỏ không thể không lại gần được đàm người xấu số kia, liền chuyển hướng quay sang đuổi theo mấy người đang bỏ chạy. Ba Tang phụ trách đoạn hậu, nhưng rõ ràng anh ta cũng không có cách gì đối phó được với đám máy bay chiến đấu vô cùng linh hoạt ấy. Vất vất tấm áo vài ba cái, cảm giác trên lưng tê đi. Trước tiên hơi ngứa, sau đó ôi cha, rồi a, à, con bà nó a, à. cơn đau trực tiếp kích thích thần kinh lan đi. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại thấy Ba Tang mồ hôi đầm đìa, người đàn ông sắt có thể đốt chính cơ thể mình để chơi cho vui này, đạn bắn qua người mà cũng không ừ hừ lấy một tiếng, lúc này không ngờ lại phải kêu lên đau đớn như thế. Bốn người đã chui qua được khoảng rừng bị bụi cây che kín, Ba Tang trừng mắt lên quát, ngẩn người ra đấy làm gì? Chạy nhanh lên, Nhạc Dương nhìn gương mặt đã biến dạng vì đau đớn của Ba Tang, nhất thời cũng ngây người ra. Quần áo rách bươm, máu tươi chảy ròng ròng, Trác Mộc Cường ba quay ngoắt người lại, tung mạnh tấm áo ra, miệng gầm lên, chạy đi, chạy một tấm áo phủ lên đầu nhạc dương, kế đó cậu ta liền bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy ngã xuống đất. Lúc nhạc dương bò lên được, chỉ thấy chắc một cường ba đang cởi trần trùng trục đẩy mình đi, một tay nửa kéo nửa đỡ ba tang. Trương Lập đã chạy lên trước, còn ba tang vẫn không ngừng đuổi lũ ong sát nhân vốn còn lại không nhiều lắm kia đi. Bọn ong vàng dường như chỉ hứng thú với nơi có đám quân du kích, đuổi được một đoạn liền vòng ngược trở lại, bốn người vẫn còn chưa hết sợ nhưng cũng biết rằng, coi như mình vừa nhặt lại được tính mạng, xong còn đám quân du kích đó thì. Nhạc Dương và Trương Lập đều không hề hấn gì, ba tang bị đốt cho một phát, đang nhăn nhó nhịn đau, Trương Lập lấy kem trị rắn ra, dù không biết có hiệu quả gì không, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách chữa bừa như vậy mà thôi. Nhạc Dương nhìn chắc Mộc Cường Ba và Ba tang đang cởi áo cầm trên tay, còn chưa rõ vừa rồi ai đã trùm đầu mình lại, giúp mình thoát khỏi kiếp nạn này, chợt nghe vang lên một tiếng động khác thường, là tiếng người ta nghiến răng ken két. Nhạc Dương quay đầu lại thấy cơ mặt Trác Mộc Cường Ba đang vặn vẹo dữ dội, rõ ràng là sức nhẫn nại đã lên tới đỉnh điểm rồi. Anh ta kinh hoàng thốt lên: Cường Ba thiếu gia, anh. Trác Mộc Cường Ba nghiến răng mỉm cười nói: Cậu không sao chứ? Có bị ong đốt không? Dứt lời, thân hình như tháp sắt ấy bỗng đổ rầm xuống đất. Trên tấm lưng trần của gã ít nhất cũng có sáu nốt đỏ to tướng, còn trông thấy cả ba cái ngòi đốt cơ hồ vẫn còn đang giật giật. Cường Ba thiếu gia. Tiếng kêu của nhạc dương chẳng những làm kinh động trương lập và ba tang, còn làm giật mình cả đám người đang trong rừng. Bọn chắc một cường ba lại bị bao vây, lần này cũng là một tiểu đội khoảng mười mấy người, hình như là nghe thấy tiếng súng mới từ chỗ khác chạy tới. Thân hình lùn mập của Gonzales tỏa ra khí lạnh giận người, cười gần nói, không ngờ chúng mày thoát được vòng vây của Basinus, xem ra cũng giỏi lắm đấy. Đừng cử động, đừng có cử động đấy nhé, mấy anh bạn. Lần này Trương Lập và Nhạc Dương đúng thật là tuyệt vọng. Trác mộc cường ba đã ngã xuống người giỏi chiến đầu nhất là ba tang cũng đang đau đớn đến chết đi sống lại vũ khí của họ lại chẳng còn đạn tình hình thế này lại còn bị mười mấy phần tử vũ trang súng đã lên đạn sẵn bao vây liệu còn hy vọng thoát thân được nữa hay không soia từ đầu vẫn ẩn nấp trong tán cây phía xa quan sát tình hình không nén nổi tiếng thở dài khe khẽ ưm kém quá một bầy ong vàng mà không tránh nổi bọn chúng lấy cái gì mà đi tìm bạc ba la thần miếu đây y không khỏi nhớ lúc Mắc Kinh giới thiệu Trác Mộc Cường Ba với mình. Người này là ai? Hắn tên là Trác Mộc Cường Ba, là một thương nhân người Trung Quốc. Ừm, hắn và bạc ba la thần miếu có quan hệ gì chứ? Ha, hắn cũng đang đi tìm bạc ba la thần miếu. Hừ, thì ra không chỉ anh mới có đầu mối thôi hả? Nghe giọng anh nói, hình như đã biết hắn lâu rồi thì phải. Đây chính là điều tôi muốn nói với anh. Theo tôi được biết, có rất nhiều tổ chức đang bí mật điều tra về bạc Ba La thần miếu, nhưng đầu mối quan trọng nhất chính là cuộn tranh cổ mà tôi mua đấu giá lần trước, chỉ có tôi và đám người ấy biết mà thôi, vì vậy bọn chúng mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, mà tin tức này thì ngàn vạn lần không thể nào tiết lộ ra bên ngoài được. Tôi nghĩ, cứ theo bọn chúng, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Anh còn chưa nói tên Trác Mộc Cường ba là chuyện thế nào mà. Chuyện này nói ra thì cũng trùng hợp thật, anh biết không? hắn là thương nhân buôn chó, kinh doanh tạng ngao. Thời gian trước, tôi đang muốn đổi mấy con chó, vừa hay lúc ấy hắn rổ chức một cuộc thi chó ngao lớn ở Mỹ. Như vậy, chúng tôi coi như cũng biết mặt nhau rồi, có điều cuộc thi rất thất bại, làm tôi phải cụt hứng bỏ về. Về sau cả mua đấu giá cũng thất bại luôn, tôi tức điên lên, liền dùng 100 triệu đỏ ấy toàn lực truy tìm xem cuộn tranh kia đang ở đâu, rồi bất chấp mọi giá cũng phải cướp được nó về. Tôi lần theo dấu vết đến tận Tây Tạng, anh đoán xem tôi phát hiện được gì chứ, Hóa ra tên bán chó này cũng đang tìm kiếm thần miếu, đúng là, đúng là làm tôi giật mình đánh thoát. Hay nói theo kiểu Trung Quốc của bọn chúng, thì đây chính là duyên phận cũng nên. Có chuyện như vậy à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ gì sao? Tất nhiên có chứ, tôi lập tức điều tra toàn bộ tư liệu về hắn. Sự thực chứng tỏ, hắn đang tìm một con chó, trùng hợp thay lại tìm đúng nơi chúng ta đang tìm. Trước đây hắn chưa từng có bất cứ liên hệ gì với nơi tôi muốn tìm kiếm kia cả, hơn nữa Đến tận lúc tôi đang điều tra về hắn, hắn cũng vẫn chẳng hề biết mình đang tìm nơi nào nữa cơ mà. Những phát triển về sau này thì cả tôi cũng không ngờ tới được, hắn và đám chuyên gia đã mua được cuống tranh cổ kia có liên hệ với nhau, chuyện này càng nghĩ càng thấy hứng thú. Vậy là tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, không gấp gáp đoạt lại cuộn tranh kia nữa, mà theo dõi chúng, tôi muốn thử xem xem rốt cuộc chúng có thể mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ gì không. Cẩn thận đấy, còn nhớ những gì người đó nói không? Vạn sự vạn vật trên đời này đều có quan hệ với nhau, một lần trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng hai lần trùng hợp trở lên thì có thể là mưu toan từ trước, anh đừng có dẫm vào cả bẫy người ta xếp sẵn đấy nhé. Chuyện này thì anh yên tâm, trùng hợp như vậy sợ chỉ là có ông trời mới sắp xếp được thôi. Nếu ông trời để mắt tới Merkin này, thần may mắn đang đùa với tôi, đương nhiên là tôi không thoát được, còn không, vẫn còn chưa kẻ nào thay đổi được vận mệnh của tôi đâu. Phải rồi, anh vẫn chưa nói với tôi tại sao anh nhất định phải tìm được tòa thần miếu này? Xin lỗi, tôi có thể chia sẻ với anh tất cả các đầu mối tôi tìm được, cũng nhất định sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện đã đáp ứng với anh, nhưng chỉ có điểm này thì tôi không thể nói với anh được, cũng hy vọng từ sau anh đừng hỏi lại vấn đề này nữa. Hương, còn tưởng anh đã thay đổi, thì ra tính cách vẫn chẳng thay đổi lúc nào, vẫn đa nghi như thế. Cần tắc vô ái náy mà. Lũ chim đằng xa kinh hốt bay lên, sauce đột nhiên khịt khịt mũi, cơ hồ như ngửi được gì đó nguy hiểm, y cười nhạt một tiếng, thì ra chủ nhân của rừng già đã tới rồi, xem ra tốt nhất ta nên tránh đi xa một chút, bị chúng phát hiện ra thì chẳng phải chuyện không hay chút nào. Đây là rừng sâu chứ không phải Putumayo, quái thật, tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Tình cờ hay có nguyên nhân gì? Nếu bọn chúng cứu bốn người này đi, vậy chẳng phải đã đến tận bìa rừng than thở hay sao? Hừ, được lắm. Dứt lời thân hình liền lắc một cái, đã đi được một quãng xa rồi một viết tắt của Mini Mitrailer tiếng Pháp súng máy hạng nhẹ 5,56mm dặm limet, do hãng FN của Bỉ sản xuất, dài sấp xỉ 1m, hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Hai nguyên tiếng Anh là Green Terror, nỗi sợ màu xanh tên khoa học Equidon Rivulators, loại cá nước ngọt có màu sắc sặc sỡ sống ở Nam Mỹ, cá kim cương trưởng hành có thể đạt độ dài khoảng 25cm. Ba các Roger, nhà tâm lý học người Mỹ, Thuyết bản ngã trung tâm luận Person Center Theory của ông được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như tâm lý liệu pháp, liệu pháp lấy người bệnh làm trung tâm, giáo dục phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm, tổ chức công được nhận giải thưởng của hiệp hội các nhà tâm lý Hoa Kỳ năm 1972 và được đề cử giải Nobel hòa bình. Bốn khu khai thác địa nhiệt thử nghiệm đầu tiên ở Tây Tạng. Năm một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chia ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu sáu còn gọi là hiền bình, đức bình, như ý bình, các tường bình, là một loại pháp khí của Phật giáo. Bảy loại cá thần trong tín ngưỡng Phật giáo, đầu rồng thân cá, tương tự như thần sông của Trung Quốc. Tám tên đầy đủ là kim sĩ đại bàng điểu, hay còn gọi là già lâu la, một loại chim thần của Phật giáo. Chín tiếng tạng, ý chỉ văn thành công chúa. Mười một loại tế phẩm của Phật giáo, dịch nghĩa ra tiếng Hán là đàn tràng. 11 tấm bản đồ Tây Tạng do Văn Thành công chúa sai người vẽ, hình tượng như một người đàn bà đang quỳ, một tay giơ lên, một tay hạ xuống. 12 nguyên văn, thời kỳ phục tàng, phục tàng chỉ các kinh điển cho cao tăng mật giáo thời tiền hoàng kỳ chôn giấu trong thời gian Phật giáo bị cấm, đến thời hậu kỳ hoàng mới tìm lại để hoàng dương Phật Pháp. 13 tức hồng giáo 14 khỉ hao lơ, loài khỉ được coi là loài động vật ồn ào nhất thế giới. 15 còn gọi là con ao alpaca. 16 tên khoa học Cabomba Caroliniana, 17 tên tiếng Anh là Poison Arrow Frog. Audio điện tử võ tấn bền. Trận chiến vừa bắt đầu đã lệch hẳn về một phía, những cư dân của rừng già như cá trong nước, thân hình còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn cả loài khỉ vượn, nhảy lên nhảy xuống giữa các tán cây như đi trên đất bằng, hơn nữa người nào cũng là tay cung thần, hễ có mũi tên nào bắn ra, không cần biết từ hướng nào, là ắt có một tên buôn ma túy ngã xuống mặc dù vết thương không chí mạng, song chất độc trên đầu mũi tên lại là chí mạng, bọn buôn ma túy ngã xuống thường chỉ kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi lặng lẽ nằm đó luôn. Bất ngờ thoát nạn. Hắc hắc hắc, Gonzales cười gần lạnh lẽo, xem ra lúc chúng mày quần nhau với Bacinus bị thương cũng không nhẹ đâu nhỉ, sao hả? Cả đạn cũng hết rồi à? Sao không nổ súng bắn trả đi? Con cáo giả trốn rừng sâu này quả nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu rõ tình thế trước mắt, vừa mở miệng ra đã dùng tiếng Anh nói chuyện với người trong vòng vây. Trương Lập và Nhạc Dương không thể nổ súng phản kích hiểu tượng trưng, trong rừng thấp thoáng bóng người, kẻ địch đã từ bốn phương tám hướng dần vây tới. Hỏa lực mạnh áp chế, đồng thời đòn tấn công tâm lý của Gonzales cũng không hề dừng lại, hắn tiếp tục nói, bọn mày tới đây làm gì, mục đích của chúng mày, bọn tao đều biết rất rõ, muốn cướp đoạt của cải trên đất của người khác, đó là một sự lựa chọn hết sức sai lầm. Chúng mày đầu hàng đi, không những tao bảo đảm được chúng mày sẽ an toàn, hơn nữa. Chúng ta còn có thể hợp tác, sau khi xong việc tao sẽ hộ tống bọn mày ra khỏi khu vực rừng nguyên sinh này đồng thời chia cho một phần lớn hưm ha ha thế nào hả có hứng thú không đây vốn là một điều kiện hết sức hấp dẫn song bọn trương lập nghe vậy lại vô cùng nghi hoặc ý gì đây thằng cha này rốt cuộc đang nói cái khỉ gì vậy trương lập và nhạc dương anh nhìn tôi tôi nhìn anh cả ba tang đang dựa người vào thân cây cũng không nói gì gonzales thấy người bên trong không phản ứng gì lại bổ sung thêm Đừng dẫy dụa vô ích nữa, chỉ dựa vào mấy người chúng mày cũng chẳng có năng lực mà nuốt trọn món lớn như vậy đâu. Phải biết là, người nào? Trong rừng chợt có biến cố, một mũi tên lao vút qua khoảng không, đồng thời một tên buôn ma túy phụ trách canh phòng trên cao hự lên một tiếng rồi ngã xuống như bao cát. Cái quái gì vậy? Bọn buôn ma túy tức khắc trở nên rối loạn, một tên thuộc hạ báo cáo, "Người Cucua." Gonzales kinh hoàng, "Cái gì? Người Cucua? Chỗ này không phải phạm vi hoạt động của chúng." tại sao chúng lại đến đây chứ? Nhất thời, trong rừng, trên tán cây, chỗ đất chúng, đâu đâu cũng thấy bóng lông chim đung đưa lay động. Gonzales không thể tiếp tục cất lời uy hiếp, mà chuyển sang dùng tiếng que chua nói, là ai? Nanh sắc hay san thế? Chúng tôi là thuộc hạ của Ngài Ba Lang, Ngài Ba Lang và các người đã ký điều ước không xâm phạm lẫn nhau cơ mà, sao các người lại tấn công chúng tôi? Trong rừng vang lên tiếng đáp lại, Basaka, ở Putumayo, ngươi và người của ngươi làm thủ lĩnh nanh sắc của chúng ta bị thương, chúng ta bắt người nợ máu trả máu. Gonzales hàn học trợn mắt lên nhìn kẻ tên là Basaka đứng bên cạnh, gã cao to ấy ủ rũ cúi đầu trước ánh mắt sắc như chim ưng của y, yếu ớt giải thích, không, không phải bọn tôi làm đâu, là một ông lão thổi rắn thả rắn cắn bị thương hắn ta mà, chúng tôi đâu biết hắn là nanh sắc, sớm biết thì đã. Cầm miệng, Gonzales quát thuộc hạ, sau đó gào lên với người trong rừng, hiểu lầm, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi biểu lộ lòng cảm thương sâu sắc và vô cùng xin lỗi thủ lĩnh nanh sắc, mong rằng anh ấy đã hồi phục trở lại, thần rừng sẽ bảo vệ anh ấy. Mấy hôm nữa ngài Ba Lang nhất định sẽ đích thân đến tận nơi xin lỗi. Trong rừng không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng gầm như của loài dã thú, biểu thị quyết tâm báo thù cho thủ lĩnh của bọn họ. Ba Saka căng thẳng nói, xem ra tên của ngài Ba Lang không dọa nổi chúng rồi, có cần nói tên của nhân vật lớn kia ra không? Dám chó, cái tát của Gonzales làm Basaka chảy cả máu miệng, bọn dã nhân này mà nổi cơn điên lên thì hiệp ước điều ước gì cũng là dám cho hết. Bảo các anh em cẩn thận, ở trong rừng bọn này không khác bóng ma là mấy đâu. Lại một mũi tên nữa không biết từ đâu bay tới, một tên buôn lậu khác lại ngã xuống. Gonzales bừng bừng nổi giận, bắn mạnh vào cho tao, đừng tưởng người của tao chỉ biết ăn chay thôi nhé. Trận chiến vừa bắt đầu đã lệch hẳn về một phía, những cư dân của rừng già như cá trong nước, thân hình còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn loài khỉ vượn, nhảy lên nhảy xuống giữa các tán cây như đi trên đất bằng, hơn nữa người nào cũng là tay cung thần, thế có mũi tên nào bắn ra, không cần biết từ hướng nào, là ắt có một tên buôn ma túy ngã xuống. Mặc dù vết thương không chí mạng, song chất độc trên đầu mũi tên lại là chí mạng, bọn buôn ma túy ngã xuống thường chỉ kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi lặng lẽ nằm đó luôn. Còn hỏa lực của bọn buôn ma túy lại bị các thân cây cao lớn chặn lại, mất hết cả uy phong thủa trước, toàn là bắn bừa bắn bãi làm cành cây lá cây rơi lả tả, nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu. Tên không ngừng bay tới, còn cả đá, phi tiêu, boomerang, giáo mát, những vũ khí từ thời viễn cổ này không ngờ lại khiến cả đám người hiện đại trang bị vũ khí tới tận răng phải ôm đầu chạy chối chết, thảm hại vô cùng. Gonzales thấy tình hình không ổn, đành phải hạ lệnh, rút lui, rút lui, tập trung lại, đột phá vòng vây ở phía nam. Soạt, một chiếc boomerang bằng xương lướt qua mặt Gonzales, tới nửa chừng không lại quay ngược trở về, rạch một vết máu me đầm đìa trên cái bụng béo của hắn. Gonzales cuống cuồng sợ hãi, vừa chạy như bay vừa hét lớn, yểm hộ cho tao, con bà nó, bọn mày chạy đâu hết cả rồi. Biến hóa liên tục diễn ra, làm người ta không kịp suy nghĩ. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ở trung tâm vòng vây, song không ai có vẻ gì là bị tấn công. Đặc biệt là Trương Lập và Nhạc Dương, bọn họ không biết chắc Mộc Cường Ba và người Cucuơ đã quen biết nhau từ trước, có cảm giác cứ như trời giáng thiên binh, kỳ tích xảy ra vậy. Các chiến sĩ thổ dân cũng không truy kích quá xa, đánh lui kẻ địch liền tự động rút lui. Trong rừng lại cất lên một giọng nói dễ nghe, hệt như thần nữ của rừng già đang triệu gọi, nhanh lên, theo chúng tôi. Nhân lúc máy bay trực thăng của chúng còn chưa đến, mau rời khỏi nơi này. Bốn năm thổ dân mặt vẽ tô tầm vằn vệt, đầu đội trang sức lông chim, tay cầm vũ khí nguyên thủy chạy đến trước mặt bốn người. Trương Lập và Nhạc Dương còn sợ hãi hơn cả lúc nãy, có trời mới biết được đám người này muốn làm gì. Dù giọng nữ kia nghe có vẻ không ác ý gì, nhưng chắc Mộc Cường ba vẫn còn hôn mê nằm dưới đất, ba tang thì nghiến răng đau đớn, hai bọn họ không thể tự quyết định được. Cũng may ba tang vẫn còn tỉnh táo, anh ta ra lệnh, đi theo họ. Lúc này đã có hai thổ dân lực lưỡng nhất chắc Mộc Cường ba, chạy như bay vào sâu trong rừng, lại có thêm hai người nữa đỡ ba tang chạy sát theo sau, Trương Lập và Nhạc Dương đành phải co chân đuổi theo. Gonzales dẫn theo đám thuộc hạ hỗn loạn băng qua khu rừng, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi sự truy đuổi của người Cucua. Bọn chúng tôi đến chỗ người Basinus ngã xuống, nhìn từng cỗ thi thể đã sưng vù lên, hoàn toàn không còn nhận dạng, tên cú độc nổi tiếng máu lạnh này cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, thở hắt ra một hơi. Mỗi cổ thi thể đều vặn vẹo theo những tư thế kỳ quái khác nhau, cơ thịt co rút cứng đờ, tư thế ấy như muốn bảo với những người khác rằng, bọn chúng bị cái đau cực kỳ khủng khiếp giày vò đến chết có thi thể còn tự lột cả da mình ra, chẳng còn đâu mặt mũi, gan ruột nát như lòi cả ra ngoài, có người thì nổ súng tự sát, còn có người nghiến đến vỡ cả răng. Trước đó rốt cuộc là có thứ gì? Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cả đám người không làm còn dám tiếp tục chạy về hướng này nữa. Những nốt sưng vù trên thi thể, những tư thế chết kỳ quái này, rốt cuộc là do thứ gì gây nên? Gonzales lấy nòng súng lật một xác chết lên, trong lỗ mũi kẻ ấy liền có một con ong vàng vần đen bỏ ra, hắn lập tức hiểu ra ong sát nhân bọn chúng sao lại đụng tới ong sát nhân cơ chứ đúng là đáng chết không biết trong rừng có còn nữa hay không nhìn xác của đám người này số lượng đàn ong sát nhân kia hẳn phải khủng khiếp lắm hư lại để bốn tên người trung quốc đó chạy mất rồi tao ra đời bao nhiêu năm nay còn chưa đen đủi như vậy bao giờ basaka mày chết chưa chưa chết thì cút ra đây cho tao mày là thằng ngu xuẩn lại đụng cả bọn cu cu ấy làm gì chẳng lẽ mày không biết bọn ta muốn băng qua rừng già không quan hệ tốt với bọn cu là không xong hay sao con bà nó bây giờ bọn chúng lọt vào tay người cu rồi muốn đưa người đi khó lắm đấy basaka hoảng hốt nói vâng vâng tại tôi nhất thời sơ ý tôi tôi biết lỗi rồi gonzales chửi bới biết lỗi thì được cái cứt gì mày phải nghĩ cách bắt người về cho tao basaka gật đầu lia lịa nhưng trong đầu hắn cũng biết muốn đoạt người từ tay bộ lạc cu cu về Vậy chẳng phải là đùa với tử thần hay sao? Hắn còn chưa ngu tới mức ấy." Basaka nói, "Nhưng tôi chưa hiểu, đội trưởng, vừa rồi rõ ràng là có cơ hội bắn chết mấy tên đó, tại sao?" Gonzales nói, "Mày thì hiểu cái gì? Tướng Kulu đã chỉ rõ là phải giữ lại mấy tên người Trung Quốc đó." Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi thấp giọng thì thầm vào tai tên thủ hạ Tâm Phúc, "Nghe nói bọn chúng biết lối vào thành phố vàng a." À. Basaka giật mình kêu lên một tiếng. Kích động đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Thành phố Vàng, từ thế kỷ 16, khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên mảnh đất này, thành phố Vàng được coi là kho báu vĩ đại nhất của đế quốc Inca cổ đại, mấy trăm năm nay đã có biết bao người vì tìm kiếm bí mật của thành phố Vàng mà tiến vào rừng già nguyên sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mãi đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Gonzales nói, nếu không tại sao mấy phân đội chúng ta đều tranh nhau hành động như thế? Hy sinh vài thằng có đáng để chúng ta huy động nhân lực đến thế không? nói đến đây, Gonzales cũng ngẩn người ra. Thằng cha Merkin bảo chúng ta cầm chân mấy tên đó. lẽ nào hắn đã biết trước? Hơn nữa cả hắn cũng biết nơi ấy ở đâu rồi. Ha, nếu vậy thì chẳng phải là Gonzales lấy lại bình tĩnh trước. hắn vỗ vỗ lên vai tên thuộc hạ đang ngẩn người ra vì hưng phấn, nghĩ ngợi dây lát, rồi đưa ra chủ ý. Mặc dù lãnh địa người Cucuera cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn chúng cũng không thể ở đó cả đời được. Thế nào cũng phải ra thôi. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ làm thế này. Thế này, Gonzales không hề hay biết, cuộc đối thoại của hắn và Basaka, tất cả đều đã bị Sos đang nấp gần đó thu dọn chiến trường nghe hết từng chữ một, khi nghe đến đoạn thành phố vàng, tay y khẽ giật mình, suýt chút nữa thì để con ong chúa trong lọ thủy tinh bay đi mất. Y lấy làm khó hiểu, thầm nhủ, sao lại thế được, ai chơi trò này nhỉ? Merkin, không thể nào, trò đùa này không hề có lợi gì cho hắn ta cả. Tin tức của chúng ta có vấn đề gì, cũng không thể nào, chuyện này không hợp lý chút nào. Nhưng mà, đám quân du kích và bọn buôn ma túy đang bắt tay hành động với quy mô lớn như vậy, giao tình của Merkin và tên béo Gonzales kia tuyệt đối không thể làm tới mức này được, ngoài nguyên nhân kia ra, nhìn như cũng không còn lý do nào khác nữa rồi. Sauce không thể đoán định tính chân thực của đoạn đối thoại này, song y hiểu rõ, đám người chắc mộc cường ba căn bản còn không biết cái gì gọi là thành phố vàng nữa. Tối quá, khắp nơi đều là bóng tối mù mịt, ta đang ở đâu, địa ngục ư, nghĩ lại xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hình như chúng ta bị tập kích, là cái gì, cái gì đang kêu ong ong kia. Trời ơi, ong sát nhân, chính là chúng, là bọn chúng. Lại đến nữa rồi, Trác Mộc Cường ba mở chừng hai mắt, định nhúc nhích thân thể một chút, chỉ thấy xương cốt toàn thân đau đớn như bị nghiến nát, sau mấy lần đứng dậy thất bại, gã đành bỏ cuộc. Trác Mộc Cường ba nhìn chăm chăm lên trần nhà, lấy làm kỳ quái trước hoàn cảnh hiện tại của mình, trần nhà lập bằng lá cọ và cành cây tươi, công nghệ thô sơ, bốn vách tường đều gỗ ván, trên tường treo vài đầu thú và da hươu, không có cửa, chỉ có một tấm rèm cửa hình như kết bằng cỏ tranh. Không khí nóng như thiêu đốt và tiếng chim hót nghe đã quen thuộc kia nhắc nhở gã, lúc này gã vẫn còn trong rừng rậm nhiệt đới. Thế nhưng, đây là nơi nào? a à, anh tỉnh rồi, đã ngủ trọn một ngày hai đêm rồi. Giọng tiếng anh sao quen thuộc quá vậy, chắc một cường ba khó khăn quay đầu lại, ngước nhìn về phía tấm rèm cửa, đồng thời nói, ba ba. Chữ tu còn chưa thốt ra, gã đã trợn mắt há hốc miệng ra. Ba Bà Tô lúc này đã không còn là cô gái ăn mặc theo kiểu văn minh ở Putumayo nữa, mà là một cô thiếu nữ thổ dân anh Điêng chính gốc. Mái tóc xanh thắt thành hai cái đuôi sam thả xuống hai vai, ngoài ra không còn bất cứ trang sức gì nữa, chẳng những thế mà cả nửa thân trên cũng đều. Đều không có bất cứ thứ gì, trên người chỉ có mỗi chiếc váy ngắn. Nước da khỏe mạnh màu vàng cam, toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính phơi bầy trước mắt chắc mộc cường ba theo cách nguyên thủy nhất, dù đã trải qua nhiều thương hải tang điền, chắc một cường ba vẫn không khỏi chấn động, nhất thời không nói được tiếng nào nữa. Ba ba tô tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt rực lửa trợn trừng trừng lên của chắc Mộc cường ba, nét mặt không tránh khỏi thoáng hiện sắc hồng, có điều chỉ thoáng chốc cô đã chấn tĩnh lại, không có vẻ gì là xấu hổ nữa. Trên người ba ba tô vẽ đủ các loại hình xăm, trên hai cánh tay là một hình tương tự như hình rồng cuộn giản hóa trên lỗ châu mai vạn lý trường thành, từ eo đến bụng hình như vẽ một cánh cửa bên trong có thần minh, đến cả đến cả hai bầu vú cũng vẽ hình giống như nụ hoa vậy trác mộc cường ba thầm tự mắng đáng chết tại sao lại nhìn kỹ thế chứ hình như đây không phải là vấn đề mày cần quan tâm lúc này bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đây chỉ là phong tục cổ xưa của người dân vùng này thôi chẳng có gì đáng kể kinh ngạc cả chết thật sao lại đến gần mình thế tại sao mình vẫn không cử động được thấy trác mộc cường ba đỏ bừng mặt lên mồ hôi ướt đẫm cả lưng ba ba tôi nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi nói không cần kinh ngạc vậy đâu tôi vốn là người bộ lạc nguyên thủy mà hơn nữa dù ở các thành phố văn minh bên đức bên pháp cũng có bãi tắm khỏa thân cơ thể mà chỉ cần trong lòng ngay thẳng thì chẳng ngại gì đâu chẳng lẽ anh có ý đồ gì không tốt hả trác mộc cường ba lấy làm lúng túng đành dứt khoát nhắm luôn mắt lại tựa hồ như dùng thiền đạo làm cho lục căn thanh tịnh, chỉ nghe trong phòng vang lên một chàng cười khúc khích như chuông bạc va vào nhau một lát sau thì không còn nghe tiếng gì nữa, thấy lỗ mũi ngơ ngứa, hắt xì một cái, chắc một cường ba mở to mắt, thấy ba ba tô đang ngồi xổm bên giường, nhìn thẳng vào mắt mình, tay cầm một chiếc lông vũ sặc sỡ ve vẩy trên mặt gã. Lần này đã có chuẩn bị tâm lý, nên nói chung cũng đỡ hơn phần nào, ít nhất thì cũng đè nén được niềm thôi thúc nguyên thủy trong cơ thể kia, chắc một cường ba từ từ tỉnh táo trở lại, cảm kích nói, các bạn đã cứu tôi. Ba ba tô dẩu môi lên cười cười, người cao lớn khỏe mạnh thế này mà gan nhỏ thế. Phải rồi, anh trai tôi nhờ cao chứa rắn của anh nên mới không sao, cả bộ tộc chúng tôi đều rất cảm ơn anh đấy. Về sau nhìn thấy quân du kích và bốn người da vàng bắn nhau trong rừng, bọn tôi đều rất lo lắng, nhưng cũng không biết có phải là các anh không nữa. Lần này chúng tôi vào rừng chỉ là để tìm tên Basaka trả thù thôi, không ngờ lại gặp được các anh thật. Lại càng chẳng thể ngờ các anh đụng với bọn ong sát nhân, đáng lẽ ong sát nhân cũng không ghê gớm như vậy đâu, độc của chúng tùy theo thể chất từng người mà khác nhau thật không may, anh và cái chú nhìn có vẻ hung hăng kia đều có thể chất quá mẫn cảm, nếu không hai người đã không bị nặng thế này rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, xem ra vận may của chúng tôi cũng không tệ nhỉ, không ngờ các bạn ở trong rừng mà thông tin cũng nhanh nhạy thế, phải rồi, có điện thoại di động không? Tôi muốn liên lạc với thế giới bên ngoài một chút. Ba Ba Tô bật cười khanh khách, anh nghĩ rằng chỗ chúng tôi đây có điện thoại di động chắc. Nếu có cái thứ ấy, làm sao còn gọi là bộ lạc nguyên thủy được nữa chứ? chúng tôi biết là nhờ mấy du khách gặp nạn nói thôi, họ cũng là người châu Á, nên bị quân du kích nhận lầm. Tim chắc một cường ba như thắt lại, vội vàng hỏi, bọn họ đâu rồi? Bọn người ấy như thế nào? Có ai bị thương không? Nhóm của giáo sư Phương Tân chẳng phải cũng vừa vặn có bốn người hay sao? Ba Ba Tô ngạc nhiên nói, anh quen họ hả? Chẳng qua chỉ là một nhóm người du lịch tự phát thôi mà, không ai bị thương cả, chỉ là hơi kinh hoàng chút thôi, chúng tôi đã phái người đưa họ đi rồi. Để nhớ xem nào, có một người Nhật Bản, hai người Trung Quốc này, còn một nữ hình như là người Singapore thì phải. Kế đó lại tả cho Trác Mộc Cường ba sơ qua tướng mạo bốn người đó, thì ra là bốn người đàn ông, Trác Mộc Cường ba giờ mới yên tâm, xem ra chắc là thành viên của tổ chức Phượt kia, chẳng phải là người anh tên Son kia đã nói, bọn họ có bốn người bị lạc mất hay sao. Trong lòng gã thầm cầu khấn, chỉ mong nhóm của giáo sư Phương Tân không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhóm giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường ba lại hỏi, phải rồi mấy người bạn của tôi đâu ba ba tô thong thả nói không sao đâu trong lãnh địa của người cu chúng tôi dù là quân du kích cũng không tùy tiện tiến vào đâu nào nào vừa nói cô vừa lật tấm chăn giống như dệt bằng vải gai trên người trác mộc cường ba lên trác mộc cường ba hỏi cô cô làm gì vậy ba ba tô nở một nụ cười bí hiểm chữa cho anh chứ còn làm gì thời gian này toàn là tôi chữa bệnh cho anh đấy cô là bác sĩ hả không dùng phương pháp chữa bệnh đặc biệt của người cu cua chúng tôi anh hồi phục nhanh lắm trác mộc cường ba đầu kêu ong ong nóng bừng lên thầm nhủ sao lại cười như thế cách chữa bệnh của họ chắc là không phải cái cách đó chứ ba ba tô vỗ một cái lên ngực trác mộc cường ba gương mặt xinh đẹp làm bộ giận dữ nhức móc anh nghĩ đi tận đâu vậy sao mặt còn đỏ hơn cả mông khỉ đuôi xoắn thế kế đó cô lại ra lệnh xoay người qua nào một hai ba anh tự dùng sức đi một hai ba trác mộc cường ba vất vả lắm mới lật sấp người xuống được cũng đỡ phái rơi vào tình huống lúng túng như lúc nãy gã không nên nổi một tiếng phủ nhẹ nhóm chỉ thấy những chỗ bị ong đốt trên lưng như bị kim chích vừa ngứa vừa tê còn nho nhói đau nữa trác mộc cường ba hỏi cô sẽ không chọc thủng những nốt bị ong đốt đó đấy chứ ba ba ô tô lắc đầu không đâu tôi chỉ rạch những chỗ đã kết sẹo để máu lại chảy ra thôi không làm vậy Thần Y sẽ không chịu chữa bệnh cho anh đâu. Phát âm hết sức quái dị, Trác Mộc Cường ba nói, Thần Y là là cái gì thế? Lúc này gã đã thấy lưng mình càng lúc càng ngứa hơn, lại còn hơi đau đau như bị vô số con kiến cùng cắn xé vậy. A, à, người Cucu chúng tôi mà bị con gì cắn, hay mắc phải các chứng bệnh thông thường, đều nhờ Thần Y chữa trị cho cả. Chúng là bác sĩ tốt nhất của rừng già này đấy. Anh có muốn xem không? Ừm. <laughs> ít nhất thì tôi cũng phải cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho mình chứ. Trác Mộc Cường ba vừa dứt lời, ba ba tô đã đưa một bình gốm tới trước mặt gã. Đây, đây chính là thần nhai sao, trong bình gốm quả nhiên là đầy kiến nhung nhúc ra vào, những con kiến đen dài chừng 1cm, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Trác Mộc Cường ba ngẩn ra trong giây lát, rồi hỏi, bọn chúng đang làm gì trên lưng tôi vậy? Ba ba ô tô nở một nụ cười rảo hoạt, nói, bọn chúng ấy à, bây giờ chúng đang hút máu của anh. Sau đó, chúng sẽ bài tiết ra một loại kích thích tố, trung hòa độc tố xung quanh vết thương của anh, thứ vật chất ấy còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tẩy rửa các chất thải thừa trong cơ thể anh, đồng thời khôi phục những tế bào bị hủy hoại nữa. Trác Mộc Cường ba hồ nghi hỏi, thần kỳ vậy sao? Ba Ba Tô nghiêm nghị gật đầu, đương nhiên rồi, người Cucu chúng tôi mấy ngàn năm nay được thần Y bảo hộ, mà không gặp phải bệnh dịch nào lớn cả. Được rồi, xem ra cũng gần xong, để tôi bôi thuốc cho anh mộc cường ba thấy sống lưng mát lạnh cảm giác như thoa kem chống nắng lại không nhịn được hỏi tiếp giờ lại bôi thuốc gì nữa ba ba tô nói là thuốc cao đặc chế của người cua chúng tôi gồm có to cỏ gấu mây vuốt gấu lá thực dược và rất nhiều dược thảo khác xoa vết thương bị cắn đốt là cực kỳ công hiệu xong rồi anh nghỉ ngơi cho tốt lát nữa tôi mang cháo ngô với mật ong cho lâu như vậy không ăn gì người có khỏe mấy thì cũng không chịu được đâu ba ba tô vén rèm cửa bước ra Trương Lập và Nhạc Dương ngồi trên đàn tế bằng gỗ đằng xa buồn chán đến thẫn thờ, thở dài đến tiếng thứ 107, "Ôi, thiên lý ở đâu chứ? Ai, đen tối quá, tại sao tôi không được đãi ngộ như thế chứ? Sớm biết thế, lúc ấy đã cho bọn ong mật kia đốt mấy phát rồi." Người Cú Cú Hơ lần đầu tiên hai người đến lãnh địa của người Cú Cú Hơ, cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. Khu này là vùng đồi cao hơn rừng cây thông thường một chút, cả khu vực vẫn được cây cối che phủ nhưng ở chỗ cao nhất là đàn tế thì có thể nhìn thấy toàn bộ mấy cánh rừng nhỏ xung quanh và các dòng sông uốn khúc dưới tán lá xanh tốt có hơn trăm căn nhà gỗ lợp lá cọ có đàn tế có điện thờ có nơi sinh hoạt tôn giáo mái nhà hình bầu dục nhọn nhìn chữ v tất cả các kiến trúc cần thiết của một nền văn minh bộ lạc nguyên thủy đều có hết điều làm hai người không thể ngờ được tự nhiên chính là chuyện phụ nữ trong bộ lạc toàn bộ đều để ngược trần hơn nữa còn hết sức tự nhiên hoàn toàn không hề có ý che giấu hay xấu hổ thẹn thùng gì cả Nhạc Dương và Trương Lập vừa thấy mấy thiếu nữ đầu đội bình gốm ra suối lấy nước về, bên này lại có vài người nữa đội quần áo thực phẩm đi ra bờ sông, vừa đi vừa nói nói cười cười, nét mặt động tác hoàn toàn chẳng khác gì các cô gái mặc quần áo đầy đủ ở các thành phố trò chuyện cười đùa với nhau, chỉ khác một điểm duy nhất, bọn họ không ai mặc quần áo. Hai chàng thanh niên máu nóng kiến thức nông cạn, cứ tranh nhau nhìn đến mạch máu căng phồng. Trương Lập còn suýt chút nữa thì chảy máu mũi đặc biệt là khi hai anh chàng này trông thấy cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất bộ lạc Babato từ tay chăm sóc Trác Mộc Cường ba ngày nào cũng ra ra vào vào căn nhà gỗ nhỏ ấy lần nào vào cũng mấy tiếng đồng hồ không thấy ra hai người lấy làm tức tối thậm chí còn nổi ý đồ giết quét Trác Mộc Cường ba đi cho xong nữa chiếu lý mà nói thì Trác Mộc Cường ba không trẻ như họ hình như tướng mạo cũng không được tuấn tú bằng hai người nghĩ mãi mà không thông cuối cùng đã đưa ra kết luận thế này cường ba thiếu gia có sức hấp dẫn thần kỳ đối với phái nữ. À không, đối với tất cả các động vật giống cái, phạm vi sát thương từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Chính tại vì ma lực trời sinh đó, mới khiến hai chàng thanh niên lý tưởng có tương lai tươi sáng đồng hành nhiều lần không được các cô gái xinh đẹp bằng tuổi để mắt tới. Suy luận thế này chắc chắn không sai vào đâu được, ngày hôm ấy chẳng phải con ếch kia cứ bám chặt lên đầu cường ba thiếu ra còn gì, bây giờ nghĩ lại, gần như có thể khẳng định trăm phần trăm, đó là một con ếch cái rồi đưa ra được kết luận như vậy tâm lý hai người nói chung cân bằng lại đôi chút bọn họ nào biết rằng kết luận thoạt nghe có vẻ hoang đường này về sau lại chính xác như dự đoán tiên tri vậy anh ấy tỉnh rồi hai người vào thăm đi ba ba tô mỉm cười cầm lọ gốm đi qua hai anh chàng đang để hồn vía lơ lửng trên mây cường ba thiếu gia đã mất nửa thời gian rồi vậy mà giờ chúng ta còn chưa rõ mình đang ở đâu nữa phải đấy hơn nữa nghe khỉ đuôi xoắn nói Quân du kích đã mai phục sẵn xung quanh lãnh địa của người Kukua rồi, xem ra chúng ta vừa ra khỏi đây là chúng sẽ lập tức ra tay luôn đó. Ba Tang, anh Ba Tang đã khỏe rồi, nhưng hình như anh ấy rất hợp chuyện với thầy tế ở đây, từ chiều hôm qua cứ dịp trong đền thờ của họ ấy. Này, Cường Ba Thiếu Gia, Ba Ba Tô lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hai người. Hai thằng nhóc này, tôi vừa mới tỉnh lại, giờ còn chưa biết mình đang ở đâu nữa, lẽ nào hai người không biết người bệnh cần được nghỉ ngơi hay sao? yên lặng một chút cho tôi nhờ có được không không được cường ba thiếu gia các cô gái thổ dân ở đây vừa nhiệt tình lại vừa buông thả anh nhất định phải khống chế được tình cảm của mình anh phải giữ đạo đức trong tình yêu đấy nhé chớ có làm chuyện gì để cô mẫn mẫn phải đau lòng đấy các các cậu hai thằng nhóc này ra ngoài đây là mệnh lệnh đấy cường ba thiếu gia ngàn vạn lần chớ nên nổi nóng chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà phải đấy phải đấy đêm đến Quả nhiên Babato đang ở trên đàn tế quan sát bầu trời đầy sao, anh ta nằm nghiêng bên cạnh đài quan sát. Được sự cho phép của đại tế sư, Ba Tang là người ngoài tộc duy nhất được bước lên đàn tế ngắm sao trời. Nói là đàn tế, kỳ thực là một gò đất hơi cao hơn một chút so với khu vực xung quanh. Người Kukuo đã dùng các thân cây to dựng nên một dàn gỗ hình thang trên gò đất đó. Trên đó có hai giá gỗ như cần trục, ở giữa là một đĩa tròn không tâm, chính giữa đĩa tròn là một khúc gỗ hình như cây thập tự khúc gỗ và đĩa tròn có thể di chuyển xung quanh nhau. Mỗi lần đến ngày lễ của bộ tộc, đại tế sư bao giờ cũng một mình bước lên đại tế sử dụng thứ kỳ dị này để quan sát các ngôi sao trên trời. Dù ba, ba tô không biết ba tang đã nói chuyện gì với đại tế sư, nhưng người nào đã được đại tế sư công nhận thì cũng được người cu tôn trọng, cô nhã nhận nói, ngài ba tang. Ừm, um, ba tang điềm đạm nói, năm ngày rồi, trong vẻ cao ngạo của anh ta thấp thoáng nỗi lo âu, ánh mắt anh ta cũng vô cùng phức tạp, dường như đang cực kỳ mâu thuẫn, lại như đang phải gánh trên vai áp lực nặng nề, ít nhất đó là cảm giác của Babato trong lúc này. Ẩn chứa trong giọng nói của Ba Tang là sự bất lực và cam chịu. Kế hoạch ban đầu vốn không phải như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bình yên băng qua rừng già. đã suy tính hết sức đầy đủ đến hoàn cảnh môi trường khốc liệt và các loài động vật nguy hiểm rồi. Có điều, căn bản không ai nghĩ đến chuyện sẽ xung đột trực tiếp với quân du kích và bọn buôn ma túy dường như trong bóng tối kia có một cánh tay vô hình đang thao túng hành trình của chúng tôi đến giờ cả ông trời cũng muốn khảo nghiệm chúng tôi chắc ba ba tô nói đại tế sư có nói rồi thần chắc vĩ đại đã phẫn nộ người sẽ trừng phạt những kẻ phá hoại thế giới này có điều tôi cũng không được hiểu cho lắm ông ba tang ông có thể dùng kiến thức khoa học hiện đại để giải thích ngôn ngữ đã được đại tế sư thần hóa không dù sao thì ông nói cũng giống hệt như đại tế sư vậy ba tang lẩm bẩm đáp Rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ là môi trường nhiệt đới khí áp thấp, được luồng không khí xích đạo tuần hoàn bao bọc. Theo lẽ thông thường, khu vực này một năm có gần 7 tháng là bị mây mù bao phủ, thời tiết thường gặp nhất chính là hàng ngày lúc mặt trời lên thì mát mẻ dễ chịu, tới chưa bắt đầu có mây tích tụ, chiều thì mưa như chút nước tới tận hoàng hôn. Nhưng chúng tôi vào rừng đã 5 ngày rồi, chẳng những không có một giọt nước mưa, hơn nữa đêm nào cũng trời trong đầy sao, mây mù nhiệt đới đi đâu rồi? "Cô, cô có biết sóng thần không?" Ba Tan chợt hỏi. Ba Ba nói, ừm, có nghe nói, địa chấn dưới biển gây ra sóng thần, là thảm họa tự nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng có chuyện gì với việc này chứ? Ba Tang lắc đầu, không, không có quan hệ, chỉ có điều đạo lý là giống hệt như nhau. Khi tầng đáy đứt gãy gây ra xê dịch, địa hình đáy biển đột nhiên biến hóa, trước tiên không phải là biển động sóng thần, mà là dung tích đáy biển tăng lên, khiến mặt biển rút xuống, đường bờ biển rút ra ngoài xa mấy dặm hoặc nhiều hơn nữa, để lộ ra tầng đá ngầm trước giờ chưa từng hiện ra sau đó, mặt biển phải khôi phục lại cân bằng của nó, lượng nước biển kia sẽ dựng lên thành một bức tường nước, cuồn cuộn ập trở về, sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ, thậm chí chúng còn cao hơn mặt biển trước đó mấy chục đến gần trăm mét, nhấm chìm, nuốt trọn tất cả những thứ dưới bậc nước đó, rồi lại rút đi. Lúc này tầng mây trên cao đang bị ảnh hưởng của khí áp, về cơ chế cũng giống hệt như sóng thần vậy, khi khí áp thấp bị khí áp thấp hơn ảnh hưởng, luồng khí tuần hoàn sẽ tản ra xung quanh, giống như là thổi bong bóng vậy dồn hết mây ra bên ngoài quả bong bóng đó thế nhưng một khi quả bong bóng ấy bị vỡ mây ở xung quanh sẽ dồn vào lấp chỗ với tốc độ nhanh chưa từng thấy tới lúc đó mưa của mấy ngày mấy chục ngày sẽ tập trung đổ xuống trong một ngày cô thử tưởng tượng đó là cảnh tượng thế nào a à, ba ba tô kêu lên một tiếng khe khẽ phảng phất như cảm thấy nguy cơ trong một sớm một chiều ba tan lại tiếp lời kiểu khí hậu biến dị này từ rất lâu trước đây hoặc phải mất mấy trăm năm mới có một lần. Còn bây giờ, rừng nhiệt đới bị chặt phá trên diện rộng, thảm thực vật trên núi Andes cũng bị phá hoại nặng nề, tốc độ tan chảy của sông băng tăng lên, tác dụng điều tiết khí áp của khe núi giảm sút, có lẽ sau này cứ vài năm hoặc mỗi năm đều sẽ xuất hiện thiên tai như vậy, đây chính là cái giá con người phải trả cho chính những hành vi của mỗi người thôi. Có điều, cô cũng không cần lo lắng, tôi quan sát rồi, khu rừng này cao hơn những nơi khác xung quanh đây dù có mưa to, cũng không ảnh hưởng gì đến bộ tộc các cô đâu. Ừm, ba ba tô nói, đại tế sư cũng nói rồi, thần cu cua sẽ bảo vệ chúng tôi được bình an. hư, thần cu cua hả? Trong tiếng cười của ba tang ẩn chứa chút khinh miệt, nhưng nét mặt lại không tỏ vẻ gì, anh ta ngoảnh mặt đi hỏi, các cô, là hậu duệ của người anh Điêng hả? À, ba ba tô không hiểu tại sao ba tang lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cô líu díu nói, chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, có điều, chắc là phải đấy. Tổ tiên chúng tôi đã sống rất nhiều năm trong cánh rừng này rồi, theo những ghi chép trong bộ tộc, từ thời đại Kakupakat, tổ tiên của chúng tôi đã được các vị thần bảo vệ mà an cư lạc nghiệp ở đây rồi. Ba tang nhìn cây thập tự, bình phẩm, bất kể các cô là hậu duệ của người nào, từ dụng cụ các cô dùng để làm quan sát bầu trời có thể thấy, tổ tiên của các cô có một nền văn minh hết sức huy hoàng trói lọi đấy. Dụng cụ này đơn giản thế thôi, nhưng lại có thể theo dõi đường đi của mặt trăng và mặt trời một cách rất dễ dàng, hơn nữa còn có tác dụng rất nổi bật trong việc quan trắc tròm sao đại hùng và tiểu hùng nữa. Nghe ba tang đánh giá cao tổ tiên mình, bà bà tô tỏ ra vô cùng cao hứng, nhưng chỉ thoáng chốc cô lại ủ rũ nói, đáng lẽ, bộ tộc chúng tôi còn có cả thánh thạch truyền đời nữa cơ, nhưng mấy năm trước đã bị người ta ăn trộm mất rồi. Ừm, um, vậy hả, ba tang đột nhiên nổi hứng với chuyện này, liền hỏi han cặn kẽ các chi tiết liên quan đến thánh thạch. Thì ra thánh thạch là một tảng đá hình trụ tròn có khắc các hoa văn kỳ quái, nghe nói có cán, có đầu, toàn thân đều chạm nổi, hình tượng đó rất giống một trụ đá trổ hoa thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định, cầm trong tay giống như một cái giản một bằng đá. Hai người nói chuyện rất muộn, trước khi rời khỏi đàn tế, ba tang vẫn không quên nhìn lên bầu trời một lần nữa. Vầng trăng lông kia lại tròn hơn hôm qua thêm một chút. Độc tố trong cơ thể dần dần được thanh tẩy, mấy vết thương phần mềm kia đến nhanh, nhưng cũng đi nhanh, chiều hôm sau, chắc Mộc Cường ba đã có thể xuống giường đi lại, hoạt động cho giãn gân giãn cốt, hầu như đã không còn gì đáng ngại, cả cảm giác đau đớn cũng không thấy nữa. Trác Mộc Cường ba không ngờ, ngoài cửa kia, thủ lĩnh trẻ tuổi gấu mật nanh sắc đã dẫn theo một đám chiến sĩ, xếp hàng hoan nghênh gã khỏi bệnh, đằng xa là các nam nữ lão thiếu trong bộ tộc Kukua, ba Babato phụ trách phiên dịch. Nanh sắc thân mật vỗ mạnh lên lưng Trác Mộc Cường ba, cao hứng nói, người dám đối đầu với tướng Kulu, nhất định là anh hùng. Nói xong anh ta lại chỉ vào ngực mình, anh cứu mạng tôi, chúng ta là anh em, là người một nhà. Cả bộ tộc liền gieo hò ẩm ý. Trác Mộc Cường Ba được Ba Ba Tô và Nanh sắc dẫn đi vòng quanh thôn làng của người Cú Cua. Ba Ba Tô làm hướng đạo kiêm phiên dịch, được âm thanh tràn trề niềm vui ấy giới thiệu, Trác Mộc Cường Ba dần dần hiểu được về bộ lạc Cú này. Chiều cao trung bình của người Cú tương đối thấp, màu da sẫm hơn những chủng tộc người Anh Niên khác, hầu hết các chiến sĩ đều cường tráng mạnh mẽ, bắp chân thô ngắn, vai rộng, đầu to. Đôi mắt màu da cam và mái tóc đen kia, nhìn cũng có mấy phần đặc điểm của dân người châu Á. Trang phục của họ tương đối đơn giản, đàn ông mặc một chiếc khố rộng bằng lòng bàn tay, bọn họ quấn khố vài vòng quanh hông, một đầu thả phía trước, một đầu ở phía sau, trông rất giống trang phục của võ sĩ sumo Nhật Bản. Hai đầu mảnh khố đều có hình thêu do chính tay mẹ hoặc vợ người đó làm. Phụ nữ thì từ eo trở xuống quấn một chiếc váy. Trong bộ tộc bất kể nam hay nữ, những phần lộ ra trên cơ thể đều có hình vẽ tâu tâm trong đó hình xăm trên mặt là đẹp nhất, dựa theo thân phận và đẳng cấp khác nhau mà xăm những hình khác nhau. Chỉ có đàn ông mới có trang sức trên đầu, phụ nữ thông thường tết tóc từ 2 đến 4 bím, đàn ông dùng lông chim làm trang sức, cắm thành nhìn rẻ quạt, cũng có phân biệt theo đẳng cấp. Đàn ông thông thường cắm lông vẹt châu Mỹ, chiến sĩ thì cắm lông chim ưng, còn thủ lĩnh như gấu mật nanh sắc thì là lông của một loài đố quyên đến từ Trung Mỹ. Họ sống trong nhà cỏ tranh hoặc nhà lợp bằng lá cọ, trong nhà có tường chia làm hai gian, Phía trước là phòng khách, phía sau là phòng ngủ, phòng ốc thường không có cửa, mái hiên rất thấp, có thể chắn mưa che nắng. Giường bệnh bằng cành cây, bên trên giải cỏ, lúc ngủ dùng một tấm thảm bằng cỏ hoặc vải bông thay cho chăn. Họ không nấu nướng trong nhà, mà dùng bếp lộ thiên bên ngoài. Người Kukur cu trồng khoai, sắn, đậu tăm, ngoài ra cũng chăn nuôi các động vật lớn như lạc đà không bướu, ngựa, nhưng hầu hết các chiến sĩ đều vào rừng săn bắn, khỉ nhện là thức ăn thường xuyên nhất của họ họ có các thợ thủ công lành nghề chế tạo vũ khí, nhưng cũng tiếp xúc cả với súng ống hiện đại, quần áo mặc thường ngày cũng có một phần được dệt may bằng công nghệ hiện đại. Bộ lạc này cũng không hề cách biệt với thế giới bên ngoài, mà tiếp xúc với nền văn minh hiện đại bên ngoài một cách vừa phải, thích đáng. Họ bắt một số động vật trong rừng ra ngoài đổi lấy nhu yếu phẩm, trong rừng nguyên sinh đâu đâu cũng có nguy hiểm rình rập. Các nhà siêu tập và chủ quán đặc sản muốn có các loại động vật hoang dã, đều đồng ý trả giá không hề thấp để mua các thứ đó. Chiến sĩ của bộ tộc Kukua từ nhỏ đã sinh ra trong rừng, lớn lên trong rừng, rừng già này chính là nhà của họ, họ thông thạo đủ các phương pháp tác chiến trong rừng sâu, bố trí những loại bẫy dập đơn giản để bắt giã thú. Vì vậy, lãnh địa của người Kukua xưa nay đều bất khả xâm phạm, đến cả quân du kích và bọn buôn ma túy xưa nay vẫn xưng bá trong rừng sâu này cũng phải ký điều ước không xâm phạm lẫn nhau với họ. Có lúc bọn buôn ma túy còn phải trả một khoản tiền lớn làm phí mãi lộ mới được đi qua lãnh địa của người Kukua. Nhưng nơi này đã là đường sát biên giới, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng không bao giờ đặt chân lên lãnh địa của họ. Nghe nói, ở sâu trong lãnh địa này, có thứ còn đáng sợ hơn cả người cu Kukua gấp trăm gấp ngàn lần, nơi ấy thì càng không có một dấu chân người. Trong bộ tộc chia làm nhân quyền và thần quyền, nhân quyền là tộc trưởng, cũng chính là cha của gấu mật nanh sắc và Babato, thần quyền là đại tế sư, ông ta lúc nào cũng ở trong đền thờ. Đền thờ thần linh của họ là một gian nhà gỗ không lớn lắm đứng dưới tán của một cây cổ thụ cao gần 40 mét, đích thực là khiến người ta nảy sinh cảm giác kính ngưỡng trước bậc minh thần cao quý. Nghe nói sau khi ba tan tỉnh lại, có nói mấy câu về thời tiết biến dị, vừa hay lại trùng khớp với cách nói của đại tế sư trong đền thần, nên đã được đại tế sư mời vào nói chuyện, sau đó còn đồng ý cho anh ta lên đàn tế quan sát bầu trời nữa. Về chuyện này, cả Trác Mộc Cường ba cũng cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng sau đó ba tan lúc nào cũng chỉ hờ hững lảng tránh không nói gì. Người Cucua rất giỏi uống rượu, họ dùng mật ong, nước và một loại rễ cây đặc biệt để ủ rượu, làm ra một loại rượu nồng độ rất cao, mùi thơm sực nức. Điều làm chắc Mộc Cường Ba thấy hứng thú nhất là người Kukur hầu như nhà nào cũng nuôi chó, rất tạp, nhỏ thì có chó không lông, chó đốm hoa, chó trồn, lớn thì có chó phi la, có chăn cừu, chó bun, thứ nào cũng có, thậm chí còn có cả loại mà chắc Mộc Cường Ba không gọi được tên. Đáng kinh ngạc nhất là, lũ chó này đều không sủa thấy người tới thì chỉ ngách mắt lên liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm tịt mắt vào ngủ, đến cả mấy con nổi tiếng hung hăn như chó ngao Brazil cũng thế. Chắc Mộc Cường ba hỏi ba ba tô tại sao chó họ nuôi lại không kêu, câu trả lời của cô là, đó là cách huấn luyện chó đã lưu truyền từ rất lâu rồi, ở đây họ có câu tục ngữ gọi là, chó không sủa mới là chó tốt. Trác Mộc Cường ba cứ có cảm giác hình như mình đã nghe cách nói này ở đâu rồi, có điều gã vừa mới khỏi bệnh, trước sau không tài nào nhớ ra nổi gã đến trước mặt một con chó trông có vẻ như là chó Argentina, xoa xoa đầu con vật đang giúp mình ngủ khò khò ấy. Con chó mở đôi mắt nhập nhèm lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, ngáp một cái rõ dài, rồi quấy quấy đuôi, vùi đầu ngủ tiếp. Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi, nếu không sủa, vậy tác dụng chủ yếu của chúng là làm gì? Ba Ba Tô đáp, có thể dùng để truy dấu vật săn, có điều hầu hết thời gian bọn chúng đều chơi với lũ trẻ con, địa vị của chúng trong làng của chúng tôi cũng cao lắm đấy nhé. Trong làng có tập tục, nhà nào có chó bất hạnh qua đời thì phải cử hành tang lễ long trọng cho nó, hơn nữa về sau chúng còn được hợp táng với chủ nhân của mình nữa cơ. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi thêm một số chuyện về lũ chó châu Mỹ này, kết quả phát hiện ra ba ba tô cũng không thích chó lắm, cô cũng chỉ biết là có tập tục như vậy, còn tại sao lại có thì cũng không rõ cho lắm. Ngoài đền thờ và đàn tế, ba ba tô đã dẫn Trác Mộc Cường Ba đi tới từng góc nhỏ của ngôi làng bộ tộc Cucua cư trú, giúp gã có được những hiểu biết đại thể về bộ lạc nửa nguyên thủy nửa văn minh này. Tham quan trong bộ lạc Cú này, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy sức khỏe mình đã khôi phục đáng kể, bèn định tạm biệt Ba Ba Tô, nhưng bị cô từ chối. Ba Ba Tô nói, bây giờ sức khỏe anh vừa mới bình phục, còn chưa cảm thấy gì, nhưng chất độc trong cơ thể thì chưa hoàn toàn hết đâu, đi trong rừng một hai ngày là lại tái phát nữa đây tôi phải tiếp tục bôi thuốc cho anh mới được. Còn nữa, dù có muốn đi, thì nhất định cũng phải đợi qua ngày mai mới đi được, ngày mai chính là ngày lễ của bộ tộc Kukua chúng tôi, mọi người ai cũng tham gia chúc mừng, nếu đại ân nhân của bộ lạc như anh mà không tham gia, tức là đã coi thường người Kukua chúng tôi, mà chúng tôi thủ dai lắm đấy nhé. Trong rừng sâu, cả quân du kích và bọn buôn lậu đều biết rất rõ, ở vùng này mà đắc tộc với người Kukua, muốn đi một bước cũng khó khăn lắm. Nhìn anh kìa, cuống lên muốn đi như vậy, chẳng lẽ người Kukua chúng tôi làm anh thấy ghét thế à? Trác Mộc Cường ba vội nói, không phải, vì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vội vã quá, có rất nhiều chuyện mọi người còn chưa hay. Chúng tôi đang tham gia một đội thi đấu tranh giải, phải từ Putumayo băng qua rừng Nguyên Sinh tới St. Mary trong thời gian quy định. Bị chậm trễ ở đây, chúng tôi đã bị các đội khác bỏ rớt lại phía sau rồi. Thế nên tôi mới nghĩ, nếu mình cử động được rồi, vậy thì phải nhanh chóng đuổi kịp các đội khác. Ba bà tô môi lên nói, tôi mặc kệ, thế nào anh cũng phải đợi qua ngày mai mới đi được mấy bạn kia của anh đều đang giúp chúng tôi sắp xếp cho buổi lễ cơ mà vừa nói cô vừa nhủ thầm bôi cho anh bao nhiêu nước ép với dầu maha thế nào cũng không thể chưa có tác dụng gì đã để anh đi rồi chứ nghĩ tới đây cô không giấu nổi một nụ cười tinh nghịch làm chắc mộc cường ba lại thêm một phen mù mờ chẳng hiểu ra làm sao chắc mộc cường ba nói ngày mai chắc không phải ngày thu hoạch mùa màng vậy là ngày lễ gì nhỉ ba bà tô nghiêng đầu nói ừ nói thế nào nhỉ Ngày mai là ngày lễ lớn một năm một lần của chúng tôi, đã lưu truyền từ rất lâu rất lâu rồi, giống như có lẽ là giống ngày lễ độc lập của người Mỹ vậy. Tôi nghĩ chắc là như thế đấy. Có điều theo cách nói của tổ tiên, thì đây là ngày lễ do thần thánh đặt ra đó. Chắc Mộc Cường ba không nói lại được ba ba tô, Đành Miễn Cưỡng gật đầu đáp ứng, gã muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại các vấn đề gặp phải trong lần băng rừng này. Ba bà tô cũng bận rộn sắp xếp chuẩn bị cho lễ tế, liền dặn dò Trác Mộc Cường ba không được đi lung tung rồi để gã một mình nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường ba nhớ lại các vấn đề gặp phải trong cuộc hành trình này, không phải là không có chuẩn bị, bọn gã cũng đã điều tra nghiên cứu phạm vi thế lực của quân du kích và bọn buôn lậu ma túy rồi, cũng tìm hiểu tư liệu về các sinh vật nguy hiểm trong rừng rậm châu Mỹ. Thế nhưng, khi mấy người bọn gã phải thực sự đối mặt với những nhân tố nguy hiểm đó thì đều tỏ ra luống cuống tay chân cả. Gã nhớ lại những điều lữ cánh nam từng cảnh cáo trong lúc huấn luyện cả bọn, xem ra những lời ấy đích thực là rất chính xác không tự thân trải qua, chỉ biết lý thuyết không thôi, dù là anh có đọc cả ngàn vạn lần thuộc lòng như cháu, thì cũng không bằng vận dụng trong thực tiễn một lần. Từ miệng ba tô gã biết được, lãnh địa của người Kukua nằm giữa Putumayo và Saint Mary, cũng có nghĩa là bọn gã đã may mắn được người Kukua đưa đi một đoạn khá dài. Nếu ngày kia mới rời khỏi bộ lạc Kukua, thời gian đã mất một nửa, hành trình chỉ sợ mới đi được một phần ba, còn lại một nửa thời gian làm sao hoàn thành được hai phần ba hành trình còn lại đây. Không được, lần băng rừng này buộc phải hoàn thành, nhất định phải cho con mụ khó tính lữ cánh nam đó biết được năng lực của bọn gã. Dù là bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tay vây bắt, bọn gã cũng vẫn băng qua được khu rừng rậm nguyên sinh nguy hiểm này. Tới lúc đó, để xem cô ta nói được gì, như thế thì có thể trực tiếp đi tìm bạc ba la thần miếu được rồi. Trên thảo nguyên minh mông ấy, bóng hình uy phong lẫm lẫm đó, đôi mắt tràn trề bá khí đó, vẫn còn đang đợi chờ gã cơ mà. Một giản, binh khí cổ, giống như thanh kiếm, nhưng không có mũi nhọn, cũng không có lưỡi hình trụ. Lễ tế của người Kukua. Trác Mộc Cường ba ngồi trên một bình đài cao hơn mặt đất một chút, lòng hướng về sự thanh thản an nhàn, phảng phất như đã thấy tử kỳ lân ở ngay trước mắt. Ở thôn làng dưới kia, người Kukua đang ra ra vào vào bận rộn chuẩn bị cho lễ tế. Trên bãi đất trống phía xa xa, đám trẻ con Kukua đang chơi đùa, bọn chúng dựng mấy tấm bảng gỗ ở đằng xa, có lớn có nhỏ, cắm hở trên đất bùn sau đó dùng một cái túi hình vuông bên trong nhét đầy bùn đất, ném vào bảng gỗ, hình như xem độ to nhỏ của bảng gỗ ném chúng để xác định địa vị cao thấp, chơi đùa hết sức vui vẻ. Trác Mộc Cường ba nhìn lũ trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng ngộ bọn trẻ này có cả nam cả nữ, nhưng trẻ con cu cu đều không mặc bất cứ quần áo gì, bọn chúng vui vẻ nô đùa ẩm ý, hình như không hề có phân biệt giới tính. Nhìn lũ trẻ ngây thơ hoạt bát ấy, Trác Mộc Cường ba không khỏi nghĩ ngợi xa xăm, thời viễn cổ, phải chăng con người cũng như vậy mặc quần áo chỉ để chống lại cái lạnh, phòng ngừa bị xây sát kể từ khi nào, con người bắt đầu khoác lên cái áo văn minh, có nghi lễ tôn giáo, rồi tỏ ra khinh thường coi rẻ hành vi nguyên thủy này. Bọn họ quên mất bản tính động vật của mình, tự xưng mình là giống loài được thiên thần sủng ái, là tồn tại hoàn toàn khác biệt với những sinh mệnh khác trong tự nhiên. Thế nên có quyền mặt sức muốn làm gì thì làm với những sinh vật cấp thấp hơn, đối với tự nhiên không có lợi cho văn minh của họ cũng thỏa ý phá hoại. Nền văn minh như của người cu cu ở đây, liệu còn có thể tiếp tục tồn tại trong rừng sâu được bao nhiêu lâu nữa bọn họ hoặc là phải hòa nhập vào nền văn minh chung hoặc là sẽ bị văn minh ấy tiêu diệt chỉ có hai con đường ấy để lựa chọn mà thôi gã đứng dậy dõi mắt nhìn khu rừng già tĩnh lặng ai mà biết được đằng sau sự tĩnh lặng ấy ẩn chứa bao nhiêu âm mưu và chém giết sinh mệnh tồn tại được là nhờ xâm chiếm trong thế giới này có lúc nào mà không diễn ra cảnh thôn tính và chiếm đoạt bỗng nhiên trác mộc cường ba giật mình mảnh đầu lại lần nữa nhìn lũ trẻ đang chơi đùa kia, trò chơi ấy quả thực quá đỗi quen thuộc, hình như bản thân gã hồi nhỏ cũng chơi rồi thì phải. Đúng hồi nhỏ gã cũng chơi trò này rồi, chỉ có điều dùng bảng đá thay cho bảng gỗ, đá cục thay cho túi vải đổ bùn mà thôi. Đã bao nhiêu năm gã không chơi trò này rồi, 30 năm hay là 35 năm, lâu quá rồi, bản thân gã cũng không nhớ nổi nữa. Ngày hôm sau là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Kukua, được họ gọi là lễ thần Nadimuke, Lễ tế được mở màn trong tiếng ồn ào náo động. Người Kukur tập trung cả ở bãi đất trống lớn nhất giữa làng, dùng ván gỗ dựng thành một vũ đài. Từ sáng sớm nam nữ già trẻ lớn bé đã đến xung quanh vũ đài, ai nấy đều hết sức dày công tô vẽ trên thân mình, dùng những màu đậm sặc sỡ nhất, những hoạt tiết phức tạp nhất. Tộc trưởng và đại tế sư cũng có mặt. Bọn trác mộc cường ba gia chào tộc trưởng và đại tế sư, được sắp xếp ngồi vào bàn khách quý. Ba ba tô không ngồi bên cạnh trường tộc mà đặc biệt chạy tới làm thuyết minh cho mấy người đám trác mộc cường ba. Đại tế sư là một ông già, tên là Akima, ông vừa cất tiếng nói, người bên dưới vũ đài liền im lặng như tờ. Giọng nói âm sắc cao âm vang khắp không gian rộng lớn, đợi khi đại tế sư nói xong, ba ba tô mới thì thầm nói cho bọn trác mộc cường ba biết, đây là đại tế sư đang thay mặt toàn bộ tộc cầu khẩn với thần linh. Sau khi đại tế sư nói một tràng dài, lễ tế chính thức bắt đầu, người Kukur dùng các thứ phát ra âm thanh có tiết tấu giống như chống gỗ, xương thú, vỏ quả, đồ gốm và một loại nhạc khí giống cây sáo bốn lỗ thổi ra tiếng nhạc trầm hùng. Bốn người cao lớn vạm vỡ nâng một người tiến vào, người trong bộ tộc lần lượt cung kính nhường ra một con người, cúi dạp đầu xuống đất, xung quanh còn có rất nhiều người khác vung tay múa chân xoay chuyển nhảy múa, theo vào tận giữa bãi. Bọn Trác Mộc Cường ba nhìn thấy, những người đứng giữa đều đeo mặt nạ khắc bằng gỗ, bên trên tô hai màu đỏ, lam dáng điệu hung hăng dữ tợn vô cùng. Ba ba tô nói người đàn ông được khiêng vào kia là Qua lần, anh ta là người mang lời đáp của vị thần tối cao truyền đạt lại cho người trong bộ tộc. Đây là màn đầu tiên gọi là nghi thức ban tên của thần. Người tên là Qua lần đó ngồi ở ngôi cao, theo sau có rất nhiều người cu đeo mặt nạ hình các loại động vật khác nhau lục tục kéo nhau vào sân trong nhịp trống tiếp nhận sự chúc phúc của Qua lần. Mỗi người đầu thú đều biểu diễn một điệu múa giữa khoảng đất trước mặt đám người đeo mặt nạ khắc gỗ đại để mô phỏng lại hành vi của loài động vật ấy, biểu hiện các ích lợi mà loài vật đó mang lại cho người Cucua. Babato giới thiệu, cô lần đang truyền đạt ý chí của thần tối cao, ban cho các loài động thực vật có ích cho bộ tộc Cucua danh hiệu của thần, tổng cộng có tới hơn 100 vị thần bước ra. Từ lời giới thiệu của Babato, họ biết được người Cucua là một dân tộc đa thần, bọn họ tin thờ giáo nghĩa vạn vật trong trời đất đều có thần linh, chẳng hạn như vị thần đầu tiên là thần quản việc trồng ngô gọi là Yumiukasop, còn vị thần trông non cây ca cao thì gọi là extra. Trong đó so về thần bí thì không ai hơn được Ioi, nghe nói đó là bậc chân thần xuống trốn thế gian, đến cả một trong những vị thần có địa vị cao nhất là thần chó cũng phái phân thân xuống bảo vệ Ioi. Vũ điệu tiếp sau biểu thị thần Ioi chỉ dẫn tổ tiên người Kukuo đánh thắng chiến trận, xây dựng thành trì, lại dạy họ cách chữa bệnh, chế tạo đồ kim loại, canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự. Xem mãi xem mãi trương lập không khỏi nghi hoặc thốt quái thật sao càng xem tôi càng thấy giống lễ nhảy đại thần ở tây tạng thế nhỉ nhạc dương hỏi nhảy đại thần là cái gì trương lập nói cũng kiểu một hoạt động tôn giáo thôi một điệu múa mà người biểu diễn phải đeo các loại mặt nạ khác nhau sư đoàn trưởng có dẫn tôi đi xem một lần rồi mặt nạ ở tây tạng to hơn hình vẽ quái dị hơn hình như là kể một số chuyện dáng yêu trừ ma gì đó chẳng biết có phải mấy nền văn minh cổ đại đều có các hoạt động tương tự như thế hay không nhỉ Nhạc Dương nói, ừ, chỗ chúng tôi gọi là nhảy nợ, chỗ chúng tôi cũng có, nghe anh nói vậy, mới thấy giống thật, quái lạ nhỉ. Trương Lập nói, mấy điệu múa kiểu sùng bái thần thánh này, chắc chắc Mộc Cường Ba hiểu biết hơn phải không, Cường Ba thiếu ra, Cường Ba thiếu ra. Chắc Mộc Cường Ba đang thần người ra, từ lúc điệu múa tế thần bắt đầu, gã đã ngẩn người ra đó rồi. Mặc dù những tấm mặt nạ khắc gỗ kia và mặt nạ của kịch Tây Tạng có chút khác nhau, nhưng tư thế nhảy múa kia, nội dung điệu múa kia, chẳng phải chính là khương mẫu một của người tạng hay sao? Mặc dù không thích đọc các thứ liên quan qua nhiều đến vấn đề tôn giáo, nhưng khương mẫu và kịch nghệ của người tạng đều là những thứ hồi nhỏ chắc Mộc Cường ba tương đối hứng thú. Bây giờ mặc dù không có âm nhạc hoành tráng như lúc biểu diễn khương mẫu, chỉ có tiếng trống và tiếng gõ vào vỏ cứng của quả cây, nhưng động tác nhảy múa của người cu cua kia, mặt nạ đầu thú mà họ đang đeo trên đầu, thật giống hệt như điệu khương mẫu mà gã xem hồi nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, điệu múa thần bí mà nguyên thủy ấy cơ hồ như lại đưa Trác Mộc Cường ba trở về Tây Tạng. Tây Tạng thủa gã còn là một đứa trẻ, vùng đất vẫn còn chỉ thuộc về thiên nhiên vĩ đại, vùng đất còn chưa bị văn minh chinh phục. Trương Lập hỏi mấy câu liền, Trác Mộc Cường ba mới sực tỉnh, lẩm bẩm nói, cái gì? Nhảy thần, hay lẽ nào, đây chính là ngôn ngữ cơ thể mô phỏng tự nhiên mà con người thời viễn cổ học được trước tiên, thế nên, những vũ điệu từ thời xa xưa lưu truyền lại này, bất kể là chủng tộc gì, khu vực nào, cũng đều có những nét tương tự đến kinh người. Đây là cách lý giải của tôi, các cậu thấy thế nào? Trương Lập nói, ừm, có lý đấy, tôi tán thành phân tích này của anh. Nhạc Dương lại phát biểu ý kiến bất đồng, nói như vậy hình như hơi miến cưỡng thì phải. Tôi nghe nói, người Tạng trước đâu cũng là một dân tộc theo thuyết đa thần, bộ tộc Kukua cũng có rất nhiều thần linh, lễ nhảy thần của họ lại giống với lễ nhảy thần của Tây Tạng như thế. Dựa vào điểm này, có chắc là họ không có quan hệ gì với Tây Tạng không nhỉ? Trương Lập phì cười nói. Cậu đúng là biết liên tưởng, phải biết rằng bây giờ chúng ta đang ở đâu chứ, là Nam Mỹ cách Trung Quốc đại lục 20.000 km đấy. Bộ tộc Kukuru này lạ là thổ dân sống ở đây từ bao đời, lại cư trú ở vị trí địa lý thế này, gần như là không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu nói họ và Tây Tạng có quan hệ, chứng cứ ở đâu chứ? Nhạc Dương xòe hai tay ra, nói, bằng trực giác. Phi, Trương Lập khoát tay một cái, tỏ vẻ coi thường không thèm quan tâm nữa. Nhưng sau đó nhạc dương lại bổ sung, từ trước khi chúng ta chuẩn bị xuất phát, bắt đầu là câu nói kỳ quái của giáo quan, sau đó là chúng ta chẳng hiểu sao lại bị quân du kích và bọn buôn ma túy đuổi giết. Tiếp theo là gặp được một số thứ hình như có liên quan tới Tây Tạng ở bộ lạc nguyên thủy này, những điều này làm tôi không sao hiểu nổi. Phía sau những sự việc tưởng chừng như riêng rẽ này, hình như có liên hệ gì đó, trực giác cho tôi biết, chuyến đi này của chúng ta không đơn giản chỉ là băng qua rừng rậm thôi đâu, nhất định là có thứ gì đó, thứ gì đó mà chúng ta không biết. Trác Mộc Cường ba giật mình, trực giác của Nhạc Dương hoàn toàn không đơn giản chỉ là dựa vào cảm giác để đưa ra kết luận, mà được đưa ra dựa trên một tư duy logic tinh tế tỉ mỉ. Nghe Nhạc Dương nói như vậy, gã cũng sinh lòng hồ nghi, vậy thì, trò chơi gã thấy lũ trẻ chơi hôm qua là thế nào, vùng đất này, lẽ nào thực sự có liên quan tới Tây Tạng? Ba Ba Tô trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn hai người đang lầm rầm nói chuyện, lên tiếng nhắc nhở, tập trung xem đi, Ít nói thôi, đây là lễ tế quan trọng của người ta đó. Kế đó là hành trình di cư, một người Kukua đóng giả làm ông già, trên lưng vác một cái bao to tướng tượng trưng cho trọng lượng nặng nề, bắt đầu đi vòng xung quanh vũ đài. Tất cả người Kukua có mặt đều đứng lên, đi theo sau lưng ông già đó, bọn chắc một cường ba cũng đứng lên đi theo. Ba Bato giải thích, tiết mục này nói lên tổ tiên họ năm xưa vì muốn tìm kiếm vùng đất an cư đã phải bôn ba vô cùng vất vả tất cả người cucoer đều sẽ không bao giờ quên cuộc sống hôm nay là do vô số bậc cha ông đã dùng máu và tuổi xuân đổi lấy cho họ đi quanh bốn vòng hoạt động mang tính toàn bộ tộc này cũng kết thúc phần thứ ba là màn chiến tranh chỉ thấy hai nhóm người cucoer đeo các mặt nạ tô màu khác nhau biểu thị cho hai bộ tộc mở đầu là người bộ tộc khác đeo mặt nạ màu đen thắng thế người cucoer đeo mặt nạ đỏ liên tiếp bại trận rút lui đúng lúc đó một người cucoer đeo mặt nạ tượng trưng cho thầy tế đứng ra trịnh trọng lấy ra một mảnh vỏ cây tượng trưng cho lời dạy của thần thánh, lớn tiếng đọc vang, trong tiếng đọc đó, một thiếu nữ cú cú ơ được khiêng ra. Thiếu nữ cú cú ơ này toàn thân không một mảnh vải, trên mặt vẽ hoa văn màu đen, được đặt xuống một bàn gỗ tượng trưng cho đàn tế, nét mặt cô có vẻ vô cùng hạnh phúc và vinh hiền. Những người cú cú ơ đeo mặt nạ đỏ dùng dao vạch ngang vạch dọc bên trên cơ thể thiếu nữ, sau đó đặt đủ loại hoa quả màu đỏ, quả hạch và ngũ cốc lên ngực, hông và tay chân cô, một lúc sau họ lại lấy các thứ đó xuống, chia cho những người đeo mặt nạ đỏ khác cùng ăn. Nhạc Dương kinh ngạc thốt, người Kukuer cũng biết trò này à, hình như đây là Niotaimori, hai của người Nhật mà. Lần này đến lượt Trương Lập hỏi, no no cái gì? Niotaimori là cái gì thế? Nhạc Dương thẻ lưỡi nói, cái này, cái này, Ây ra đằng nào thì cũng gần giống như anh đang xem đây này. Babato giải thích những hoa văn màu đen vẽ trên mặt đó tượng trưng cho việc cô gái đã được chọn làm tế phẩm của thần đó là một việc hết sức vinh hạnh. Tương truyền rất lâu rất lâu trước đây thiếu nữ đó phải hiến lên thần linh cả máu tươi và sinh mạng của chính mình không biết từ bao giờ nghi thức này đã dần dần biến hóa thành như ngày hôm nay. Những người đeo mặt nạ đỏ ăn uống xong liền xông ra tái chiến với người đeo mặt nạ đen lần này người Kukul đeo mặt nạ đỏ như có thần linh phù trợ uy lực tăng cao chẳng mấy chốc đã đánh cho lũ người ngoại tộc đeo mặt nạ đen tơi bởi hoa lá, bỏ cả vũ khí giáp trụ chạy trôi chết. Nhạc Dương nhìn đoạn biểu diễn đó, bỗng thấy chấn động trong lòng. điệu múa nguyên thủy vụng về đơn sơ ấy, tiếng nhạc tràn đầy tiết tấu ấy, những hoa quả ngũ cốc màu đỏ mà các chiến sĩ cu cu đặt trên thân thể thiếu nữ kia trong tiết mục chiến tranh giản hóa ấy, dường như ẩn dụ một điều gì đó. Anh không dám khẳng định, nhưng cứ có cảm giác, ẩn dụ ngầm ấy, làm sống lưng anh lạnh toát. Còn một người nữa cũng cảm thấy kinh hãi, đó chính là ba tang đang ngấm ngầm nắm chặt tay ngồi bên cạnh, chỉ là hình thức của điệu múa không làm anh ta chấn động là mấy. Thứ làm ba tang thấy bất an và căng thẳng là tiếng trống và tiếng gõ kia, tiết tấu gấp rút tựa hồ như chiến đấu kia mang đến cho anh ta cảm giác sợ hãi. Anh ta biết, có lẽ trong sâu thẳm ký ức, mình đã từng nghe âm thanh đó rồi, nhưng là lúc nào, ở nơi đâu, thì anh ta không muốn và cũng không thể nhớ lại được. Tiếp theo sau là bắt đầu lễ chúc mừng của toàn bộ tộc, mọi người đều tham gia, bắt đầu nhảy múa hát ca, nam nữ già trẻ cùng cất tiếng hoan ca, nhạc dương và trương lập không kìm nổi mà cuống quyết nhảy lên vũ đài, hòa vào đám người cu cua kia. Trác Mộc Cường ba đứng bên cạnh, cũng cảm nhận được lòng nhiệt tình rào rạt và niềm vui phấn khởi của họ. Phía xa xa, có mấy thợ săn cu cua đang lùa một con vật đeo vải đỏ, trông như con dê, chắc có lẽ là lạc đà không bướu châu Mỹ. Người đầu tiên cầm cốc gỗ, dùng cành cây nhúng nước vẩy mở đường, miệng lẩm nhẩm tụng niệm gì đó, một người lực lưỡng mình trần tay cầm vũ khí bằng sắt, cơ hồ như đợi để mổ bụng moi ruột con vật. Trác Mộc Cường ba hỏi ba ba tô, họ làm gì vậy? Ba ba tô mỉm cười, phóng sinh, vừa để chúc mừng buổi lễ, vừa chúc mừng anh khỏi bệnh luôn. Ô, Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc, tựa như đã thấy ở đâu rồi vậy? Ai ngờ người đàn ông mình trần kia cầm vũ khí, lại đâm thẳng vào ngực con vật trông giống dê kia một cách hết sức chuẩn xác, máu tươi lập tức phun trào ra, rõ ràng là đã đâm thẳng vào tim con vật rồi. Con vật bị mấy người cu cua giữ chặt tứ chi, không thể giãy dụa, có rút mấy cái rồi lăn ra chết. Nhìn cảnh tượng đó, chắc một cường ba sực nhớ ra, đây hình như là một màn pháp sự, ngày trước ở Tây Tạng, gã đã từng thấy cảnh tượng tương tự như vậy rồi. Lẽ nào, giữa các nền văn in nguyên thủy, đúng là có sự tương đồng đến mức đáng ngạc nhiên như vậy hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chắc một cường ba không kìm được, liền hỏi, không phải là phóng sinh à? Sao lại? Ba Ba Tô giải thích, phóng sinh theo cách hiểu của chúng tôi, là giải thoát triệt đề. Trước tiên là mở ra hố sinh mệnh của con lạc đà không bướu đó, tức là tim, sau đó là cắt đứt động mạch, lột ra rồi pha thành miếng nhỏ, đặt vào các đồ đựng khác nhau, dựa theo vị trí trên cơ thể mà phân thành đẳng cấp một cách nghiêm khắc, rồi dùng ba thanh gỗ bắc thành giá để nấu lên, đêm nay sẽ có nghi thức mời khách, mọi người sẽ hát bài ca cảm tạ với anh. Anh xem, mọi người đều đến cả rồi kìa. Người cu cu vừa ca vừa múa, vô cùng náo nhiệt, bọn họ mang những món ngon nhất ra khoản đái ân nhân của thủ lĩnh, dùng những lễ nghi long trọng nhất để chúc phúc cho Trác Mộc Cường Ba. Tối hôm ấy mọi người vừa uống rượu, vừa nghe nhạc nhảy múa, nành sắc rót 10 bát rượu, chia tay ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt, mặt không đổi sắc uống một mạch hết cả 10 bát rượu ấy, làm nành sắc lấy làm kinh ngạc. Anh ta vốn định nói, mỗi người năm bát, vừa để bày tỏ lòng hữu hảo, đồng thời cũng có ý phân cao thấp thêm lần nữa, chẳng ngờ chắc một cường ba lại một mình uống cả 10 bát, hơn nữa lại còn điềm nhiên như không, bản lĩnh này, anh ta tự biết là mình không bị nổi. Mà người cu thì cứ ai uống được rượu tức là anh hùng, chắc một cường ba tự nhiên lại được vẻ vang thêm lần nữa. Ba ba tô rót rượu cho gã, trong mắt cũng ánh lên ý đồ riêng. Song họ nào có biết, chưa tính đến chuyện chắc một cường ba là người tộc tạng, chỉ riêng việc gã bao năm lăn lộn trên thương trường thôi, mười bát rượu đó đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ lát sau, trên bàn tiệc, nánh sắc vô cùng thành khẩn mời bọn Trác Mộc Cường ba ở lại bộ lạc thêm mấy ngày, gọi bọn gã là những vị khách tôn quý nhất của người cu cua, Tô cũng tỏ ý đó, nhưng Trác Mộc Cường ba đều khéo léo khước từ. Tại sao lại đi gấp như vậy? Không chỉ có ba ba Tô ỉu xìu thất vọng, đến cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng xị mặt ra. Trác Mộc Cường ba thành thực trả lời, thực ra mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi, chỉ là băng qua khu rừng này, để lấy kinh nghiệm cho đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã mà chúng tôi tham gia thôi. Còn việc thành ra nông nỗi này, đến cả chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian định ra ban đầu chỉ có 10 ngày, giờ đã qua mất một nửa, chúng tôi lại lỡ mất hai ngày ở đây nữa, giờ vết thương đã lành rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường mới bổ sung lại được thời gian bị chậm trễ. Nhạc Dương đứng bên cạnh nhắc nhở, nhưng mà, quân du kích đang rình rập xung quanh lãnh địa của người Kukua, chỉ đợi chúng ta ra khỏi đây thôi đấy. Trương Lập cũng nói: "Đúng đấy, lần này chẳng biết là chúng ta tiếp nhận huấn luyện kiểu gì nữa, bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tay đuổi đánh, đừng nói là chúng ta, dù là bộ đội đặc chủng chính quy trang nữa, cũng chưa chắc mà bình yên rút lui được đâu. Muốn băng rừng trong 10 ngày hả? Tôi thấy chẳng thể nào đâu, hay là chúng ta cứ ở đây, chờ cho hết 10 ngày, chắc là họ sẽ tới tìm chúng ta thôi, nếu không thì lúc ấy liên lạc với họ cũng được, coi như chúng ta lại thất bại lần nữa có sao đâu." Trác Mộc Cường Ba vừa nhíu mày Bà Tang đã cười gần lạnh lẽo, "Hừ, đây mà giống lời của sĩ quan đặc cảnh nói ra à. Mục đích của đợt huấn luyện này chính là để chúng ta đối mặt với các hoàn cảnh nguy hiểm, cũng bao gồm cả chuyện chiến đấu với kẻ địch, bỏ cuộc như vậy, không chỉ đại diện cho một lần thất bại, mà còn nói lên rằng tất cả các nội dung huấn luyện đều uổng phí cả, rằng chúng ta căn bản không có cơ hội để đối đầu với những thách thức khó hơn nữa, cậu có hiểu không?" Trương Lập phản bác, "Nhưng giờ cả vũ khí cơ bản chúng ta cũng chẳng có." chúng ta lấy gì để chiến đấu với đám quân du kích đó đây? Lần này bị thương, còn có người cu giúp chúng ta, vậy còn lần sau thì sao? Lần sau anh hay cường ba thiếu ra hoặc người khác, bao gồm cả tôi và Nhạc Dương, chúng ta ngã xuống lần nữa, liệu còn may mắn như lần này nữa không? Ba ba tô lúng túng nhìn bốn vị khách, sao họ càng nói càng hăng, chừng như sắp đánh nhau tới nơi thế kia. Chắc mộc cường ba cất tiếng, được rồi, được rồi. Không có gì phải tranh luận nữa, lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển tình thế tay không chiến đấu giữa vòng hỏa lực trùng trùng của kẻ địch đây cũng là một trong các hạng mục huấn luyện của chúng ta trước giờ chúng ta vẫn được huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã chính là phải dựa vào đôi tay này tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn ở môi trường hoàn toàn xa lạ không thể nào vác vũ khí đi khắp nơi được chúng ta phải dựa vào cái đầu mình nhiều hơn nữa chứ lần này tình thế bất lợi đối với chúng ta ai bảo chúng ta phải so vũ khí nhiều với quân du kích đâu chứ đờ tôi được biết Bộ tộc ơ, chẳng phải còn có lối đi sau có thể ra vào hay sao? Câu cuối cùng, gã cố ý nói bằng tiếng Anh cho Ba tô nghe. Ba tô lắp bắp thốt lên, cái đó, thì đúng rồi, nhưng mà chỗ ấy, chỗ ấy làm sao đi qua được chứ? Chỗ ấy đã được gọi là cấm địa yên nghỉ của Ahatút đấy. Nhạc Dương nói, thật sự phải đi đường đó sao? Đấy hình như là khu rừng chết mà hình như cả người ơ cũng bị cấm đi vào cơ mà. Trác Mộc Cường Ba hỏi so với rừng rậm nguyên sinh có quân du kích vũ trang lập chạm canh, cậu thấy lối nào nguy hiểm hơn? Ba Tang nói đều rất nguy hiểm. Theo những ghi chép lịch sử của người Cucu, từ thế kỷ 16, người Tây Ban Nha, nhà khảo cổ người Đức, thám hiểm ra người Mỹ, bao nhiêu người bước vào khu rừng đó mà không một ai trở ra cả. Đó là rừng than thở, được mệnh danh là một phần của các nhà thám hiểm. Lần cuối cùng là vào năm 1965, nhà thám hiểm người Anh ma lớn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở trong khu rừng ấy. Trác Mộc Cường ba vỗ vỗ lên vai ba tang cổ vũ tinh thần, chẳng sao cả. Đừng quên bây giờ là thế kỷ 21, giờ đây khoa học kỹ thuật mỗi ngày mỗi khác, người năm 1960 mấy có thể không qua được, nhưng cũng không chứng tỏ rằng chúng ta không vượt qua được. Ba tang liếc xéo Trương Lập và Nhạc Dương, tôi thì chẳng sao cả. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập cúi đầu không nói, lại quay sang nhìn Nhạc Dương, Nhạc Dương nghĩ dây lát, rồi đáp, chết thì chết, ai bảo anh là đội trưởng. Trác Mộc Cường ba mỉm cười, nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Nhan sắc nhờ em gái phiên dịch, nói, nếu mọi người đã quyết ý muốn đi, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng, đêm nay chúng ta cứ uống cho thoải mái no say đi, thần chắc sẽ bảo vệ cho các bạn. Nào, cạn ly. Chú thích: Một khương mẫu, một điệu múa truyền thống của người Tạng, các từ nhảy thần, nhảy đại thần, nhảy nợ đều chỉ loại hình nghệ thuật này. Các phái khác nhau của Phật giáo Tạng truyền đều có nội dung khương mẫu của riêng mình, tuy có khác nhau nhưng nội dung chủ yếu đều phản ánh tâm lý sùng bái tự nhiên của người cổ đại. Hay hay còn gọi là body sushi, là cách bày món ăn truyền thống của Nhật Bản, trực tiếp bày đồ ăn lên mình một gây xa khỏa thân. Trò chuyện trên đàn tế. Sau đêm cuồng hoan, tiếng ca tiếng hát cũng dứt mọi người tản đi, ba dẫn chắc một cường ba lên đàn tế, bầu trời vẫn đầy sao sáng lấp lánh, chỉ có vầng trăng là ảm đạm đi phần nào. Vị công chúa cao quý xóa mái tóc dài mềm mại, hai tay bó gối ngồi cuộn giữa đàn tế ánh mắt hân hoan như đứa trẻ cô ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng nói hồi nhỏ tôi thường một mình lên đàn tế này ngắm sao những ngôi sao kia nhìn có vẻ rất xa xôi lại như ở gần tôi lắm lúc đó tôi thường hay băn khoăn tự hỏi thế giới bên ngoài rừng già rốt cuộc là như thế nào nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa dám có suy nghĩ viển vông như thế rời khỏi rừng già ra thế giới bên ngoài quả thực là một việc mà cả nghĩ đến tôi cũng không dám nữa về sau người bên ngoài vào rừng càng lúc càng nhiều, có bọn buôn ma túy muốn mượn đường đi qua lãnh địa của chúng tôi, quân du kích thì kỳ vọng hai bên tránh được xung đột, còn có cả một số người thích mấy loài mà các anh gọi là động vật hoang dã quý hiếm. Tôi nghe được rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài từ họ, có nhà cao trăm tầng, có máy bay bay lượn, thậm chí còn có người lên cả vũ trụ nữa, nghe nói còn bay thẳng tới tận mặt trăng nữa cơ. Nói đoạn, ba bà Tô ngoảnh đầu lại nhìn chắc một cường ba, thấy gã đang chăm chú lắng nghe, cô lại nói tiếp, năm 16 tuổi, chồng tôi chết trong rừng, theo cách nói của người trong bộ tộc, anh ta đã chọc giận thần rừng, có trời mới biết anh ta chết thế nào. Nhưng lúc ấy cha tôi đã nói một câu, ông bảo là, sinh ra ở rừng, lớn lên trong rừng, chết ở trong rừng, đây là kết cục tốt nhất của một con người. Khi người đàn ông ấy được khinh trở về, nửa người đã đen kịt rồi, đó là lần đầu tiên tôi khiếp hãi đến thế. Tôi đột nhiên muốn rời khỏi đây, chưa bao giờ tôi khát khao rời khỏi đây đến thế cả, nhưng quy củ trong tộc là không được tộc trưởng đồng ý thì không được phép làm điều đó tộc trưởng cũng chính là cha tôi ông ấy có quyền lực đó nhưng ông kiên quyết không chấp nhận ánh mắt ba ba tô ánh lên một tia cuồng dại sau đó tôi tìm một người đàn ông tới đây thu mua động vật hoang dã ngủ với hắn hai đêm chỉ cần một điều kiện là hắn sẽ dẫn tôi đi đi khỏi khu rừng này khu rừng nhìn mãi không thấy tận cùng đáng chết này hắn đáp ứng nhanh lắm nhưng đến cuối cùng hắn lại hối hận hắn muốn giết chết tôi rồi bỏ lại trong rừng rồi cướp hết trang sức trên người tôi, nhưng đã bị anh trai tôi bắn chết. Về sau, cha tôi thấy nợ tôi, mới đồng ý cho tôi ra khỏi rừng. Đầu tiên họ đưa tôi tới Santa Fe de Bogota, một học hành, sau rồi lại sang Mỹ. Thực ra, cha tôi cũng có thể coi là một tộc trưởng văn minh. Ông ấy nói, thế giới bên ngoài đang thay đổi, bộ tộc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn, thì cần phải biết nhiều hơn nữa. Ông ấy mong tôi học thành tài trở về, có thể mang đến cho bộ tộc những thay đổi lớn, thế nhưng... Cùng một tiếng thở dài, đàn tế chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, chắc Mộc Cường ba cảm nhận được nỗi buồn u uất của cô gái trước mặt mình, đảm nhiệm sứ mệnh thay đổi vận mệnh của cả một bộ lạc, đối với bất kỳ ai, cũng là một trọng trách quá ư tàn khốc, huống hồ là một cô gái còn trẻ như vậy. Ba ba tô nói, tôi sợ lắm, ở bên ngoài càng lâu tôi lại càng sợ. Bởi tôi biết rất rõ, tôi không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì, muốn thay đổi cả một bộ lạc, muốn thay đổi thói quen sinh sống và văn hóa mấy ngàn năm nay của chúng tôi, điều ấy quả thật quá khó khăn. Bộ tộc muốn có những bước phát triển mới thì cần phải rời khỏi rừng già, nhưng một khi rời khỏi rừng già, bộ tộc này sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi, từ bao lâu nay tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Ra đi 10 năm, trở về bộ lạc lại nhận ra mọi người vẫn sống lối sống lạc hậu ấy, sau này, mỗi lần thấy không thuận mắt, tôi lại một mình lẻn đi, đây cũng chính là nguyên nhân anh thấy tôi và anh trai tranh chấp lần trước họ muốn tôi trở về, còn tôi thì không chịu, theo quy tắc trong bộ tộc, kha kha, tôi không thể cưới người nào nữa rồi. Ba bà tô lại ngẩng đầu lên ngắm sao, dưới hàng lông mi dài kia, sao trời lấp lánh trong mắt cô, lúc tôi đi học, cũng có mấy người bạn trai, nhưng họ vừa nghe thấy tôi là con gái của tộc trưởng bộ lạc, người nào người nấy đều hồn vía lên mây. Tôi nhớ nhất là có một anh chàng, anh ta kinh hoàng hỏi tôi, nghe nói có bộ lạc, sau khi nam nữ giao hoan, người đàn bà sẽ ăn thịt người đàn ông, có phải thật thế không? ha ha, đúng là tức cười thật, đến cả tôi còn chưa nghe nói đến cái bộ lạc ấy cơ mà. Ba Ba Tô cười cười, trong mắt cô, vẻ u buồn dường như càng hiện lên rõ hơn, cô bỗng nhiên đứng dậy, xoay một vòng, làn da trơn láng như gấm sa tanh, dưới ánh trăng càng như một khối ngọc, mái tóc mềm như giải ngân hà lả lướt, đôi mắt xinh đẹp và ngũ quan thanh tú, tất cả tạo nên một gương mặt quyến rũ tựa ánh trăng ngời. Gò ngực tròn đầy đặn kiêu ngao dựng đứng lên dưới ánh trăng, khe khẽ rung nhẹ nhẹ, làn da căng mọng không có lấy một chút mỡ thừa. Bất kể là từ góc độ nào, cô cũng đều lộ lộ ra một sinh mệnh trẻ trung mà tràn đầy sức sống, một đóa hoa tươi đang nở rộ. Ba ba tô nheo nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, hỏi, tôi có đẹp không? Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, mặc dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng ánh mắt gã đã ngợi khen rồi. Chỉ thấy ba ba tô ức, như một cô bé hờn dỗi, nếu tôi gặp được người đàn ông có thể gửi gắm cả đời, tôi sẽ cùng người đó rời xa chỗ này, không bao giờ trở lại rừng già nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế, lúc nào cũng vậy. Cùng với hơi thở, lồng ngực cô không ngừng bập bình lên xuống, chắc Mộc Cường ba ra hiệu bảo cô ngồi xuống, ba ba tô lại ôm gối ngồi xuống sát bên gã, dưới ánh trăng, đôi mắt thông minh của cô tựa hai làn thu thủy dập dờn. Cô dõi mắt nhìn xuống bên dưới đàn tế, nơi đó, hơn trăm mái nhà cỏ đang nằm lặng lẽ, đó là toàn thể bộ tộc của cô, trên vai cô đang là sứ mệnh thay đổi vận mệnh của họ. Trác Mộc Cường ba nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, an ủi người khác vốn không phải là sở trường của gã, đành chỉ còn biết cùng ba ba tô chìm đắm trong trầm mặc lặng im. Đêm về khuya, làn gió đêm dịu nhẹ phất phơ mái tóc ai, sao trời nhấp nháy, ánh trăng trắng như tuyết kia đang phủ lên bờ vai ai. Toàn thân ba ba tô đều được ánh trăng bao bọc, tóc đen như màn đêm, da trắng như vầng nguyệt, cô dường như đã hóa thành một vị nữ thần đang trầm ngâm suy tư, khiến người ta chỉ có thể đứng mãi phía xa mà ngắm nhìn bằng ánh mắt sùng kính hơi men lại dâng lên đến tận đầu trác mộc cường ba lờ mờ không hiểu vì ai mà say đắm ở nơi trời đất cùng tan chảy ấy duy chỉ có không gian của nữ thần mặt trăng là thấp thoáng vang lên âm điệu tiếng ca đó u oán sầu thương tựa loài đố quyên khóc ra máu chim hoàng oanh tặng con khiến người ta nghe mà mềm lòng phảng phất như thể một nỗi đau thương từ chốn thiên đàng đủ để khơi dậy nỗi đau nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn người ta trác mộc cường ba mê mê mang mang cảm giác như trái tim mình cũng bị tiếng ca ấy níu đi lúc thì hụt hẫng, lúc lại cảm thương, dù không rung động đến nỗi phải khóc thương buồn thảm, nhưng cánh cửa ký ức bị hóa chặt trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn gã, đã bị từng tiếng ca bi tráng thê lương đó, dễ dàng đập nát. Trác Mộc Cường ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng ảo, thì ra là ba tô đang thấp giọng khe khe hát, dù gã không hiểu ca từ, nhưng âm nhạc vốn không biên giới, đâu nhất định là phải nghe ca từ mới được. Tiếng hát ấy, lúc tựa như gió nhẹ thổi qua rừng rậm, lúc lại như tiếng suối róc rách chảy qua hang núi, lúc như ngàn quân vạn mã sục sôi chiến đấu, lúc như lời gì dầm thân thiết dưới ngàn sao lấp lánh. Trác Mộc Cường ba im lặng lắng nghe, phảng phất như hiểu được ý nghĩa trong đó, dài dòng như sử thi, bị tráng như sử thi, hỉ nộ ai lạc của nhân gian, đường đời đằng đẵng của con người, dường như tất cả đều dập dình chìm nổi trong tiếng ca kỳ diệu ấy. Tiếng ca thấp dần, cuối cùng khúc điệu thay đổi, tựa như khúc nhạc du con, cảm giác ấy, tựa hồ một người vừa trải bao hiểm nguy, toàn thân mệt mỏi dã rời, cuối cùng cũng trở về trong lòng mẹ thư thái an tâm không cần phải giả tạo bất cứ điều gì cũng không tìm được nửa phần hư giả có thể hoàn toàn thả lòng nhắm mắt ngủ một giấc dài không biết từ khi nào bà bà tô đã ngừng hát nhưng trong tai trác mộc cường ba âm thanh ấy dường như vẫn đang bay bổng trên chín tầng trời cộng hưởng với mặt đất bao la âm thanh ấy tựa hồ phản âm của chốn tây thiên khiến linh hồn con người ta được thanh tẩy hoàn toàn triệt đề trái tim trác mộc cường ba chưa bao giờ đập mạnh đến thế Mãi hồi lâu cũng không sao trở lại bình thường được Ba Bà Tô lên tiếng nói Chỉ khi nào hát bài này Tâm trạng tôi mới đỡ hơn một chút Bao nhiêu phiền não uất trong lòng Đều theo tiếng ca mà tan biến Trác Mộc cường ba lấy lại bình tĩnh Hỏi đây là bài hát gì Là thánh ca của chúng tôi Ba Bà Tô tự hào đáp Tổ tiên chúng tôi Mang nguồn gốc bộ tộc Cucuơ Lịch sử huy hoàng của bộ tộc Cucuơ Hòa thành lời ca truyền lại cho con cháu Chắc một cường ba đã qua tuổi gặp chuyện gì cũng hiếu kỳ Xong lần này, gã vẫn không cầm lòng được, cất tiếng hỏi, "Bài ca này là bài ca lịch sử của bộ tộc Kukua các cô à? Có thể cho tôi biết nội dung được không?" Ba ba tôi nhoẻn miệng cười tươi tắn, "Đương nhiên là được, nhưng mà dài lắm đấy." Cô bỗng cúi đầu buồn nản, "Cũng tốt, đằng nào sáng mai anh cũng phải đi rồi, nếu không nghe hết cả bài hát này, e rằng cũng là một điều đáng tiếc." Lịch sử của bộ tộc Kukua tái hiện như mộng ảo trong tiếng ca, lịch sử của họ bắt nguồn từ bóng đêm, bước ra từ bóng đêm sinh sống trong hang động, khu rừng đen tối che mất ánh sáng mặt trời, bầu sữa mẹ hóa thành dòng sông lớn. Đây là một dân tộc yêu rừng sâu, yêu hòa bình, tổ tiên họ sống ở tiết sâu trong rừng rậm và các hang động, hữu hảo hòa thuận với các động vật trong rừng, được chư thần ban ơn cho đồ ăn và lửa. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng và hòa bình, không ai thiếu thốn đồ ăn thức uống cả, cây cỏ lương thực tốt tươi, thu hoạch đầy đặn, thế nhưng, lũ ác ma phương Bắc, bọn chúng mang đến tội ác, chiến tranh, bệnh dịch và đói khát, Bọn chúng nhiều như sao trên trời, bọn chúng chỉ biết chém giết, chém giết không bía mệt mỏi. Trong trận chiến đó, tổ tiên người Kukua hoàn toàn không có sức kháng cự lại. Trong thời khắc nguy cấp quyết định sự tồn vong của dân tộc, thần Nadimuke đã chỉ lối đưa đường cho họ, bảo họ hãy đi về phía nam, trong dạng núi phủ đầy rừng rậm ở phương xa, có một vùng đất bằng, nơi đó rừng cây rậm rạp, nguồn nước phong phú, đất đai màu mỡ, không có nhiều đầm lầy khiến người ta sợ hãi, cũng không phải lân cơn sốt vì bệnh dịch hoặc run rẩy vì đau đớn. Vậy là, những người cu mang theo vết thương chiến tranh, bắt đầu hành trình di cư bi tráng của mình, dùng máu tươi của muôn ngàn người tưới đẫm mặt đường, tìm kiếm mái nhà tương lai của mình. Vượt qua 999 ngọn núi màu trắng, băng qua 99 vạn con sông. Mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, trên tán cây xanh lục là mây đen vần vũ. Trong rừng không giấu chân người, vô số người đã chết vì đói khát. Người trẻ tuổi đều đã chết vì già, Lũ trẻ con cũng biến thành những ông bà tóc bạc ra mồi, chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, một giây một khắc cũng không dừng. Thủ lĩnh đổi hết đời này sang đời khác, trải qua 4 năm cartoon 2, vượt bao khó khăn gian khổ, tổ tiên người Kukua được tộc trưởng và đại tế sư lãnh đạo, vẫn kiên định tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, họ đã tìm thấy bình nguyên, nơi đó không có chiến tranh, không có đói khát. Ở nơi đó, họ dùng đá tảng dựng lên một tòa thành lớn màu trắng, đặt thánh miếu trên nơi cao nhất, thành thì có chùa miếu cung điện và bảo tháp này càng lúc càng lớn, nó là tòa thành lớn nhất, bình yên nhất trong tất cả các tòa thành ở vùng đất này, nơi đây tựa như một gia đình lớn, tất cả mọi người đều sống hòa thuận bên nhau. Ngày tháng trôi qua trong cuộc sống yên bình mà sung túc, nhưng rồi sau đó con người lại làm ngơ trước lời cảnh cáo của thần Nadimuke trí tuệ cao vời, một khi để máu tươi làm bẩn bậc thềm đền thánh, vô số tai nạn sẽ như mưa đá dồn dập đổ xuống khắp nơi, tòa thành sẽ trở thành một thành phố chết, không một bóng người. Khi đó, để báo thù, trả đũa bọn xâm lăng từ phương Bắc, người đứng đầu bộ tộc hồi ấy đã khởi động tế lễ hủy diệt của Yui để lại, khi máu tươi nhuộm đỏ tất cả bậc thềm đền thánh, tai họa đã giáng xuống chấm cây ếch hai máu và sự chém giết đều bị nhấn chìm trong lịch sử. Kẻ thống trị tà ác kia cũng bắt đầu sợ hãi và trầm tư, tòa thành màu trắng vĩ đại bắt đầu trở nên hoang lương, bốn bề đều mù mịt trong bầu không khí chết chóc, nền văn minh từng một độ huy hoàng đã trượt xuống con dốc suy vong trong tay không ta. Để trừng phạt bản thân, ông ta hạ lệnh chôn mình bên dưới đền thánh, cùng một chỗ với những vong hồn đã hiến lên sinh mạng của mình trong các lễ tế, trong điện thánh đốt ngọn đèn ngàn vạn năm không bao giờ tắt, dẫn lối chỉ đường cho các linh hồn đang bị đọa đày trốn địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh kia. Cửa lớn không bao giờ đóng lại, để người đời sau có thể đến hành hạ thi thể ông ta bất cứ lúc nào, để thân thể và linh hồn của ông ta đều chịu đày đọa và nguyền rủa trong địa ngục sâu thẳm nhất. Kẻ gây ra tai họa đã tự trừng phạt mình bằng cách tàn khốc nhất, nhưng tất cả đều không ích lợi gì, Tòa thành ấy cuối cùng cũng biến thành một thành phố chết. Người Cucua không thể không từ bỏ tòa thành họ đã dựng nên bằng máu và nước mắt đó, tiếp tục đi sâu nữa vào rừng, tìm một vùng đất mới, bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Trác Mộc Cường ba chỉ lặng lặng lắng nghe, thậm chí không có cả cơ hội nói xen vào, cả đoạn sử thi viết bằng máu và nước mắt của người Cucua đã được tiếng ca du dương trầm bổng kiêm miêu tả tường tận và sinh động, máu tanh sát phạt của lời nguyền trong đền thánh khiến người ta không lạnh mà run cả bài ca ấy như một đoạn lịch sử truyền kỳ đậm sắc thái thần thoại. Trác Mộc Cường ba lấy làm khâm phục trước sự dũng cảm và lòng kiên định của tổ tiên người Cucuher. Gã cũng hiểu và cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai Ba Ba Một luồng chọc khí dâng trào lên cơ thể, tắc nghẽn ở ngực. Gã đột nhiên muốn tìm người để dốc lòng, bất kể là ai cũng được. Vậy là gã lè nhè cất tiếng. Con người không nhất định là phải thay đổi cái gì, nhưng nhất định phải tìm thấy chính mình. Muốn tìm được chính mình, kỳ thực cũng rất dễ dàng có lúc, chỉ cần có thêm một chút quyết tâm và dũng cảm là được rồi. Muốn biết tại sao tôi muốn băng qua khu rừng này không? Ba ba tô mở to mắt, nhoẻn miệng cười gật đầu. Trác Mộc Cường ba nói, để tôi kể hai chuyện trước, chuyện đầu tiên, chính là bạn của tôi. Tôi là người Tạng, Tây Tạng ở Trung Quốc ấy, có biết không? Ở đó có núi tuyết, đỉnh cho mơ lung ma, cao nhất thế giới. Nhưng nhà tôi không ở đấy, chỗ chúng tôi ở thấp hơn nhiều, là một làng nhỏ rất hẻo lánh hoang vu, Đến đầu thế kỷ 19 vẫn còn chưa thông xe, khắp nơi đều là rừng nguyên sinh, gần nhà tôi có mấy ngọn núi lớn, trong núi rừng sâu cỏ rậm, chẳng hề thua kém rừng rậm ở nơi này chút nào. Trác Mộc Cường ba cúi đầu trầm ngâm, hồi tôi còn nhỏ, khi ấy tình hình rất phức tạp, những người xung quanh vừa kính lại vừa sợ nhà chúng tôi, bọn trẻ con chẳng đứa nào muốn chơi với tôi cả, đến một người bạn để nói chuyện tôi cũng không có nữa. Hơn nữa, người ta nhà nào cũng nuôi chó, chỉ mỗi nhà tôi là không, vì vậy, tôi chỉ biết chơi một mình có lúc tôi nghĩ, cho dù không có bạn, bố mẹ có thể cho tôi nuôi một con chó nhỏ cũng tốt. nhưng mà, Trác Mộc Cường ba cười khổ lắc đầu, lại nói, gan tôi lớn lắm, những nơi người khác không dám đi tôi cũng dám đi. tôi thường một mình lẻn vào trong ngọn núi gần nhà, ở chỗ ấy có một đàn sói sinh sống. a, à, ba ba tô thấp giọng kêu lên, Trác Mộc Cường ba cười cười, nói, nhưng tôi chẳng sợ chút nào, bọn chúng chỉ bắt lũ động vật nhỏ như thỏ hoang, trồn nhỏ để ăn thôi nếu không tới lúc cực kỳ đói chúng sẽ không đụng đến con người đâu mặc dù khi ấy tôi còn chưa biết nhưng đích thực là bọn chúng không hề hung ác như người ta vẫn thường nói ngược lại tôi cảm thấy chúng còn hơi sợ tôi nữa cơ chân trái của con sói già đầu đàn bị tật lúc tôi gặp nó mặt con sói ấy đã có nhiều nếp nhăn lắm rồi trong làng người ta vẫn nói sói già thì thành tinh nói biết trẻ con không thể tấn công được mình thế nên khi thấy trẻ con sẽ không chạy chỉ khi nào thấy đàn ông trưởng thành mới chạy thôi nhưng mà nó cũng không ăn thịt tôi như người trong làng đồn đãi khi ấy tôi nhìn nó nó nhìn tôi lúc ấy tôi nghĩ sói thì có gì mà đáng sợ chứ bọn chúng gần như giống hệt như lũ chó trong nhà chúng ta thôi khác mỗi một điều là chúng không biết vẫy đuôi tôi người sổm xuống nói chuyện với sói đầu đàn tôi nhớ lúc ấy mình nói nhiều lắm tôi nghĩ là bọn sói ấy đại để cũng hiểu được hầu hết những gì mình nói chỉ là những gì chúng muốn biểu đạt chúng ta chưa hiểu được mà thôi tóm lại đó là một trải nghiệm vô cùng kỳ quái tôi có thể tiếp xúc với lũ sói mà người ta không dám lại gần về sau khi tôi muốn nói chuyện tôi thường tới chỗ ấy tìm chúng nói chuyện năm đó tôi mới 7 tuổi ba ba tô cảm thán a à, gan anh to thật đấy trác mộc cường ba nói về sau tôi và chúng trở nên rất thân thuộc tôi coi chúng như bạn mình chúng hình như cũng rất hòa thuận với tôi lúc đó tôi cũng chẳng biết vì sao chỉ cần có bạn cho mình dốc lòng tâm sự là tôi đã thỏa mãn lắm rồi có khi tôi cũng mang theo chút đồ ăn hoặc có lúc phải cách mấy tháng tôi không ra ngoài được, nhưng lần nào đến, chúng vẫn nhận ra tôi, người khác thì tuyệt nhiên không được lại gần. Năm tôi 14 tuổi, con sói già bỏ đi, rời khỏi bầy sói, một mình đi sâu vào núi, mặc dù không con sói nào có thể nói cho tôi biết nó đã đi đâu, đi lúc nào. Nhưng khi ấy tôi đã hiểu rất rõ, nó đã bị con đầu đàn mới đánh bại rồi, con đầu đàn mới có bộ lông xám sẫm đó rất cường tráng, đã ngấp nghé vị trí đầu đàn từ lâu rồi. Sói đầu đàn già bỏ đi, nó sẽ một mình lên đỉnh núi tách xa hẳn đàn sói, hướng về phía mặt trăng mọc, lặng lẽ chờ chết. Bọn sói đổi thủ lĩnh mới, nhưng quan hệ của Toyo 6 và bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng gì, tôi vẫn có thể đến tìm chúng nói chuyện, chúng cũng đã quen với sự tồn tại của tôi, tựa hồ như tôi đã là một phần tử của bọn chúng rồi vậy, cứ thế cho tới khi tôi 20 tuổi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra sâu trong những ngọn núi đó, còn có một bộ tộc tên gì qua ba chung sống với lũ sói, bọn sói đấy, rất có thể là hậu duệ của lũ sói đã sống cùng người qua ba, chúng vẫn giữ tập tính sống gần con người, vậy nên mới dễ dàng để tôi tiếp cận như vậy. Vì thế, bạn của tôi là một đàn sói, đây là bí mật cá nhân của tôi, đến cả bố mẹ tôi cũng không định nói. Bởi vì mỗi khi trong lòng tôi có suy nghĩ hay bí mật gì đó, tôi chỉ nói với những người bạn đó, bọn chúng sẽ giúp tôi giữ bí mật cho tới một ngày trong đời tôi xuất hiện một người bạn khác để cùng chia sẻ bí mật. Một thủ đô của Colombia Hai Katun là đơn vị năm trong lịch của người Maya, một năm Katun dài 7.200 ngày, bằng khoảng 20 năm theo lịch hiện đại. Xuyên tình mờ mịt, Trác Mộc Cường ba lầm rầm kể, người đó là em gái tôi, nhỏ hơn tôi 13 tuổi, nếu nó vẫn còn sống, chắc là cũng suýt soát tuổi cô đấy. Cô xem đi, đây là ảnh nó hồi nhỏ. Ba Ba Tô trông thấy ảnh một cô bé tầm 5-6 tuổi đã ngả vàng, Trác Mộc Cường ba hình như lúc nào cũng mang sát bên mình thì phải. Cô biết, đây nhất định là bí mật trôn giấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng Trác Mộc Cường Ba, hoặc cũng có thể là nỗi đau chôn giấu sâu nhất của gã. Cô bé trên tấm ảnh có đôi mắt to rất đáng yêu, tóc mái để lòa xòa, mái tóc xinh xắn ánh lên như hắc chân châu, gương mặt trắng mịn dễ thương đầy vẻ hoạt bát tinh nghịch, nụ cười thuần khiết đó tựa như đóa sen tuyết mới nở, vầng trán cũng lờ mở thấp thoáng phong cách hào sảng của anh trai Trác Mộc Cường Ba của cô. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, tính cách của em ấy hoàn toàn khác với tôi, từ nhỏ nó đã nhát như con thỏ trắng nhỏ, ngoại trừ lúc ở cùng tôi, nói chuyện một câu với thằng bé nào khác là nó cũng đỏ bừng mặt lên. Lúc em gái ra đời, tôi đã không thường ở nhà nữa mà chạy lông nhông khắp nơi rồi, nhưng mỗi lần tôi về đến nhà, anh em đều rất thân thiết, dù sao nó cũng là em gái cùng cha cùng mẹ với tôi mà. Em gái sẽ mang bí mật nhỏ trong lòng nó chia sẻ với tôi, nó sẽ giấu món kẹo ngon nhất, món điểm tâm ngon nhất đi, đợi tôi về cùng ăn, dù có lúc đem ra, kẹo đã tan chảy, điểm tâm đã hỏng, tôi cũng nhiều lần bảo nó rồi, nhưng nó vẫn cứ làm thế, đem những thứ trong lòng nó cho là tốt nhất chia sẻ với anh trai. Nó, nó là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như thế đấy. Kể tới đây, mắt chắc Mộc Cường ba bỗng đỏ lượng lên, lần đầu tiên trong đời ba ba tô nhận ra, dù người đàn ông có anh dũng đến nhường nào, anh ta cũng có lúc phải đau lòng xót ruột. Em gái tôi thường hay nói với lũ bạn nó, rằng nó có người anh trai tài giỏi, anh trai nó đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, anh trai nó vừa dũng cảm, lại vừa thông minh lúc nói những điều này đúng là nó rất tự hào tôi cũng thấy hết sức tự hào vì có đứa em gái như nó vừa khả ái vừa thông minh nghịch ngợm mà lanh lợi em gái tôi khi ấy là viên ngọc trong nhà lúc có nó cả nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui những lúc ấy tôi cảm thấy nhà mình là gia đình hạnh phúc nhất hoàn mỹ nhất trên đời này trác mộc cường ba cố kìm nén bi thương cả ngữ điệu cũng ép xuống thực ra hoàn cảnh của cô và tôi khá là giống nhau Bố tôi ở quê cũng là một người rất được tôn kính. Nhưng tôi khác với cô, 14 tuổi tôi đã một mình rời khỏi Tây Tạng ra thế giới bên ngoài tìm đường phát triển, sau đó lang bạt khắp nơi, vừa làm thêm vừa tự kiếm tiền đi học. 19 tuổi tôi đã kiếm được một món tiền kha khá, tôi rất tự hào trở về nhà, chứng minh với bố mẹ rằng mình đã tự sinh tồn được rồi, lúc ấy em gái tôi mới 7 tuổi, dễ thương y như trong hình này vậy. Tôi ở nhà một thời gian, thỉnh thoảng lại đi gặp những người bạn kia của mình, lần đó người em gái đã biết bí mật này của tôi xin tôi dẫn nó đi cùng trước đó bố tôi đã nhắc nhở bên ngoài giường như có điều gì bất ổn bảo tôi phải chú ý an toàn cho em gái nhưng tôi chẳng buồn để tâm tôi thuở đó thì biết sợ là cái gì chứ tôi chẳng sợ gì cả tôi lúc ấy cứ ngỡ mình đã từng trải sự đời lắm cứ ngỡ mình thừa sức bảo vệ em gái em còn nói với tôi chỉ cần có anh trai ở bên nó cũng không sợ gì hết nó muốn đi gặp bạn của anh nếu được nó còn muốn làm bạn tốt với những người bạn của anh trai nữa trác mộc cường ba đưa hai tay lên ôm đầu chìm vào trong những ký ức hỗn loạn gã bi phấn kể tiếp không ngờ rằng số mệnh xoay chuyển chỉ trong chớp mắt tất cả đều như một cơn ác mộng tôi không biết bọn người ấy không hiểu chúng từ đâu đột nhiên xông tới tôi liều mảng chống cự nhưng cũng chẳng ích lợi gì sau khi bị một tên cao lớn đập trúng đầu tôi ngã gục xuống đáng lẽ đáng lẽ tôi phải bò dậy đuổi theo bọn chúng thế nhưng lần đó tôi lại sợ hãi tôi sợ cái đau tựa hồ muốn vỡ nát xương cốt ấy càng sợ hơn là đôi mắt như loài rắn độc của hắn, bọn người đó tên nào tên nấy đều vô cùng hung ác, tựa như chúng chui từ địa ngục lên vậy. Tôi mở mắt chân chân ra nhìn em gái duy nhất của mình bị người ta kéo đi, nó ra sức giấy rùa cũng vô dụng, bọn người đó còn khỏe hơn cả bò Tây Tạng nữa, nó gào hét gọi anh trai, nhưng anh trai nó lại do dự. Trần trừ mấy giây, em gái tôi đã bị bọn người kia lôi lên xe, tôi vốn không nên trần trừ chút nào, đúng vào khoảnh khắc xe hơi nổ máy, bạn tôi, con sói đầu đàn mới kia đã đuổi tới, nó gầm lên sông thẳng vào chiếc xe, chui tọt vào trong đúng lúc cửa xe sập lại. Nhìn chiếc xe đi xa dần xa dần, tôi mới giật mình sực tỉnh, tôi bắt đầu đuổi, cật lực đuổi theo, nhưng ô tô chạy càng lúc càng xa, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt. Còn tôi và lũ sói còn lại, chỉ biết nhìn theo đám khói bụi mờ mịt bị chiếc xe kia cuộn lên. Kể từ đó trở đi, đám người kia tựa hồ như bốc hơi vậy, không tài nào tìm được bọn chúng nữa. Giọng chắc mộc cường ba nhỏ dần nhỏ dần, cho tới khoảnh khắc con sói đầu đàn nhảy lên, Tôi mới cảm thấy dũng khí và quyết tâm bảo vệ em gái của mình, còn chẳng bằng người bạn của mình, một con chó sói. Ra sức rèn luyện thân thể, chẳng qua chỉ để tìm thấy vỏ bọc che đi sự yếu hèn trong nội tâm, bỏ nhà ra đi, chỉ là để trốn tránh trách nhiệm gia đình mà lẽ ra tôi phải gánh vác, tìm kiếm của cải, chỉ là để mở lối thoát cho việc chối bỏ sứ mệnh đáng lẽ mình phải kế tục. Tôi không sợ chó sói, tại sao lại sợ đám người độc ác như sói ấy? Chuyện đã xảy ra rồi, có tự trách với đau buồn cũng chẳng ích gì. Tôi đành nói hết sự tình với cha. Cha tôi đã dùng đến tất cả các lực lượng có thể sử dụng để tìm kiếm em gái, nhưng trước sau vẫn không thể tìm được. Về sau tôi mới biết, bọn bắt cóc muốn dùng em gái tôi để đổi lấy cổ kinh Ninh Mã gia truyền của nhà tôi, còn cha tôi, sau khi nhận được thông báo ấy, liền lập tức liên hệ với chính quyền khu tự trị và bố Đạt La cung, quyết định hiến tặng cổ kinh Ninh Mã cho nhà nước vô điều kiện. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cha chỉ nói với tôi thế này, mày chưa làm hết trách nhiệm của một người anh. Câu nói đó đã đủ để làm tôi dần vặt cả đời rồi. Khi tôi đờ đẫn đi vào trong núi, muốn giúp mình tâm sự với bạn bè, thì chợt nhận ra, bất kể tôi gào thét thế nào, đám bạn ở bên tôi suốt thủa thiếu thời ấy, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhất định là bọn chúng đã cho rằng, chính tôi là kẻ dẫn người khác đến bắt sói đầu đàn đi, tôi đã mất đi sự tín nhiệm của chúng. Trong một ngày hôm đó, tôi đã mất đi bạn bè, cùng người em gái thân thiết nhất. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua các cái ngón tay, trong đêm khuya tĩnh lặng giọt xuống sàn gỗ phát ra một tiếng tách tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng lăn tăn gợn sóng van trận đã được mở không còn khống chế nổi tình cảm cuộn trào lên giọng nói khan khàn bi tráng kia của trác mộc cường ba lại vang lên lúc được lúc mất ngày hôm đó đã triệt để thay đổi cuộc đời tôi tôi không sao xóa đi được ý nghĩ nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút kiên trì thêm một giây nữa thôi hoặc giả tình huống đã thay đổi nỗi nhớ em gái tựa như cỏ dại sinh sôi nảy nở trên đồng hoang Tôi đã không làm nổi chuyện một người anh trai cần làm. Tôi ra sức tìm kiếm đầu mối, dùng hết đủ cả mọi cách, nhưng trời cao kia không cho tôi cơ hội làm lại. Mặc dù lúc cha tôi đưa ra quyết định tàn nhẫn kia, mọi người đều biết hậu quả rồi sẽ rất đáng sợ, nhưng ngày nào còn chưa tìm thấy thi thể em gái, tôi vẫn có lý do để tin rằng nó vẫn còn sống trên đời này. Tôi ghét cha mình, bởi vì ông ấy đã đẩy em gái tôi vào đống lửa, nhưng tôi càng căm hận bản thân hơn, thì ra bản thân tôi lại hèn nhát yếu đuối như vậy. Tôi cũng không thể nào đối diện với gương mặt ngày một tiêu tụy ấy của mẹ. Lại một lần nữa, tôi chọn cách trốn tránh, thời gian về nhà càng lúc càng ít. Tôi bắt đầu vừa làm việc, vừa tìm kiếm em gái, tìm kiếm mà chẳng có đầu mối gì trong tay, cả công việc cũng tiến hành với thái độ gần như điên cuồng. Chắc một cường ba mở hòm chứa bí mật trong lòng, chỉ hận không thể giúp hết những chuyện lận đận trong đời mình ra trong một đêm này. Khi ấy, không có đầu mối nào về em gái, gã mang đầu mối đặt lên những người bạn sói vì vậy mà bắt đầu nghiên cứu với loài động vật đặc biệt này, được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, gã đã đi đến một cảnh giới mới trong nghiên cứu về động vật họ chó. Gã bị sự cố chấp và lòng trung thành của loài vật này khiến cho xúc động, từ chúng, gã học được cách làm người và kết bạn, cách tuân thủ lời hứa của mình, cách bảo vệ tín niệm của bản thân. Không biết tự bao giờ, gã buông bỏ tất cả sự nghiệp trước đó, dồn hết tinh lực cả đời vào nghiên cứu động vật họ chó, gã gần như điên cuồng lao vào công việc chỉ là để làm tê liệt bản thân, hy vọng có thể mượn việc này mà quên đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng đều vô dụng, mỗi lần đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại một mình chìm vào mộng mị, đôi mắt đầy trông đợi của em gái lúc bị đám người kia bắt đi cứ không ngừng tái hiện trong những giấc mộng ấy. Anh trai vẫn còn đấy, anh trai nhất định sẽ đánh đuổi lũ người xấu, cứu em về, lúc đó hẳn là nó đã nghĩ như thế. Tôi biết, đôi mắt chan chứa mong chờ ấy đã vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng của tôi, khắc ghi vào tận góc sâu thẳm nhất của linh hồn làm tôi đau đớn khôn nguôi, cả đời này cũng không thể nào chuộc tội được. Muốn được mạnh hơn, tôi càng ra sức luyện tập thể năng, sau khi nghiên cứu về loài chó ở trường đại học, tôi đã trở về Tây Tạng đoạt khố bái 3 năm liền, nhưng thế thì có ích gì đâu chứ. Em gái vẫn bật vô âm tín, sống hay chết, giờ nó đang ở đâu. Tôi thật mong có thể gặp lại nó dù chỉ một lần, đó là tâm nguyện nhỏ nhất của tôi, tâm nguyện chỉ đơn giản có thế. Chắc Mộc Cường Ba nói tới đây, lớp vỏ bọc kiên nghị cứng rắn kia đã hoàn toàn chút bỏ, người đàn ông cứng rắn như sắt thép ấy cuối cùng cũng khóc không thành tiếng. Mắt ba tô đã đỏ hoe lên từ lâu, cô nhìn gã đàn ông đối diện với mình bằng ánh mắt hết sức thương hại, không ngờ bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia lại là một trái tim tình nghĩa sâu nặng đến thế. Cô dịch người lại, ôm chắc một cường ba vào lòng, lấy bầu ngực sưởi ấm gương mặt đã ướt nhẹp của gã, cho gã sự từ ái của người mẹ, chỉ nghe chắc một cường ba thấp giọng nghẹn ngào tiếp lời, tôi không chỉ muốn làm tê liệt cơ thể mình, mà còn cả linh hồn nữa, tôi thật tin vào những gì cha nói, người nào cũng có số mệnh của mình, luân hồi ba kiếp, trước khi sinh ra trên đời này, vận mệnh của người ta đã được quyết định rồi. Thế nhưng, những lời đó đều chỉ là giả dối thôi, căn bản là tôi không thể ép mình tin vào chúng được, thực ra, tất cả đều là lỗi của tôi, chẳng những làm mất em gái, mà còn đẩy một gia đình hạnh phúc chìm vào địa ngục, làm bạn bè mất đi một chút tín nhiệm cuối cùng với con người. Lòng tôi, đau lắm. Ba bà Tô lấy ra một thứ giống như vỏ cây, đưa vào miệng Trác Mộc Cường Ba nói anh nhai đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy đây là thánh dược thần linh đã ban tặng cho người Cucuơ để giải trừ nỗi đau trong lòng biến tất cả những điều không vui trở thành ký ức ngắn ngủi nó sẽ đưa anh băng qua địa ngục thẳng đến thiên đường Trác Mộc Cường Ba không từ chối đây là lúc gã đang cần được giải thoát tha rằng tin vào tác dụng của thần dược cho dù tác dụng của nó chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng được thứ mềm mềm nhún nhún như cao su mới đầu nhai thấy đắng chát nhưng chỉ chốc lát đã trở nên ngọt ngọt, nước bọt tứa ra đầy miệng, một mùi hương kỳ dị sộc thẳng từ miệng lên mũi, cảm giác phiêu phiêu dị dạng, làm đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa say của gã tỉnh hẳn lại, đồng thời toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Trác Mộc Cường ba tỉnh táo trở lại, lập tức ý thức ra hiện trạng của mình, gã ngừng khóc. Lau khô mặt, ngại ngùng dịch người ra khỏi bầu ngực ba ba tô, lẩm bẩm nói, ừm, um, tôi bị sao thế nhỉ? Vốn là định khuyên cô, sao lại trở thành cô an ủi tôi vậy? Thật tình, nói với cô nhiều quá rồi, còn chuyện kia, cô cũng không cần để tâm đến sứ mệnh của mình làm gì, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Ba bà Tô cũng không nhắc lại chuyện xưa thương tâm của Trác Mộc Cường ba, chỉ thuận theo lời gã nói, anh chẳng bảo tôi phải tìm lấy chính mình còn gì, anh đã tìm được chính mình chưa? Cô không khỏi ngạc nhiên, lượng thuốc như vậy, nếu người đàn ông nào khác dùng phải, chắc đã có phản ứng ngay rồi, nhưng người này chẳng những không có phản ứng gì, mà ngược lại còn tỉnh táo hơn nữa. Trác Mộc Cường 3.4, tôi nghĩ nếu đúng là có số mệnh vậy thì có lẽ là phật tổ hy vọng tôi đi tìm những người bạn giống chó quý hiếm kia làm quen với chúng phát hiện ra giá trị của chúng cũng nên từ nhỏ chúng đã làm bạn với tôi lớn lên cùng tôi về sau này đời tôi cũng không bao giờ rời xa chúng nhờ tìm hiểu và nhận thức chúng cũng giúp tôi tạo ra nhiều tài sản đặc biệt là từ sau khi tôi biết đến một loài động vật gọi là ngao trác mộc cường ba bắt đầu giới thiệu từ nhỏ gã đã, đã được nghe bao nhiêu thần thoại và truyền thuyết về chó ngao như thế nào sau này lại biết đến Ngao ra sao, chuyện tình yêu của gã, công ty của gã, tất cả những gì của gã ngày hôm nay đều không tách rời khỏi quan hệ với cháu Ngao. Cuối cùng thì kể đến chuyện phát hiện tấm ảnh từ Kỳ Lân, cùng chuyến đi băng rừng mạo hiểm lần này của gã và bọn Trương Lập. Bà Bà Tô nghe mà trợn tròn cả mắt lên, kinh ngạc không ngờ thế giới bên ngoài và cuộc đời của Trác Mộc Cường ba lại đặc sắc như thế, đồng thời cô lại càng kinh ngạc hơn trước thể chất và ý chí như sắt đá của gã đàn ông này. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba nói, tôi tin chắc rằng, đây chính là số mệnh của mình, nếu biết rõ rằng trên thế gian này có tồn tại một loài như thế, mà tôi lại thờ ơ bỏ qua, thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Kỳ thực, khi của cải và quyền lực có thể chi phối trong tay cô đạt tới một mức độ nào đấy, nhu cầu về vật chất từ lâu đã không còn thỏa mãn được bản thân nữa, mà phải cần đến tinh thần và tín niệm mới làm cho sinh mệnh của mình phát huy tới mức cực điểm, không bị những chuyện vặt vãnh thường ngày làm mình chìm đắm, rồi lãng phí cuộc đời đi. Mỗi người đều trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được ghi lại, con người ta cũng không thể sốn mãi trong ký ức, chỉ có nắm được hiện tại thì mới có thể khiến cuộc đời ta càng thêm ý nghĩa hơn mà thôi. Ba Ba Tô nói, nghe cứ như luận ngôn của triết học phương Tây vậy, đây là bản thân anh tự lĩnh ngộ ra à? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, bố tôi nói đấy. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa đâu, trời sáng là tôi phải đi luôn rồi. Dứt lời, gã liền đứng dậy, đột nhiên thấy đầu hoa mắt váng, cảm giác như trời đất xoay chuyển, ngũ quan đều mất đi cảm giác. Ba Ba Tô vốn đang thất vọng nhìn Trác Mộc Cường Ba đứng lên, kế đó lại thấy gã lão đảo loạn choạng, khóe miệng liền nở ra một nụ cười. Nhức đầu quá, thứ rượu của người cu ơ này mới uống thì chưa thấy gì, không ngờ ngấm vào lại ghê thế. Trác Mộc Cường Ba mở mắt ra, nhìn nóc nhà lập cỏ, mệt mỏi duỗi người trên giường, nhớ lại, đêm qua lúc tan tiệc, mình lên đàn tế với ba, ba Tô, lúc ấy rượu ngấm sộc lên đầu, toàn thân không còn chút sức lực, ừm, hình như mình và cô ấy nói rất nhiều chuyện hình như mình còn nói chuyện em gái với cô ấy nữa tối qua làm sao vậy nhỉ xưa nay mình có nói những chuyện đó với ai đâu cả mẫn mẫn cũng đâu có nói mình còn tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai nữa chứ ừm mẫn mẫn không biết nhóm của họ bây giờ thế nào rồi tối qua sao lại mơ thấy với cô ấy chứ thôi bỏ đi giờ đáng lẽ phải lo cho sự an nguy của cô ấy nhiều hơn mới phải không ngờ mình vẫn còn nghĩ đến chuyện kia được đúng rồi tối qua mình đã nói với ba ba tô mục đích của chuyến đi lần này thì phải hình như là có sao mình không nhớ nổi nhỉ sao mình về được căn phòng này lẽ nào lâu nay bỏ bê luyện tập tử lượng kém đi rồi xem ra sau này tốt nhất là uống bớt đi thì hơn mình cũng đâu còn trẻ như bọn trương lập nữa phải rồi hình như mình còn khóc nữa chẳng lẽ mình khóc thật hai mươi mấy năm chưa từng rơi lệ lại khóc trước mặt một người đàn bà xa lạ hay sao trác mộc cường ba xoa xoa gương mặt căng thẳng cơ hồ như nước mắt vẫn còn để lại dấu vết trên đó anh tỉnh rồi à ba ba tô bê một chậu gỗ vào phòng trên miệng nở nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng ba hôm nay trông cô đẹp một cách lạ thường ánh mắt lúng liếng đong đưa tình ý giạt rào ưm um, trác mộc cường ba thoáng đỏ mặt tối qua thổ lộ tâm sự giờ gã không dám nhìn thẳng vào mặt ba ba tô nữa kỳ thực trong lòng gã cũng có chút hồ nghi đêm hôm qua liệu có phải gã và ba ba tô đã Mặc dù gã lập tức triệt tiêu ý nghĩ hoang đường đó khỏi đầu óc mình, nhưng cảm giác thỏa mãn kèm chút dã rời mệt mỏi đó là thế nào đây? Rửa mặt đi, ba ba tô để chậu gỗ xuống trước giường, nước trong dập dềnh, một chiếc khăn bông tỏa mùi hương tươi mát phát trên thành chậu, dường như cô cũng không được tự nhiên thoải mái như hôm qua nữa, cơ thể đã được che lại một cách cẩn thận. Chắc Mộc Cường ba còn tưởng rằng tại mình để lộ ý nghĩ hoang đường ấy ra mặt, làm người ta thấy khó xử, nhưng gã nào biết rằng, ba ba tô chỉ muốn che đi những vết móng tay, vết răng cắn ở những chỗ da mềm kia thôi. Dừng than thở. Bữa sáng là mấy loại hoa quả lạ lùng và một ít đồ ăn làm từ bột mì, ngồi bên chiếc bàn lớn dùng để chiêu đãi khách quý. Trương Lập thì thầm hỏi Nhạc Dương, theo như cậu điều tra, tối qua cô Ba Ba Tô và Cường Ba Thiếu Gia đã lẻn đi đâu vậy? Cậu biết đấy, tôi uống hơi nhiều chút nên chỉ thấy họ cùng lùi đi, NSNG không biết đi đâu cả. Nhạc Dương cảnh giác liếc nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba một cái, rồi cũng thấp giọng trả lời, đêm qua ấy à, sau khi chúng ta đều về nghỉ hết họ đã đến đàn tế ra đấy làm khỉ gì nhỉ uây thế mà còn phải hỏi à vậy mà cũng không hiểu anh nghĩ thử xem cô nam quả nữ đêm khuya thanh vắng cái đó cái đó ấy hiểu chưa nhưng mà đàn tế là nơi của thần thánh cơ mà họ dám ở đó sao vậy mới bảo anh chẳng hiểu chuyện gì hết đối với người bình thường trong bộ lạc thì đàn tế ấy là nơi thần thánh bất khả xâm phạm muốn lên trên ấy cũng còn chưa đủ tư cách ấy chứ nhưng anh thử nghĩ ngược lại mà xem, chính vì không ai dám lên trên ấy, thế nên đối với người có địa vị đặc biệt như cô Babato mà nói, đó chẳng phải là nơi tuyệt nhất để vụng trộm yêu đương hay sao? Dù có bị người ta phát hiện, chất vấn hỏi han, họ cũng vẫn giải thích đường hoàng, ừm, um, có bài hát thế nào ấy nhỉ? Đều là tại mặt trăng cả đấy thôi. Ừm, um, hiểu rồi, nhưng mà, nhìn nét mặt hai bọn họ, hình như là không giống đã xảy ra chuyện gì thì phải. Hi, năng lực tư duy có thế thật là hổ cho thân phận đặc cảnh của anh đấy. Cái gì gọi là dấu đầu hở đuôi, anh có biết không? Hiểu rồi, có điều tối qua cậu ở với tôi cơ mà, sao nói như là đã chính mắt nhìn thấy vậy? Anh, anh hiểu cái khỉ gì chứ? Bây giờ tác giả hạng ba nào chẳng viết thế, phát triển như thế là tự nhiên nhất rồi còn gì? Sau bữa ăn, bà bà Tô lấy ra một cuộn giấy và một tấm bản đồ, nói với bốn người, mọi người xem cái này trước đi, đây là bản đồ tường tận nhất do chính phủ vẽ ra ba tang chăm chú quan sát tấm bản đồ đoạn hỏi chúng ta đang ở đâu ba ba tô chỉ vào một nơi trên bản đồ ba tang trợn tròn mắt lên hỏi tại tại sao chỗ này lại là một vùng đất trống ba ba tô nói bởi vì không có cách nào vẽ được bản đồ tường tận những người có gan vào khu rừng này khảo sát đều chẳng ai sống mà đi ra được phải rồi các anh cũng từ ecuador sang mà lúc qua biên giới có cảm giác gì không qua biên giới nhạc dương ngạc nhiên làm gì có cảm giác gì chứ, chúng tôi căn bản đều chẳng biết là mình qua thế nào nữa cơ. Ba Ba Tô mỉm cười, nói, đúng, bởi vì ở vùng này, đơn giản là không cần đến canh phòng. Đỉnh núi tuyết phủ chính là tấm bình phong an toàn nhất, môi trường đáng sợ ấy đã đủ khiến những kẻ có ý đồ vượt qua 10 phần chết chín rồi, thế nên trạm biên phòng thông thường đều cách nhau mấy chục cây số hoặc thậm chí là mấy trăm cây số, chỉ cần thỉnh thoảng tập hợp thành đội đi tuần núi là được rồi. Ở đây chỉ khác là rừng già thay cho núi tuyết, mà đây lại còn là địa bàn của quân du kích và bọn buôn lậu, nên hoàn cảnh càng thêm phức tạp, đây cũng chính là nguyên nhân để không thể vẽ được bản đồ tương tận. Trác Mộc Cường Ba dựa theo địa hình đưa ra phán đoán sơ lược, có phải chúng ta đang sống ở đây không? Ba Ba Tô gật đầu, không sai, đây chính là nơi chúng ta đang ở, đến cả bản đồ tường tận nhất, cũng chỉ là một khoảng trống mà thôi. Đừng nói tôi chưa nhắc nhở các anh, rừng than thở không phải chỉ để nói không thôi đâu, bên trong mới chính là rừng nguyên sinh thật sự đó, ngoài những nhà thám hiểm liều chết đi vào, trong khu rừng ấy không có dấu vết của bất cứ con người nào khác. Còn tấm bản đồ này là do các thợ săn ưu tú bao đời của bộ tộc Cucua chúng tôi tốn không biết bao năm vẽ ra, rồi bổ sung, sửa chữa, cuối cùng mới hoàn thành được, các anh xem thử đi. Bốn người trụm đầu lại, từ trên cao nhìn chằm chằm thẳng xuống cuộn giấy Babato vừa mở ra, bản đồ dùng một mảng xanh lục lớn biểu thị rừng già, đường vạch màu xanh lam là các dòng sông, ngoài ra còn có rất nhiều còng tròn, xem ra là nơi cư trú của những bộ lạc khác. Vậy thì, những hình đầu lâu kia là ý gì? Sau khi Trương Lập hỏi vấn đề này, bà bà Tô hờ hững như không đáp, ừm, um, cái đó hả, bộ lạc anh thịt người thôi. Hả, bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi, Trương Lập lắp bắp, đúng, đúng là có bộ lạc ăn thịt người thật hả, nhạc dương giật bắn mình, anh nhớ lại rồi, hôm qua lúc xem đoạn chiến tranh trong lễ tế của người cu không hiểu sao anh cứ thấy lành lạnh cả người, hôm nay babato nhắc nhở nhạc dương liền có cảm giác bộ tộc cu này có lẽ cũng từng là một nhánh của bộ lạc anh thịt người nếu trực giác của anh không sai điều ẩn dụ đằng sau thiếu nữ được hiến tế ấy chính là ăn thịt người chứ chẳng sai babato đắc ý cười cười nói chẳng lẽ còn gạt các anh làm gì mặc dù là người nu các đã ra khỏi rừng già nhưng các bộ lạc trong rừng vẫn còn nhiều lắm bộ lạc nguyên thủy bán hiện đại hóa như chúng tôi đây cũng được coi là một kiểu còn có kiểu bộ lạc vẫn hoàn toàn giữ các tập tục nguyên thủy nữa. Cũng như vậy, bộ lạc ăn thịt người cũng có mấy loại khác nhau. Mấy bộ lạc nhỏ thì chúng ta không để tâm làm gì, đa phần bọn họ đều tương đối hữu hảo thôi, mà có khi người ít đến nỗi các anh chắc không gặp được họ đâu, giờ tôi sẽ nói cho các anh biết vài bộ lạc lớn. Xuất phát từ đây, ở hướng đông bắc là Duay, đây là một bộ tộc thuộc loại nguyên thủy triệt để, bọn họ thích dùng cành cây xuyên qua môi, môi xuyên được cành cây càng lớn, thì càng đẹp, chúng tôi gọi là bộ tộc cây trong môi bộ tộc này thì không ăn thịt người cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn trương lập bổ sung bộ tộc này không có đơn vị gia đình một người phụ nữ có thể có vô số chồng một người chồng cũng đồng thời có thể có vô số người vợ đàn bà có con thì đứa trẻ chính là con của cả bộ tộc hơn nữa bọn họ còn hoàn toàn khỏa thân đấy trương lập đỏ mặt cúi đầu lẩm bẩm cô ba ba tô nhất định nhất định là hiểu lầm tôi rồi nhìn vẻ mặt trương lập ba ba tô bật cười khúc khích kê đó nói còn bộ lạc gần với chúng ta nhất ở phía đông nam là người Avaguazia, bọn họ theo chế độ mẫu hệ, đặc điểm lớn nhất chính là sùng bái lũ khỉ trong rừng, hơn nữa phụ nữ trong bộ tộc còn dùng sữa mình để nuôi dưỡng lũ khỉ con nữa. Từ đây tiếp tục đi về phía đông thì sẽ gặp bộ tộc Alavake, bọn họ thích ăn thịt người, trong chiến tranh giữa các bộ lạc thường xuyên ăn thịt tù nhân, nếu là trẻ con thì cắt sinh thực khí của chúng đi, rồi nuôi cho béo tròn béo mập, khi nào muốn ăn thì bắt ra thịt ăn. Hơn nữa nghe đồn cả bọn trẻ con cùng tộc họ cũng sơi luôn, người nào cũng chỉ chăm nuôi trẻ con do người đàn bà của mình đẻ ra thôi. Nếu từ chỗ người Duay đi tiếp về hướng đông, thì sẽ tới lãnh địa của người Asimata, bọn họ thì chắc các anh cũng nghe nói tới rồi, bộ tộc săn đầu người. Bỏ họ giết người xong, thường thích chặt đầu nạn nhân treo ở thắt lưng, mang về bộ lạc treo trên xào cao, có tin đồn là họ biết pháp thuật gì kỳ quái lắm, có thể biến đầu người ta trở thành nhỏ như quả bóng bàn vậy, thực ra không phải thế đâu. Theo như tôi tìm hiểu, Chẳng qua chỉ là bọn họ thích điêu khắc một số đồ hình đầu lâu nho nhỏ mà thôi, thủ công cũng tinh tế lắm đó. Ở đây, ở đây còn một bộ tộc nữ, đi về phía bắc, là... Tôi nghĩ xem nào, chắc là bộ tộc Muke, Muke, Ưm, phát âm đại khái là như vậy đó. Bọn họ là một dân tộc tương đối văn minh, lúc ăn thịt người, họ không bao giờ ăn hết, thông thường chỉ sơi một phần, còn một phần để lại làm đồ trang sức, treo trên người mình, chắc là để kỷ niệm cũng nên. Thôi đừng nói nữa. Trương Lập vung tay ngắt lời, vừa mới nghe ba ba tô nói là một dân tộc tương đối văn minh anh chàng còn thở phào nhẹ nhõm, chẳng ngờ lại là văn minh kiểu ấy, nhìn trên tấm bản đồ, các vòng tròn có hình đầu lâu ít nhất cũng phải đến hai ba chục cái, thật không biết khu rừng than thở này rốt cuộc còn có bao điều hung hiểm. Trương Lập nhìn sắc mặt trắng bệch của ba người còn lại, cất tiếng hỏi, theo tôi, hay là quay lại liều mạng với quân du kích? Mọi người thấy sao, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lấy làm đồng cảm. Ba Ba Tô che miệng cười khúc khích, nói, không phải các anh ai cũng dũng cảm lắm hay sao? Sao vừa nghe thấy bộ lạc anh thịt người là đã sợ đến hồn vía lên mây rồi? Thực ra, tôi mới chỉ giới thiệu tóm lược sự phân bố của các bộ lạc trong khu rừng này mà thôi, đã bảo các anh phải đi tới đó thật đâu. Các anh nhìn nè, ra khỏi bộ tộc chúng tôi, trước khi đến lãnh địa của Avaguazia, các anh đi thẳng xuống phía nam, ở đây vẫn chưa phải là phạm vi thế lực của quân du kích, sau đó các anh lại chuyển hướng đi về phía đông, vừa hay sẽ đi qua khe hẹp giữa lãnh địa của người Alavake và Lapaniva, rồi lại đi tiếp về phía sông Putumayo, vậy là có thể thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đến lúc ấy, khỉ đuôi xoắn sẽ đưa các anh thẳng tới chỗ này, anh chàng đó còn tinh quái hơn lũ khỉ trong rừng này, có anh ta đi theo các anh, chắc là không có chuyện gì đâu. Bốn người giờ mới thở phào một tiếng, Nhạc Dương thầm nhủ, hình như tâm trạng của cô Babato này hôm nay rất vui vẻ thì phải, không dọa cho bọn mình thất kinh hồn vía thì quyết không tha hay sao vậy? Ba Tang chỉ xuống bản đồ hỏi, nhưng mà, từ đây tới Mông Clơ còn cả một đoạn dài, sao trên bản đồ có một nửa vẫn còn trống trơn vậy? Ba Ba Tô tắt dần nụ cười trên môi, nghiêm mặt lại nói, chỗ này, có lẽ chính là cấm địa yên nghỉ của Ahat Đây là nơi con người không được phép quấy nhiễu, cả những thợ săn ưu tú nhất của người cu chúng tôi cũng không ai đến được đó, hoặc nên nói là chưa có ai từ đó trở về thì đúng hơn. Thế nên, bất luận thế nào, các anh cũng đừng tới đây, đó là vùng chân không mà cả chúng tôi cũng không hề có bất cứ thông tin gì. Ừm, chắc là các anh cũng không đến nỗi đen đuổi vậy đâu. Chắc Mộc Cường ba nhận ra vẻ buồn thương thấp thoáng trên mặt Babato, thầm nhủ, lẽ nào chồng của cô ấy cũng Có bản đồ, lại có cả người dẫn đường, tiếp theo là vấn đề trang bị, trải qua bao trắc trở, nhưng may là bốn người vẫn giữ được ba lô trên người, chỉ mất vũ khí, nên đành lấy vũ khí của người Cucu bổ sung lại cho đủ. Mỗi người một cây cung ngoài ra còn trang bị thêm một loại vũ khí đặc thù nữa ba tang ngắm giỏi nên cầm một ống thổi tiêu vừa cầm vừa lắc đầu chán nản nhạc dương mấy ngày nay dỗi việc luyện tập ném boomerang kết quả luyện tập là bất kể anh ta ném boomerang theo hướng nào cuối cùng cũng nhất định bay tới trước mặt mình nói cách khác mặc kệ có ném chúng kẻ địch hay không cũng khẳng định được rằng chắc chắn sẽ ném chúng chính mình trương lập cầm một cây lao ném lẩm bẩm nói hôm trước còn cầm súng tiểu liên bây giờ thì lao ném làm thế nào bây giờ nhạc dương cười cười không tệ đâu là không tệ đâu dù sao cũng còn ném được mà anh xem cái khúc xương này này ném thế nào nó cũng bay về trước mặt tôi tôi còn đang lo tự làm mình bị thương đây trác mộc cường ba đứng phía xa gọi được rồi đủ trang bị chưa chúng ta xuất phát trương lập hỏi cường ba thiếu ra anh không có vũ khí gì khác à có chứ cái này trác mộc cường ba lấy ra một mảnh vải khá rộng chỗ tay cầm bó thành một bó, phía trước như cái túi, rồi giải thích, cái này để ném đá, chỉ người dân tộc hiểu số chúng tôi mới biết dùng. Đừng coi thường nó thô sơ, uy lực lớn lắm đấy. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Trương lập lại quay sang thì thầm hỏi nhỏ ba ba tô, à, cô ba, ba tô này, mặc dù chúng tôi vô cùng thỏa mãn với kế hoạch này của cô rồi, nhưng dù sao thì cũng là rừng than thở hung hiểm vạn phần cơ mà, cô xem có nên sắp xếp cho chúng tôi độ trăm dũng sĩ của bộ tộc Cucu như vậy chúng tôi cũng vững giả hơn chút chút đó. À, bà bà tô hiểu ý, nói, phải đấy, suy nghĩ của tôi và anh Trương Lập đúng là không hẹn mà gặp rồi. Kế đó cô lại cười tinh nghịch nói, có điều ấy mà, đội trưởng với đội phó của các anh đều nói với tôi thế này, nếu chúng tôi điều động nhiều người, vậy thì lần huấn luyện lần này của các anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, khi đuôi xoắn cũng chỉ hộ tống các anh ra khỏi rừng than thở thôi, sau đó thì các anh phải dựa hết vào bản thân rồi. Ái chà! Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn hai vị cán bộ thích liều mạc, gặp phải ánh mắt sắc bén gườm gườm của đối phương, không dám thốt lên nửa lời kháng nghị. Ba bà, bà Tô quay sang dặn dò khỉ đuôi xoắn mấy câu, đó là một chiến binh người hơi thấp nhưng rắn chắc, da ngăm ngăm đen, gò má cao, mũi lệch, môi dày, đôi mắt chim ưng rất có thần. Dặn dò xong, Ba bà, bà Tô đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nghĩ ngợi gì đó dây lát, rồi lấy ra một mảnh đá màu hổ phách buộc bằng dây thừng, đeo lên cổ gã, nồng nàn nói anh đeo thứ này vào nó sẽ bảo vệ các anh được bình an nhớ kỹ trong rừng già thứ thực sự đáng sợ nhất là những thứ mà ta không nhìn thấy trác mộc cường ba thoáng đỏ mặt đang định lùi lại một bước thì mảnh đá đã được treo lên cổ rồi nhất thời gã cũng không biết phải xử trí ra sao trước tấm thịnh tình của người con gái anh điêng này chỉ đành lẩm bẩm không nói nên lời nhân cơ hội đó nhạc dương lại sấn tới nói với babato cô babato à từ khi gặp cô lần đầu tiên Tôi đã khâm phục tài năng phi phàm của đấng tạo hóa, rồi mới chỉ ở bên nhau có mấy ngày, tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình cùng sự dịu dàng của cô rồi. Tôi tin chắc chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận, hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, cùng trải nỗi lòng dưới tán cây dập bóng trăng, hay hẹn nhau nghe tiếng sóng biển dì rào, ngắm sao trời lấp lánh. Yêu một người cần bao thời gian chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi mới hiểu ra rằng chỉ cần một cái trước mắt là đã đủ lắm rồi hiềm nỗi lần này thời gian quá ngắn, tôi chỉ có thể đem nỗi nhớ trong tim chôn giấu vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn mà thôi, nếu lần này tôi hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng hay cô có thể cho nhạc dương thêm một cơ hội làm quen hay không. Trương lập nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ, chẳng trách cứ suốt ngày kể lể chuyện cô ba ba tô với cường ba thiếu ra thế nọ thế kia, thì ra để dành đến lúc này cướp lời thoại của mình đây, thằng nhóc xảo hoạt thật. Ba ba tô không hề ngượng ngập, hồn phất lên chán nhạc dương như chuồn chuồn điểm nước, mỉm cười nói, được rồi. Nhạc Dương, đường phía trước vô cùng nguy hiểm, anh phải cẩn thận giữ mình, tôi. Chấp nhận lời đề nghị đó. Nhạc Dương mừng ra mặt, cười hì hì nói, thế thì tôi đủ 10 phần tự tin để chấp nhận bất cứ thách thức nào rồi. Nói đoạn, anh chàng ngoảnh mặt đi, thở phào một tiếng, phao tròn mảnh giấy viết chi chít chứ tiếng anh nãy giờ vẫn trộm liếc lại, rõ là đã học thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Mấy người còn lại đi trước quát lên, này, đi thôi, còn lề già lề rề đến bao giờ nữa. Nhạc Dương như có hoa nở trong lòng, hoan hỉ hô vang khẩu hiệu, ở với cường ba thiếu gia, ngày nào đời cũng nở hoa. Trương lập lườm nhạc dương bằng ánh mắt khinh thường, thầm nhủ, ừm, nếu cường ba thiếu gia và cô ba ba tô có chuyện gì thật, thì mới gọi là nở hoa đấy. Nhìn bóng bốn người khuất hẳn trong rừng, ba ba tô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì đây? Thất vọng, hay là hoan hỉ, bản thân cô cũng không tài nào nói ra được, chỉ nghe ba ba tô khẽ thở dài, cuối cùng họ cũng đi rồi. Phải, họ đi rồi. Họ là những người có mục tiêu, có mục tiêu, cuộc đời sẽ không trôi qua trong buồn chán vô vị. Khi kẻ lữ hành dừng bước, mảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn những người bình thường khác. Gấu mật nanh sắc cũng nhìn theo bốn người đi xa dần từ nãy. Ba bà tô tự hào đặt tay lên bụng, ở đó, mầm sống của người đàn ông mạnh mẽ nhất kia đã được đưa vào cơ thể cô. Thời gian và chu kỳ đều đã được cô tính toán cẩn thận, nhất định có thể đậu thai sinh ra một mạng sống mới, cuộc đời sau này, cô sẽ không bị nỗi cô đơn tịch mịch độc chiếm nữa rồi. Ba ba tô nghĩ vậy, gương mặt thoáng nở một nụ cười. Cường ba thiếu ra, không chừng đến một ngày nào đó, em sẽ dẫn con chúng ta đến gặp anh cũng nên đó. Ba ba tô nghĩ ngợi xa xăm. Ba ba tô, em đưa phù tiết thạch cho cường ba rồi à? Chẳng lẽ hai người đã? Nanh sắc hỏi. Ba ba tô không trả lời, cô hất mái tóc dài bay bay, đôi mắt bên dưới hàng mi dài thanh tú vương đầy xương mai toát lên nét cười, tiếng khúc khích nhiều anh vàng vang động mãi trong rừng sâu nhan sắc mỉm cười anh đã hiểu quá rõ cô em gái này của mình rồi Chắc mộc cường ba trấn an mọi người đã đi hai ngày rồi giờ có quay đầu lại cũng vô dụng chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi cho đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn nào mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ cầm chắc vũ khí sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào đi không cần quá sợ hãi ong sát nhân chúng ta cũng gặp rồi còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây? Tái ngộ son. Ừm, vào rừng than thở rồi đấy à, sos nhìn điểm đỏ nhấp nháy, ngấm ngầm cười gần lạnh lẽo, đúng là ngu xuẩn, tưởng như vậy là thoát khỏi vòng vây của quân du kích rồi chắc. Chúng mày hơi coi thường khả năng cơ động của bọn du kích ấy rồi. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thôi. À, không đúng, quân du kích không nghĩ đến đó được đâu, nếu có người cu cua dẫn đường, đợi bọn du kích ấy có phản ứng, mấy thằng nhãi con này đã thoát khỏi vòng vây của quân ta mất rồi. Kế hoạch này rất tốt, xem ra là đề nghị của người Cu rồi. Không ngờ lại đi cùng một tuyến đường với chúng ta năm xưa. Bọn chúng không có vũ khí, làm sao sống sót trong rừng sâu được đây? Ừm, ta phải lại gần hơn một chút mới được. Trong rừng bóng cây xào xạc, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu. Chú khỉ của rừng xanh quả không chỉ có hư danh, anh ta nhảy nhót giữa rừng cây thật nhanh nhẹn chẳng kém gì lũ khỉ, đến cả bọn trác mộc cường ba cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. Điều khiến người ta kinh ngạc đến trợn mắt là khỉ đuôi xoàn thông thuộc khu rừng này một cách lạ thường, nơi đâu có sông ngòi, nước sâu nước nông thế nào, tốc độ dòng chảy ra sao, chỗ nào có thể đi qua, chỗ nào có đá ngầm, ở đâu có cây to chặn đường anh ta đều nhớ hết sức rõ ràng. Bốn người bọn Trác Mộc Cường ba còn học được của khỉ đuôi xoắn rất nhiều cách tiến nhanh tong rừng già. Từ cây này đu sang cây khác, bằng cách nào mới đu đi xa nhất, khi tóm tay váo cành cây hoặc dây mây bị tuột tay, làm sao mới giữ được thăng bằng, làm thế nào mới tóm được một cành cây khác ngay lập tức. Hơn nữa, được khỉ đuôi xoắn dẫn đường, đoạn đường họ đi trong rừng than thở gần như là đoạn an toàn nhất, bình ổn nhất kể từ lúc bắt đầu cuộc băng rừng tới giờ. Bởi khỉ đuôi xoắn biết rõ trong rừng già này, đâu là đất chết, đâu là lãnh địa của bọn thú ăn thịt khổng lồ, đâu là nơi nghỉ ngơi của một số loài động vật có thể đụng độ, nên lần nào cũng tránh đi trước được, có thể nói chẳng khác nào đi qua một đường hầm an toàn vậy. Ba tiếng sau, chặng đường nhắn ngủi có hướng đạo viên cuối cùng cũng kết thúc. Khỉ đuôi xoắn khoa tay múa chân ý nói bọn họ đã ra khỏi rừng than thở, rồi hỏi xem mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba có cần mình tiếp tục dẫn đường nữa không. Trác Mộc Cường Ba và Ba tang cũng dùng tay ra hiệu bày tỏ sự cảm tạ, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm muốn dựa vào chính mình chinh phục rừng xanh. Từ biệt khỉ đuôi xoắn, bốn người lại hướng về mục tiêu của mình, đặt chân lên một hành trình mới. Ra khỏi rừng than thở, không hiểu vì sao, sâu thẳm trong nội tâm bốn người đều như vừa chút được gánh nặng nói gì thì nói khu cấm địa của người cu cua đối với những kẻ không phải là cư dân của rừng già như họ e là còn nguy hiểm hơn quân du kích nhiều quân du kích thì dù sao cũng là con người chỉ cần là người thì sẽ tư duy và hành động theo cách của con người cũng tức là có sơ hở của con người nhưng nếu là sâu trong rừng già mà ta hoàn toàn không quen thuộc có trời mới biết cạm bẫy sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu hoặc giả lại gặp phải loài động vật nào đó ta chưa từng biết đến đáng sợ nhất chính là gặp phải lũ động vật tấn công theo kiểu bầy đàn ồ ạt như bọn ong sát nhân lần trước. Bốn người băng qua một khoảng rừng cây, gặp phải một con sông khá rộng, liền lập tức bắt tay đóng một cái bẻ gỗ chắc chắn, trước khi quân du kích kịp nhận ra, bọn họ phải rời khỏi vòng vây của chúng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Rừng rậm ở đây đã khác khá nhiều so với vùng rừng rậm họ vượt qua trước đó, cây nhiều hơn, rừng rậm dạp hơn, vô số cây cối vì tranh giành không gian sinh tồn, mà vươn cành lá ra hết phía bờ sông, nhìn như mái hiên che mưa, chỉ để lại một giải có ánh sáng chiếu xuống ở giữa sông. Ba tang chống xào, chắc mộc cường ba cầm viên đá ba ba tô tặng, chăm chú xem xét dưới ánh mặt trời, đó là một miếng đá màu hổ phách, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá màu hổ phách, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá bình thường cả, khi tiếp xúc thì thấy trơn nhặn ấm nhuận. Trên viên đá có các vòng hoa văn màu đen, hơn nữa bản thân viên đá này cũng phát ra ánh sáng, vừa rồi đi trong rừng gã đã cảm thấy, viên đá này đeo trên người trông vô cùng nổi bật hay, đây là của cô Babato tặng đó. nhìn thấy có vẻ rất đặc biệt, cậu thử xem đi. Trác Mộc Cường ba cởi viên đá xuống, đưa cho Trương Lập. Trương Lập cầm nó trong tay ước chừng, rồi lại lấy móng tay vạch vạch, kinh ngạc thốt lên, đây là đá gì vậy? cảm giác rất nhẹ, nhưng hình như độ cứng lại rất cao. A, à, không biết loại đá này có hàm ý đặc biệt gì không đây nhỉ? Nói đoạn, anh lại dơ mẫu đá lên cao hướng về phía mặt trời để quan sát các hoa văn lưu động trên đó trác mộc cường ba mỉm cười điềm đạm đáp chắc là một loại đá để chúc phúc hay chúc may mắn gì đó thôi chúng ta mới quen biết họ được hai ba ngày lấy đâu ra ý nghĩa đặc biệt gì chứ cậu nói như vậy ai đó mà nghe được thì sẽ giận đó nhạc dương nói đưa tôi xem với trương lập vùng vằng tay nói sao phải đưa cho cậu không gian trên bè gỗ vốn đã không lớn nhạc dương chỉ vươn tay một cái đã chộp được tay trương lập trương lập liền hơi nghiêng người chia tay ra phía ngoài bẻ gỗ nói làm cái gì vậy, muốn cướp hả? Y, lúc này mà các cậu còn đùa được hả? Cẩn thận làm rơi đấy, nếu để rơi xuống sông thì cậu phải nhảy xuống vớt lên cho tôi đó. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng can ngăn. Trương Lập cười hì hì, yên tâm đi, Cường Ba thiếu ra, tôi không sợ ý thế đâu. Không đưa cho cậu đấy, nhín phía sau lưng Trương Lập, cảnh báo, cẩn thận sau lưng. Trương Lập không quay đầu lại, còn cười cười, cho vớ vẩn này mà cũng muốn gạt tôi hả? Lời còn chưa dứt, một cơn gió mạnh đã táp qua mặt đau rát, anh chàng còn chưa kịp mở mắt ra, mờ u bàn tay đã đau nhói lên điếng cả người, mấy ngón tay đang giữ viên đá không khỏi lơi ra. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương chỉ thấy một con chim trông giống chim cắt từ trên cao đột nhiên lao xuống, con chưa nhìn rõ thì đã thấy tay Trương Lập bị thương, để viên đá rơi xuống thì bè đã đi được 2-3 mét rồi. Trác Mộc Cường Ba có ý nhảy xuống mò lên, thì chợt nhận ra con chim cắt kia giã đảo một vòng tuyệt đẹp trên cao, tiếp tục bổ xuống phía viên đá, đồng thời hai chân quặp lại, trước khi viên đá kịp chìm hẳn đã quắp lấy sợi dây vải đeo nó, lướt qua mặt sông, chớp mắt cái đã biến mất trong rừng cây rồi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, mấy người đều chỉ có thể nhìn thấy nó diễn ra chứ không ai kịp phản ứng gì cả. Trương Lập giờ mới mở mắt, lại còn chớp chớp mạnh, trận gió sượt qua mặt lúc nãy làm anh chảy cả nước mắt, thốt lên, thôi chết, viên đá. Đến lúc quay đầu lại nhìn thì đã chẳng thấy gì nữa. Ba tang đang điều khiển bè gỗ nên không nhìn rõ, còn Nhạc Dương hỏi, chim gì vậy, thể hình nhỏ thế, chắc không phải đại bàng châu Mỹ nhỉ, chắc một cường ba nhìn về phía rừng cây, chỉ nói, tốc độ nan nhh như vậy, có thể là chim cắt châu Mỹ cũng nên, chỉ có điều nan nhh quá, cũng chưa nhìn rõ được hình dáng nó thế nào. Nó đã bay vào rừng, xem ra muốn tìm lại viên đá ấy là không thể rồi. Trương Lập ấy nấy nói, xin lỗi nhé, tôi không, không. Chắc Mộc Cường Ba nói, ừm, um, bỏ đi, điều khiến tôi thấy kỳ lạ là, tại sao con chim ấy lại đột nhiên tấn công cậu nhỉ? Rõ ràng nó bị viên đá thu hút, lẽ nào viên đá ấy có điểm gì đặc biệt? Ba Tăng nói, có thể là ánh sáng, có rất nhiều loài chim thích thu thập các thứ sáng lấp lánh, vừa rồi Trương Lập dơ lên phía mặt trời quan sát. Ánh sáng lấp lóa của viên đá đã làm con chim này chú ý cũng nên. Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng cũng chẳng ra kết quả gì. Trên một tán cây trong rừng, cặp mắt sóc sáng bừng lên, con chim ưng Karakara lúc nãy giờ đã đậu trên vai y, Đảo mắt nhìn quanh, sau cầm chắc viên đá màu hổ phách trong tay, cười đắc ý, không ngờ lại chẳng tốn chút công sức nào, có viên đá tượng trưng cho sự đính ước này, ta có thể tự do ra vào lãnh địa của bọn ăn thịt người rồi. Nếu mấy năm trước cũng kiếm được thứ này, thì đâu đến nỗi mất bao nhiêu nhân thủ trong tay bọn mọi dợ kia chứ. Một lũ ngu xuẩn, sao lại không ngừng đi sâu vào rừng than thở thế kia, rõ ràng là đã ra khỏi rồi cơ mà, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ chúng cũng muốn băng qua cấm địa, đi thẳng tới nơi ấy ư? bọn chúng có biết gì đâu, sao lại thế được nhỉ chấm xem ra Merkin nói không sai chút nào, đi theo đám người này, đích thực là sẽ có không ít niềm vui bất ngờ. Cùng lúc đó, ở cứ điểm của quân du kích gần lãnh địa người Cucua, Gonzales nổi giận nói, cái gì hả, bọn chúng đã đi rồi, đi lúc nào? Đi đường nào, dừng than thở hả, mẹ cha chúng nó, bọn này không cần mạng nữa hả? Y chợt nghĩ ra điều gì đó, bàng hoàng tỉnh ngộ, chụp lấy cổ áo Basaka quát lên, mày nói xem, thành phố vàng có phải bị chôn vùi trong rừng than thở hay không? Basaka bị thường cấp tóm suýt ngạt thở, khó khăn lầm mới thốt được ra tiếng, có, có khả năng. Chúng ta, chúng ta, sao chúng ta không nghĩ đến nhỉ? Gonzales buông tay, Basaka giờ mới thở được, vội nói, rừng than thở là vùng giáp giới mà chúng ta tương đối kiêng rẻ, hơn nữa lại bị các bộ lạc nguyên thủy cuối cùng còn sót lại chiếm cứ, cộng với truyền thuyết thần bí và các lời nguyền. Nên mặc dù cũng có các đội thám hiểm quy mô nhỏ vào đó rồi, nhưng xưa nay chưa có ai sống trở ra cả. Chúng ta bị lũ người dã man và lời nguyền rủa của nó làm cho sợ hãi, nhưng bên trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì, thì chúng ta cũng đâu có biết chứ. Ừm, Gonzales chống cằm, đôi mắt sắc bén như loài diều hâu không ngừng chớp nháy, hồi lâu sau, y mới cất tiếng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, lại không có bản đồ, mạo hiểm đi vào rừng than thở thì thực quá nguy hiểm. Báo cho các nhóm khác đi, để chúng mở đường trước. A. À. Basaka tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi, nhưng mà, đội trưởng, tại sao chúng ta phải mở đường cho chúng ta chứ? Gonzales cười gian xảo, có lợi trước mắt, tự nhiên là có liều mạng đi làm. Nếu chúng biết bí mật của thành phố vàng chính là ở trong rừng than thở, vậy thì dù phía trước có là địa ngục bọn chúng cũng bất chấp thôi. Basaka lại nói, vậy, nhớ để chúng phát hiện ra kho báu trước thì sao? Gonzales hừ một tiếng, rừng than thở dễ băng qua như thế sao? đùa à, đợi chúng tìm thấy thành phố vàng thì e là cũng hao binh tổn tướng quá nửa rồi. Lúc ấy chúng ta xuất hiện giúp chúng vận chuyển hàng hóa, tao nghĩ là chắc cũng không ai phản đối đâu. Nói đoạn, y đắc y đung đưa họng súng trong tay. Bốn người bọn chắc một cường ba đi xuôi dòng sông, đợi cho thể lực hồi phục, lại lên bờ vào rừng. Để đi nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của quân du kích, bọn họ hoàn toàn không săn bắt gia thú làm thức ăn, mà trực tiếp dùng các thực phẩm dinh dưỡng hỗn hợp đã mua từ trước, bao gồm các thực phẩm dành cho phi hành gia hoặc nước dinh dưỡng tiêm thẳng vào ven. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngày hôm đó cũng không biết cả bọn đã đi được bao xa, nhưng không hề bị nhóm du kích nào truy đuổi, bốn người cho rằng cực khổ một chút cũng rất đáng. Cứ theo tốc độ này, ngày mai là họ có thể thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới nhánh sông chính của dòng Putumayo, từ đó xuôi dòng đến Gapi rồi vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Peru, tiến hết tốc lực tới Pantuoha, xuôi dòng Napo thẳng đến Sen Mary luôn. Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả một ngày trời, bốn người cho rằng lần này đã có thể ngủ một giấc ngon trong rừng được rồi. Bọn họ ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần bờ suối để dựng trại qua đêm. Phía trước có một dòng suối, bùn đất xung quanh vừa ướt vừa mềm, địa hình không khác một bãi bùn ven biển là mấy. Trương Lập đang định vươn vai cho bớt mệt mỏi, Ba Tang đột nhiên vung tay lên ra hiệu phía trước có chuyện. Bốn người nấp sau gốc cây ghé mắt ra nhìn, chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn một tay vươn thẳng, một tay gấp lại, hai chân cũng cong lại, trên mặt đất vẫn còn một vệt kéo dài, cách đấy mười mấy mét là một cái túi ruột tượng dài hẹp, xem ra là người này đã bỏ tới được đây, nhưng vì thể lực không thể cầm cự nổi nữa nên đã ngã xuống. Trác Mộc Cường ba nói với Nhạc Dương, đi xem đi, cẩn thận có mai phục. Nhạc Dương vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định chắc chắn không có gì nguy hiểm, mới dảo chân bước tới, đột nhiên quay lại nói với mấy người trong rừng, là son ba người còn lại xác định không có nguy cơ, cũng vây lại, mặc dù người bị thương quần áo rách dưới, nhưng mái tóc bạch kim kia thì chỉ nhìn thoáng cái là nhận ra được ngay. Nhạc Dương đã lật son lại, đặt tay sờ động mạch cổ anh ta, rồi phán đoán, vẫn còn sống, nhưng mạch đập nan nh hát, hát lầm. Trương Lập giờ giờ chán nói tiếp, chán nóng quá, ba tang gật đầu, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, chúng độc rồi. Trác Mộc Cường ba cầm bao ruột tượng kia lên, thứ bên có góc cạnh gồ ghề, nhưng gã cũng không mở ra xem. Trương Lập tìm trong túi mấy thứ thuốc tiêm giải độc thường dùng, nhưng bị Trác Mộc Cường ba cản lại, nói: "Thuốc giải độc bản thân đã có độc tính nhất định, chưa làm rõ người ta trúng độc thì không thể dùng bừa bãi được." Nhạc Dương vạch y phục son ra, cẩn thận quan sát gót chân, sau gáy và các nơi khác trên người rồi nói: "Không có vết thương nào rõ rệt, không phải bị cắn. Cũng không có vết sưng, chắc không liên quan gì đến lũ côn trùng đâu." Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nói: "Mọi người nhìn nét mặt anh ta mà xem, gương mặt thấp thoáng như đang cười." nhìn vệt anh ta bò thì cũng là bò thẳng một mạch tới đây nếu son là một nhà thám hiểm có kinh nghiệm phong phú nhất định đã biết mình trúng độc cũng có nghĩa là ở xung quanh đây có thứ gì đó giải độc cho anh ta được trương lập đưa mắt nhìn quanh quất nói ở đây ngoài nước ra thì còn gì nữa đâu cả một cọng cỏ cũng chẳng có nữa có thứ gì giải độc được chứ nước à nhạc dương lắc đầu không quỹ đạo bò của anh ta rõ ràng là hơi nghiêng nếu cần nước thì bò thẳng một mạch không phải tốt hơn sao rõ ràng không phải anh ta muốn lấy nước sông, nhưng ở đây đúng là chẳng có thứ gì khác mà, chẳng lẽ thuốc giải mà anh ta muốn bị nước sông cuốn trôi đi rồi chắc? Hay đó là loài vật nào đó, đã bỏ chạy rồi? Trác Mộc Cường ba đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, thấy phía thượng du con sông, cách bọn họ chưa đầy trăm mét có một đàn khỉ nhiệt, mặc dù bọn khỉ cũng đang cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người, nhưng lại không bỏ chạy mất tăm mất tích như lũ khỉ nhện ở nơi khác, mà chỉ đứng đó nhìn. Trong đàn khỉ còn đứng lẫn cả mấy con chim, Ngoài ra còn một vài động vật khác nữa, trên bãi sông nhỏ xíu mà lại tụ tập nhiều động vật như vậy, quả thực cũng hơi kỳ lạ. Lúc này, một con lợn rừng chui ra làm đám thú nhỏ giật mình kinh hãi, nhao nhao lùi về sau, nhưng chỉ lùi được vài bước, chúng lại từ từ quay lại, có mấy con khỉ táo gan còn ném các thứ xuống đầu con lợn, không ngờ đã đuổi con vật to tướng ấy trở vào trong rừng. Chắc Mộc Cường ba lại càng thêm nghi hoặc, bãi sông này đích thực là không có gì cả, tại sao bọn thú nhỏ này lại tụ tập ở đây mà không chịu tản đi. Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của gã cũng bắt được chỗ vi diệu bên trong. Một con khỉ nhện nhỏ, được bầy khỉ nhện trưởng thành bảo vệ, đang lè lưỡi liếm mặt đất. Là bùn, nhạc dương cả quyết suy luận, anh lần theo vệt bò của son tiến thêm mấy bước nữa, chỉ thấy màu bùn trên bãi đã dần biến đổi, từ màu xám trong dần chuyển thành dạng bùn nhão đỏ quạch. Nhạc dương vốc một vốc lên, cầm vê vê trên tay, trương lập nghi hoặc hỏi, cái thứ này ăn được không đấy? Trác Mộc Cường ba nói, không biết, chỉ còn cách liều một phen thôi, thử đi. Nào, lấy ít nước. Họ lấy nước hòa tan bùn đỏ ra, khuấy đều lên rồi cho son uống từng chút một, quan sát nửa tiếng đồng hồ, thấy hơi thở của anh ta đã bình ổn trở lại, sắc mặt cũng bớt đỏ hơn. Ba tang liền nói, có hiệu quả đấy, nhưng mà, sao thằng cha này lại bị thế nhỉ, mà sao hắn chạy tới đây được? Trác Mộc Cường ba nói, chúng ta bị mai phục, làm sao biết được có phải bọn họ cũng gặp chuyện không, đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao. Bốn người vốn tưởng rằng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh địa của người Kukua không bị quân du kích đuổi giết có thể ngủ một giấc yên bình, nhưng giờ lại thêm một kẻ chúng độc bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng cần người chăm sóc. Nhạc Dương cảm khái thở dài, xem ra muốn ngủ một giấc tử tế trong rừng già này cũng là chuyện không dễ chút nào đâu. Đêm buông xuống, Nhạc Dương hỏi cường ba thiếu ra, chúng ta vẫn còn ba ngày thời gian phải không? Ba ngày này có thể đến được Sen Mary không nhỉ? Trương Lập cười cười, cậu còn hỏi được câu này cơ à? Kẻ từ đầu vẫn muốn làm biếng ở lại chỗ người Cucuơ không chịu đi, chẳng phải là cậu hay sao? Nhạc Dương cũng cười cười mắng lại, đừng có mà nói bậy, tại vết thương của Cường Ba Thiếu ra chưa khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm hai ngày thôi, bảo tôi muốn làm biếng ở lại chỗ người Cucuơ. Cường Ba Thiếu ra, tôi nói cho anh biết nhé, cái anh Trương Lập này, vừa mới đến chỗ của người Cucuơ, hai mắt đã sáng rực, nước rãi chảy đầm đìa rồi, suýt chút nữa là chảy cả máu cam luôn nữa đó, dựa theo sự quan sát của tôi lúc chúng ta rời khỏi đó, tỷ lệ ngoảnh đầu nhìn lại của anh ta là cao nhất, bình quân mỗi phút lên tới 28 lần. Tôi thấy, nếu nói người nào muốn ở lại chỗ người cu cua nhất, anh ta phải xếp hàng đầu đấy. Trương Lập Thốt, cậu nhìn thấy tôi quay đầu lúc nào? Đây chẳng phải vô cáo thì là gì, biểu hiện của cậu lúc tới chỗ người cu ơ thì tốt chắc. Tôi thấy cậu ăn như heo ấy. Giọng nói lạnh lùng của ba tang cất lên, đừng cãi nữa, đi thì cũng đi rồi, có gì mà tranh với cãi chứ hai người liền nín bặt. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du kích, không cần ẩn nấp lẩn trốn, một mạch xuôi dòng, tốc độ của chúng ta có thể tăng lên gấp ba lần. Dốc hết toàn lực, chắc là ba ngày sau cũng đến được Saint Mary đấy, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này, nhất định không thể để bà Trần Lữ Cánh Nam đó mượn cớ gì nữa. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng, nếu không thể hoàn thành khảo hạch đúng thời hạn, mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được, tạm không nói đến chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan tới bạc ba la thần miếu hay không, nỗi mất mặt này đã đủ cho chúng ta tìm cái đất mà chui xuống. Trương Lập nói, ừm, um, chúng ta người khỏe ngựa khỏe, bọn họ đều là ông già phụ nữ yếu ớt, cho dù không tranh giành thể diện, thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ, không thể tiếp tục kéo dài lịch sử thất bại này mãi được. Nhạc Dương nhìn Son đang hôn mê nói, nhưng mà, còn anh ta thì sao? Chắc Mộc Cường ba đáp, cho uống thêm một lần bùn nữa, xem tình hình thế nào. Nhạc Dương lắc đầu, ý tôi là, nếu ngày mai Son tỉnh lại, hoặc là không có gì tiến triển, chúng ta sẽ làm gì? Chắc Mộc Cường ba không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay, đưa anh ta theo. Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng, chỉ khẽ gật gật đầu, Ba Tang mở miệng, dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Son một cái, cuối cùng cũng nuốt hơi xuống, quay sang một bên, khàn khàn giọng lẩm bẩm. Nhạc Dương tai thính, nghe rõ Ba Tang đang thấp giọng nói, tự chúc phiền phức. Đến đêm họ lại cho Son uống thêm nửa bát nước bùn, sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa, mãi tới nửa đêm mới nghe thấy một hai tiếng gầm gừ quái dị. Sau này nghe người thức canh đêm là Trương Lập kể, hình như anh chàng nhìn thấy con gì đó giống như con báo cũng đến bãi sông đó, nhưng nó không lại gần họ, nên chẳng biết được có phải là báo châu Mỹ hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, Son đã khôi phục thần trí, anh ta tự nhiên là có cảm giác như được tái sinh, nói những câu cảm kích đến rơi nước mắt gì gì đó. Nghe giọng kể kích động của anh ta, bọn trác mộc cường ba mới hiểu được đại khái hôm đó vừa chia tay với bốn người bọn trác mộc cường ba chưa lâu bọn họ lại gặp phải một tiểu đội quân du kích khác không biết tên hướng đạo kia có phải đã dùng ám hiệu gì không mà đám du kích vừa thấy họ là đã tấn công luôn rồi bắt sống toàn bộ còn tên mark kia thì không ở cùng họ chắc là lúc đó hẳn đã khai ra hành tung của bọn trác mộc cường ba sau đó thì bọn họ được đưa tới một nơi bí mật theo sự quan sát của son nơi đó nhất định là một nhà tù trong rừng của quân du kích vì khắp nơi chỗ nào cũng có cúi gỗ giải rác, có cái ngâm một nửa trong nước, có cái lại treo lơ lửng trên không, son và mấy người cùng đoàn bị nhốt ở đó. Người của quân du kích nói sẽ liên hệ với lãnh sự quán các nước, đến đúng thời điểm tự nhiên sẽ thả họ ra, nhưng mấy tên đó không ngờ rằng son biết một ít tiếng que chua, nghe được từ miệng đám lính biết rằng toàn bộ bọn họ đều sẽ bị xử tử. Anh ta và các bạn đồng hành đã tìm đủ mọi cách, liều mạng chạy khỏi nhà tù, không ngờ hành động bị phát hiện, không ít người đã bị bắt trở lại, hoặc bắn chết ngay tại chỗ. Son chạy bừa vào rừng, dựa vào kinh nghiệm dã ngoại mấy lần thoát khỏi quân du kích truy sát, chỉ có điều do không có công cụ, lúc chạy trốn lại quá vội vàng, vấn đề thức ăn mấy ngày nay là một khảo nghiệm lớn với anh ta. Trước tiên là chỉ uống nước, cầm cự được một ngày rưỡi, cuối cùng đói quá, anh ta đành phải bắt một ít nhện, thằn lằn mà ăn sống, mấy ngày nay quả thực vô cùng gian khổ. Nhìn dáng điệu của Son lúc này cũng có thể nhận ra, vô cùng gian khổ mà anh ta nói, kỳ thực không đủ để miêu tả một phần mười những gì anh ta đã gặp phải. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn nghĩ, nếu mình chỉ có một người, lại không có bất cứ công cụ gì, thật không biết có thể sống nổi trong rừng già này một ngày hay không, chỉ riêng chuyện ăn sống lũ nhện lông, thằn lằn xanh kia, gã đã tự thấy mình tuyệt đối chẳng thể làm được rồi. Son Ngượng cười nói, tôi vốn cũng biết thứ nào ăn được, thật không ngờ vẫn bị trúng độc. Những tưởng sắp bò đến vùng đầm muối, nhưng không còn chút hơi sức nào nữa, nếu không phải các anh kịp thời tới nơi, e là giờ này tôi đã nằm trong bụng lũ động vật ăn xác thối mất rồi nhạc dương không nén nổi hưng phấn hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào tại sao anh chúng độc bùn đất ở đó sao lại giải độc được hướng đạo viên biết tuốt son chậm rãi giải, giải thích một số loài động vật ở đây đã ăn quả hoặc hạt hay lá của một loài thực vật nào đó trong thời gian dài mà thực vật ở đây thì đa phần đều chứa độc tố những độc tố này dần dần tích tụ lại trong cơ thể lũ động vật đó còn lũ nhện thần lần mà tôi ăn lại ăn các loài động vật có độc tố kia, vì vậy bọn chúng cũng trở thành động vật mang độc tố rồi. Kết quả là, nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị chúng độc thôi. Anh ta phóng mắt nhìn ra xa, phía đó có một con chim bụng có hai màu đen trắng đang mổ thức ăn. Nhìn thấy con chỉ màu kia không, nó cũng đến đây tìm thuốc giải độc đấy. Chỉ màu là loài ăn lá cây, những động vật loài này thường chỉ chọn ăn lá non để đề phòng chúng độc. Nhưng kể cả lá non thì cũng vẫn rất nguy hiểm, thế nên chỉ màu đã đối phó cách khác ăn thêm bùn đất. Đầm muối ở đây có thể trung hòa và tiêu diệt độc tố, đây chính là sự kỳ diệu của tự nhiên đấy, vạn vật bổ trợ cho nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Bọn Trác Mộc Cường ba giờ mới biết, thì ra con chim đó tên là Chỉ Mào. Son lại nói, lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi, nhưng tôi đang bị quân du kích truy đùa, còn các anh cũng có chuyện phải làm đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ cho một ngày, không, nửa ngày cũng đủ rồi, đừng vì tôi mà làm lỡ hành trình của các anh. Trương Lập nói, đừng nói vậy nữa chứ anh đã cảm ơn mấy chục lần rồi còn gì chúng tôi không phải bọn người máu lạnh như quân du kích đâu bây giờ sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dù kinh nghiệm trong rừng của anh phong phú đến đâu nhưng chỉ có mỗi một thân một mình làm sao sống sót ra khỏi đây được chứ nói đoạn anh liền đưa mắt liếc sang chỗ trác mộc cường ba trác mộc cường ba gật đầu nói tiếp đúng vậy chúng ta cùng đi đi ít nhiều gì cũng trông chừng nhau được kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh còn phải nhờ anh giúp nhiều điều đó. Mấy người bọn ba tang biết gã nói vậy là để Son yên tâm đi cùng họ, nên cũng không có ý kiến gì. Chuyện tiên hiệp. Son trần trừ dây lát, rồi nói, nhưng mà. Chắc một cường ba kéo anh ta khỏi chiếc võng, không nhưng nhị gì cả, đằng nào chúng ta cũng đều bị quân du kích truy đuổi, cũng đều muốn rời khỏi khu rừng này, không có lý do gì lại không đi cùng nhau cả. Chúng ta từ đây đi xuôi dòng, chẳng mấy sẽ tới nhánh chính của sông Putumayo thôi bè gỗ nhanh chóng được kết xong giờ từ bốn đã thành năm người đồng hành đi xuôi dòng nước bốn người nói chuyện với son mới biết được một số chuyện của anh ta thì ra son vốn là luật sư làm việc ở london thu nhập cũng khá trong một vụ án tranh đoạt quyền thừa kế hết sức ly kỳ son kinh ngạc phát hiện ra trong bức cổ họa mà mấy người thừa kế tranh đoạt kia ẩn chứa một tấm bản đồ di tích cổ sau đó anh ta bắt đầu mê môn khảo sát di tích cổ này mới đầu thì chỉ đi quanh quanh các thành trì cổ ở châu âu rồi từ sau khi trở về từ châu Phi lần thứ ba, gặp được những người cùng sở thích khác, vậy là anh ta dứt khoát bỏ luôn nghề luật sư, chuyên môn đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. Anh ta đã đến Kim Tự Tháp, thung lũng các vị vua ở Ai Cập, tới đền thờ La Mã, di tích ngọn hải đăng Alexandria, cũng nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Crete, cả rừng Amazon này, anh ta cũng đến mười mấy lần rồi, có thể nói là tương đối thông thuộc, chỉ có điều vùng thượng du sông Amazon thuộc lãnh thổ hai nước Colombia, Ecuador này thì mới lần đầu đặt chân đến. Trong những nơi làm anh ta mê đắm nhất phải kể đến văn minh Maya đầu tiên, mấy ngàn tòa thành cổ đã trải nghìn năm lịch sử, giờ vẫn được rừng già che giấu, những cung điện huy hoàng đó thừa sức so sánh với đền thần của đế chế La Mã. Kim tự tháp Ai Cập và đều làm son cảm thán nhất chính là số lượng và quy mô của những di chỉ này. Lịch sử nhấn chìm một đế quốc nhưng những thành quách và cung điện kia sẽ ghi chép lịch sử của đế quốc đó lại, nền văn minh không hề biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác mà thôi. Còn Trung Quốc, thì anh ta mới chỉ đến vạn lý trường thành ở Bắc Kinh, chỉ riêng trường thành đã đủ cho anh ta biết nền văn minh đã đứng sừng sững 5.000 năm nay là thế nào. Son nói, nếu có cơ hội nhất định anh ta sẽ trở lại Trung Quốc. Khi nghe cả bốn người đều đến từ Tây Tạng, anh ta nói cũng biết Tây Tạng, biết ở đó có Đại Tuyết Sơn. Son cũng hỏi về hành trình của bọn trác mộc cường ba gã liền thành thực trả lời bọn gã tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt lần băng qua rừng rậm nguyên sinh này chính là một nội dung trong khóa huấn luyện đó Son lấy làm kinh ngạc truy vấn xem rốt cuộc là huấn luyện kiểu gì mà lại khó khăn đến thế hơn nữa số người còn ít như vậy so với đám dân phượt bọn họ thì còn điên cuồng hơn gấp bội thấy sắc mặt trác mộc cường ba lộ vẻ khó xử son lập tức không hỏi xem sau khi chia tay với bọn trác mộc cường ba đã gặp chuyện gì tại sao không thấy vũ khí đâu nữa. Khi nghe Nhạc Dương kể những chuyện kinh hồn bạt vía họ gặp phải, rồi sau đó được người cu cu ơ, cứu, son kinh ngạc kêu lên, người cu cu ơ. Nhạc Dương gật đầu đáp, phải, sao vậy, anh cũng nghe đến họ rồi à? Son lắc đầu, không, tôi chưa bao giờ nghe đến cả. Trương Lập nói, giọng anh ngạc nhiên thế cơ mà, sao vậy? Son nói, bởi vì cách phát âm đó, các anh có biết người Maya sùng bái nhất là vị thần nào không? thần rắn mưa, người Maya gọi là Kukulkan, các anh thử nghe xem, hai âm này nghe thật giống nhau, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa. Kukua, Kukulkan, nhạc dương lặp đi lặp lại để so sánh, cảm giác đúng là hết sức giống. Trương Lập nói, vậy thì họ không phải là hậu duệ của người anh điên, mà là hậu duệ của người Maya rồi. Son nói, có lẽ vậy, tuy rằng bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Maya, bọn họ sống tản mát trong các bộ lạc thiểu số, nhưng hầu hết đều ở rừng rậm Trung Mỹ, hoặc là có mấy nhánh đã vượt qua dãy Andes để đến rừng Amazon. Thực ra, sau khi nền văn minh Maya suy bại, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc anh niên, hoặc giả họ đã dung hòa lẫn nhau, dựa theo quy luật diễn hóa chủng tộc, rất có khả năng là họ cùng một tổ tiên. Phải rồi, họ thờ cúng thần gì vậy? Ba Tăng đáp, họ thờ nhiều thần lắm, hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng của mình, thần ngô, thần cỏ tranh, ăn ở đi lại thứ gì cũng có thần hết. Các thần tương đối tôn quý thì có thần Kukua, thần Kaax. Son cười cười, nói, vậy thì đúng rồi, thần Kaax là thần rừng, thần bảo vệ đất đai của người maya. Trương Lập bổ sung thêm, còn có thần lợi hại hơn nữa cơ, gọi là I, Ina, Gì, gì hả, I, Na, uy Na, Son trao mày. Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi nói, đằng nào thì phát âm cũng quái đản lắm, không phải yêu in thì cũng là uy gì gì đấy. Son dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lộ vẻ kinh ngạc, chắc không phải là thần Viracocha, một đấy chứ, nhưng đó là thần của người Inca cơ mà. Đợi chút đã, chẳng lẽ vì nguyên nhân địa lý mà họ đã dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh lại? Không, những dân tộc cổ xưa này gần như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, lẽ nào bọn họ chính là một bước ngoặc trong lịch sử? Là hậu duệ của nền văn minh thần bí đó. Thấy Son cứ lẩm bẩm một mình, Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi, sao vậy Son? anh nói nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao nghe được. Son giật mình sực tỉnh, nói: "Ừm, tôi nhớ ra rồi, chính là thần Viracocha. Tôi có biết, vị thần đó không liên quan tới văn minh Maya, ngược lại có liên quan tới nền văn minh Inca cổ ở đây. Trong thần thoại Inca, thần Viracocha là sáng thủy thần, có thể nói là một vị thần đi lại trên thế gian, mặc dù có rất nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu lên, nhưng đích thực là có một vị thần như vậy từng đến vùng đất này." thấy điệu bộ như hiểu mà lại chẳng hiểu gì của bốn người, Son liền xòe hai tay ra cười cười nói tiếp, như vậy nhé, tôi giải thích theo một hướng khác vậy, trong lịch sử của người Inca, thần Viracocha cũng giống như thần nông trong lịch sử Trung Quốc các bạn vậy. Ồ, vậy tức là có một người như vậy thật, chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại, nên mới thần hóa lên phải không, nhạc dương nói xong lại nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung tiếp, còn một thần tên là Ahat Út thì phải. Son ngừng cười, nghiêm mặt nói, đây không phải vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu, ông ấy là hóa thân của thần mặt trời ở địa ngục. Người Maya cổ đại vẽ thần mặt trời là là một thiếu niên anh Tuấn và một ông già lưng gù mũi dài, biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này. Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến, ở dưới địa ngục, là một ông già độc ác, chân thân hóa thành xương cốt, đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ 5 của người Maya, tượng trưng cho cái chết tử thần. Nhạc Dương lè lưỡi nói, chẳng trách họ lại nói kiểu thần bí đáng sợ như vậy, thì ra là cấm địa của tử thần. Son không hiểu bèn hỏi, anh nói gì vậy? Nhạc Dương giải thích, phía tây lãnh địa của người Cucuơ là rừng Than Thở, họ nói trong đó là nơi tử thần đang yên nghỉ, vô số nhà thám hiểm đã vào mà chẳng ai ra khỏi đó cả. Son lẩm bẩm, rừng Than Thở, rừng Than Thở, rừng Than Thở, anh nói là rừng Than Thở phải không? Suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẫng lên. Nhạc Dương gật đầu, phải đó, bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng Than Thở đấy. Anh biết nơi này à? Son nói, à, tôi nhớ ra rồi. Ông Anlica trong đoàn chúng tôi có bảo, vì vùng đất này nằm giữa khu biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru, lại là nơi con sông Putumayo rẽ nhánh chẳng chịt phức tạp nhất. Từ rất lâu rồi ba nước trên vẫn chưa hoạch định được biên giới rõ ràng nên khu vực này trở thành rừng nguyên sinh thần bí nhất. Về sau lại có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động, nên trạng thái nguyên sơ chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn. Nghe đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ mà còn là khu vực cuối cùng có các bộ lạc ăn thịt người nữa. Tóm lại, tốt nhất là không nên đến đó thám hiểm làm gì. Trương Lập gật gật đầu, ừ, giải thích như vậy là rõ tại sao vùng này vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy rồi. Trác Mộc Cường Ba lại kể sơ qua những chuyện mình gặp ở bộ lạc Cucuơ Son nghe đến đoạn người Cucuơ dùng kiến chữa độc cho Trác Mộc Cường Ba, liền gật gật đầu, rừng nhiệt đới nóng ẩm, có rất nhiều người dân bộ lạc bị phong thấp, nghe nói kiến trị phong thấp rất có hiệu quả, chỉ là tôi chưa nghe thấy dùng kiến trị phong thấp rất có hiệu quả, chỉ là tôi chưa nghe thấy dùng kiến giải độc bao giờ cả, hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. Đúng rồi, các anh không phải có một nhóm nữa. Chắc Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm phượt của Son ở chỗ người cu cu Son rất quan tâm, liền hỏi han thêm về bốn người bạn gốc á kia, chắc Mộc Cường Ba chỉ biết rất ít, nên không nói được gì nhiều. Thành ra cuối cùng Son phải kể cho bọn chắc Mộc Cường Ba các bạn mình thế nào thế nào. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc nhận ra, Son hết sức sùng bái người gốc Á tên là Cai đã tổ chức chuyến đi lần này, cả người như Son mà cũng tôn kính như vậy, Trác Mộc Cường ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Nói chuyện một lúc, Trác Mộc Cường ba đột nhiên hỏi, nhìn phía trước xem, có thứ gì trôi tới kìa. Trương Lập nhổ người ra, nói, cái gì mà làm Cường ba thiếu ra kinh ngạc thế, không phải là cá ăn thịt người đấy chứ. A, à, đó là, cá quỷ hay à, Amazon, không, sông Putumayo cũng có cá quỷ à phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài thượt bơi qua bè gỗ của họ, chỉ thấy thân cá bèn bẹt như cái đĩa, đường kính độ 1 mét, biên vây dập dần quạt nước, toàn thân vàng óng có vằn vện màu đen phủ khắp, nhìn trông cũng hơi giận người. Son lướt nhìn, rồi mỉm cười giải thích, không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, có thể coi là họ hàng xa với cá quỷ và cá đuối. Đừng nhìn những vằn vện giống da hổ da báo kia mà tưởng lầm, thực ra nó không chủ động tấn công người đâu, nhiều nơi còn nuôi làm cá cảnh nữa đó. Trương Lập nói, thoạt nhìn đúng là cũng sợ ra phết, cá hoàng đế, đáng lẽ phải gọi là cá cọp thì đúng hơn, những vần vện đó cứ như ra hổ. Son nói, không sai, nó còn một tên khác là cá cọp. Thực ra trong rừng nguyên sinh này, chỉ cần là những loài động vật thực vật có thể nhìn thấy được, mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm đến một nửa rồi, những thứ không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất. Câu nói này gần như giống hệt những gì Babato đã nói. Chắc một cường ba không khỏi ngoảnh đầu lại, hỏi, những thứ không thấy là ý gì? Son đáp, lấy ví dụ nhé, con cá hoàng đế châu Mỹ kia, nó ở đó, hình dáng như vậy, trừ phi là muốn ăn thịt nó, còn những loài động vật khác thì đã thấy nó từ trước rồi, hoặc là sớm tránh đi, hoặc là đã có chuẩn bị phòng ngự, cả con người cũng không ngoại lệ. Nhưng trong nước, còn có một loại cá gần như trong suốt, dài không quá mấy cm, thân thể như con nòng nọc, vùng bụng có nang, bọn chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn, gọi là cá hút máu châu Mỹ khi các loài động vật lớn đến bờ sông uống nước hoặc tắm rửa không để ý sẽ bị chúng bám vào sau đó ngoác miệng ra mà hút máu còn một loại nữa thuộc loại cá nheo là cá nheo ký sinh amazon cũng là một loài cá hết sức nhỏ bọn chúng thích chui vào qua đường sinh thực khí hoặc cơ quan bài thiết của động vật rồi ăn sạch sẽ nội tạng bên trong loài cá đó làm phụ nữ các bộ lạc ở vùng amazon này vô cùng khiếp sợ nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng nhất thiết phải đeo một thứ dụng cụ bảo vệ đặc biệt bây giờ ở một số nơi vẫn còn bán những thứ đó đấy, có điều chỉ là dùng làm đồ lưu niệm mà thôi. Nhạc Dương không hiểu, những động vật anh vừa nói vẫn nhìn thấy được mà, chỉ là thể hình chúng nhỏ, khiến người ta không để phòng được mà thôi chứ. Son nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ ra được một cách nói thích đáng, trước khi người ta phát minh ra penicillin, chỉ cần một bệnh dịch bình thường cũng tước đoạt đi cả ngàn cả vạn sinh mạng, dịch hạch, lao phổi thiết lị, rất nhiều bệnh dịch đã từng được coi là không có thuốc trị. Ngày nay, chúng ta đã biết nguyên nhân căn bản gây ra những bệnh dịch đó là vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại sinh vật, bọn chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có. còn mắt thường của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy chúng. Trác Mộc Cường ba hiểu ra, gật gù nói, ừm, um, thì ra là vi khuẩn. vậy thì đối với chúng ta đâu phải chuyện nguy hiểm gì. một trong những đồ thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất tốt nhất. nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như là có thể tự chữa khỏi được. Son Trao mày lắc đầu, không. Không, không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn giải thích thế nào là các loài sinh vật không nhìn thấy được thôi, không nhất định là chỉ có vi khuẩn. Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấy như vi khuẩn rất là nhiều, chẳng hạn như chân khuẩn, virus, trùng giận rickettsia, thể xoắn ốc, còn có rất nhiều loài vi sinh vật mà có lẽ đến nay con người vẫn chưa biết rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ biến, nhưng trong thế giới vi sinh vật, định luật này vừa hay hoàn toàn ngược lại càng nhỏ thì càng có ưu thế, đặc biệt là khi chúng tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người chỉ mới đề kháng được vi khuẩn mà thôi, còn đối với các loài vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc vẫn kém lầm. Giải thích như vậy cuối cùng cũng khiến bọn Trác Mộc Cường ba hiểu ra, nhưng lại làm bốn người càng căng thẳng hơn, làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy đó đây. Son mỉm cười, nói tiếp, thực ra cũng không cần căng thẳng thế đâu, bản thân con người đã có hệ thống miễn dịch, nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như thế, vậy thì thế giới này sớm đã là của chúng rồi, còn đâu loài vật lớn nào nữa chứ. Nhìn kia, đàn cá bảy màu kia bơi thật khoan khoái, đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, cần phải hưởng thụ chứ không cần sợ hãi chúng. Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, son chống tay xuống bẻ gỗ, cúi đầu xuống hết cỡ áp mặt sát mặt nước quan sát chúng, rồi kinh ngạc thốt lên, nhìn xem, chúng có thể biến đổi ra bảy loại màu sắc khác nhau, đây là loài hiểm nhất đấy. Trương Lập và Nhạc Dương đều cúi đầu xuống quan sát. Thân cá mỏng dẹt, bên trên có đốm, vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm thân hình nó như hiện đủ bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy màu hòa lẫn vào nhau, lấp lánh dạng người. Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua, lấp lánh dạng người. Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua, tổ hợp thành đủ các hình dáng khác nhau rực rỡ trong làn nước, cảm tưởng như đang xem một buổi biểu diễn ba lê dưới nước, vừa thanh nhã lại vừa linh động làm người xem cũng thấy thoải mái trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi phiền lụy đều gạt hết sang một bên. Son giới thiệu, loại cá thượng hảo hạng thế này ở thị trường châu Âu có thể bán tới 20.000 đô la một con, thật tiếc quá, máy ảnh của tôi lại bị quân du kích tịch thu mất rồi. Dọc đường sông nước rừng cây đều rất ưu tính, lá cây xào sạc, nước chảy róc rách, lũ khỉ vượn thỉnh thoảng lại rúc lên, những cánh chim trao liệng trên nền trời xanh thẳm, phong cảnh đẹp như một bức tranh, cộng thêm một hướng dẫn viên du lịch cái gì cũng biết như son nữa, Bốn người cảm giác đây mới đúng là tham quan du lịch thật sự, tuyệt đối hơn nhiều so với cứ phải trốn chui trốn lủi như lũ chuột trốn mèo lúc trước. Hê, hey, con chim kia mỏ to chưa kìa, son chỉ lên một cây lớn bên bờ, thân cây thẳng dốc, tán lá xòe rộng trông như một cái ô khổng lồ, một con chim cánh đen bụng vàng đậu trên cành cây, toàn thân tầm trong ánh mặt trời, cái mỏ màu vàng to như cái liềm phát ra những âm thanh chói tai, như là đang cất tiếng ca vang kêu ca vang kêu gọi đồng bạn đến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương lấy làm hứng thú không ngừng lanh tranh hỏi nọ hỏi kia, để Son giải thích. Ba tang thì gối đầu lên cánh tay nắm ngửa ra bè gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời, phía trên lướt qua một đám mây chẳng lành. Đó là gì thế? Ô, là gà lôi châu Mỹ, nhìn thấy chưa, chúng đang bay lượn trên không để chọn phối ngẫu đấy. Thông thường chỉ có một con chim mái thôi nên lũ chim trống phải dáng hết sức biểu diễn những điệu múa đẹp nhất thì mới được chim mái để mắt tới. Hê, hey, trên cây có con gì đen đen to tướng kia? đấy là gấu mũi dài, nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy, bọn chúng thích sống thành đàn. Con đen đen kia là gì? Không phải rằn nước đấy chứ? Run đấy, không cần kinh ngạc, loại nhỏ dài tầm 30cm này không bị những loài khác ăn thịt thì đã may cho chúng lầm rồi. Cá thể dài đến nửa mét cơ. Ừm, phòng qua đi, đừng chạm phải nó, đây là sinh vật nguy hiểm đấy, sao ở đây lại có con vật to như vậy chứ? Cái gì đó? Cá trình điện, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên đến 300 vôn đó. Các anh nhìn kỹ xem, e rằng con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa đó. Bọn Trương Lập nhìn thấy một con rùa nhỏ đang chầm chậm lặn xuống nước, vừa đúng lúc đó con cá trình điện quấn đuôi bơi qua, con cá dài chừng nửa mét kia quấy đuôi một cái cơ hồ như bản năng, toàn thân con rùa run lên bần bật, không ngờ đã bị giật cho lật ngửa, nổi lên mặt nước, rồi nằm yên bất động bên bờ. Đó, đó là chim ruồi kia. Thị lực tốt lắm, Nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn thấy được. Đúng rồi, đó là chim ruồi nhỏ, dùng cái này nhìn thì rõ hơn đấy." Son lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa, đưa cho Nhạc Dương, thì ra là ống nhỏ ngắm súng trường bắn tỉa. Nhạc Dương đón lấy, cười hì hì nói, "Sao anh lại mang thứ này theo?" Son lắc đầu đáp, "Cái bao này không phải của tôi, trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên hình như là lính thông tin, lục trên người hắn tìm được, cứ tưởng là có vũ khí gì, kết quả chỉ có hai thứ vô dụng." Cái bao này được giấu rất kỹ trong người, tôi thấy điệu bộ nôn nóng của hắn, nên mới giữ lại thôi. Nhạc Dương đã lấy ống ngầm ra nhìn, Trương Lập lại hiếu kỳ hỏi, trong bao còn có thứ gì nữa? Son cười khổ đáp, tôi cũng không biết là cái gì nữa, hình như là cổ vật gì đó, tôi thấy tên đó rất để ý đến nó hay sao ấy. Vừa nói anh ta vừa lấy ra một thứ khác. Trương Lập thốt, chà, trông kỳ lạ quá, giống như thanh kiếm đá vậy, hay là một con sâu đá có cánh nhỉ, còn ba tang vừa nhìn thấy thanh kiếm đá đó đã buột miệng thốt lên, là thánh thạch. Thánh thạch của người Kuku-ơ. Một vị thần sáng tạo ra vạn vật trong thần thoại Inca. Hai Devil Fist, cá đuối hai mõm. Tiếng than thở của rừng xanh. Vừa nói, ba tang đã chộp lấy thanh kiếm đá, cẩn thận sờ lần. Thân kiếm tròn như đầu đạn, xung quanh khắc chi chít các phủ điêu, hai bên phần trần đốc kiếm không giống nhau, mà một đầu nhọn một đầu tù, trông như một cái đục đóng xuyên qua thân kiếm, đốc kiếm cũng khắc thành hình thù quái dị vặn vẹo. Cả mảnh đá này dài không quá 10cm, đường kính đốc kiếm đã hơn 8cm, nếu không có phần chắc dài dài như cái châm cài đầu chọc xuyên qua đó, nhìn thế nào cũng thấy giống một viên đá trứng ngỗng hơn một thanh kiếm. Vì ba tang không kể cho những người khác biết thánh thạch rốt cuộc là thứ gì, nên ngoại trừ bản thân anh ta, tất cả những người còn lại đều tròn mắt lên nhìn anh ta với ánh mẻ kỳ quái. Ba tang vuốt nhẹ lên mảnh đá trơn nhẵn như ngọc, có thể thành ra như vậy, Nhất định là đã được người ta cầm trong tay nhiều năm trời Mà công dụng của thánh thạch này cũng chính là vậy Đại tế sư của bộ lạc mỗi ngày đều phải cầm nó niệm kinh cầu khẩn cho mưa thuận gió hòa Ngũ cốc bội thu, người trong bộ lạc sinh sôi đông đúc Ba Tang kể vấn tắt tại sao mình biết chuyện thánh thạch Và địa vị cũng như tác dụng của nó đối với người Kukuha Sau đó khẳng định hoàn toàn giống với những gì cô Babato đã kể Xem này, đầu đốc kiếm khắc hình mặt trời Ở đây là hình thần mưa, cái này tượng trưng cho mây trên trời còn nửa trên thì là sự kết hợp của báo châu Mỹ và tộc trưởng đời đầu tiên, tượng trưng cho quyền lực tối cao của tộc trưởng. Miếng đá này có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đối với người cu đấy, sao lại lọt vào tay quân du kích được nhỉ? Son lấy làm kinh ngạc, thở dài nói, không ngờ viên đá này lại có lai lịch lớn thế, bây giờ phải làm sao? Trả lại cho người cu à? Chắc một cường ba lắc đầu, không kịp đâu, sau lưng chúng ta chắc chắn là có một đám du kích đuổi sát, chỉ cần quay lại đi nửa ngày, khẳng định sẽ có đạn bay mù trời đón tiếp chúng ta chứ chẳng chơi đâu nhạc dương cũng tán đồng đúng vậy chúng ta chỉ còn cách ra khỏi khu rừng này trước rời khỏi phạm vi thế lực của quân du kích đợi mọi chuyện bình ổn sẽ trở lại tìm cách liên lạc với người cu cua vậy son rộng lượng nói thế cũng được vậy các anh cứ giữ mảnh đá này đi đằng nào tôi giữ cũng chẳng làm được gì trương lập nói nhưng anh là người phát hiện ra nó cơ mà son cười cười phát hiện cái gì chứ Rõ ràng là cướp giật của người ta. Thứ nhất, dù thế nào, sau khi rời khỏi đây tôi cũng không bao giờ trở lại vùng rừng rậm này nữa, quả lại, mạng tôi là do các anh cứu về, một miếng đá nhỏ tôi còn giữ làm gì chứ? Còn người Cucuơ thì đã cứu mạng các anh, biết đâu, đây lại là ý trời thì sao? Kha kha. Bốn người thương lượng một lúc, quyết định cho viên đá vào ba lô của Trác Mộc Cường ba, bởi nếu gặp phải điều gì nguy hiểm, ba người còn lại đều nhất trí cho rằng, người có khả năng thoát thân đến điểm đích nhất chỉ có cường ba thiếu gia gã mà thôi. Son không hề có cảm giác hụt hứng vì được đồ quý rồi lại mất, vẫn cười hì hì giải đáp các thắc mắc cho nhạc dương, trương lập, nhưng xuôi dòng được nửa ngày, anh ta cũng bắt đầu thấy bất an. Son thò tay xuống lòng sông nếm thử vị nước, lấy thanh gỗ giỏ độ sâu, cuối cùng đưa ra kết luận, theo tôi, con sông này hình như không thông tới nhánh chính của sông Putumayo thì phải. Cái gì hả, chắc một cường ba đang chống bè kinh ngạc ngoảnh đầu lại. Son nói, các anh nhìn xem, tuy chỗ này nước sông đã sâu hơn khá nhiều, nhưng lại không phải vì sông lớn hơn, mà chỉ là vì lòng sông hẹp đi mà thôi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, mặc dù sâu không quá gối, nhưng mặt sông lại rộng tới mấy chục mét, bây giờ mặc dù sông đã sâu tới 3-4 mét thôi, cảm tưởng như là một dòng sông chết vậy, sông chết. Bốn người đều, sông chết chính là dòng sông chảy dọc theo triền núi, không nhập vào các dòng sông khác để hình thành con sông lớn hơn, mà một mình chảy theo đường riêng luồn lách trong rừng, càng về sau thì lòng sông càng nhỏ lại, dòng chảy càng yếu, cuối cùng thì hoàn toàn khô kiệt và biến mất, hòa thành một thể với rừng rậm. Mấy ngày trước, mặt sông rộng rãi mênh mông, dù đi thế nào cũng có đường khác để rẽ, nên họ căn bản không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông chết. Bây giờ phải làm sao? Mọi người đang nhìn son, không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối cùng, tất cả đều đưa mắt nhìn chắc một cường ba, gã nghĩ ngợi dây lát rồi mới nói, bây giờ tiếp tục xuôi dòng đi, vì son vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nếu đi trong rừng thì tốc độ chúng ta không thể so với quân du kích được chắc chắn sẽ bị đuổi kịp mất chúng ta cứ đi đến khi nào không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ vậy là bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng trên dòng sông lặng lẽ càng trôi càng xa sau so nấp trong rừng nghi hoặc thầm nhủ rốt cuộc đám người này định làm gì đây đáng lẽ đã rời khỏi rừng than thở rồi tại sao lại quay ngược vào hơn nữa còn đi sâu vào trung tâm với tốc độ này của chúng hai ngày sau là đến cấm địa của Út rồi chẳng lẽ bọn chúng nghe được điều gì chỗ người cu ơ cũng muốn đi tìm nơi ấy sao lại thế được chỉ dựa vào mấy người bọn chúng thôi sao y đứng trên ngọn cây ngần ngừ không biết có nên tiếp tục theo dõi hay không rừng than thở dù sao cũng không phải là rừng rậm bình thường bên trong có quá nhiều yếu tố nguy hiểm bỗng nhiên y vỗ mạnh lên thân sực hiểu ra nói tao hiểu rồi thì ra bọn chúng vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc la bàn đúng là một lũ ngu không có chẳng trách lại ứ đi lệch hướng mãi nhưng dù chúng không biết nhưng còn tên tóc trắng trông có vẻ rất dạn dày kinh nghiệm kia chẳng lẽ hắn cũng không biết thằng nhãi này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ hắn có chủ ý gì đây sự xuất hiện bất ngờ của son quả tình sauce không thể đoán trước đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý như vô tình nhìn về chỗ y ẩn nấp cũng không biết là đã bị phát hiện hay chưa nữa sauce lẩm bẩm nói một mình nếu chúng thật sự muốn bước vào đất cấm vậy chẳng phải là cả thi thể cũng không tìm được hay sao vậy thì mình theo dõi còn ý nghĩa gì nữa chứ? Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc, ừm, để đêm nay đi. Trôi nổi cả một ngày, trước khi trời tối không thể không tấp vào bờ. Mật độ cây rừng ở đây lớn hơn trước rất nhiều, lá cây cơ hồ che khuất cả bấu trời, một chút ánh sáng cũng không lọt xuống được, từ sâu trong rừng, từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, khiến toàn thân người ta nổi da gà, các loại âm thanh cổ quái hòa quyện vào nhau, đến cả son cũng không phân biệt được là loài vật nào. Điều khiển người ta kinh ngạc hơn nữa là, trong khu rừng này động vật nhiều không kể xiết, thực vật kỳ quái lạ thường, gần như là một thế giới bị thất lạc của động thực vật hoang dã, các loài động thực vật vẫn tự nhiên tìm kiếm con mồi của mình, không tỏ vẻ han nghênh đám khách không mời này, nhưng cũng không có gì là phản cảm, dường như đều hết sức hờ hứng vậy. Son vẫn lấy làm buồn bực vì chuyện mất máy ảnh, vì trong khu rừng này quả thật có quá nhiều cảnh ly kỳ đáng để lưu làm kỷ niệm. Bọn họ trông thấy một loại thực vật họ có hết sức đặc biệt, thân thấp phủ sát mặt đất, Hai chiếc lá to xòe ra đối xứng, trên mặt lá ngoài màu xanh còn có hai vệt đỏ, trông như một cặp môi hấp dẫn của người đẹp, giữa hai môi lá là một hàng những bông hoa nhỏ như hạt gạo, tỏa ra một mùi hương dịu mát. Trương Lập hỏi xem đó là cỏ gì, nhưng Son cũng không trả lời được, bọn họ liền gọi luôn là cặp môi nóng bỏng. Còn có một loại cây tương đối thấp, cần ánh mặt trời nên chỉ mọc được ở bờ sông, thân to mập, phần dưới phình to như cái trống, trông thật không khác gì sản phụ mang thai 7-8 tháng còn đám cây sam đỏ cao lớn thì đều bị các loại cây leo quấn chẳng chịt, rồi rủ xuống chỗ chạc ba, nhìn như có vô số cọng dâu. Nhạc Dương phát hiện trên cây có rất nhiều kiến đang khiêng từng chiếc lá lớn như phất cờ giống chúng đi qua đi lại, liền quay sang hỏi son, anh ta đáp, đấy là kiến cắt lá, bọn chúng là loài động vật biết trồng trọt chăn nuôi đấy nhé. Cái gì hả, kiến mà, kiến mà cũng biết chăn nuôi hả, Trương Lập Hoài nghi hỏi, son cười cười gật đầu, đúng vậy, bọn chúng cắt những chiếc lá này ra, mang về tổ giấu vào hầm, dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm, một loại chân khuẩn sẽ sinh trưởng trên đám lá bị mục giữa đó, còn bọn kiến này thì coi đó là thức ăn của chúng, đây không phải là chăn nuôi thì là cái gì. Trương Lập, Nhạc Dương không khỏi cảm khái thế giới này quá rộng lớn, không chuyện ly kỳ gì là không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, sinh vật trong khu rừng này quả thật không hề ít, một con bướm vừa cục cánh đậu trên một cây họ dứa, chiếc lưỡi con tắc kẻ bông nấp sẵn đã quấn lấy nó, con châu chấu xanh bên cạnh nhờ thế mà thoát chết một con chim ruồi đang say mê hút mật hoa, nhưng đã bị một con nhện ăn chim rình mò từ trước, tên thợ săn ưu tú này bật mình nhảy lên, phun tơ nhện dính vào trà cây, rồi lao vút đến với tốc độ kinh người, chuẩn xác như đạn tự tìm mục tiêu vậy, con chim ruồi hoàn toàn không kịp phản ứng gì thì đã bị đè lên rồi. Một con tatu ve vẩy chiếc đuôi vừa dài vừa nhọn, uốn éo bước ra, ngẩng đầu lên nhìn bọn chấu chàng đang bám chặt trên cao, rõ là thèm mà không tài nào với tới được, cuối cùng đành phải cúi gắm đầu xuống tìm xem có tổ kiến chẳng nào không một con thú ăn kiến ỉ vào hình thể lớn hơn cuối cùng đành phải co rút thành một quả bóng tròn rồi lăn đi mất, không ngờ lại dẫm lên một con thắn lắn nhỏ, cũng coi như tái ông mất ngựa, biết đâu lại là điều phúc. Nguy hiểm lại đột nhiên giáng xuống, một con heo vòi châu Mỹ lê cái bụng ục kịch hoảng hốt chạy ra, bọn khỉ mũi to trên cây không ngừng rung lắc làm tán lá kêu xào xạc, miệng phát ra những tiếng chí 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 đầy cảnh giác. Con vật có thể dồn đuổi loài động vật lớn như vậy chắc hẳn là không phải nhỏ. Nghe theo son, cả bọn đều chuẩn bị đề phòng cẩn thận, kết quả là nguy hiểm đến từ bầu trời. Một con đại bàng châu Mỹ khổng lồ ảo xuống như một cơn gió, con heo vòi chưa có cả cơ hội phản kháng đã bị quắp đi rồi. Thế giới nhỏ trong rừng già này trong chớp mắt đã biến đổi muôn phần, làm cả năm người đều kinh hồn bạt vía, bởi giờ họ đã tận mắt nhìn thấy mặt chân thực nhất của chuỗi thức ăn trong giới tự nhiên. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tăng đi trước dò đường, chợt Ba Tăng quay đầu lại quát, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Tìm chỗ nào để cắm trại qua đêm rồi hãy ngắm nghía. Đợi chút đã, Son gọi hai người phía trước, rồi hỏi, "Các anh có phát hiện ra điểm gì không ổn không?" Trác Mộc Cường ba đưa mày nhìn Ba Tang, đồng thời cũng cảm giác có gì đó không ổn lắm, Trương Lập cũng lên tiếng, "Có gì bất ổn đâu. Nếu phải nói có gì khác thì là động vật ở đây nhiều hơn, cũng táo gan hơn, căn bản không thèm coi đám người chúng ta ra gì." Vừa nói, anh vừa cười cười. "Đây chính là điểm không ổn đây." Son đanh mặt lại, làm không khí trở nên nghiêm trọng, chỉ nghe anh ta nói tiếp. Động thực vật trong rừng phong phú thì đúng là không sai, nhưng vì hoạt động của con người nhiều năm quấy nhiễu, rất nhiều loài động vật có thói quen lẩn tránh con người, con người trở thành thiên địch của tất cả các loài động thực vật. Nhưng động vật ở đây lại hoàn toàn không hề sợ hãi, cứ như chưa từng thấy loài nào như đám chúng ta vậy. Tôi nhớ các anh đã kể, từ lãnh địa của người Kukua từ phía đông đi ra là sẽ thẳng tiến vào rừng than thở, một vùng không đánh dấu cụ thể trên bản đồ đúng không? Nhạc Dương nói, không sai. Nhưng chúng tôi đã được khỉ đuôi xoăn dẫn ra ngoài rồi, bây giờ đáng lẽ phải là, đợi chút đã, ý anh là, ý anh là ở đây. Son nói, tôi vẫn chưa dám khẳng định, nhưng chỗ này có lẽ là vùng ven của rừng than thở, cũng là một khu rừng nguyên sinh, ít nhất thì dựa vào phản ứng của lũ động vật này hình như là chưa có con người đặt chân lên mảnh đất này. Ý tứ của Son rất rõ ràng, mặc dù mấy ngày trước bọn trác mộc cường ba cũng đi qua rừng nguyên sinh, nhưng những nơi đó dù sao cũng có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động nhiều năm bọn động vật ở đó cũng biết sự đáng sợ của con người nhưng động vật ở đây lại hoàn toàn không chú ý nên chắc chắn đây là một vùng rừng rậm nguyên sinh ở trạng thái gần như chân không đối với con người ba tang nói làm sao thế được chúng ta đi xuôi dòng nước đồng thời dựa theo la bàn đi về phía đông trách nam dù tệ đến đâu thì cũng đã rời xa rừng than thở rồi mới phải chứ lý đâu mà lại đi sâu vào một khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân con người đợi chút đã mồ hôi dịn ra trên trán nhạc dương Cơ Hồ nghĩ đến một sự thực đáng sợ, anh lấy la bàn ra, đưa mắt nhìn những người còn lại với ánh mắt hồ nghi, rồi hỏi: "Từ nãy chúng ta vẫn dựa theo la bàn tính toán phương hướng, nếu như la bàn chỉ sai hướng thì sao?" Trương Lập nói: "Không thể nào, cho dù la bàn của một người có vấn đề, không thể nào la bàn của tất cả mọi người chỉ sai hết." Bốn chiếc la bàn để sát cạnh nhau, hướng chỉ hoàn toàn tương đồng, nhưng Nhạc Dương chợt thốt lên: "Còn nhớ lúc chúng ta vừa vào rừng không? Chúng ta bị truy đuổi chạy loạn cả lên." cả chúng ta cũng không biết mình đã vào lãnh thổ Colombia rồi, nếu lúc đó phương hướng chính xác, thì chúng ta phải không ở Colombia mới đúng chứ. Ba tang hình như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên thốt, bão từ. Chúng ta bỏ qua mất yếu tố này rồi. Bão từ, bão từ gì, chắc một cường ba nhìn ba tang hỏi. Ba tang nói, bề mặt mặt trời hoạt động rất sôi động, có những vùng sáng hoặc điểm đen đột nhiên bùng nổ, không ngừng phóng ra những dòng điện từ trường, bức xạ tia ích, tia tử ngoại, Ánh sáng và hạt nhân mang năng lượng cùng tia hồ quang. Trong đó các nguyên tử mang điện hình thành một dòng điện lưu xung kích vào từ trường trái đất, đây chính là bão từ. Vùng xích đạo là khu vực gần mặt trời nhất trên trái đất, góc chiếu của mặt trời cũng thẳng nhất, bão từ mạnh mẽ không những có thể làm nhiễu tín hiệu điện thoại di động, mà còn làm địa từ trường rối loạn, dẫn đến là bàn chỉ sai phương hướng. Trương Lập nói: "A, nói như vậy chúng ta từ đầu đã đi sai hướng rồi. Chúng ta không đi hướng đông nam mà là đông bắc." Vậy chẳng phải là chúng ta chẳng những chưa ra khỏi rừng than thở, mà từ đó tới giờ lại còn đi sâu vào trong nữa, qua hai ngày bôn ba, chỉ sợ đã tới chính giữa khu rừng này rồi cũng nên. Nhạc Dương đưa ra một kết luận khiến tất thảy người còn lại đều ớn lạnh từ đầu tới chân. Cảm giác vui vẻ thích thú như đi du lịch lúc nãy đã tan biến, nói thế nào chăng nữa, thì đến vùng đất được mệnh danh là mồ chôn các nhà thám hiểm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chắc Mộc Cường ba trấn an mọi người, đã đi hai ngày rồi, giờ có quay đầu lại cũng vô dụng, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi. Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn nào, mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào đi. Không cần quá sợ hãi, ong sát nhân chúng ta cũng gặp rồi, còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây. Nói đoạn, chắc một cường ba đưa mày nhìn son khích lệ, son vốn định buộc miệng nói một câu có, nhiều lầm. Nhưng trông thấy ánh mắt chắc một cường ba, anh ta bèn sửa thành, không sai, chỉ cần cẩn thận, chúng ta có tới 5 người, chắc là không có gì làm khó nổi đâu. Nói thì nói vậy, xong nét mặt anh ta thì không sao che giấu nổi, ai cũng nhận ra nét mặt ấy nghĩa là gì, đi cùng mấy người các anh, giờ còn chẳng biết mình sẽ chết thế nào nữa, oan uổng quá. Đúng thế, Trương Lập Tháo cung tên xuống, lắp tên vào rào chân sông lên trước, vừa đi vừa nói, chúng ta có vũ khí cao cấp thế này, chẳng lẽ lại sợ mấy con rằn con mèo con chắc. Nhạc Dương cũng bổ sung, bọn động vật ở đây ngu lắm, xem ra đêm nay được ăn một bữa no rồi. Năm người cố gượng cười đùa, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên tiếp tục đi sâu vào khu rừng đen tối âm u. Rừng than thở quả nhiên vô cùng khó đi, mới được vài bước, son đã mấy lần lên tiếng nhập nhở, chớ nên đi sát các cây to như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể có lũ ếch nhảy xuống, lần trước các anh gặp bọn ếch độc rồi, chắc cũng biết không hay hớm gì phải không. Bên trái là hoa thiên nga, đừng đi đường đó, thối lầm. Đừng rẽ trái, bụi cây lớn như vậy, khả năng có rắn đuôi chuông hoặc rắn hổ mang chúa là rất lớn, nếu có chăn khổng lồ thì càng không xong đâu. Sợ cái gì chứ, cùng lầm là bắt về nấu canh rằn. Cả đám người cứ phấp phỏng rụt rè, bước đi mà phập phồng lo sợ, cuối cùng ba tang cũng không nhịn nổi, lớn tiếng nói vang. Son thấy vậy cũng không làm lời nữa, nhưng mới được mấy bước nữa, đống lá mục ven đường đột nhiên nhảy vọt lên một cái cắn chặt vào đùi Trác mộc cường ba. Cái quái gì đấy, Trác mộc cường ba kinh hãi, vung chân hất con vật kia đi, nhưng nó nhất quyết cứ cằn chặt không rời, hất thế nào cũng không rơi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra là một con cóc toàn thân như được ngụy trang thành màu xám xịt. Son nói ngay, yên tâm, không có độc, là cóc sừng đấy. Trương Lập thì thầm với nhạc dương, này, nói thế nào nhỉ, xem ra nào nhỉ, xem ra là cóc cái rồi, thật thân thiết quá, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Khuôn mà con cóc lồi hẳn lên, trông như trên chán mọc hai chiếc sừng vậy, một khi thân thể thô giáp màu xám của nó ngồi trồm hỗn bất động trong đống lá mục, người ta khó lòng mà nhận ra được. Son không dùng tay, mà mượn chiếc lao của Trương Lập giúp Trác Mộc Cường ba gãy con cóc sừng xuống. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, chẳng phải anh ta đã nói không có độc à? Son giải thích, trong mồm thì chắc là không có, nhưng trên lưng thì không chắc lắm. Loại cóc sừng này có khả năng tấn công rất cao, gặp các loài nhỏ hơn nó, thông thường chỉ cần một đớp là nuốt chửng luôn, kể cả những loài lớn hơn nó, mặc kệ là sơi được hay không, nó cũng không khách khí gì mà cắn cho một phát. Thổ dân trong rừng gọi chúng là góc đậu miệng to, có ai chơi trò ăn đậu chưa? Chính là cái trò há miệng ra thật to ấy, ha ha. Anh ta đưa mắt liếc sang phía ba tang, nói tiếp, cũng may là cóc sừng, nếu là con gì khác, vì vậy ở đây không thể nào đi bừa được, tốt nhất cứ cẩn thận từng bước thì hơn. Cuối cùng, đứng trước khu rừng sâu khập trốn đều là nguy cơ khôn lường này, chắc một cường ba cũng không nén nổi mà ngửa mặt thở dài, ôi. Đêm thứ bảy, cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm thích hợp để cắm trại, tiếp theo nữa là đến vấn đề bữa tối. Nhìn đám chim muông bay nhảy trong rừng, mấy người chợt nhớ lại mùi vị các món nướng ở quê nhà, nói gì thì cũng ngon hơn mấy loại thực phẩm nén nhạt nhẽo vô vị kia nhiều. Mặc dù vũ khí rất cao cấp, khốn nỗi cả mấy người đều là những thợ săn vụng về. Theo như ba tang khoác lác, anh ta mà có khẩu súng bắn tỉa trong tay thì con muỗi ở xa ngoài ngàn mét cũng chắc chắn không trượt được, nhưng đối với thứ ống thổi tên cũng cần độ chuẩn xác rất cao này, anh ta lại chỉ như cô gái mới lớn lên kiệu hoa, lóng nga lóng ngóng. Kết quả là ống tên đeo trên lưng đã thổi sắp hết, hai bên xương hàm đã mỏi như, xương phù lên như bị ong mật thơm cho mấy phát, còn nhánh cây kia cũng bị tên găm đầy như lông nhím, chỉ mỗi con sóc nhỏ đứng giữa là hoàn toàn chẳng hề hấn gì, lại còn vỗ tay cười cười với ba tang nữa chứ. Còn về cung tên, trong quá trình huấn luyện bốn người cũng từng luyện tập rồi, nhưng cung họ sử dụng đều làm bằng hợp kim dây cung bằng ni lông, ngoài ra còn phụ trợ thêm rất nhiều thiết bị ngắm khác, tên cũng là loại có cốt thép, còn loại thuần bắn gỗ, dây cung bắn gân dê, cộng thêm loại tên ngoằn ngoèo như con run cắm thêm nửa chiếc lông vũ này, căn bản không cần ngắm đã biết bắn ra sẽ lệch rồi. Nói theo cách của Trương lập là lệch ngay, đầu mũi tên bằng gỗ cũng cắm nghiêng nghiêng ngả ngả, không cần nói cũng biết, con gì bay trên trời thì vẫn cứ bay, con gì chạy dưới đất cũng vẫn cứ chạy. Điều khác biệt duy nhất chỉ là trong rừng có thêm vài động vật đứng thẳng trên hai chân, Miệng thở hổn hà hồn hển mà thôi. Nhạc Dương thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dù sao thì mức độ nguy hiểm của món đồ chơi trên tay anh ta cũng tương đối cao, chỉ cần không chúng vật săn, nó sẽ quay ngược trở lại tấn công người ném ra nó. Cũng may trong rừng này có nhiều cây lớn nên Nhạc Dương mới không đến nỗi bị thương, có điều ném ra mấy lần thì cả mấy lần vũ khí của anh chàng đều bay lên trên cành cây cao mấy chục mét, muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây mà lấy vũ khí cao cấp về mấy lần lên lên xuống xuống như vậy, nhạc dương cũng mệt nhoài chẳng kém gì bất cứ người nào khác. Trác Mộc Cường Ba và Son lại càng chẳng cần nói, bản thân vũ khí ném đá của Trác Mộc Cường Ba đã không đủ khả năng sát thương rồi, nhưng gã vẫn không ngượng mồm nói kỹ thuật của mình có thể khống chế một cách chuẩn xác trong phạm vi 50 mét. Kết quả là Trương Lập khinh khỉnh chua cho một câu, có phải anh ném tên lửa tự tìm mục tiêu đâu. Son thì là loại nói hay phải biết, chứ thực tế năng lực hành động so với bọn Trác Mộc Cường Ba thì chỉ thấp chứ không thể cao hơn, bằng không đã không đến nỗi phải bắt nhện mà ăn rồi. Bốn người bận biểu một hồi lâu, cuối cùng vẫn dựa vào tuyệt chiêu phòng thân của ba tang, ba tang phi đao, lệ bất hư phát ném chúng một con heo vòi khù khờ đứng yên một chỗ, con heo đó bị thương đã bỏ chạy chối chết, bốn người còn lại người đuổi kẻ chặn, cuối cùng thì cũng bắt sống được con vật kia. Ăn xong món thịt nướng, son đề nghị mắc phóng cao lên một chút, vì nghe nói trong rừng than thở này có khá nhiều động vật có thể trèo lên cây, ngoài rằn độc, thằn lắn, báo châu Mỹ, đến cả cá sấu cũng biết leo cây nữa. Buổi đêm cần cắt cử người canh gác, Trương Lập xui xẻo bắt thăm thất bại, phải phụ trách trực đêm. Đã mệt nhọc cả ngày, ai nấy đều ngủ rất say, nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, lúc đang ngủ say nhất, cả mấy người đều bị Trương Lập đánh thức, dậy đi, nhanh lên, quân du kích đến rồi, vừa nói một câu, cả bọn đều tỉnh hẳn cả người. Chỉ thấy trong bóng đêm, một con rồng lửa đang ngoắn ngoèo uốn khúc chậm chậm tiến tới, nhóm này ít nhất cũng phải một hai chục người theo như những gì bọn trác mộc cường ba biết về biên chế của quân du kích đây có lẽ là một tiểu đội còn ở xa hơn về hướng bắc cũng có ánh lửa bập bùng nhạt như ánh sao trời xem ra kẻ địch không chỉ có một đội lùng sục trác mộc cường ba hỏi son đuổi theo anh hay là đuổi theo chúng tôi nhỉ son nói tôi chỉ có một người làm gì được vinh hạnh ấy chứ chắc tám chín phần là đuổi theo các anh rồi nhạc dương oán trách phàn nàn rốt cuộc là chuyện quái gì vậy nhỉ điên loạn truy đuổi chúng ta cả đêm tối đen thế này mà rừng còn rậm rạp nữa chứ, làm sao mà tìm người được. Lời còn chưa dứt, như thể để hồi đáp lại anh chàng, trên không trung vang lên một tiếng quát. Chói tai, trong đêm khuya tĩnh lặng, ở đây, sợ rằng ở ngoài xa mấy cây số cũng nghe thấy tiếng giết này cũng nên. Ba tang kinh hãi thốt, chim ưng, chó chết thật. Tuy mấy người bọn họ đã phun xung quanh đấy loại thuốc xịt có thể đánh lạc hướng chó săn, nhưng lại không sao trách được bọn trinh sát trên không này, hơn nữa phóng thì cũng không có cách nào ngụy trang được, nghe âm thanh đó lên bổng xuống trầm, hô ứng lẫn nhau, xem ra là không chỉ có một con. Con rồng lửa kia lập tức nhắm hướng bọn họ tiến tới, ba tăng tức giận nói, chết tiệt, không đợi được nữa, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, vừa nói, anh ta vừa bật dậy, nhanh nhẹn bám vào dây thừng trượt xuống, một tay kéo sợi thòng lọng, cả chiếc võng treo trên cây cao mười mấy mét kiền lỏng ra rơi xuống, ba tăng nháo nhào cuộn lại rồi nhét vào ba lô, tiếp tục thu dọn rồi chạy về phía bờ sông. Cũng may là hôm qua họ chưa phá bè đi mà để lại trên bờ, nên giờ chỉ cần đẩy xuống nước, rồi tiếp tục đi xuôi dòng, trước mắt thì đây chính là con đường nhanh nhất để họ tẩu thoát. Bốn bề tối đen như mực, ánh sao ảm đạm trên trời căn bản không thể chiếu xuyên qua rừng cây rậm rạp, để không thu hút sự chú ý của quân du kích, nhưng vẫn nhìn rõ được tình hình trên sông, họ sử dụng ánh sáng lạnh. Trác Mộc Cường Ba lấy ra hai cái ống nhựa, bẻ nhẹ một cái, ống nhựa liền phát ra ánh sáng nhờ nhờ ảm đạm ấy làm biến hình đổi dạng, các loại âm thanh tiếng động cổ quái làm thần kinh năm người đều vô cùng căng thẳng. Nhạc Dương thắc mắc, trong đêm nguy hiểm như thế, bọn chúng không cần mạng sống nữa hay là sao? Sao lại cứ bám chúng ta nhằng nhẵng vậy nhỉ? Ba người còn lại đều lắc đầu không nói gì, không ai có thể giải thích, mà đều cảm thấy đám du kích này đã phát điên hết cả lên rồi. Cuối cùng Son cũng tìm ra đáp án, anh ta lạnh giọng nói, bởi vì đây là rừng than thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới chính là sách lược an toàn nhất. Nói thế là ý gì?" Trương Lập hỏi. "Son nói, nghe người ta bảo, trong rừng than thở vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người cuối cùng sinh sống, vậy thì ban ngày, khu rừng này chính là thiên hạ của bọn ăn thịt người, quân du kích không dám mạo hiểm chia thành từng tiểu đội nhỏ 10 người một để tìm một nơi nào đấy an toàn tập trung cả lại. Chỉ có ban đêm, bọn chúng mới chia thành các nhóm, mang theo vũ khí hiện đại có thể đuổi bọn mãnh thú mà tìm kiếm, bây giờ các anh đã hiểu chưa? Chỉ có một vấn đề tôi vẫn chưa hiểu, nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hay khiến vài tên lính lạc bị thương thì chúng không có lý do gì để liều mạng truy đuổi như thế đâu. Quy luật trong rừng chính là kẻ mạnh sinh tồn, bọn chúng kém cỏi, dù không chết trong rừng thì cũng chết khi chiến đấu với quân chính phủ, còn lâu bọn du kích mới để tâm đến nhé. Nhạc Dương hồi tưởng lại, cũng nói, phải đấy, giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như là đã điều động toàn quân, nhất định phải bắt sống chúng ta hay sao ấy. Trương Lập cũng lên tiếng, đúng rồi, nếu không phải như vậy Chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn nói, hình như là chúng ta lấy cái gì đó, mà chúng ta thì có lấy cái gì đâu chứ. Ba Tam thúc giục, bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện đó đâu, nhất định phải nghĩ cách làm thịt con vịt kia, nếu không nó sẽ theo chúng ta mãi đấy. Ớ, hình như không theo à. Son giải thích, chúng ta đang không ngừng đi sâu vào rừng than thở, mà động vật ăn đêm vùng này đâu chỉ có một loài chim ưng đấy, chắc chắn là nó gặp phải thiên địch nên đã bỏ chạy rồi đây cũng chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tẩu thoát, nếu không để nó bắt kịp, tình hình e không khả quan làm đâu. Thuận nước chống trèo, bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặc, hai ống huỳnh quang phía trước dần mở đi, trương lập tiện tay quẳng luôn xuống nước, rồi đổi hai ống mới. Thanh gỗ dài trong tay chắc một cường ba khựng lại một cái, bè gỗ lệch sang bên trái, ba tang liền nhắc. Nước nông lầm, cẩn thận không mắc cạn. Đến đoạn nước cạn, mặt sông cũng rộng hẳn ra, mấy cây cổ thụ ngả hẳn xuống giữa bãi nước cạn, cũng may có ánh sáng, nếu không cả đám đã đâm đầu hết vào đấy rồi. Trác Mộc Cường ba khống chế phương hướng, đi xuyên qua các thân cây ấy, được tầm trăm mét thì lòng sông lại dần thu hẹp lại, đáy sông thấp hẳn xuống, bờ hai bên đều có một vùng đất trũng, tối om om chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe tiếng oạp 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 không ngừng vang tới. Càng tiến về phía trước, tiếng kêu càng lớn, mới đầu chỉ có hai ba tiếng vang chỗ này chỗ khác, về sau thì thành một dàn âm thanh náo động, hình như trong bãi đất chúng đó có rất nhiều ếch xanh thì phải năm người còn chưa hết cơn kinh hãi, thấy nhiều ếch như vậy cũng không khỏi bối rối. Nhạc Dương nói, kêu gì mà khó nghe thế, sao ở đây lại có nhiều ếch vậy nhỉ? Son chăm chú nghe lại cho kỹ, nói, không phải ếch, nghe tiếng thì chắc là cóc đấy. Tiếng kêu gần hơn, năm người mới trông thấy hai bên dòng sông, vô số cóc đang trồm hỗn bên bờ, cổ phập phùng phát ra những tiếng hoạp hoạp, có vẻ như đang hân hoan chào đón bọn họ. Nhưng bọn cóc này thật khiến người ta cảm thấy lạnh cả xương sống. Con nào con nấy đều to như quả bóng đá, e là phải nặng không dưới 10 cân, được ánh sáng lạnh làm nổi bật, những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm. Trương Lập nói, sao lại to thế nhỉ, hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải. Son nói, cóc biển đấy, là loài có hình thể lớn nhất trong gia tộc nhà cóc, ở Brazil có rất nhiều, có điều cũng đâu to tới mức này chứ. Chắc là chúng không có ác ý gì đâu, giờ là nửa đêm rồi, tôi nghĩ chắc chúng đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy. Trương Lập nhắc lại, tìm bạn đời. Son gật đầu, đúng thế, hai bãi đất chúng hai bên bờ có hai quần thể cóc biển, một đực một cái, sau đó chúng hát sao cho đối phương rung động, rồi chọn lấy bạn đời hợp ý mình nhất. Thông thường là con cái sẽ hát. Nhạc Dương nói, thế không phải là giống hệt như hát sơn cả ở Trung Quốc à, bên nào là cóc cái thế. Son nói, quái thật, hình như cả hai bên đều đang kêu. Ba Tăng nói, bây giờ còn nói mấy chuyện đó làm gì hả? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, tranh thủ mà nghỉ đi một lúc, trời sáng cũng vẫn phải lên đường, cứ tiếp tục thế này chưa đến hai ngày là cơ thể không chịu nổi đâu. Không ngờ, Trương Lập và Nhạc Dương đều làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập còn nói, không, điều này rất quan trọng, nếu chúng đều là cóc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta trở nên nguy hiểm rồi đấy. Son lắc đầu, tôi chưa nghe qua cóc biển chủ động tấn công con người bao giờ cả, không cần phải căng thẳng. Trương Lập và Nhạc Dương đều đánh mắt sang phía Trác Mộc Cường Ba, rồi nói, cứ giữ cảnh giác thì hơn, không lại trở tay không kịp. Vừa mới dứt lời, đã nghe hoặc một tiếng, con cóc biển bên bờ trái nhảy vụt lên tấn công. Bọn quái dài đến cả hơn 30cm này dùng sức bật một cái, đã vượt qua khoảng cách 2-3m, xông thẳng vào mấy người trên bè gỗ. Sau khi con đầu tiên nhảy lên, cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy trồm trồm, son vội vàng đứng bật dậy, thẳng thốt kêu lên, sao thế được? Sao lại thế? Đúng lúc ấy thì một con cóc biển nhảy bổ vào đầu anh ta trương lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước giơ tay ra hiệu thắng lợi với nhạc dương kết luận của hai người bọn họ lại một lần nữa khẳng định được tính chính xác nhạc dương ung dung né khỏi một con cóc từ trên cao rơi xuống cũng giơ tay lên làm hiệu đáp trả còn lại ba người kia không kịp đề phòng ai nấy đều cuống hết cả lên son giơ hai tay chộp được một con cóc béo ú một con khác lại đã ngồi chiếm trệ trên đầu anh ta rồi ba tan tay đấm chân đá lần lượt hất hết bọn cóc bám vào người xuống nước, chắc một cường ba thì vẫn phải giữ cho bè gỗ thăng bằng, chỉ có thể dùng một tay chống lại, một con cóc đang đứng trên vai gã tuy đã bị nhấc lên, nhưng vẫn kịp lẻ lưỡi ra liếm lên mặt chắc một cường ba, vừa trơn vừa dính, lại còn một mùi tanh tưởi không sao tả xiết, khiến người ta ngửi mà muốn nôn. Trương lập lại hất một con cóc khác khỏi bè gỗ, thở dài nói, sức quyến rũ của cường ba thiếu ra lớn quá, cả ngàn con cóc biển này cùng nhảy lên đây, sợ rằng cái bè gỗ này không chịu được mất. Nhạc Dương gật đầu phụ họa, phải đấy, cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà cũng bị liên lụy theo, thật không ngờ bọn cóc động được cũng khó đối phó thế này chứ. Phía sau nơi đuôi bè gỗ đã có bốn năm con cóc biển ngồi trồm hốm, anh chàng vội tung chân đá văng từng con một xuống dòng sông. Trương Lập cúi đầu tránh khỏi một con nhảy xéo qua, nói tiếp, có nghe chuyện hoàng tử ếch chưa? Sau khi được công chúa xinh đẹp hôn một cái, con ếch liền lắc mình biến thành hoàng tử đẹp trai. Không biết bọn cóc cái này, được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không nhỉ nhạc dương đưa tay che mặt tránh khỏi cú liếm của một con cóc biển oang oang nói không biết anh đi mà thử ba tang bắt đầu thở hổn hển nói nhiều quá rốt cuộc bọn quái vật này muốn làm gì đây son nói ống huỳnh quang sắp tắt rồi nếu chìm vào bóng tối đen kịt chúng ta sẽ rất bất lợi đó ống huỳnh quang trác mộc cường ba nhanh nhẹn phản ứng nhặt hai ống huỳnh quang ném ra xa tít hai bên bờ thoáng một cái bọn cóc đã nhảy theo phía ánh sáng chắc một cường ba thở hắt ra một hơi nói xem ra chúng nghĩ thứ đó giống như điểm tâm hay cái gì đấy khác rồi đã một lúc lâu sau đó nhạc dương vẫn hỏi trương lập thế nào rồi đã hôn chưa trương lập tức tối gắt lên hôn cái đầu cậu ấy sao cậu không đi hôn đi trong rừng một người lấy làm thắc mắc lẩm bẩm kỳ quái thật tại sao chúng phối hợp ăn ý vậy chứ với trình độ nhận thức và khả năng ứng biến của chúng thì phải không biết bọn cóc biển sẽ đột nhiên tấn công mới đúng chứ. Ừm, hơn nữa còn lợi dụng nguồn sáng để chuyển dịch sự chú ý của các sinh vật trong bóng tối nữa, khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều, xem ra sống trong rừng mấy ngày đã làm đám người này càng thêm mẫn tiệp rồi. Có điều, dùng cóc biển tấn công, quả thực là có hơi giống trò đùa trẻ con, không biết là mình đánh giá bọn này quá thấp, hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm mình quá thất vọng đây. Lần sau, ừm, nếu chúng mày ra khỏi được rừng than thở chúng ta mới nói chuyện lần sau vậy. Quay qua một đêm, ngủ cũng không đủ giấc, năm người đều uể oải mệt mỏi, tận lúc trời gần sáng họ mới có cơ hội nghỉ ngơi dây lát bàn luận về lùa tuyến đào tẩu. Nhạc Dương đưa ra ý kiến, nếu đi xuống phía nam, chắc là có thể ra khỏi rừng than thở này trong một ngày đấy. Ba tang lắc đầu, nhưng quân du kích không thể nào không biết điều này, khẳng định là chúng đã bố trí rất nhiều ổ mai phục ở hướng đó rồi. Trác Mộc Cường ba nói, nếu tiếp tục đi về hướng đông thì đúng là tiến về phía mục tiêu của chúng ta song vấn đề là như vậy sẽ thành ra càng lúc càng đi sâu vào rừng than thở rồi trương lập hỏi quay đầu lại đi hướng tây thì sao son lắc đầu kiến nghị này không được đi về phía tây vẫn là rừng than thở lại còn không biết có bao nhiêu quân du kích đang đi từ hướng đó nữa quay lại chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì ê tấp vào bờ nhẹ nhàng thôi đừng phát ra tiếng động gì ba tang bảo mọi người lên bờ nhân lúc trời còn tờ mờ chậm rãi tiến bước, chẳng bao lâu sau, những người khác cũng đã nghe thấy, đó là tiếng người. Bọn họ nấp trong rừng, chỉ thấy hai người mặc áo rằn di cộc đang xách thùng ra sông lấy nước, vừa đi vừa nói gì đấy, chỉ cần ba tang nhắc nhở chậm mấy giây, e rằng họ đã chạm mặt hai tên này rồi. Hai tên kia lấy nước, rồi quay đầu đi vào rừng, nhạc dương giờ mói nói, chúng ta bị bao vây rồi. Trương Lập hỏi, là bọn buôn ma túy hay quân du kích nhỉ? Son đáp, quân du kích đấy, không biết là tiểu đội nào, không ngờ chúng lại còn đi trước cả chúng ta một bước. Ba Tam nói, có ai đi do thám với tôi không, biết đâu lại kiếm được vũ khí cũng nên. Chắc một cường ba bước ra, tôi đi, ba người ở lại đây, nếu có gì phát sinh thì cũng còn có người tiếp ứng. Son lắc đầu, không được, lực lượng của chúng ta mỏng quá, cùng đi một lượt, nếu có gì không ổn sẽ lập tức chạy theo hướng ngược lại. Trong rừng rậm thế này chúng không dám đuổi xa đâu, nhân tố nguy hiểm ở đây quá nhiều, đây là điều mà ai ai cũng biết hết cả. Trương Lập và Nhạc Dương cũng tỏ ý không muốn ở lại. Không còn cách nào khác, năm người liền cùng lần mò theo hướng hai tên du kích kia biến mất. Vừa được mấy bước, ba tang lại ra hiệu mọi người dừng lại, cho mày nói, phía trước có không ít kẻ địch đâu, ít nhất phải 10, không, 20 tên trở lên đấy, sợ rằng không chỉ có một tiểu đội, mọi người cẩn thận chút. Nhạc Dương thắc mắc, lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua? sao lại có nhiều người chặn ở đây thế son nói không phải đâu gần đây e rằng chỉ có một con sông này là chảy vào sâu giữa rừng nếu muốn sống sót thì buộc phải đi gần nơi có nước thôi gần bờ sông có doanh trại của quân địch là điều hết sức bình thường cũng may là chúng ta còn chưa chạm mặt với chúng đấy tiếng động do quân địch gây ra càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí còn ồn ào nhốn nháo cả ba tang cũng kinh hãi ngóng mắt lên nhìn không biết phía trước rốt cuộc có bao nhiêu tên địch xem ra muốn kiếm vài món vũ khí không phải chuyện dễ cả bọn vòng qua một cây đại thụ, vạch đám cỏ trước mặt, phía trước bóng sáng bừng lên. Trên một bãi đất trống rộng rãi, tình hình không khỏi khiến năm người trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Thành lũy năm người vốn đã ước lượng quân địch nhiều lắm cũng chỉ độ một hai tiểu đội hoặc ba bốn người dựng lều bạt ở khoảnh rừng phía trước giờ đang chuẩn bị đốt lửa nấu cơm nhưng tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn không giống những gì họ tưởng tượng trên bãi đất trống rộng thênh thang ấy đã có cả những căn nhà gỗ được dựng lên có người nấu cơm có người đốt lửa, có người đang cưa gỗ, lại còn không ít người đang dựng lên những căn nhà mới. Số lượng nhà gỗ đã lên đến 6-7 chục căn, gần như là một trại lính cỡ nhỏ rồi, lại còn cả một đám du kích cứ ra ra vào vào, tuyệt đối không chỉ là một hai trăm người. Nhạc Dương nói, trời đất, chúng ta chui vào sào huyệt của quân du kích rồi. Son nhìn gốc cây cột bên cạnh, nói, không phải, vết chặt này vẫn còn mới, khoảnh đất trống này mới được dọn quang từ tối qua thôi. Đây có lẽ là một trung tâm chỉ huy lâm thời của quân du kích, bọn chúng lấy đây làm trung tâm, rồi tỏa đi lùng sục các vùng phụ cận. Trận thế lớn như vậy, xem ra là chúng ta mọc cánh cũng khó mà bay thoát rồi. Với sức năm người chúng ta, muốn trộm vũ khí ở đây thì quá nguy hiểm, nhân lúc chúng còn chưa dựng xong tháp canh, mau mau chuồn đi cho sớm thì hơn. Mọi người lập tức nảy sinh ý muốn thoái lui, xong ba tang kiến nghị, đợi chút đã. Ở đây nhiều người như vậy, hai thùng nước làm sao đủ, Hai tên vừa đi gánh nước lúc nãy nhất định sẽ trở lại, bọn chúng không biết chúng ta đã ở đây, đợi lát nữa chúng ta tìm cách khống chế rồi lấy vũ khí của chúng. Thế nào hả? Mặc dù đề nghị này hơi mạo hiểm một chút, nếu không thể lập tức khống chế hai tên đó mà không gây ra tiếng động nào, dù chỉ là một chút âm thanh rất nhỏ, năm người sẽ tức khắc bị bắt ngay tại chỗ. Có điều, năm người này ngoại trừ Son ra, đều đã trải qua thập tử nhất sinh trong rừng, thậm chí còn đã quen với kiểu sống trên đầu đao lưỡi kiếm của ba tang rồi cho dù chỉ kiếm được một khẩu súng lục, cũng còn hơn là cầm cung tên của thổ dân đi tìm cái chết trong rừng than thở. Mặc cho son thì thầm can ngăn, năm người nấp trong một bụi cây, đợi hai tên du kích đơn lẻ kia tới. Chẳng mấy chốc, quả nhiên lại có thêm vài tên khác đi tới, lần này không phải hai mà là ba tên, bọn chúng tay sách thùng nước, miệng huyết sao véo von, tên nào tên nấy đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Ba tang đang chuẩn bị bảo mọi người ra tay, son chợt vẫy tay ngăn họ hành động, ra hiệu không được làm bừa, anh ta giỏng tay lên, cơ hồ như đang lắng nghe gì đó. Bốn người bây giờ mới sực nhớ ra là Son cũng biết một ít tiếng que chua, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Son, cả bọn đều lấy làm tò mò không biết mấy tên du kích đang nói gì, xem ra là có quan hệ rất lớn với hành động lùng sục quy mô lần này thì phải. Cơ hội đến rồi đi trong thoáng chốc, ba tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục chúng cũng tan biến. Bọn chắc một cường ba không ra tay, chỉ trơ mắt ra nhìn Son đang lặng lẽ nghe trộm, dù sao thì biết được nguyên nhân thực sự tại sao đối phương truy đuổi mình cũng quan trọng hơn một khẩu súng lục nhiều đến khi không còn nghe tiếng ba tên kia nữa son mới quay đầu lại nhìn bốn người bọn trác mộc cường ba với ánh mắt giò xét nghi hoặc tưởng chừng như đang nhìn bốn thứ đồ vật ly kỳ cổ quái gì lắm vậy dưới ánh mắt đó của son nhạc dương thấy hơi khó chịu liền hỏi bọn chúng bọn chúng nói cái gì đấy son đột nhiên hỏi các anh có biết thành phố vàng không biết chứ trương lập không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngay trước khi tới đây bọn họ đã điều tra rất kỹ nội dung được nhắc đến nhiều như thành phố vàng đương nhiên là có cha ra rồi nhạc dương còn bổ sung thêm chính là thành phố vàng mà đế quốc inca để lại đó nghe nói kho báu đó ở hồ guatavita ở colombia cơ mà không phải đã bị quân đội chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt rồi hay sao son không nói gì nhưng lại không ngừng cười khẩy điệu bộ như đang chế giễu nhạc dương bịt tai trộm chuông vậy Ba Tăng nói, thành phố vàng thì quan hệ gì đến chúng tôi? Rốt cuộc là anh đã nghe được những gì? Son đáp, tôi không nói đến hồ vàng, mà là thành phố vàng. Ai mà chẳng biết, hồ vàng chỉ là một nơi để các đời vua Inca ném bảo vật xuống khi cử hành nghi thức nhất định, còn thành phố vàng là quê hương của vàng, Endorado cơ. Nơi đó khắp nơi đều là vàng, nhưng đã được rừng rậm che phủ toàn bộ, người ta dùng vàng xây thành quách cung điện, dùng vàng đúc bàn ghế giường tủ, đến cả đường đi, cũng lót bằng vàng nốt son cố ý nhấn giọng lại dùng ánh mắt rõ ràng là các anh biết rồi liếc nhìn bốn người kế đó nói tiếp hơn nữa thành phố vàng thần bí nhưng đã thực sự từng tồn tại trên đời đó đến giờ vẫn ẩn tàng ở nơi nào đó trong rừng sâu chưa bị con người phát hiện trác mộc cường ba lắc đầu tôi không hiểu rốt cuộc thành phố vàng có quan hệ gì với chúng ta son chỉ tay về phía ba tên vừa biến mất nói bọn chúng nói bốn người trung quốc các anh biết thành phố vàng ở đâu chỉ cần bắt được anh nói cái gì hả Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, Trương Lập Thẳng thốt kêu toáng lên, đột nhiên bên dưới có người quát lên gì đó, rõ ràng là đang hỏi, ai đấy? Thì ra là ba tên kia đã lấy nước trở về, đang xông tới chỗ cái cây bọn họ ẩn nấp. Nhạc Dương kêu lên, hỏng bét, bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường ba nói, chạy mau. Ba Tang lại nói, thịt chúng đi. Kết quả là hai người cùng lên tiếng một lúc, ba người còn lại thành ra không biết nên nghe ai. Trong khoảnh khắc ngần ngừ đó, Ba Tang đã nhảy khỏi cành cây nhằm một tên rồi đè ngửa hắn ra đất. Trác Mộc Cường ba thở dài, cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo, vậy là cả năm người đều nhảy xuống. Đối thủ của Ba Tang là một gã khổng lồ cao tới 1m8, thân hình lực lưỡng không thua gì Trác Mộc Cường ba, Ba Tang bổ tới liền hất văng khẩu súng lục tên kia vừa móc cầm trên tay, anh ta vốn tưởng chỉ một hai đòn là chế phục được tên này, chẳng ngờ thân thủ hắn cũng không tệ chút nào, ngược lại còn giữ chặt hai cổ tay Ba Tang, đè anh ta xuống dưới, mũi dao găm chỉ cách mắt Ba Tang chừng 10 cm không ngừng đung đưa. Ba Tang bóp chặt cánh tay cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay cầm dao khỏe như vâm ấy vẫn không ngừng nhích về phía anh ta. Ba Tang liếc thấy Trương Lập đang cầm cây lao đứng bên cạnh, nhưng lại rụt rè không dám ra tay, liền bực mình hét lớn, còn không may ra tay đi. Trương Lập luống cuống, dùng sức đâm mạnh cây lao xuống, kết quả là đâm thủng luôn người tên kia, suýt chút nữa thì xuyên qua cả Ba Tang lưỡi dao sượt qua nách anh ta cắm phập xuống đất ba tang tốn khá nhiều sức mới hất được tên kia sang một bên thở hồng hộc vài hơi rồi bò dậy hỏi tại sao không ra tay luôn đi suýt chút nữa tôi bị hắn giết chết rồi đấy kế đó nhìn sang phía bên kia chỉ thấy trác mộc cường ba và một tên khác đang lăn qua lăn lại nhạc dương đứng một bên cũng không biết làm thế nào giúp đỡ gã ba tang lườm anh chàng một cái cắt gỏng sợ cái mẹ gì cậu không giết hắn hắn sẽ giết sạch cả chúng ta đấy nói đoạn anh ta rút con dao săn ra nhân lúc tên kia bị trác mộc cường ba đè xuống dưới không hề do dự chọc thẳng vào khoảng giữa đầu gã và đối thủ cũng chẳng buồn để ý tới ánh mắt kinh hoàng của trác mộc cường ba cứ thế chặt xuống một phát máu tươi bắn tóe ra làm ướt sũng cả đầu tóc gã lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy son mình mẩy đầy bụi đất lá cây đứng ở đằng xa dưới chân là tên du kích thứ ba gật đầu cười chua chát nói tôi thì không vấn đề gì đi đi mau nhạc dương liếc vào trong rừng nói súng lục Trác Mộc Cường ba mặt đầy máu me đứng lên, nói, "Bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra rồi đấy, chạy mau." Trương Lập còn ngây ra đấy làm gì, chạy. Trong rừng bóng người thấp thoáng, không biết là đã có bao nhiêu tên bị kinh động. Trương Lập đứng phía sau, hoảng hốt lẩm bẩm, "Tôi đã giết hắn, tôi đã giết hắn." Ba ta nói, "Cậu không giết hắn, hắn sẽ giết cậu. Mấy ngày trước trong rừng, chẳng phải cậu cũng dùng súng giết vô số người đấy sao?" Nhưng anh ta cũng biết dùng súng tiểu liên bắn bừa giết người và dùng dao đâm chết một người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau thế nên chỉ điềm đạm nhắc nhở một câu như thế chứ không nói gì nhiều trác mộc cường ba nói anh nhắc lại lần nữa xem nào bọn chúng nói những gì son đáp tên đánh nhau với ba tang nói bốn người trung quốc lần này không thoát được rồi tên vật lộn với anh bảo không sợ các anh chạy mất mà chỉ sợ chết ở trong rừng thôi vậy thì chúng ta chẳng biết được gì nữa rồi tên đánh nhau với ba tang kia lại hỏi rốt cuộc tin tức ấy có chuẩn xác hay không, bọn anh biết thành phố vàng ở đâu thật đấy chứ. Tôi nghe thấy câu này, mới ra hiệu cho các anh tạm thời đừng ra tay. Sau đó, tên mà anh tấn công nói, khẳng định là chính xác, hình như là tướng quân gì đó trực tiếp hạ lệch, lúc này tên bị tôi hạ gục chêm vào một câu, hỏi sao lần này một tên đội trưởng nào đó không tới, bọn chúng còn nói thêm mấy câu chắc chắn thành phố vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc các anh, Trác Mộc Cường Ba nói, anh tin hay không thì tùy, Chúng tôi không biết nơi ấy ở đâu, hơn nữa vào rừng lần này hoàn toàn chỉ là bất ngờ, dựa theo tính toán ban đầu của chúng tôi, tuyệt đối không thể nào đến đây được. Bây giờ điều mà chúng tôi muốn chỉ là làm sao để ra khỏi nơi đáng chết này, căn bản không hề có ý nghĩ đi tìm thành phố vàng gì đó đâu. Son bình tĩnh liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, "Không cần giải thích, tôi tin các anh. Các anh không giống kẻ đã sống trong rừng." nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị trí cụ thể của thành phố vàng đấy chẳng phải là trò đùa hay sao nhạc dương uất ức nói là kẻ nào đã tung tin đồn ác độc như vậy chỉ một câu nói đã đẩy chúng ta vào vùng đất chết này rồi chúng ta phải giải thích cho rõ chuyện này mới được nếu không chẳng lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi thế này à ba tang nói được đấy trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ở kia kìa cậu chỉ cần quay đầu đi ngược lại là xong cậu nghĩ xem chúng có nghe cậu giải thích hay không trác mộc cường ba nói liệu có khả năng nào là kẻ khác lợi dụng chúng ta thu hút sự chú ý của quân du kích không son lắc đầu không đơn giản như vậy đâu trước tiên muốn để các nhân vật cấp cao trong quân du kích tin vào chuyện này năng lực của đám người đó nhất định không phải tầm thường bọn chúng biết chắc là các anh không thể đối chất với quân du kích bởi vì bất luận là ai chỉ cần câu trả lời của anh không làm chúng hài lòng cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi hơn nữa các anh có biết thành phố vàng có ý nghĩa như thế nào với quân du kích không có tài sản trong thành phố vàng, quân du kích có thể mua thêm nhiều vũ khí, chiêu binh mãi mã, có đủ thực lực lật đổ chính phủ đương quyền, có thể thành lập một chính phủ mới. Nếu bọn chúng thực sự tin các anh biết thành phố vàng ở đâu, đừng nói là các anh đang ở trong địa bàn của chúng, cho dù anh ở nơi góc biển chân trời, quân du kích cũng sẽ bất chấp mọi giá tìm các anh về bằng được. Bọn người đã rêu rao tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời rồi đây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc đặt chân vào rừng, Chuyện gì cũng khiến người ta nghĩ mãi mà chẳng thông. Chắc Mộc Cường Ba cũng mơ hồ chẳng hiểu gì. Nhạc Dương nói, hình như bọn chúng không đuổi theo, đúng là kỳ quái thật. Ba Tang nói nhanh, mặc kệ, bây giờ chúng ta không thể dừng lại, chạy được bao xa thì chạy đi. Ở hiện trường nơi bọn Ba Tang ra tay, mấy chục gã du kích vây xung quanh, một tên trông bộ dạng có vẻ như là chỉ huy quỳ xuống bên cạnh thi thể bị Trương Lập Đâm xuyên qua, quan sát một lúc lâu rồi mới nhổ mũi lao lên. Đoạn dùng tiếng que chua nói với một tên trộm mắt đứng cạnh, "Xem đi, có phải chúng không?" Tên trộm mắt đón lấy mũi dao, quan sát sờ mó một lúc mới nói, "Không lầm được đâu, thân lao này đã bóng loáng cả lên, nhất định là được người ta thường xuyên sử dụng, hơn nữa, có thể đâm xuyên qua người Akasu rồi còn cắm phập xuống đất, sức lực như vậy, ngoài bọn ăn thịt người ra còn ai làm nổi nữa chứ?" Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt hắn tái dại đi. Tên chỉ huy cũng lắc đầu nói, "Hai tiểu đội trưởng một binh sĩ cấp 5, bốn tên Trung Quốc kia không làm sạch sẽ được như vậy đâu. Đặc biệt là nhát dao cắt cổ Cura, cắt đứt cổ họng, rồi lại cắt cả cơ và gân vùng cổ, gần như là đã cắt rời cả đầu hắn ra, ngoại trừ liềm mặt trăng của bọn đầu lợn, còn có loại dao nào gây ra vết thương sâu như vậy được chứ? Nhưng mà, tại sao chúng không cắt đầu người mang đi chứ? Một tên trông như phó chỉ huy đứng bên cạnh hỏi. Tên trốn mắt nói, có lẽ là để thị huy cũng nên, ba người, ba cách chết khác nhau, Bọn ăn thịt người đang cảnh cáo chúng ta, cảnh cáo chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Không biết đám ăn thịt người này có lai lịch thế nào. Tôi định tìm một tên Cucuơ làm hướng đạo nhưng lại bị chúng từ chối. Hừ, uổng công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu lợi ích. Tên chỉ huy đáp, rừng than thở trước giờ vẫn là vùng đất cấm của người Cucuơ. Đối với đám ăn thịt người sống trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa, bọn họ sợ cũng hợp lý thôi. Ừm, đây là tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên binh sĩ cấp 5 bị son giết chết bỗng phát ra một tiếng kêu kinh hãi, chân mày hắn nhíu chặt lại, khí quản của Kana bị bóp vỡ, khí quản là tổ chức mềm cơ, bản thân có tính đàn hồi cơ mà, không ngờ lại bị người ta dùng tay bóp nát. Thủ pháp này, gần như có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp rồi còn gì, rốt cuộc là bộ tộc nào gây ra đây. Hắn đứng lên, hét lớn, bao nhiêu người đứng đây làm cái mẹ gì. Chờ chết hả, lập tức trở về, nghiêm khắc giám sát động tĩnh xung quanh, cầm chắc vũ khí cho tao, bọn giết người này ẩn hiện như bóng mà ấy. Sau này đi lấy nước, nhất định phải từ 10 người trở lên cùng đi. Nhớ cho kỹ, ban ngày không được rời khỏi doanh trại này, hành động lùng sục chỉ thực hiện sau khi trời tối. Năm người thở hồng hộc từ từ chậm bước, quả thực là không còn ai còn hơi sức chạy tiếp nữa, ba tang nói, đúng là không đuổi theo. Son nói, không đuổi theo cũng không chắc là chuyện hay ho gì, cả quân du kích cũng sợ bọn ăn thịt người trong rừng than thở này, không dám công nhiên tiến hành lùng sục quy mô lớn giữa ban ngày ban mặt, còn phải xây dựng doanh trại để tự bảo vệ lấy thân. Bây giờ năm người chúng ta, chẳng may gặp phải bọn ăn thịt người đấy, chẳng phải sẽ thành một đĩa điểm tâm hay sao? Nhạc Dương nói, từ lúc chưa vào rừng tôi đã bảo sao không có gì không ổn rồi mà, thì ra có người ngấm ngầm dở trò, hại chúng ta bị đuổi bắt khổ sở thế này. Trương Lập nói, cường ba thiếu ra, anh nghĩ có phải bọn người lần trước truy đuổi chúng ta ở khả khá Tây Lý dở trò không? Trác Mộc Cường Ba nói, nếu là bọn chúng, lần trước là vì muốn ép chúng ta nhập bọn, vậy là lần này thì là vì nguyên nhân gì đây? Hơn nữa đến giờ cũng đã thấy người đó xuất hiện đâu. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta chớ nên đoán bừa trước khi có đầy đủ manh mối. Chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ rồi, cũng nên ăn cái gì đó đi, tìm nơi nào gần đây nghỉ một lát nữa. Nhạc Dương thắc mắc, lạ thật, chúng ta chạy lâu như vậy rồi, sao trời vẫn âm u thế nhỉ, đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi mới đúng chứ? Ba ta ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời, đột nhiên nhảy dựng lên, con bà nó. Nhà rách còn gặp đêm mưa, mây đấy. Xem ra hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy. Trương lập lầu bầu, mưa một trận thôi mà, thì cứ để nó mưa đi, anh cần gì phải tức tối đến thế chứ. Ba Tang nói, cậu hiểu cái dám gì, cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới là như thế nào không? Một chốc nữa là cậu biết nó ghê gớm thế nào ngay thôi. Mây đen cuồn cuộn tràn về, có thể thấy rất rõ chúng đang không ngừng quay cuồng vần vũ, tựa như mặt biển lớn đang nổi cơn sóng cồn, các dòng chảy ngầm sục sôi giận dữ, hơn nữa lại còn không ngừng dữ dội thêm, bầu trời âm u mờ mịt, gây cho người ta cảm giác đè nén, bức bối đến khó thở. Không có thời gian săn bắt thú hoang nữa, năm người đành lấy đồ ăn nhanh ra, đun nước nấu qua loa ăn tạm. Vừa như bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ dị, tựa như có gì đó trong bụi cây, số lượng cũng không phải là ít lũ chim trên cây đột nhiên ngừng hót, mấy con khỉ đuôi cụt không hiểu tên gọi là gì thoát cái đã biến mất tâm mất tích, khu rừng vốn đã đen tối nay lại càng thêm tối tăm, chỉ nghe từng trận gió thôi là cây rụng xào sạc từ trong vùng tối đen ấy truyền ra. Thức ăn nhanh đã nhét cả vào mồm, nhưng thử hỏi ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa. Cả bọn đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thoáng dâng trào cảm giác bất an, lần này lại là cái gì nữa đây? Bộ lạc ăn thịt người, quân du kích, hay là thứ gì đó khác? Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống, hoa nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành màn bụi nước cao đến hơn 1 mét. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương dội ập xuống, dưới đất là mây mù vẩn vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng tối phủ che. Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi không có mưa, không, là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi. Thợ săn siêu cấp, Thức ăn đã đưa lên đến miệng lại từ từ hạ xuống, chậm chậm rút ra con dao tùy thân, năm người đều không có súng ống, sức chiến đấu đã giảm đi một phần đáng kể, muốn chạy cũng vô dụng rồi, dựa vào phương hướng âm thanh truyền tới để phán đoán, bọn họ đã bị bao vây. Nếu là bộ lạc ăn thịt người hoặc quân du kích, chỉ e năm người bọn họ còn chẳng có cả cơ hội chống trả, giờ chỉ hy vọng đây là một bầy dã thú, năm người may ra còn liều mạng được một phen. Một đôi mắt vàng rực, gương mặt của động vật họ mèo ló ra, nó thận trọng ló đầu khỏi bụi cỏ, cái đó là nửa thân mình, rồi cả cơ thể, bộ lông đen óng mượt như lụa, thân thể thuôn thuôn như giọt nước, điệu bộ oai phong đầy vẻ kiêu ngạo, con vật lạnh lùng nhìn năm con mồi đứng thẳng với ánh mắt giò xét. Bọn họ là thức ăn của nó, từ giây phút chạm mặt nhau, điều đó đã được số mệnh quyết định rồi, nó là một con báo châu Mỹ. Một con, hai con, ba con, tổng cộng năm con báo châu Mỹ, hình thành một vòng vây, rồi năm người bọn trác mộc cường ba vào giữa tất cả đều tuyền một màu đen, không tính đuôi, thể hình con nào cũng phải dài hơn 2 mét. Bọn chúng chính là chủ nhân của rừng sâu, trên đại lục Nam Mỹ này, báo đen cũng thường được dùng làm biểu tượng cho vương quyền của hoàng tộc. Một con báo châu Mỹ, thậm chí còn có thể làm thịt được cả loài cá sấu hình thể lớn hơn nó gấp bội, nếu chẳng phải trong rừng sâu vẫn còn tồn tại loài dị thú biến thái mạnh mẽ đến độ khiến người ta giởn người thì có thể coi báo châu Mỹ gần như đã là điểm cuối của chuỗi thức ăn trên vùng đất này rồi. Bọn chúng có sức bùng phát còn đáng sợ hơn cả hổ dữ và sư tử, sở hữu thể hình ưu việt hơn loài báo săn, cùng với mọi ưu điểm của động vật họ mèo, hành động trong đêm, trèo cây, bơi dưới nước, trong rừng sâu, không có hoàn cảnh nào làm khó được chúng cả. Năm người dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn, dao sắc sáng bóng cầm chắc trên tay, bọn báo châu mỹ kia hình như cũng biết những lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lấp ló đó có thể gây thương tích cho mình, nên cũng không nôn nóng lại gần vội mà chậm chậm di chuyển theo đường tròn, ngắm nghĩa vật săn của mình như mèo vần chuột. Nhạc Dương thấp giọng chửi bới, chó chết thật, bọn chúng không phải động vật chỉ đi một mình sao. Tự nhiên ở đâu ra một lúc năm con thế này. Son nói, vứt hết mấy thứ lý thuyết xuông anh đọc trong sách vào sọt rác đi cho rồi, trong thế giới tự nhiên, không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Đây rõ ràng là cả nhà cùng đi săn còn gì, hai con cái, ba con đực, chắc là một đôi vợ chồng báo dắt theo ba đứa con đi săn bọn chúng đã lộ mặt bao vây chúng ta thế này, xem ra là đã chắc mầm thịt được bọn chúng ta rồi, các anh chuẩn bị hết chưa? Cẩn thận nhé, bọn chúng là loài động vật có thể tấn công từ nhiều góc độ khác nhau đó. Báo châu Mỹ không như các loài khác trong họ nhà mèo chỉ giỏi tấn công vào cổ họng con mồi, bọn chúng có cơ hàm và hàm dưới cực kỳ khỏe mạnh, đòi răng nanh sắc như hai lưỡi dao có thể trực tiếp cắn thủng cả xương sọ vật săn, thậm chí còn có thể cắn xuyên qua mai rùa biển, chỉ cần bị nó cắn một miếng, ít nhất cũng phải rứt gân toát thịt chứ chẳng chơi. Nếu như họ có súng, vậy thì hoàn toàn có thể không cần sợ bọn mãnh thú này, nhưng lúc này trong tay năm người chỉ có năm con dao săn, đem so ra, mấy con dao còn khó sử dụng hơn nanh vuốt của bọn báo châu Mỹ kia, năm người đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa, ngoài son chưa biết thế nào, bốn người bọn Trác Mộc Cường ba đều hiểu rất rõ, bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm săn bắt báo châu Mỹ nào, có trời mới biết bọn quái kia sẽ tấn công từ phía nào. Trương Lập run giọng nói, Cường ba thiếu gia, anh. Anh, không phải anh rất giỏi giao lưu với động vật à anh xem có thể giảng hòa với bọn này được không trác mộc cường ba sự người nửa đùa nửa thật nói tôi tôi chỉ nói chuyện được với chó sói thôi còn bọn này thể hình hơi lớn chút óc hình như lại hơi nhỏ một chút năng lực lý giải sợ rằng không bằng được sói đâu với lại chúng ta đang ở nước ngoài tôi có nói gì chúng cũng đâu có hiểu chứ trương lập ai oán kêu gào tôi còn chưa ăn cái gì đấy chẳng lẽ lại bị ăn thịt thế này sao nhạc dương chợt lên tiếng Cường ba thiếu gia, anh có thể phân biệt được hai con nào là cái không? Làm gì? Không phải, chủ yếu là tôi muốn xem thử, có phải ánh mắt của hai cô nương thì dịu dàng hơn một chút hay không thôi. Có điều lần này thì lý luận về sức hấp dẫn của Trác Mộc Cường ba với phái nữ của bọn họ dường như đã mất linh, năm con báo châu Mỹ chỉ trợn mắt gườm gườm, 10 con mắt toát lên bản tính khát máu, những cặp răng nanh trong năm cái miệng há to toát ra ánh sáng lạnh lạnh ghê người. Một con báo bỗng trồm tới, quả đúng là nhanh như điện chớp, chỉ thấy cơn lốc đen đó bổ thẳng vào trương lập trương lập vội vung tay chỉ biết giơ dao lên dọa dẫm con báo liền đảo mình trên không lộn trở về vòng vây bên ngỏ ai tiếp tục xoay chuyển thì ra chỉ giả vờ tấn công để thăm dò nhưng sau khi vọt lên con báo kia không trở về vị trí ban đầu của nó mà lại đi song song với một con khác ở giữa vòng vây xuất hiện một kẽ hở son thấp giọng nói giữ vững nhé bọn chúng đang dọa chúng ta để chúng ta tự lộ sơ hở nếu ai hoảng hốt quá mà chạy ra ngoài sẽ bị chúng nó vây vào tấn công đấy. Ký ức về ba anh em nhà sói xám vẫn còn mới nguyên trong đầu Trương Lập, anh chàng không khỏi thở dài, sao bây giờ động vật hoang dã đều trở nên thông minh hết vậy nhỉ? Son lắc đầu nói, đây là chiến thuật chúng sử dụng khi săn bắt các đàn bò, cừu, hươu, có thể nói là sự tích lũy kinh nghiệm, chứ cũng chưa được tính là thông minh đâu. Ba tang mắt lộ hung quang, nói, lại còn dám coi chúng ta là lũ bò cừu nữa hả? để tao cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Nói xong liền sắn tay áo lên, chuẩn bị liều mạng một phen. Trác Mộc Cường ba vội can, đừng xung động, một mình anh thì không được đâu. Gã biết rõ, nếu chỉ một con, hai con báo châu Mỹ, thì may ra năm người bọn gã còn liều được một phen, nhưng giờ có tới năm con ở trước mắt, muốn đấu sức thì tuyệt đối không thể, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Nhưng đám báo châu Mỹ này lại chẳng cho bọn gã có thời gian suy nghĩ. Lần này là hai con cùng lúc nhảy lên chào hỏi Nhạc Dương, Nhạc Dương còn đang chuẩn bị vung dao, thân hình đen tuyền kia đã sổ tới, anh chàng hốt hoảng, vội lùi lại một bước, song năm người đang áp chặt lưng vào nhau, ai cũng muốn lùi lại, kết cục là chẳng ai lùi được. Mất thấy cặp răng nanh sắc nhọn kia chỉ còn cách mình trong gang tấc, Nhạc Dương bất chấp nguy hiểm có thể mất cả cánh tay, giơ dao chọc thẳng vào miệng con báo, không ngờ đây vẫn chỉ là đòn dứ của con quái, đến nửa chừng nó lại dừng lại. Một dao của Nhạc Dương đâm ra không trúng đích, song vẫn còn một con thứ hai há miệng bổ vào đùi anh, nếu bị cắn phải, chắc chắn là cái chân đó phải bay bay nhạc dương rồi. Trong lúc luống cuồng ấy, nhạc dương rút chân về, dựa vào ba tang bên cạnh, ba tang vung dao lên chém con báo châu Mỹ, con báo đấp được ống quần nhạc dương, xé ra một mảng lớn rồi quay ngoặt trở về. Lại có một con khác đứng trước mặt ba tang nhăm nhe muốn trồng tới, anh ta đành phải rụt dao về hộ thân. Lao tới như chớp, thoái lui như điện, bao vây nghiêm ngặt, đột một tấn công, đàn báo châu Mỹ này phối hợp hết sức chặt chẽ, khiến năm người bị bao vây tâm thần bất định, căng thẳng cao độ. Lần này là ba con báo cùng lên, hai con nghi binh, một con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba vung dao đẩy lui hai con trước mặt, đồng thời lách người tránh cú táp của con thứ ba, vươn tay trái ra đập mạnh vào phần bụng mềm của con ác thú một phát. Con quái kia lăn tròn một vòng dưới đất rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, lắc lắc bộ lông, đoạn lại ung dung tiếp tục trở lại vòng vây. Kế đó, lại là ba con cùng lên, bọn chúng nhìn thì có vẻ muốn bổ tới chỗ trương lập, đột nhiên lại bất ngờ chuyển hướng giữa chừng, chuyển sang tấn công ba tang. Ba tang từng trải vô số trận chiến, nhất thời cũng phải luống cuống tay chân, vội vàng vung bừa con dao lên bảo vệ toàn thân, hiểm nỗi cả lông báo cũng chẳng chạm được vào cọng nào. Cứ như vậy mấy lần liền, năm con báo dừng vòng xoay lại, đứng yên một chỗ. Son tranh thủ nói, Bọn chúng đang lần lượt thăm dò chúng ta đấy, bắt đầu từ người chúng cho lại yếu nhất. Trương lập liếc sang phía nhạc dương, tỏ vẻ không phục nói: Tại sao lại bắt đầu từ tôi chứ nhỉ? Ba tang lạnh lùng hỏi: Tại sao lại không tấn công anh? Tôi, son hình như cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này. Anh ta ngần ngại gượng cười nói: Chuyện này, kha kha, chuyện này à? Hay là tại tôi gầy quá, không có thịt cũng nên? Yên lặng, Trác Mộc Cường ba nói: Bọn chúng dừng lại rồi hình như lần này là chuẩn bị tấn công chính thức đấy, không biết mục tiêu của chúng là ai nữa. Năm con báo đen nhất tề bổ tới một lúc, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn, chúng toàn nhằm vào những chỗ khó đề phòng như cổ tay hoặc đùi của năm người mà tấn công. Bọn Trác Mộc Cường ba mỗi người một con dao, người thì lách sang trái, người thì né sang phải, hoặc dùn người xuống tránh khỏi nanh vuốt lũ báo. Chỉ nghe cộc một tiếng, thì ra là hai anh chàng Trương Lập, Nhạc Dương, báo đen còn chưa bổ tới, đầu hai người đã va vào nhau sưng vù cả lên. Ba tang vung dao chém thẳng tới, con báo đen trước mặt anh ta xứng lại giữa không trung, nhanh chóng trầm mình xuống, nhằm vào đùi non ba tang mà đớp, ba tang vội tung chân đá ra một cước, lực không mạnh lắm, nhưng cũng tránh khỏi cú cạp của con vật. Con báo đó liền nương đà lăn một vòng, gầm gừ trong miệng, thú tính nổi lên, vung móng vuốt lên đập mạnh, lúc này người ở ngay trước óc mặt nó, lại chính là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập sau khi bị cụm đầu, liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ, dậm mạnh chân xuống đất rồi bổ nhào lên con lao về phía trương lập hơi trách về phía phải, còn con bổ tới chỗ nhạc dương, lại cũng trách về bên phải, dường như hai con thú đã nhằm chuẩn vào hai cánh tay nhạc dương, định cùng lúc hạ thủ. Hai con còn lại thì gườm gườm nhìn tròng chọc vào trác mộc cường ba và son, không để hai người bọn gã có bất cứ cơ hội nào ra tay ứng cứu. Trác mộc cường ba hét lớn, bọn chúng muốn đối phó với nhạc dương. Cùng lúc đó thân thể gã cũng nghiêng sang một bên để nhạc dương có khoảng trống mà lùi lại một bước. Thân hình trác mộc cường ba vừa nhích động, con báo đen trước mặt gã bỗng sổ lên tấn công trác mộc cường ba vội vung dao lên đón đỡ còn son và con báo đen còn lại giờ đã lâm vào thế cầm cự hai bên đều không cử động nhúc nhích chút nào trác mộc cường ba trên chắn dưới đã khiến con báo đen trước mặt gã cứ phải nhảy nhót thoát bên nọ thoát bên kia trước sau vẫn không tìm được cơ hội phản kích đồng thời kéo mạnh nhạc dương một cái dù là vậy con báo tấn công đùi non nhạc dương vẫn không hề khách khí mà quào trên đùi nhạc dương một phát trên đó lập tức hiện ra ba vệt đỏ tươi máu tươi dỉ ra ngoài vừa ngửi mùi máu tanh mấy con mãnh thú càng thêm hung dữ bọn chúng nhen anh nhe nanh nhe vuốt chừng như muốn bổ tới lần nữa thất bại rồi lại tiếp tục chầm chậm tiến lên cứ như vậy nhào lên rồi rụt về thêm một lượt nữa trên quần áo ba tang trương lập đã có thêm mấy chỗ rách nhạc dương bị thương chắc một cường ba và son dù chưa bị thương nhưng cũng hết sức căng thẳng không dám lơ là chút nào nhạc dương nghiến răng nhịn đau Ba Tang và Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn nhau, trong đều hiểu rõ, nếu cứ để chúng tấn công thế này thêm vài lần nữa, chỉ sợ cả bọn đều sẽ trở thành đồ ăn trong bụng bọn báo đen này hết mất. Quả nhiên, sau đợt tấn công thứ hai, Nhạc Dương đã không còn là người duy nhất bị thương nữa, tuy nói là dao của Ba Tang rạch đứt ra một con báo đen, song chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí e là chẳng có máu nữa, nhưng con báo đó lại nổi điên lên cào nát bơm cánh tay anh ta, da thịt bung bét, chỉ cần sâu thêm chút nữa là đã thấy cả xương rồi ông trời cũng không thương lấy họ, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, nặng nề đè chĩu lên bầu trời, ở sâu trong rừng rậm, khung cảnh đã tối đen như mực. Đôi mắt của năm con báo đen đã trải qua tiến hóa, phóng ra những tia sáng lóa mắt trong đêm tối âm trầm tựa những viên ngọc thạch lấp lánh, nhưng lại mang đến cho người ta nỗi kinh hoàng vô biên. Son nói, những tên thợ săn siêu cấp này có thói quen đứng nhìn chằm chằm vào con mồi thật lâu. Đôi mắt chúng luôn hướng vào đôi mắt vật săn, phảng phất như muốn nhìn vào sâu trong đáy lòng đối phương, khiến con mồi tự động sụp đổ, để lộ ra sơ hở chí mạng. Không khí cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi, năm con người đang bị vây chặt dần dần nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Khi máu dồn lên thái dương, màng nhĩ cũng bắt đầu cộng hưởng, nỗi sợ sụp sôi dâng trào dữ dội. Trong trận đối đầu giữa người và báo này, đám sát thủ trời sinh kia rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, đến cả người mạnh mẽ như Trác Mộc Cường Ba cũng trở nên bất lực trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của chúng mỗi người đều đang thầm tính toán xem mình sẽ chết theo cách nào. Đúng lúc này, năm con báo đen không hẹn mà cùng lúc chuyển động cái đầu, từ phương hướng chuyển động của năm cặp mắt ấy, có thể nhận ra bọn báo đang nhìn ngang ngó dọc gì đó. Trong không khí ẩn chứa những luồng thông tin mà con người không sao dò kiếm được, nhưng giác quan nhạy bén của bọn báo đen thì đã không bỏ qua. Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, năm con báo đen đột nhiên quay đầu, cứ thế biến mất trong màn đêm, đột ngột hệt như khi chúng xuất hiện vậy, hiện trường giờ chỉ còn lại năm kẻ gặp nạn mồ hôi đầm đi ướt cả quần áo. Nét mặt bốn người bọn chắc mộc cường ba cũng rũ xuống theo chân bọn báo đen bỏ đi, chỉ có son vẫn kiên cường cầm chắc con dao săn trong tay, nói, chớ lơ là, chỉ sợ đây là kế dụ địch của chúng đấy. Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy một vùng đen tối u ám, ai mà biết được lúc nào thì năm cặp mắt vàng sáng rực kia sẽ đột nhiên xuất hiện lần nữa chứ. Nhưng năm người đứng đó cả 10 phút đồng hồ, mà trong rừng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí cả gió cũng ngưng thổi, cả khu rừng dường như đã bị họ dùng keo gắn cố định chặt lại vậy. Cuối cùng thì Son cũng không thể kiên trì được nữa, nhún người ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi nói, xem ra bọn chúng không quay lại nữa rồi. Trương Lập ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là đã chiếm được thượng phong, sao chúng lại đột nhiên quay đầu bỏ đi thế nhỉ? Ba tang giờ mới ngẩng đầu lên nhìn màn đen trải dài vô tận phía trên đầu, lẩm bẩm nói, vì sắp trở trời rồi trong lòng ba tang dâng lên một nỗi lo không thể nói thành lời cơn trở trời, trời có thể khiến mãnh thú cảm nhận thấy nguy hiểm mà bỏ rơi con mồi đã đưa tới miệng rốt cuộc là gì đây sóng thần động đất núi lửa phun trào hay là cái gì trở trời, trời ư nhạc dương ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen như mực tựa hồ biển lớn chuyển màu xoáy đảo thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn nữa chưa bao giờ anh nhìn thấy một đám mây nào đen dày đặc và chết chóc như thế đêm trắng là đêm trắng Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu, song xung quanh vẫn tối âm u hơn cả ban đêm, ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngò ai tầng mây mù mịt, tất cả những gì còn lại chỉ có màn đêm vô tận minh mông. Không một tiếng động, tầng mây dễ ra tựa như có con mãnh thú nhe nanh vuốt cào rách bầu trời, tia chớp sáng trắng lóa mắt nhanh chóng lấp đầy vết thương đó, đoạn ló mình xuống, dùng thanh kiếm bạc của mình rạch xuống mặt đất. Tia sáng duy nhất của đêm trắng, không ngờ lại mạnh bạo tới nhường ấy, ánh sáng chiếu rọi làm cả khu rừng được một màu ảm đạm, bóng cây tựa như những con yêu thú đang run rẩy, cơ hồ cũng muốn bật dễ đứng lên mà chạy nạn, năm con người đang đứng kia cũng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không chút sắc máu của mình trong mắt đồng bạn. Kế đó, mới là từng trận từng trận tiếng ị ùm cuồn cuộn, từ xa lại gần như sóng giữ vỗ bờ, thậm chí còn mãnh liệt hơn sóng giữ bội phần, tiếng sấm đùng đùng nổ trên đầu nghe mà đinh tai nhức óc, mặt đất cũng theo đó run lên bần bật. Tựa như tiếng súng mở màn cho cuộc thi, cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa, trời đất bắt đầu quay cuồng biến chuyển giọt mưa đầu tiên chạm đất như tiếng tù và phát lệnh sung phong, muôn ngàn vạn đồng bào của nó cũng theo sau sầm sập đổ xuống khỏi bầu trời rách nát. Trước sau chưa đầy một phút, đầu đầu cũng là nước, nước đã chiếm cứ cả khu rừng. Em mở thanh đó, năm người nghe từ tách, tách, tách biến thành tích tách tích, rồi lại từ tích tách tích biến thành rầm 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 rầm, cuối cùng thì hòa thành một thứ âm thanh nghe tựa có muôn ngàn thác nước cùng lúc sầm sập đổ xuống. Quần áo thoáng cái đã ướt súng, nước làm ướt tóc, rồi theo đó chảy xuống qua mặt, qua cổ, Chẳng mấy chốc tầm nhìn trở nên mơ hồ hư ảo. Ba Tang mặc kệ không buồn gạt nước chảy ròng ròng trên mặt, cao giọng hét lớn, "Đi nhanh, tìm chỗ nào có thể tránh mưa." Hy vọng, hy vọng là trong ngày hôm nay có thể tìm được. Trương Lập nói, "Không mưa lâu như vậy chứ?" Ba Tang nói, "Đây không phải là mưa kèm sấm chớp, mà là mưa bão, uy lực thực sự của nó còn chưa bộc lộ đâu." Xử lý qua vết thương rồi lập tức đi nhanh, bằng không bị khốn trong rừng này là chết chắc đó năm người xử lý qua loa các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh, rồi bắt đầu lần mò tiến lên trong khu rừng tối đen như mực. Lần này kẻ địch của họ không phải là quân du kích vũ trang, cũng không phải độc trùng mãnh thú ẩn hiện không nhìn thấy, mà là mưa, một trận mưa vĩ đại. Vô số giọt mưa rơi xuống, tụ thành dòng trên tán lá, mới đầu còn thấy được chúng rơi xuống như tấm rẻm trâu, về sau thì chẳng thấy hạt trâu đâu nữa, mà chỉ còn lại những trụ nước thẳng băng nối liền tán cây với mặt đất những cây cổ thụ cao chọc trời kia giờ chẳng khác nào đám cỏ lau trong gió, trần trụi như những kẻ đói khát bị lột sạch quần áo. Vài loài cây có lá hơi to một chút, bị nước mưa tàn phá, lá thủng cả trăm lỗ nhỏ, trông như một chiếc sàng hình bàn tay vậy. Cảm giác bị nước mưa quất vào người cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, từng giọt nước tựa như đạn súng hơi, rơi xuống đầu, xuống vai, xuống cánh tay, mờ u bàn chân, bất cứ bộ phận nào trên người cũng đều cảm nhận rõ được sức mạnh đến từ tận chín tầng trời ấy nước mưa rơi xuống đất bùn, tạo thành những lỗ nhỏ, bùn đất hút nước, trở nên mềm nhũn như phân châu mới, đạp lên vừa mềm vừa trơn, chân bị lún sâu vào đến mấy phân, lúc rút ra vừa dính vừa chặt, mỗi bước đi đều phải đề phòng trượt ngã, lại phải chú ý không để bị tụt dày lại. Năm người bước đi lảo đảo, hệt như năm gã say túy lúy. Mái tóc bạc của son bết lại thành từng đám dính trên mặt, anh ta không ngừng xoa xoa mặt, lẩm bẩm nói, trận mưa này lớn thật. Ba tang lại ngước mắt nhìn lên, mưa lớn như vậy mà tầng mây đen kịt không hề thay đổi, cả bầu trời cơ hồ bị một tảng đá huyền vũ khổng lồ che lấp. Anh ta nghiến răng nói, mưa lớn hả? Chỉ sợ mưa lớn thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu. Đồng thời, trong lòng ba tang cũng thầm băn khoăn về một vấn đề khác, bọn báo đen kia tại sao phải bỏ đi? Vì mưa hay sao, lúc đó trời đã mưa đâu? Trong đám mây thì thoảng lại lóe lên một luồng sáng, màu tím, màu đỏ hay màu lam, làm một quầng mây nhỏ bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, nhưng không có tia sét nào đánh xuống, tựa như trong bụng bà mẹ mây kia giang thai nghén một sinh mệnh mới, chuẩn bị vào thời khắc sinh nở quan trọng nhất, nó đang nhúc nhích xúc động, chừng như muốn rạch trời phá đất mà ra đến nơi rồi. Đêm trắng mưa bão. Từ lúc mây đen quần tụ, bóng xám thoát ẩn thoát hiện trong rừng kia đã chợt nhật ra lá cây chỗ mình đang đứng biến thành màu đỏ rực một cách bất thường, trên cành cây xa xa một con nhện xanh nhỏ đang vội vã thu lưới. Y vội lấy con ong chúa giấu trong người ra, chỉ thấy con vật đang không ngừng bò lên bò xuống trong bình, đập cánh lắc bụng, rõ ràng là cực kỳ bấn loạn. Đâu đó trong rừng, đột nhiên nở ra một đám hoa phong vũ đỏ rực, sau cuối cùng cũng biến sắc, lầm bẩm nói, phải tìm nơi nào an toàn nấp đã, còn bọn liều mạng kia thì đành nghe theo mệnh trời vậy. Y ngoảnh đầu lại nhìn, rồi nói tiếp cả bọn kiến cũng ổ ạt suốt hang rồi, hừng, xem ra tình hình còn tệ lậu hơn ta tưởng nữa. Đàn tế của bộ tộc Cucua nhanh sắc dẫn theo tất cả các chiến sĩ anh dũng của bộ tộc, quỳ bái bên dưới đàn tế. Đại tế sư khoác lên mình bộ lễ phục rực rỡ nhiều màu, tay cầm thần trượng, ngửa mặt sang tay cầu khấn. Tất cả những người còn lại đều quỳ dạp xuống, niệm cùng đại tế sư một bài chú xa xưa thần bí, cầu khẩn vị thần tôn quý nhất của họ hãy bớt cơn thịnh nộ. Còn Baba Tower thì dẫn hết phụ nữ và trẻ em vào trong nhà cầu nguyệt, đốt lên thứ hương đặc chế làm từ rễ cây, mong ngóng cho tai họa mau chóng qua đi làm khói mù vấn vít. Không chỉ người Kukua, kỳ thực, hầu như tất cả các bộ tộc trong rừng rậm này đều đang tiến hành những nghi thức tế lễ tương tự, chỉ là bộ tộc này thì không biết đến bộ tộc kia đấy thôi. Trại chỉ huy của quân du kích, đám người quanh năm sống trong rừng sâu này còn hiểu ý ông trời hơn bọn trác mộc cường ba nhiều lần. Chỉ thấy nhân vật trông có vẻ như là chỉ huy kia tức đến bải hoài cả người, hạ lệnh xuống, nhanh lên, tất cả thu thập hành trang, lập tức rút lui. Mặc kệ mấy cái nhà gỗ cho chết ấy đi, bảo tất cả dừng lại, lập tức rút lui khỏi khu rừng này chó chết thật, chỉ sợ không kịp nữa rồi, sao lúc tiến vào lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Thời tiết chó chết, biến đổi nhanh thật, sao chúng ta lại đen đuổi vậy chứ? Thằng béo Gonzales, mày là thằng đều, chẳng trách mày lại không tham gia hành động lần này mà nhường hết cho chúng tao, hừ, lần sau để tao gặp phải, tao nhất định sẽ lột da mày ra. Một tên tiểu đội trưởng tới báo cáo, vẫn còn ba đội tìm kiếm đến giờ chưa quay lại, chúng ta. Gã chỉ huy kia quát, mặc kệ bọn chúng đi giờ chúng ta tự lo cho mình còn chẳng xong nữa là, đi ngay, lập tức đi ngay. Lời còn chưa dứt, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu hắn. Năm người ướt xuống như gà nhúng nước, chân cao chân thấp nửa đi nửa trượt trong vùng đất bùn trơn tuồn tuột, đến cả người có khả năng khống chế thăng bằng trên cây tốt nhất là Trương Lập cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần, toàn thân chỗ nào cũng đầy những bùn, rồi lại bị nước mưa xối cho chỗ trắng chỗ vàng, tình hình những người khác so với anh thì còn tệ hại hơn nhiều, Cặp mắt nhạc dương tựa như ở sau một bức rèm bằng nước, không nhìn rõ bên ngoài có thứ gì nữa, chỉ biết theo chân mấy bóng người mơ hồ đi loạn xà ngầu trong rừng. Điểm tốt duy nhất chính là, các động vật trong rừng cũng không khác gì bọn họ, thành ra không có dã thú nào bất ngờ tập kích trong lúc trời mưa như chút thế này cả. Nhạc dương nói, mưa lớn quá, cứ đi thế này căn bản là không thể phân biệt được phương hướng, theo tôi, hay là chúng ta tìm chỗ nào nghĩ cách dựng lều bạt lên được không? Anh phải khản giọng gào lên, Mới áp được tiếng mưa sầm sập ở xung quanh. Ba tang lớn giọng hét lại, "Không được, chúng ta làm gì còn lều trại đâu, vả lại, cho dù có đi chăng nữa, cậu nghĩ chúng ta có thể dựng được lên hay sao?" Trương Lập gào lên, "Vậy thì chúng ta chặt cây dựng một cái sàn được không?" Son hét, "Vô dụng thôi, anh không thể dựng được cái làn nào không bị vào nước đâu." Bầu trời đột nhiên sáng lóe, sức mạnh ẩn tàng ở sâu thít trong tầng mây dường như đã tìm được chỗ hở để phát thiết. Ba Tang ngẩng đầu lên gào, hơn nữa, cậu mà dựng lán bây giờ chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết cả. Trương Lập gào trả, tại sao? Ba Tang chỉ tay lên trời, hét, nó đến rồi. Sấm sét, cậu nhìn cho rõ đi, đây có thể là trận sấm sét lớn nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời đó. Đừng đi nữa, tìm nơi nào không có cây to, chúng ta chỉ còn cách dặp người xuông bùn mà tránh sét thôi. Nói thì nói vậy, song phóng mắt nhìn ra, xung quanh có chỗ nào là không có cây to đâu chứ? Mây đen trên bầu trời, đột nhiên lắc mình biến thành một con quái thú tiền sử dụng mười mấy cây số, dài mấy chục cây số, chậm chậm tiến từ đông sang tây, trong chớp mắt, vùng bụng nó đã tóe ra muôn vạn xúc tu màu anh lam, quất mạnh xuống vạn vật bên dưới, chỉ một cái nháy mắt sau, bao nhiêu cánh tay đó lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại mặt đất cháy khét và mùi khói, đúng vào khoảnh khắc khi người ta ngỡ rằng tất cả đã trôi đi, những xúc tu màu tím màu lam đó lại đột nhiên vươn xuống. Cây sới vùng đất này lên. Nó phẫn nộ gầm rú, đó tuyệt đối không phải là tiếng gào mà bất cứ loài sinh vật nào trên mặt đất có thể phát ra được, là tiếng gầm có thể khiến tất cả sinh mệnh phải khiếp hồn, khiến mặt đất phải run lên vì sợ hãi. Nơi nào bị những xúc tu kia chạm phải, liền như món đồ chơi trong tay đứa trẻ, tất cả đều biến dạng. Oanh, một cây cổ thụ khổng lồ cao tới cả trăm mét, đường kính tám chín người ôm đổ thẳng xuống trước mặt bốn người, không ngờ người khổng lồ của rừng rú, có dùng cưa điện cũng phải tốn nửa ngày mới cưa đổ này chỉ bị xúc tu kia chạm khẽ một cái, đã yếu ớt gục xuống như vậy rồi. Lúc trước nhạc dương, Trương Lập nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, có những cây cổ thụ thoạt nhìn vẫn còn xanh um tươi tốt, tràn chê sức sống, sao tự dưng lại đổ vật xuống giữa đường như thế, bây giờ thì coi như là đã có lời giải đáp rồi. Sau khi xúc tu phất qua, ngay tiếp đó là một loạt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nếu không lập tức bật ngay hai lỗ tai lại, tiếng gầm gừ đó có thể khiến người ta đau như muốn vỡ tung đầu ra, không khí nồng nặc mùi ni Ba tang sực nhớ ra điều gì đó, vội hét lên, nhanh, nhân lúc xét còn chưa dáng xuống, ném hết dao đi. Còn thứ gì bằng kim loại không? Ném hết sạch đi, nằm sát xuống đất không được cử động, chớ để xét nhện quét phải đấy. Năm người vội cố ném năm con dao đi càng xa càng tốt, con dao của son vừa rời tay thì liền bị một tia sét đánh chúng, chúng tự như năng lượng được tích tụ, bao bọc con dao vào giữa, hình thành nên một quả cầu lớn sáng trói mắt, chậm chậm tiến về phía rừng cây quả cầu ánh sáng ấy đường kính tầm trên dưới 2 mét, trông như một viên minh châu, chiếu rọi cho rừng cây tăm tối sáng rực như ban ngày. Năm người nằm dưới đất há hốc miệng, mặc cho nước mưa rơi vào, hiện tượng tự nhiên đặc biệt này xuất hiện ở ngay cự ly gần như thế, khiến người ta phải trợn mắt le lưỡi ngạc nhiên cũng là chuyện đương nhiên thôi. Trương Lập Thẫn thở nói, đó, đó là cái gì vậy? Ba Tang và Son cùng lúc đáp, xét hòn, đó là xét hòn xét hòn trông như một con sứ khổng lồ trôi nổi dập dềnh giữa không trung những xúc tu màu lam không ngừng vươn ra từ thân thể nó nó đi qua nơi nào xung quanh chỗ đấy mười mấy mét tất cả đều như bị thiêu trong lửa đỏ mặt đất nứt nẻ cây cỏ bốc cháy hừng hực lại có một cây cổ thụ lớn chặn đường đi của nó xét hòn dịu dàng bao bọc lấy thân cây chỉ nghe tiếng lạch tạch đùng đùng như dây điện đứt rồi một tia sáng đỏ chói lóe lên cây cổ thụ kia cũng không thoát khỏi số mệnh bị hủy diệt đổ ảnh xuống đất đồng thời cháy lên bùng bùng xét hòn cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại con dao của son bị nung thành một hình cầu quái dị. Muôn ngàn cánh tay xúc tu lại quất xuống mặt đất lần nữa, vô số ngọn lửa bùng lên, cả khu rừng như biến thành luyện ngục, và tất cả sinh vật trong chốn luyện ngục này đều phải tiếp nhận hình phạt thiêu trong lửa nóng. Cơn bão sấm sét đáng sợ kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu nhúc nhích thân hình khổng lồ của nó, đi xa khu vực chỗ năm người bọn Trác Mộc Cường ba. Năm người cuối cùng cũng biết thế nào là cơn phẫn nộ của thiên nhiên, khi thế cuồng bạo ấy, bất cứ loài sinh vật nào trên đời này cũng chẳng thể so bì tất cả giống như một bãi chiến trường vừa được lửa chiến tranh tẩy lễ những cây cổ thụ cao mút chân mây bị sấm sét đánh cho đổ nghiêng ngả đâu đâu cũng thấy lửa chốc lát đã bị cơn mưa sầm sập dập tắt chỉ còn lại mùi cháy khét và những làn khói xanh vấn vít ở một vài nơi thế lửa không ngờ lại càng lúc càng lớn lửa và nước mưa tựa hồ hai con thú khổng lồ đều muốn áp chế đối phương nhất thời cứ rằng có mãi không bên nào chịu bên nào son còn trông thấy rất rõ một con kiến đang vất vả bò lên một chiếc lá đang đảo lượn trong mưa gió, chẳng mấy chốc đã bị nước mưa xối đi đâu không biết. Bầu không khí nồng nặc mùi ni khiến người ta thở cũng khó khăn, hết thảy mọi vật xung quanh đều sơ sắc tiêu điều, điều. Ba tang cực nhọc bò dậy khỏi đống bùn lầy, nhặt con dao vẫn còn may mắn giữ được sau cơn tai nạn của mình lên, dắt trở lại vào eo lưng, vẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, lúc này, cơn mưa không chịu mất kia đã làm anh ta cảm thấy hơi đau đầu. Cuối cùng, ba tang lại chán nản rũ xuống, chẳng khác nào một con chó hoang vừa bại trận, thở dài ủ ê không chút sức sống, đi thôi, thế nào cũng phải tìm chỗ mà tránh mưa, không thì không chịu nổi nữa đâu. Thế nhưng, trong rừng sâu u tối lại đang mưa như chút nước này, nên đi theo hướng nào bây giờ? Đi hướng nào mới tránh khỏi khu vực bị sấm sét tàn phá? Cả năm người đều không có chú ý, lúc này, trong tán rừng trước mặt bọn họ, nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất, bỗng có một quả cầu lửa lăn ra, năm người vội cuống cuồng tránh khỏi đường lăn của quả cầu lửa, một mùi thịt cháy khét lẹt sộc vào mũi đến lúc quả cầu lửa lăn thêm tầm hơn chục mét nữa thế lửa nhỏ dần bọn họ mới nhìn rõ chân tướng của nó ước chừng có khoảng vài triệu con kiến đang bám chặt vào nhau cắn chắc lấy cơ thể đồng loại từng tầng từng tầng một tạo thành một quả cầu kiến vĩ đại bọn kiến lính ở tầng ngoài cùng dùng chính thân thể mình cản ngọn lửa lại bị cháy thành cho cũng quyết không buông ra sau khi thoát khỏi vòng vây của ngọn lửa bọn chúng nhanh chóng phân giã ra thành đội ngũ chỉnh tề Sắc những con đã chết lập tức bị nước mưa cuốn đi, những con còn lại di chuyển về một thân cây. Ở trung tâm quả cầu, là kiến chúa với vùng bụng không ngừng nhu động, được các kiến thợ khiêng vào nơi ở mới, mặc dù đã hy sinh mất quá nửa, nhưng đang kiến của nó vẫn chưa bị diệt phong, hy vọng vẫn còn chưa hoàn toàn tắt hết. Nhìn lũ kiến vừa thoát khỏi ngọn lửa, chắc một cường ba đột nhiên có một cảm ngộ mới, nhưng cảm giác này lại chỉ dâng trào lên trong lòng ngực gã mà không biết phải biểu đạt thế nào. Năm người đều bị sự hy sinh tráng liệt của lũ kiến làm chấn động. Son Líu Díu nói, chẳng mấy chốc chúng sẽ mở căn cứ địa, xây dựng một vương triều mới ở đây, thật đúng là những sinh mệnh ngoan cường. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, phải không? Đúng thế, Trương Lập đáp, chỉ cần vẫn còn hy vọng, chẳng mấy là sẽ phồn thịnh lại ngay. Trong lúc nói chuyện, nước mưa vẫn xối thẳng vào mắt anh. Sau cơn bão sấm sét, mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngớt đi chút nào, ngược lại còn như muốn tăng thêm sức mạnh bốn phía đều là bọt nước trắng xóa, bọt nước được ánh sáng rực rõ trên tầng mây chiếu vào, lại ánh xạ ra đủ thứ màu sắc kỳ dị như mộng ảo. Bốn người bọn Trác Mộc Cường ba cảm thấy phảng phất như trên lưng mình không phải cái ba lô nặng 10 cân, mà là thứ nặng phải tới trăm cân. Dưới sự áp chế của cơn mưa, mỗi người đều phải gồng hết sức mới ngẩng được đầu lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống, hoa nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành màn bụi nước, cao đến hơn 1 mét. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương rội ập xuống, dưới đất là mây mù vẩn vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng tối phủ che. Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi không cơ mưa, không, là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi. Đi được vài bước, nhạc dương lại ngã hoạch lần nữa, anh chàng vùng vẫy mấy lượt, chẳng ngờ lần này còn không bò lên nổi, cả người bị màn bụi nước vây kín vào trong. Trương Lập thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ bạn đồng hành lên nhạc dương đưa tay ôm ngực nói tức ngực quá tôi cảm giác như không thở nữa rồi ấy trương lập không đùa cợt mà nghiêm mặt nói với nhạc dương mưa lớn quá chúng ta ai cũng có cảm giác này chứ không phải chỉ mình cậu thôi đâu chắc là cậu không đến nỗi không chịu được đấy chứ vết thương thế nào không sao chứ nhạc dương lắc đầu không sao vết thương của anh ba tăng còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều mà rốt cuộc thì cơn mưa này đến bao giờ mới chịu ngừng đây Trương Lập liếc nhìn Nhạc Dương, vết thương trên rùi anh ta đã bị nước mưa ngâm cho tái nhợt đi, giống như một miếng thịt giữa đã tét miệng ra rồi vậy. Rốt cuộc bao giờ mới ngừng mưa đây? Cùng hỏi như vậy còn có chắc một cường ba, không biết đã vấp ngã lần thứ bao nhiêu, gã chống tay vào một thân cây trèo lên, hỏi ba tang. Ba tang giấu cánh tay bị thương dưới eo, cố gắng không để nước mưa quất chúng, đờ đẫn trả lời, không biết, có thể là 10, 20 phút sau, có thể là một hai ngày, có thể. Anh ta không dám nói tiếp, suốt cuộc là trước khi họ tới đây khu rừng này đã có bao nhiêu ngày không mưa rồi, lần này mưa sẽ rơi bao nhiêu ngày đây. Căn bản không thể nào tính toán được, nhưng ba tàng biết rõ một điều, nếu cứ để mưa lớn thế này xối cho vài tiếng đồng hồ nữa, chỉ sợ mọi người đều sẽ phát điên hết cả mất. Đột nhiên, một con khỉ đêm nhảy vù qua ngọn cây, dường như nó cũng đang chạy trốn cơn mưa bão, son vội hét lớn, nhanh lên, đi theo nó. Nó chạy không nhanh lắm đâu năm người chạy theo hướng con khỉ, biến mất trong màn mưa gió mênh mang. Trời vẫn tối đen như mực. Trời đất không phân biệt ngày đêm, rừng rậm cơ hồ chìm trong bóng tối vĩnh hằng, nguồn sáng duy nhất lại chính là sấm sét đang gào rú chuẩn bị hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Dù cho bóng đêm có thể khiến người ta mất đi cảm giác về thời gian, nhưng mấy người bọn Trác Mộc Cường ba thì vẫn biết rất rõ, đã hai ngày nữa trôi đi, thời gian dành cho nhiệm vụ lần này của họ đã kết thúc, Tuy nói bọn họ lần nào cũng thất bại, song đúng là chưa có lần nào thất bại thê thảm như lần này cả. Không những đã bị lạc hướng trong rừng, lại còn mỗi giờ mỗi khắc đều vật lộn bên bờ vực sinh tử. Hai ngày nay, họ năm lần gặp phải bão sấm sét, ba lần bị vây khốn trong biển lửa chờ mưa lớn giải vây, ấy là chưa tính đến vô số lần suýt nữa thì bị cây to đổ xuống đè phải, rồi lại mấy lần suýt thì bị dòng nước bùn cuốn đi mất. Nhưng bầu trời vẫn tối đen như thế, mưa lớn vẫn không chịu ngừng trận mưa vĩ đại này tựa hồ muốn rửa sạch hết mọi tội lỗi trên thế gian, không ngừng cọ rửa đi trọ rửa lại khu rừng này, nó như một trận mưa vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Nước, một lượng nước vô cùng vô tận từ tận cùng của bóng tối tràn về, bổ xuống giữa khu rừng, tựa như chiếc kéo tỉa cành tách tán cây ra, sửa phẳng lại thảm cỏ, tạo ra một dòng sông mới. Người đi trong rừng tựa như những cỗ xác sống, chỉ dựa vào bản năng mà tiến lên, mưa xối lên đầu họ, chảy ngoằn ngoèo theo lọn tóc rồi bỏ qua thân thể họ, làm quần áo họ như được ngâm trong thuốc tẩy, khiến tay họ nhăn nheo rúm gió như chi trước của bọn vượn người. Hai ngày hai đêm, nước mưa giống như một ông già không ngừng gõ thước lên đầu mấy người, làm họ không sao ngủ được, tiếng mưa lúc nào cũng như sấm động bên tai, tựa như lũ mũi vo ve lúc nửa đêm, xua mãi không chịu đi. Bọn họ chỉ biết đi, mãi miết đi, động lực duy nhất giúp họ cầm cự được đến giờ phút này, chính là một chỗ có thể trú mưa được, hoặc giả khoảnh khắc sau đây, phía trước sẽ xuất hiện một chiếc cano, hay một căn nhà gỗ nhỏ, như vậy sẽ chứng tỏ rằng bọn họ đã cách thành phố không xa nữa. Nhưng cứ đi đi mãi suốt hai ngày trời, ngoài cây cối ra thì vẫn chỉ là cây cối, ngoài nước mưa ra vẫn chỉ là nước mưa, bọn họ căn bản không biết mình đã đi được bao xa, cũng không biết mình phải đi thêm bao xa nữa. Mặc dù nói thời gian thực hiện nhiệm vụ đã qua, tổng bộ sẽ phái đội tìm kiếm, đồng thời cũng có thể liên lạc cầu cứu, nhưng trong hình hình hiện tại, sấm xét thừa khả năng làm tất cả các thiết bị thông tin mất đi công hiệu, và lại khốn thân trong rừng. Than thở này, khả năng được các nhân viên cứu hộ tìm thấy gần như không tồn tại. Bọn họ giờ đây chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để xông ra khỏi khu rừng rậm này mà thôi. Trác Mộc Cường ba dương mắt lên chăm chú nhìn ra xa, ở đó là một vùng rừng cây rậm rạp và bóng đêm vô tận, còn có cả nước mưa, đâu đâu cũng là nước mưa. Gã cúi đầu trầm tư, lẩm bẩm, lẽ nào, đây mới chính là khảo nghiệm của Lữ cánh nam dành cho bọn gã ở vùng rừng mưa nhiệt đới này? hay đúng ra bọn gã ở nên ở lại lãnh địa của người cu thì hơn hư rừng nhiệt đới hư hư đây chính là rừng mưa nhiệt đới từ chiều hôm qua son đã bắt đầu lặp đi lặp lại hai câu này cứ cười gần vài tiếng lại lặp lại một lần ánh mắt đờ đẫn nét mặt ủ rũ như gà dù cứ tiếp tục kéo dài như vậy xem ra chẳng bao lâu nữa trong bọn họ thế nào cũng có thêm một người phải đến cái nơi ba tang đã từng ở một thời gian dài kia ba tang cố nhịn cơn đau nơi cánh tay gắng gượng đưa lên chắn mưa trên đầu, đầu anh ta lúc này đang đau như búa bổ, giờ đây mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đầu, đều tựa hồ như một viên bi sắt rơi từ trên trời xuống, thậm chí còn nghe được cả tiếng viên bi đập vào vỏ sọ, phát ra những tiếng cạch 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 nữa. So với ba người kia, tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương rõ ràng là tốt hơn nhiều, mặc dù hai người họ cũng bị nước mưa xối cho chẳng còn phân biệt được phương hướng là đâu, đồng thời cũng phải bò lê bò toài trong đất bùn nhảy nhão, song hai anh chàng này vẫn đùa đùa cợt cợt, cố gắng chỉ nói những câu vui vẻ nhất. Bọn họ thậm chí còn coi hai ngày hai đêm quằn quại trốn luyện ngục trần gian này thành một thứ hưởng thụ nữa. Trong quá trình huấn luyện có một phần hết sức đặc biệt do ngải lực khác hướng dẫn, nội dung huấn luyện kỳ quái vô cùng, chính là huấn luyện cho mọi người biết nói đùa, nói không ngừng không nghỉ. Lúc đó tất cả mọi người, bao gồm cả Trác Mộc Cường Ba, đều cảm thấy nội dung huấn luyện này quả thực chẳng có chút gì liên quan tới sinh tồn nơi hoang dã cả chỉ có mình Trương Lập và Nhạc Dương, không biết có phải nội dung huấn luyện này hợp khẩu vị họ hay không, mà sau khi huấn luyện kết thúc, cả hai đều trở nên lắm mồm và hiếu động hơn hẳn trước đây. Lúc này, chắc Mộc Cường Ba mới nhớ lại lời ngải lực khắc. Ở nơi hoang dã, thường xuyên xuất hiện những tình cảnh bơ vơ không ai tương trợ, chẳng hạn như lỡ chân rơi xuống cái giếng khô nhiều năm không dấu vết của con người, bị chôn vùi trong đống hoang phế, hoặc rơi vào cạm bẫy tối đen không thấy mặt trời. Nhiều lúc, muốn sống sót trở về, không chỉ cần thức ăn, ý chí mà người ta còn cần cả một tâm trạng lạc quan, tín nhiệm kiên trì đến cùng nữa. Những lúc như thế, tìm niềm vui trong nỗi khổ tuyệt đối là một liều thuốc quý, giúp người ta tăng cường lòng tin, tạm thời quên đi nỗi cực nhọc trước mắt. Đến lúc ấy, các anh tự khắc sẽ biết thôi. Đến giờ, cuối cùng chắc Mộc Cường Ba cũng hiểu được dụng ý của ngài lực khắc, nhưng điều này không phù hợp với tính cách của gã. Có bảo gã kể chuyện cười gã cũng chẳng kể được chuyện gì, điều gã có thể làm, chỉ là lặng lẽ dẫn theo đội ngũ của mình, mãi miết đi về phía trước đi mãi không ngừng. Không biết từ lúc nào, gã đã thay vị trí của Son, trở thành người đi đầu dẫn đường cho cả nhóm, phía trước không có đường, gã sẽ dùng hai chân dẫm đạp ra một con đường, trong rông bão không phân biệt được phương hướng, thân thể hắn chính là cột mốc để đồng đội bám theo. Nhưng lúc này đây, các thành viên trong nhóm đều sắp mất hết ý chí cầu sinh rồi, gã phải làm sao đây? Hai mắt chắc mộc cường ba nhìn chằm chằm về phía xa, ở đó, ngoài rừng cây và bóng đêm vô tật, còn cả nước mưa, Nước mưa ở khắp nơi nơi, quay đầu nhìn lại, là bốn đồng đội tinh thần uể oải, quần áo rách bươm. Gã không thể nào tĩnh tâm suy nghĩ được, mưa từ trời cao đổ xuống không ngừng rầm rập bên tai, thì ra, đây mới chính là chỗ đáng sợ thực sự của rừng than thở, trước cơn phẫn nộ của thiên nhiên vĩ đại, sức người vĩnh viễn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, trên đời này có những khó khăn mà con người không thể nào chiến thắng. Gã nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam đã nói, trong gian khó, ai có thể kiên trì đến tận cùng, người ấy sẽ là kẻ chiến thắng kiên trì, kiên trì, kiên trì. Tại sao mới có hai ngày? Tại sao họ vẫn còn ở trong rừng rậm? Rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới đến điểm tận cùng? Trác Mộc Cường ba biết, sức nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn, cứ tiếp tục thế này, tinh thần gã sớm muộn gì rồi cũng sụp đổ, nếu như gã mà ngã xuống, e rằng cả nhóm cũng coi như xong đời. Đáng ghét, đáng ghét thật, trong lòng gã thầm gào lên, những ngón tay trắng bợt nắm chặt lại. Lúc này, bùn đất ở các rễ cây ven đường bắt đầu nhúc động, son vẫn đang lầm bầm mắng chửi khu rừng chết tiệt cơn mưa chết tiệt đột nhiên trông thấy bên dưới đám bùn đất dường như có thứ gì đó sắp chui ra liền ngây người ra nhìn quên cả mắng chửi mãnh thú hồng hoang trương lập và nhạc dương cũng bước tới cạnh chỗ son đang đứng ba người kinh ngạc nhìn vật thể giống như cây nấm kia trồi lên khỏi mặt đất xòe tán ra rồi ngẩng cao đầu lên lật ngược lại sau đó bị nước mưa xối tan nát thành vô số mảnh nhỏ tung lên một lớp bụi mù màu vàng hay màu xám nhàn nhạt, nhạt tất cả chỉ như ống kính lia nhanh, diễn ra cực nhanh và không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Son vội vàng xé một mảnh từ chiếc áo vốn đã rách bươm bét, bịt kín mũi miệng lại, Trương Lập, Nhạc Dương thấy vậy, cũng tất tả làm theo, Nhạc Dương tò mò thắc mắc, chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Son đáp, không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định, thứ trông giống như cây nấm này chắc chắn là chân khuẩn hay nấm mốc gì đó. Tôi từng nghe nói, trong rừng sâu có một loại nấm mốc, có thể trực tiếp thâm nhập cơ thể sinh vật đang sống nói tóm lại, nên cách chúng càng xa càng tốt. Trương Lập ừm một tiếng, rồi chạy đuổi theo bọn Trác Mộc Cường ba phía trước, dặn hai người chú ý cẩn thận. Trác Mộc Cường ba và ba tang cũng xé tấm áo ướt súng ra bịt chặt mũi miệng, có điều làm như vậy, hô hấp lại càng thêm khó khăn hơn. Ba tang lấy tay đập đập vào Thái Dương, hỏi những người còn lại, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tất cả đều lắc đầu, ngoài tiếng mưa ra thì chỉ còn tiếng sấm, lấy đâu ra âm thanh nào khác, mấy trận rông bão sấm sét đã làm thính lực của cả mấy người đều bị ảnh hưởng khá nhiều. Ba tang lại bắt đầu vỗ mạnh lên đầu, dường như có âm thanh gì đó không ngừng vang lên trong óc, nhưng chỉ chốc lát sau anh ta đã lấy lại bình tĩnh, tập trung lắng nghe một lúc rồi mới nói, không đúng. Có âm thanh gì đó, từ phía tây truyền tới ấy, ngón tay ba tang chỉ về phía bọn họ đang đi, anh ta biết rõ, đây không phải âm thanh vang lên trong đầu mình, đích thực là anh ta đã nghe thấy, Tựa hồ như có thiên binh vạn mã đang rầm rập tiến về, âm thanh đó tuyệt đối không phải tiếng sấm, cũng không phải tiếng mưa, vậy thì là tiếng gì? Cuồn cuộn dâng trào, đúng rồi, chính là âm thanh của thứ gì đó đang cuồn cuộn tràn tới. Ba Tang cơ hồ như muốn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, song cuối cùng cũng vẫn nhẫn nhịn được. Anh ta bước lên vài bước, ở ngay bên trái là dòng sông đang cuộn chảy, giờ đây nước sông không còn trong vắt như trước nữa. Nước mưa ở khắp nơi, mang theo bùn đất đổ dồn về đây nước sông đỏ đục ngầu, tựa như một dòng sông máu đang sôi trào cuồn cuộn. Diện tích lòng sông đã tăng lên cả chục lần, những thân cây cao tới mấy chục mét ở giữa lòng sông lắc qua lắc lại, thoát cái đã bị xối xuống hạ du, vô số thi thể động vật dập dềnh trôi nổi trên dòng sông đỏ ngầu, chúng đã bị ngâm cho trắng phớ, nhìn từ xa lại căn bản không tài nào phân biệt được là xác loài động vật nào cả. Ba Tang ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn gì đó. Trương Lập hỏi, anh Ba Tang bị sao vậy? Trác Mộc Cường ba nói, hình như anh ta phát hiện ra thứ gì đó. Ba ta ngẩng đầu lên, lắc đầu thật mạnh, quả thực là đau quá, trong tay anh ta cầm một nắm cây đã bị nước ngâm trương phồng lên, nói, nhân lúc này vẫn còn kịp, nhanh nhanh làm một cái bẻ gỗ chắc chắn, nhanh lên, có khi không kịp mất. Nói xong tay đã vung dao lên, bắt đầu phạt cành lá trên thân cây bị đổ dạp bên cạnh. Chắc Mộc Cường ba cũng sắn tay tham gia chặt cây, đoạn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ba Tang đưa mắt nhìn nắm cành lá bị anh ta vứt dưới chân, nói: "Đây không phải thực vật mọc trong rừng, mà là loài sinh trưởng trên núi cao." "Núi? Xung quanh đây đều là rừng cây, núi ở đâu ra chứ? Chỉ có dãy Andes, anh muốn nói nó bị cuốn từ trên núi xuống đây hả?" Giọng chắc mộc cường Ba Lạc đi. Khóe miệng Ba Tang giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Thủy chiều đỏ, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm rồi mới đúng, sau cơn mưa lớn, chắc chắn là sẽ có lũ, nhưng à ba tang biết rõ dù có nghĩ tới đi nữa thì cũng chẳng ích lời gì ở đây lấy đâu ra chỗ nào ẩn nấp mà tránh khỏi cơn trở trời trên phạm vi rộng như vậy chứ trương lập và nhạc dương cũng rút dao ra nhạc dương vừa phạt cây vừa hỏi thủy triều đỏ là cái gì vậy son đứng sau lưng nhạc dương lẩm bẩm nói hồng thủy đại hồng thủy nước lũ từ dãy andes tràn xuống mang theo cả đá lẫn bùn hủy diệt tất cả nuốt chừng mọi thứ thậm chí còn có thể khiến sông putumayo và sông amazon thay dòng Lũ quét tràn qua tới đâu, thôn làng bị hủy diệt đến đó, nông trang đồn điền sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta đang bị vây khốn trong rừng sâu, dù biết trước thì làm được gì chứ, căn bản là không có đường nào thoát thân cả. Ba Tang nói, chỉ cần tránh được đỉnh lũ đầu tiên, rồi, nương theo dòng lũ trôi về phía trước thì cũng chưa chắc là không có cơ hội sinh tồn đâu. Hoặc chúng ta có thể tìm được chỗ cao nào đó, giống như khu rừng ở lãnh địa của người Cucuơ chẳng hạn, vậy thì cũng tránh được cơn lũ quét này rồi. Trương lập tức khắc hỏi ngay, tại sao lại gọi là thủy triều đỏ? Lũ quét thì cứ gọi là lũ quét cho rồi. Ba ta ngây người, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận kiểu phân tán nỗi sợ bằng cách pha trò này của Trương Lập, nhẫn nại giải thích, trên đại lục Nam Mỹ có hai loại nước chiều nổi tiếng, một là thủy chiều trắng, một là thủy chiều đỏ. Thủy chiều đỏ chính là lũ quét, là thảm họa tự nhiên có sức phá hoại lớn nhất, cũng giống như vỡ đê trường Giang hay Hoàng Hà đổi dòng ở Trung Quốc vậy. Thủy chiều trắng là chỉ nước biển đảo dòng, nước chiều ngược ở sông Tiền Đường, đem phóng đại lên một nghìn lần thì chính là thủy chiều trắng đó. Trong lãnh thổ Brazil, dòng thủy chiều trắng hình thành do nước biển chảy ngược có thể xâm nhập sâu mấy trăm km vào hệ thống sông ngòi trên đất liền. Giờ đang là lúc trăng tròn, cũng là lúc nước chiều dâng mạnh mẽ nhất, bên dưới nước biển chảy ngược, nước mưa bị tắc ứ không chảy thoát đi được, bên trên lại không ngừng mưa, không ngừng mưa, cậu nói xem cuối cùng kết quả sẽ thế nào. Trương Lập không thốt được tiếng nào, bọn họ dường như đang bị nhốt trong một đường ống, hai đầu ống đều có nước chảy vào, năm người bọn họ và tất cả sinh vật trong khu rừng này là những kẻ đầu tiên nhận lấy sự công kích của hai dòng nước đó. Bè gỗ vừa kết xong, đã nghe son hô vang, đến rồi. Đáng sợ quá, làm sao thoát được bây giờ? Phía xa xa, dưới ánh sáng nhập nhằng của chấp điện, một vệt đỏ đang sụp sôi tiến về, nó đi qua nơi nào, rừng cây bụi tưởng chừng như tường đồng vách sắt kia tựa hồ bị nhúng vào hồ axit, chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích từ thuở con người có mặt trên trái đất tới nay nó đã được cổ nhân mệnh danh là quái thú hung tàn nhất đáng sợ nhất hồng hoang quái thú có diện mạo hung ác tính tình bạo liệt đi tới đâu là nơi ấy cỏ cây không mọc nổi vạn kiếp bất phục những âm thanh rầm rầm như muốn chọc thủng màng nhĩ thoát cái đã tới trước mặt năm người chưa từng mục kích thủy chiều đỏ trố mắt lên nhìn bức tường đỏ như máu ấy đang sầm sập cuốn văng tất cả những cơn sóng cuồn cuộn tựa con mãnh thú đói khát đang há cái miệng to đầy máu ba tang hét lớn lên cây mau trèo lên cây. Bốn người vội vã tìm một cây to nhất trèo lên, còn Ba Tang vẫn ở bên dưới dùng dây thừng cột chặt bè gỗ vào thân cây. Trác Mộc Cường ba hét lớn, "Ba Tang, nhanh lên đây, mặc kệ bè gỗ đi, nhanh lên." Ba Tang nói, "Vẫn còn kịp, cột chặt bè gỗ lại, đợi qua đỉnh lũ là có thể dùng ngay, bằng không cứ bị khốn trên cây thế này chẳng đi đâu được thì cũng chết chắc đó." Ba Tang buộc chặt dây thừng, bắt đầu trèo lên trên, đội quân tiên phong của cơn lũ bắt đầu tràn qua vùng đất bùn nước mưa táp vào dòng nước, hòa thành một bộ phận của nó, sấm nổ y um, xét giật ngang trời trợ uy thêm cho cơn lũ, sức mạnh khổng lồ của nó quét sạch đi tất cả. Những cây cổ thụ khổng lồ mới rồi vẫn đứng sừng sững như những người khổng lồ bằng thép bị cuốn đổ dạp như những cành củi mục, trong chớp mắt đã bị nước lũ ùn ùn ập tới nhấn chìm. Lúc này, bọn Trác Mộc Cường ba trèo lên cành cao nhất, còn Ba Tang cũng cách mặt đất chừng gần chục mét rồi, nhưng nước lũ đã ngập đến đùi anh ta, dòng nước đáng sợ cuồn cuộn đượm sắc máu, dưới ánh chấp nhập nhằng mặt nước tựa như vực sâu chết chóc, bên trong có vô số xoáy nước, gặp phải thứ gì, chỉ cần nháy mắt là đã hút chặt vào không còn tâm thích đâu nữa. Mấy người trên cây đều ngấm ngầm cổ vũ cho ba tang, chắc một cường ba hét lớn, anh làm được mà, còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Một chút đó, ít nhất cũng phải cao tới 10 mét, ba tang cực nhọc trèo lên cành cây, 10 đầu ngón tay ghim chặt vào vỏ cây, nhưng nước lũ đã ngập đến eo lưng, ba tang phải vừa bò lên, lại phải gắng sức chịu đựng dòng nước cực mạnh ấy xối ngang để buộc chặt bè gỗ bao nhiêu dây an toàn đều đã dùng hết ở đó cả thành ra bây giờ bốn người thấy ba tang như vậy mà chỉ biết lo lắng thôi chứ không làm gì được gương mặt ba tang tái nhợt đi vì bị nước xối đồng thời cũng đỏ hồng lên vì dùng sức quá độ lúc này vết thương trên cánh tay anh ta lại dở trứng mà đau nhói lên dữ dội còn bốn người ở trên cây thì chỉ biết nhìn bất lực các ngón tay phải của ba tang chầm chậm lơi ra cuối cùng không thể nào bám vào cành cây được nữa anh ta ngẩng cao đầu, gương mặt sắt ấy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo cố hữu. Sau đó, cả thân hình liền biến mất giữa dòng nước, tựa một tảng đá bị ném xuống rãnh, không có nước bắn lên, cũng chẳng thấy gợn sóng lăn tăn gì. Ba tang, Trác Mộc Cường ba khẽ kêu lên một tiếng, gã biết rõ, dù là gì thì cũng không còn kịp nữa rồi. Nhạc Dương ngồi nghiêng trên một cành cây, bàn tay bóp chặt vào một nhành chìa ra, dưới là nước mưa xối xả, trái tim anh chợt như thắt lại, đích xác, anh không thích ba tang cho lắm, cả đội này chẳng người nào thích ba tang cả. Vẻ bề ngoài của anh ta hết sức âm trầm, bộ dâu quai nón rậm rạp và gương mặt ngạo mạn khinh đời kia lại quá vênh váo, tính tình ba tang cũng rất nóng nảy, lúc nào cũng muốn chém chém giết giết, dường như chỉ có mỗi nghề lính đánh thuê là may ra mới thỏa mãn được nhu cầu gần như biến thái ấy của anh ta. Nhưng lần này, mạng của bốn người bọn họ, hy vọng duy nhất để ra khỏi khu rừng này chiếc bè gỗ đó, lại là do ba tang liều cả tính mạng để giữ lại cho bọn họ. Nói gì thì nói, anh ta cũng vì giúp đỡ cả đám mà mới tham gia đội ngũ này, lúc sống chẳng có người nào thân cận, tâm sự mấy câu, đến khi chết đi, thi thể cũng chẳng sao tìm thấy. Đúng lúc tất cả mọi người đều ngỡ rằng không bao giờ còn gặp lại ba tang được nữa, anh ta đột nhiên trồi đầu lên cách đó chừng mười mấy mét, một tay ôm chặt một cây gỗ nửa chìm nửa nổi, một tay giơ lên vẫy vẫy, chỉ về phía mấy người bọn chắc một cường ba, lớn tiếng hét, ấy, xem ra giờ tôi chỉ còn cách đi trước mấy người một bước rồi, đừng có mà bảo tôi mấy người có bẻ gỗ mà cũng không thể thoát khỏi khu rừng này đấy nhé. Nhớ đấy, chúng ta gặp nhau ở St. Mary, đừng để tôi đợi lâu quá đấy. Nói đoạn, ba tan trèo lên khúc gỗ tròn đó, ngồi như kiểu cưỡi ngựa, hai tay bám vào hai cành cây chìa ra ở một đầu khúc gỗ, khống chế phương hương như điều khiển bánh lái, xuôi dòng lao đi như tên bắn. Lúc anh ta ngoài đầu nhìn lại, qua màn mưa dày đặc, ánh mắt ấy vẫn kiêu ngạo như thế. Trác Mộc Cường ba thấy sống mũi cay cay, không nén nổi mừng vui thốt, cái thằng cha này. Trương Lập và Nhạc Dương đều thấy trào dâng cảm giác mừng vui đến phát khóc. Son cũng không nén nổi mà bồi hồi cảm thán, không ngờ trong nhóm các anh lại có người như vậy. Sau ba tiếng đồng hồ cuồng loạn, cơn lũ đỏ ngầu hung hãn dường như đã bình hòa trở lại. Dưới chân bốn người, cánh rừng không còn tồn tại, thay vào đó là một vùng nước mênh mang cuồn cuộn, vùng nước tựa như được hòa bằng máu. Son nói, nhân cơ hội này mà mau rời khỏi đây, trước khi đợt lũ thứ hai ập tới, có thể chúng ta còn một ngày thời gian để tìm kiếm chỗ nào địa thế cao cao một chút. Bốn người trèo lên bè gỗ, chiếc bè này gần như đã thành thuyền nuôi trong cơn đại hồng thủy ngày trước, vùng vẫy mấy lượt trước cơn hồng thủy cuồng bạo, lại bị vô số khúc gỗ khổng lồ đập phải vậy mà vẫn kiên cố chắc chắn như thường. Lúc này muốn khống chế phương hướng là gần như không thể nữa rồi, điều duy nhất có thể làm chính là để bè trôi xuôi theo dòng lũ, nếu tìm thấy chỗ nào cao hơn mặt nước thì đó chính là nơi lánh nạn tạm thời. Song tác dụng của chỗ lánh nạn này hầu như cực kỳ nhỏ bé, bởi vì vẫn còn nước mưa ở khắp nơi khắp trốn, mưa vẫn mãi không ngừng rơi, xối ướt tất cả mọi thứ. Bị nước lũ ngâm xối, tất cả đều biến hình đổi dạng, cả rừng cây cổ thụ cao ngất trời lúc này đều biến thành những ốc đảo nhỏ bé, chỉ nhìn thấy phần ngọn cây trồi lên mặt nước, dưới đáy nước còn rất nhiều cây cối thấp hơn hoặc những cành cây bị sét đánh gãy, lúc nước cuốn qua chỗ bọn chúng sẽ hình thành nên những dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Bốn người cẩn thận tiến lên trong dòng nước, tay cầm một cây gỗ dài, trông thấy sắp đụng phải cái cây nào thì liền đẩy bật ra, tất cả đều không thể tự quyết, có trời mới biết dòng lũ này sẽ đưa họ đi đến tận đâu nữa. Hai giờ đồng hồ sau, sắc trời dường như đã khá hơn một chút, màn đen kịt đã thành đen nhờ nhờ, chiếc bè gỗ nhỏ chở bốn kẻ tương lai mờ mịt, trông tựa một chiếc lá rụng xoay tròn trong dòng nước mênh mang. Nhạc dương mắt tinh, bỗng nhiên trông thấy phảng phất như trong màn mưa phía trước có sự sống, liền thấp giọng nói, trên cây phía trước hình như có người, chúng ta có nên đi vòng qua không? Bốn người vội vàng đẩy bè gỗ vào sát một tán cây lòa xòa, lợi dụng tán lá để ẩn nấp, sau đó son lấy cái ống ngắm của anh ta ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương. Một hồi sau, anh ta lên tiếng, hai người, đều có vũ khí, hình như là quân du kích thì phải. Trác Mộc Cường ba mượn cái ống ngắm nhìn thử, hai tên du kích đó trông còn thảm hại hơn họ gấp bội, nào có thể coi là hai con người, căn bản phải nói là hai cái xác sống còn thở, đang treo mình trên ngọn cây chờ chết thì đúng hơn. Giờ tính sao, Trác Mộc Cường ba đưa ống ngắm cho Nhạc Dương, thầm suy tính trong đầu, nếu có ba tan ở đây, khẳng định là anh ta sẽ làm thịt hai tên đó, rồi lấy vũ khí của bọn xê húng, vậy có phải là nên làm như vậy hay không? Trác Mộc Cường ba hết sức do dự, giữa bọn gã và quân du kích vốn chẳng hề có liên quan gì, chẳng qua vì nghe kẻ khác dèm pha bậy bạ nên mới gây ra chuyện lớn như vậy, quả thực là không cần thiết phải vì một lý do không đâu vào đâu như thế mà giết người bừa bãi. Nếu cứ mặc xác bọn chúng mà bỏ đi thì sao? Nhìn bộ dạng uể oải yếu ớt của hai tên du kích đó, chỉ sợ cũng không cầm cự được thêm bao lâu nữa, bỏ mặc không lo, nói gì thì cũng là hai sinh mạng con người chứ đâu phải chuyện chơi. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba cũng đưa ra quyết định của mình. Đúng lúc đó, Son cũng lên tiếng hỏi, các anh nói xem nên làm gì bây giờ. Nhạc Dương đáp, nếu tiến lại, chắc chắn là chúng sẽ ra tay, chúng ta lại chẳng hề muốn chém giết bừa bãi, nhưng nếu bỏ mặc ở đấy, thì chúng thể nào cũng chết chắc cho xem. Nếu cứu bọn họ thì sao? Trác Mộc Cường ba nói ra ý nghĩ của mình. Ấy, không phải chứ, thức ăn cho chúng ta đã không đủ rồi. Hơn nữa bọn chúng với chúng ta không thể nào ngồi chung một con thuyền đâu, tôi chẳng muốn không duyên không cớ gì đã bị người ta đá đít bay xuống. Trương Lập là